cứu hai người bọn họ đi ra, một là vì bọn hắn điện tiến. Cái thứ hai là vì thực hiện chính mình khát vọng, đối với thế giới trả thù, chống lại đế trả thù. Cái này thủ ác ca là hắn tại một bản tà giáo địa sách cổ bên trên phát hiện địa phương. Quyển sách này là theo thời trung cổ lưu truyền tới nay, thời đại kia đúng là thiên chúa giáo thần quyền trí thượng đích niên đại, cũng là mặt khác tôn giáo thụ nhất áp bách địa niên đại. Từ nơi này bản trong sách xưa bò cặp phát hiện cái này thủ có thể ảnh hưởng đến người tiềm thức ca khúc, trải qua nghiên cứu của hắn về sau phát hiện, bài hát này tại lúc ấy không cách nào sinh ra cái gì oanh động. Nhưng là tại hiện tại, nhưng lại đại sát khí à. Thế nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay thậm chí có một lúc bắt đầu vui cười có thể khắc chế cái này thủ ác ma chi ca. Bò cạp lập tức tâm gọi không tốt, bởi vì hắn xem xuống lầu dưới không biết từ nơi này xuất hiện rất nhiều võ trang đầy đủ địa binh sĩ. Mà thành thị ở bên trong vang lên ác ma chi tiếng ca âm cũng đang dần dần bên cạnh tiểu sau đó toàn thành cũng chỉ còn lại có này thủ phạm âm đại bi chú. Bò cạp chết rồi, hắn cái chết rất an tường, theo 25 tầng trên nhà cao tầng nhảy xuống tới, tại tám mế tự do vật rơi chính giữa hắn cảm thấy đây là hắn ghi việc đến nay nhất an tường một lần. Hắn từ nhỏ bị người khi dễ mãi cho đến hắn sau khi lớn lên tự tay giết mình giáo phụ, phản bội của hắn tín ngưỡng. Mà càng về sau càng là đầy tay huyết tinh, giờ khác này hắn mới đột nhiên cảm giác được, chính mình một mực đang theo đuổi lấy hướng thế giới trả thù thời điểm, mình cũng muốn gánh chịu lấy người khác trả thù. Bò cạp không biết mình tại sao phải có ý nghĩ như vậy, thẳng đến đầu trùng trùng điệp điệp tiếp xúc đến mặt đất về sau hắn đã cảm thấy một hồi giải thoát. Nhưng vấn đề là hắn là giải thoát rồi, nước Mỹ nhóm, đám bọn họ tự buồn bực. Bỏ ra lớn như vậy khí lực, tìm về một đống thịt nát, có giá trị tư liệu một kiện không có kiếm đến. Thậm chí vừa lúc mới bắt đầu, nước Mỹ nhóm, đám bọn họ đều không thể phán đoán cái này trồng chất thịt nát tự là bò cạp đấy sau khi biết đến bỏ ra lão đại địa lực khí, lúc này mới xác nhận chuyện này chủ mưu vậy mà đã tự sát rồi hả? Mà ngoại trừ bò cặp lựa chọn mình kết thúc bên ngoài, chuyện này dư ba còn có. Kế tiếp vô số người vào tới thành phố nội địa trong giáo đường bắt đầu sám hối. Sám hối nguyên nhân cũng thiên kỳ bách quái, thậm chí có cũng là bởi vì ngày hôm qua không cẩn thận đã dẫm vào hàng xóm ra địa thảm cỏ mà đã quên nói sorry mà sám hối. Đem toàn bộ Bismarck mấy cái giáo hội như vậy là sức đầu mẻ chán bình thường dân chúng là không biết mình đến cùng tại sao phải như vậy nhưng là nước mỹ chính phủ nhưng lại biết đến căn cứ trong mỹ song phương đạt thành hiệp nghị tiềm thức nghiên cứu địa khống chế sắp bị nâng lên liên hiệp quốc tiến hành thảo luận hơn nữa ra sân khấu tương quan hạn chế biện pháp hắn nghiêm trọng trình độ không thua gì hướng hạch sáu phương hội đàm bởi vì ác ma xuất hiện khiến cho các quốc gia đều chú ý tới tiềm thức phương diện vấn đề cái đồ chơi này đáng sợ trình độ thật là tương đương với một khỏa cỡ nhỏ đạn hạt nhân nếu như lạm dụng tạo thành tổn thất chính là vô cùng đáng sợ địa cho nên các quốc gia dự tính cộng đồng thành lập dự luật đem sử dụng ác ma chi ca địa tổ chức sa tăng cùng sau này những cái kia sử dụng cùng loại ác ý tiềm thức âm nhạc tổ chức định nghĩa vi phản nhân loại tổ chức đem lọt vào các quốc gia thống nhất đuổi giết về phần cái kia thủ đại bi chú trong mỹ hai nước đã bắt đầu thí nghiệm tính đem cái này âm nhạc tại một ít làm thí điểm nơi làm thí điểm trong ngục giam phát ra nhìn xem hiệu quả hơn nữa cũng vì này đã đạt thành một ít tương quan hợp tác còn đối với SMMS, người khác không biết cái này thủ đại bi chú Lai Nguyên ở nơi nào, nhưng là cao tầng nhân sĩ nhóm, đám bọn họ toàn bộ đều là biết đến. Tại một cái khác toàn bộ thế giới nhà khoa học đều ở vào đuôi mù khu địa lĩnh vực, SMMS lại dẫn dắt thủy triều, hắn lại một lần nữa giống như như thần địa nhẹ nhàng vừa ra tay. Tự giải quyết cái này lại để cho mấy đại quốc đều làm phức tạp vô cùng nguy cơ. Thậm chí liền nước Mỹ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đều tại lén nói. Một người như vậy giá trị, chống đỡ mà vượt một chi hàng mẫu tạo đội hình. Mà hôm nay hàng mẫu tạo đội hình đang làm gì đấy? Trần Húc đang tại dãy ruộng, hắn nằm ở chăn đệm nằm dưới đất lên, bên cạnh trên giường tựu là hai cái như hoa như ngọc, hải nước hải dân cấp bậc mỹ nữ, nhưng hết lần này tới lần khác vấn đề là cái này hai cái mỹ nữ đều là chỉ có thể xem không thể ăn cái chủng loại kia. N, nói sai rồi, là xem đều không để cho xem. Quản dịch không biết ở đâu làm ra một cái bịt mắt, trực tiếp tự ném cho Trần Húc nói, chúng ta hai cái nữ hài tử muốn thay quần áo các loại. Bị ngươi thấy được cái đó nhiều xấu hổ à, ngươi nếu chứng kiến ta ta cũng tự không sao cả rồi. Nhưng là cao hiểu tiết nếu như bị ngươi thấy cái gì không nên xem, vậy ngươi phải chịu trách nhiệm à. Lời này nói, Trần Húc lúc ấy thì có loại muốn phun huyết xúc động, cái này yêu nghiệt có phải hay không cũng lớn mật một chút à. Trong lời nói Trần Trụi chính là tại khiêu khích hà Đáng tiếc Trần Húc chỉ có thể có tặc tâm không có tặc đảm, hơn nữa hắn cùng cao hiểu tiết. Đâu chỉ xem qua, sờ đều sờ qua. Mà bên kia cao hiểu tiết nghe được quản dịch nói như vậy cũng bay lên không đi lên. Cũng là muốn tới lúc đó hậu chuyện đã xảy ra. Vì vậy Trần Húc đành phải ngoan ngoãn đeo lên bịt mắt. Loại này bịt mắt tự là cho những cái kia lúc ngủ rất sợ quang người chuẩn bị. Mang lên mặt cũng không thấy được khó chịu. Có thể vấn đề là vật gì đều nhìn không tới. Nghe được bên cạnh sột sột soạt soạt quần áo ma sát thanh âm. Sau đó tự truyền đến cao hiểu tiết qua một tiếng đón lấy cố ý hạ giọng nói, thật sự thật lớn à. Khục khục, cái lúc này Trần Húc không tự chủ được liền nghĩ đến rất không thuần khiết một màn, bởi vì Trần Húc đã thấy tận mắt qua, biết rõ rất nhiều nữ hài tử lúc ngủ đều là không thích mang bra, bởi vì có nói pháp là lúc ngủ mang bra, dễ dàng khiến cho nhu tuyến ung thư. Trần Húc có thể nghĩ đến quản dịch có thể là đem mình bra giải khai, sau đó chợt nghe đến cao hiểu tiết thấp giọng cười nói, ai nha nha, xúc cảm thật tốt à, sau đó quản dịch hờn dỗi nói chán ghét, người cũng không nhỏ à cái này nhưng làm Trần Húc cho gấp đến độ, bên cạnh hai cái mỹ nữ không biết đang làm gì đó, trên giường một hồi tiếng cười đùa, sau đó còn có quản dịch tại kêu to, Trần Húc, người có thể ngàn vạn không muốn xoay đầu lại xem à. Trần Húc thật sự rất muốn nhìn một cái, nhưng là cảm thấy như vậy cũng quá cầm thú rồi, vì vậy dứt khoát đem đầu buồn bực tiến vào trong chăn. Quản dịch cùng Cao Hiểu Tiết lại náo loạn một hồi, Cao Hiểu Tiết thấp giọng nói, người vừa rồi xem hắn nhìn lén chưa? Chưa, tiểu tử này rất quân tử à? Trần Húc bây giờ nhìn không đến, kỳ thật quản dịch cùng cao hiểu tiết ở đâu có cởi quần áo. Hai người mỗi người ôm một giường chăn mền vui sướng hài lòng nhìn xem chăn đệm nằm dưới đất che đầu giả bộ ngủ Trần Húc, y phục trên người rất nguyên vẹn, hai nữ đều tại cười trộm. Trần Húc nào biết đâu rằng hai nữ nhân này đang dở cho quỷ gì. Rơi vào đường cùng hắn đành phải bắt tay bề ngoài tại trong chăn biến thành tai nghe, sau đó đeo tại trên đầu. Ai, tiến vào giả thuyết ảo cảnh A. Trần Húc thà rằng bị huấn luyện viên cực kỳ tàn ác địa trà đạp tàn phá. Cũng không muốn sẽ cùng cái kia hai cái yêu tinh rằng co, không nghĩ qua là phạm vào sai lầm, vậy thì bị chơi khăm rồi. Từ khi phóng nghỉ đông về sau Trần Húc tự không sao cả đi rèn luyện. Ngoại trừ mỗi ngày thông lệ làm cái kia một bộ động tác. Không có rèn luyện hậu quả tự là Trần Húc không dám vào nhập hệ thống mô phỏng bên trong tìm mắng, tuy nói muốn đông luyện 39 hạ luyện tam phục, có thể Trần Húc luôn luôn là cho là mình luyện địa không sai biệt lắm là được rồi dù sao lại không cần đi cái gì tranh đoạt thiên hạ đệ nhất cao thủ luyện cái này nguyên nhân vừa mới bắt đầu cũng là bởi vì có chút cùng huấn luyện viên hờn dỗi, thứ hai cũng là đang nghĩ kỹ nhiều không áp thân hội hai tay công phu luôn điểm an toàn như lần trước tại công đại trảo cắt huyết hầu nam thời điểm nếu như không phải mình còn có như vậy vài cái tử chỉ sợ phải bị một đám lũ ra súc tại chỗ tươi sống đập thành thịt vụn mặt có thể thật làm cho hắn tại như vậy cái mùa đông khắc nhiệt thiên địa chạy ra đi rèn luyện các loại chân húc chỉ có thể nói hai chữ có bệnh n cho dù vốn không có bệnh cũng sẽ bị đông lạnh ra bệnh đã đến tiến vào hệ thống mô phỏng cái kia quen thuộc bình đài trần húc tự chứng kiến tiểu mẫn mỉm cười đứng tại bên cạnh mình ôn nhu thanh âm vang lên chào mừng ngài trở lại giả thuyết ảo cảnh hệ thống xin hỏi ngài bây giờ là cần muốn tiến hành cái đó một cái trò chơi trần húc vừa định nói tiến vào chiến đấu hệ thống a lúc này thời điểm tiểu mẫn liền trực tiếp nói vừa rồi phục hồi dữ liệu lại khôi phục một cái hệ thống mô phỏng ở dưới nguyễn kiện tên là tưởng tượng thiên đường xin hỏi ngài cần thử một chút sao? Tưởng tượng thiên đường, cái gì đó? Tiểu mẫn mỉm cười giải thích, tưởng tượng thiên đường là hệ thống mô phỏng chính giữa một cái phi thường đã bị hoan nghênh địa nguyễn kiện. Bởi vì này khoản nguyễn kiện công năng tương đương với một cái đại não tin tức đọc đến khí, có thể đem ngài trong đầu tưởng tượng hình ảnh, âm nhạc chờ chờ đọc đến hơn nữa dùng số liệu phương thức bảo tồn. Ví dụ như rất nhiều người tựu sẽ thích dùng loại này nguyễn kiện đến đọc đến chính mình trong mộng tin tức, nhìn xem đêm qua rốt cuộc là làm cái gì mộng. Ồ, oh. Trần Húc nghe xong tự vui vẻ, thứ này thú vị à. Tưởng tượng thiên đường một cái khác thường dùng công dụng, tự là tiến hành giả thuyết kiến mô hình, người sử dụng có thể thỏa thích ngẫm lại chính mình ưa thích địa nhân vật hình tượng cùng với động tác, có thể dùng hắn đến chế tạo ra hình ảnh tốt đẹp địa giả thuyết hình ảnh. Lại thông qua đặc thù nguyễn kiện có thể áp xúc cộng hưởng đến PC trên sân thượng. Tại cái gì trên sân thượng cũng có thể quan sát, đây là đồ tốt à. Nói cách khác, thông qua cái này nguyễn kiện có thể làm ra cái gì trong tưởng tượng hình ảnh, cuối cùng thậm chí có thể cơ cấu thành một bộ phim. Hơn nữa tại giả thuyết ảo cảnh chính giữa, không tồn tại phần cứng yêu cầu, muốn làm ra hiệu quả gì chính là cái gì hiệu quả. Mà cái này nguyễn kiện khẩu hiệu tựu là, không có làm không được, chỉ có không thể tưởng được. Cái này có thể so sánh lần trước APG trò chơi chế tác đại sư chính giữa mang video chế tác muốn tốt địa nhiều hơn. Lần trước cái kia khoản APG trò chơi chế tác đại sư, tuy nhiên là đến từ tương lai địa nguyễn kiện nhưng là kỹ thuật hàm lượng cũng rất thấp, đối với phần cứng yêu cầu cũng rất thấp. Cái này là lúc ấy chế tạo ra đến chỗ này trò chơi hình ảnh có thể hoàn mỹ ở trước mắt chủ lưu phối trí trong máy vi tính trôi chảy vận hành nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là phải biết rằng, động cơ là do phần cứng đến quyết định đấy. Hiện tại hình ảnh động cơ đã bị phần cứng chế ước, cho nên làm được anime hiệu quả thường thường đều là lòng có dư mà lực chưa đủ. Muốn cho hình ảnh càng thêm rực rỡ tươi đẹp, trừ phi muốn tăng lên phần cứng tiêu chuẩn. Nhưng là hiện tại máy vi tính phần cứng phát triển tốc độ tuy nhiên tấn mãnh có thể tổng hay vẫn là không đủ trình độ. Bất quá tại hệ thống mô phỏng chính giữa, lợi dụng cái này tưởng tượng thiên đường tự hoàn toàn có thể bài trừ loại khả năng này rồi. Người nghĩ tới điều gì, có thể xuất hiện cái gì? Nhân vật tinh mỹ trình độ là quyết định bởi người đại não tưởng tượng. Cái này thật là tương đương với người có bao nhiêu gan địa có bao nhiêu sản, mộng tưởng có thật đẹp, thế giới thì có thật đẹp. Vì vậy Trần Húc liền không nhịn được, lập tức tiến nhập cái này hệ thống mô phỏng nguyễn kiện chính giữa, mà hắn vừa mới đi vào, Tiểu Mẫn tự nhắc nhở nói, đã đọc đến trong đầu nhân vật hình tượng ghi chép, đang tại sáng tạo. Đọc đến rồi hả, Trần Húc sướng sờ, chính mình còn không sao cả nghĩ đến đi sáng tạo nhân vật hình tượng à. Nhìn xem một cái nữ nhân hình tượng ở trước mặt mình do điểm điểm tinh quang hội tụ biến thành nguyên vẹn đầy đặn, Tiểu Mẫn giải thích nói, tại tiến vào nguyễn kiện thời điểm, ngài trong não tự cái thứ nhất nghĩ tới một người nữ sinh hình tượng, cho nên tự tự động đọc đến sáng lập đi ra. Cái thứ nhất nghĩ đến hay sao, Trần Húc còn không biết chính mình dưới loại tình huống này, cái thứ nhất nghĩ đến sẽ là ai? Quản dịch, hay vẫn là cao hiểu tiết, cái thứ nhất nghĩ đến, bề ngoài giống như rất mập mờ a à. Người phản ứng đầu tiên đều là chân thật đấy, nói thí dụ như có giải trí tiết mục như vậy hoạt động, một giây đồng hồ tất đáp. Tự là đang hỏi một vấn đề về sau, lại để cho người tại không thông qua bất luận cái gì suy nghĩ dưới tình huống làm ra trả lời. Không thông qua suy nghĩ, tự là phản ứng đầu tiên, đây cơ hồ tự là tương đương với phản xạ có điều kiện rồi. Có người nói nếu như vấn đề người ưa thích cái nào nữ hài, cái thứ nhất xuất hiện tại ngươi trong đầu cái kia chính là ngươi thích nhất đấy. Đương nhiên đối với nữ hài tử mà nói, ưa thích nam hài cũng đồng dạng, nếu như tại đệ thời khắc này tựu đầu tiên nghĩ đến cô bé kia, nói thích nhất có thể sẽ có chút khoa trương, nhưng tuyệt đối cô bé này đưa cho người ấn tượng là sâu nhất đấy. Trần Húc xem lên trước mặt tinh quang hội tụ, theo trên hướng xuống rót trúc xuống, cô bé kia theo bước chân thời gian dần trôi qua rõ ràng, mãi cho đến đầu mà nhìn xem cô bé này bộ dạng trần húc lập tức liền có chút hít ngây người không phải quản dịch cũng không phải cao hiểu tiết cô bé này rất điềm tĩnh ngồi ở một chương bàn dài trước chọn nhiễm vài tia màu xanh đậm tóc trước mặt là một đài màu trắng macbook apple rất tinh xảo mà cô bé này cùng cái kia notebook đồng dạng tinh xảo hơn nữa điềm tĩnh chạm tinh chính mình như thế nào hội ấn tượng đầu tiên liền nghĩ đến chạm tinh hay sao trần húc cảm giác mình có chút hít chóng mặt chóng mặt được rồi nếu như nói nghĩ đến quản dịch cái kia không kinh ngạc. Quản dịch cái này yêu tinh cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu, nàng cái kia một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều có thể tác động lấy nhân tâm, hơn nữa hai người cùng một chỗ luyện công thời điểm cái loại này mập mờ, càng làm cho Trần Húc thường xuyên hồi muốn, trong nội tâm một hồi hoảng hốt. Mà nghĩ đến cao hiểu tiết cũng không kinh ngạc, tối thiểu lần kia trên giường giữa hai người mập mờ, trên cơ bản Trần Húc có thể động vào đều sờ so soạng, có thể xem cũng đều nhìn. Khục khục, nhớ tới nàng, cũng không quá đáng a. À nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác là chạm tinh đâu này. Vừa rồi Trần Húc trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn cũng không có chú ý tới mình đến cùng có nhớ hay không đến chạm tinh. Nhưng là không thể phủ nhận hơn là, Trần Húc đối với chạm tinh hảo cảm gần đây hay vẫn là rất không tệ. Nhớ rõ vừa khai giảng địa thời điểm, lúc ấy Trần Húc tự đặc biệt chú ý tới cô bé này, mà sau đó ở chung chính giữa. Trần Húc cũng có thể cảm giác được, cô bé này giống như là thiên nhiên chính giữa một gốc cây xinh đẹp địa hoa lan, im ắng tại đâu đó khai có ít người, nàng tuy nhiên rất yên lặng đứng ở một bên, nhưng lại có thể làm cho người khác khác sâu ấn tượng, khó có thể quên. Trần Húc còn không có cẩn thận suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên cảm giác trên người đau xót. Lúc này thời điểm tiểu mẫn còi báo động vang lên, ngoại giới có người khô nhiễu kêu gọi, thỉnh mau rời khỏi hệ thống mô phỏng trở lại sự thật thế giới. Tại hệ thống mô phỏng chính giữa, ngoại bộ cảm giác đau là có thể cảm giác được, cho nên Trần Húc có thể cảm giác, Đại khái là gối đầu các loại nện vào trên người, đoán chừng là hai nữ nhân kia đất khô chuyện tốt. Ai, đã biết rõ hai nữ nhân này tại lúc này chơi bất an thái. Vì vậy Trần Húc theo hệ thống mô phỏng trong lui đi ra, mở to mắt tháo xuống tay nghe. Tự chứng kiến quản dịch véo lấy eo, chọn lấy lông mi xem chính mình, còn dùng cái kia trắng nõn bàn chân nhỏ cách chăn mền bước lên chính mình, chứng kiến Trần Húc trợn mắt. Quản dịch cũng rất khoa trương nói, xin nhờ ai, hai người chúng ta đại mỹ nữ ở chỗ này, Ngươi lại vẫn có thể thành thành thật thật ngủ cảm giác. Trần Húc liếc mắt, tiện tay đem tai nghe ném qua một bên nói. Tỷ tỷ à, ta không ngủ được ta còn có thể thế nào à? Quản dịch giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nói, này, ngươi còn đeo cái lớn như vậy tai nghe. Vừa rồi chúng ta nói ngươi đều không nghe thấy. Trần Húc nghĩ đến chính mình muốn tiếp tục nghe tiếp thật đúng là nhịn không được phạm sai lầm rồi. Vì vậy tự nói tỷ tỷ ai? Hai người các ngươi chơi di eo tự chơi quá, đừng kích thích ta được rồi ta không kỳ thị đồng tính luyến ái đấy. Nghe xong lời này quản dịch tự nhẹ nhàng đạp hắn một cước, nói ai đồng tính luyến ái à, có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trần Húc nói vấn đề gì, quản dịch cười ngồi ở trên giường, rất yêu nhã mà đem chân vỉnh lên, tuy nhiên mặc hơn là quần ngủ, nhưng là hãy để cho Trần Húc chứng kiến một đoạn không công bắp chân cùng vậy đáng yêu bàn chân nhỏ. Quản dịch tự cười nói, vấn đề này rất nghiêm túc, cũng thật khó khăn, bất quá ngươi nhất định phải làm tốt lựa chọn, bên cạnh cao hiểu tiết cũng bỏ qua mà nói, Ừ, không thể nói lời nói dối cũng không thể qua loa. Trần Húc nghĩ nghĩ nói, ngoá, các ngươi không phải là muốn hỏi vợ của ta cùng mẹ rơi vào trong nước trước cứu cái đó một cái a? À. Vấn đề này không phải nữ nhân thông minh sẽ hỏi đó a? À. Cao Hiểu Tiết nghe xong tự vui vẻ, nói người vừa rồi không có nghe chúng ta nói chuyện, chúng ta nhìn người mang tai nghe về sau mới thảo luận địa à? Cái này Trần Húc cũng chóng luôn, nói các ngươi sẽ không thực hỏi nhàm chán như vậy vấn đề a? À. Ta cự tuyệt trả lời. Quản dịch ha ha cười, nói, cái này sao có thể chứ? Chúng ta chỉ là muốn hỏi ngươi, nếu như ta cùng cao hiểu tiết rơi vào trong nước, ngươi trước cứu ai? Ách, vấn đề này muốn trả lời thế nào? Cao hiểu tiết sụ mặt nói, không được trốn tránh, nhất định phải thành thật trả lời, quản dịch đã ở nước mắt nhìn nhìn xem hắn. Sát khí à, nên cứu ai? Vấn đề này bây giờ không phải là nên cứu ai vấn đề, mà là muốn nghĩ đắc tội cái nào vấn đề. Tuy nhiên cái này hai cái đều không phải mình bạn gái, nhưng vấn đề là nữ nhân tâm tư đố kỵ là vô cùng đáng sợ nói cứu một cái nhất định là tốt tội thứ hai hai nữ nhân này một cái cùng tiểu mèo hoang giống như đoán chừng tuyển quản dịch nàng tự sẽ trực tiếp nhào lên đem mình tươi sống bóp chết một cái khác thì là cái yêu nghiệt tuyển cao hiểu tiết không chừng nàng có thể làm xảy ra chuyện gì đến cái kia biểu diễn thiên phú làm cho nàng tại chỗ đến bên trên một đoạn đỗ người mẹ nộ chìm hộp nữ trang cũng không có vấn đề gì vì vậy trần húc chỉ có thể sợ hãi nói cái kia các ngươi ai biết bơi lặn, chính mình bò lên tốt rồi. Hai nữ cùng kêu lên nói, chúng ta cũng sẽ không. Ta đây cũng sẽ không biết, Trần Húc rất dứt khoát buông buông tay, ta đi băng giúp các ngươi gọi người. Không mang theo như vậy chơi xấu đấy, quản dịch hờn dỗi nói, tự mắc không người biết bơi lặn, kỹ thuật rất tốt, chúng ta cũng sẽ không. Hơn nữa người chỉ có thể cứu một cái, Trần Húc vẻ mặt đau khổ, các tỷ tỷ, ta thực không biết bơi lặn à. Những lời này thật sự chọc nhiều người tức giận rồi, quản dịch cười nhào lên làm bộ muốn đánh Trần Húc, Cao Hiểu Tiết trên giường cũng ồn ào nhảy xuống tới. Lúc này thời điểm Trần Húc toàn thân khóa lại trong chăn, hai nữ nhân này cũng rất không khách khí áp đến trên người hắn. Xin nhờ à, hai nữ nhân này tuy nhiên đều không trọng, nhưng vấn đề thêm cũng không nhẹ rất, áp suất ánh sáng còn không nói, hai người bốn chỉ móng vuốt còn đang không ngừng cong hắn xoẹt xoẹt ổ, Trần Húc bị cong ngao kêu gào, nhịn không được lớn tiếng cầu xin tha thứ, Cao hiểu tiết lúc này mới sửa sang có chút làm cho loạn tóc cười nói, biết lợi hại chưa, đừng giả bộ ngốc. Nhanh lên trả lời, Trần Húc vẻ mặt phiền muộn, đổi lại vấn đề biết không? Không được, Cao hiểu tiết rất bay lên nói, người muốn không trả lời. Ta tự nguyền rủa người đời này mua mì ăn liền bên trong không có đổ gia vị bao. Đổ mồ hôi, Trần Húc kỳ thật rất muốn nói mình đời này đều không ăn mì ăn liền rồi. Nhưng nếu như mình nói lời này chỉ sợ hai nàng đuổi kịp tiếp theo câu tự là nguyền rủa mình đời này còn là xử nam lời này các nàng không phải nói không nên lời bất quá trần húc tin tưởng cái này nguyền rủa nhất định không có khả năng thực hiện nếu như hắn đời này còn là sử nam như vậy hắn tự không khả năng có hậu đời thay không có nhi tử tự nhiên không có khả năng có cháu trai không có cháu trai tự nhiên cũng không có cái kia gọi trần phỉ danh con không có cái kia danh con cũng sẽ không đem máy tính cho mình gửi tới gửi không đến mình bây giờ có lẽ cũng qua không có như vậy thoải mái ai nha nha cái này hình như là cái nghịch biện ai trần húc cứ như vậy suy nghĩ miên man bị quản dịch đút thoáng một phát đành phải nói, hai vị đại tỷ, ta thực đổi lại vấn đề được không? Ta tại đây có một vấn đề cảm thấy không tệ các ngươi nghe một chút thế nào được không? Hai nữ liếc nhau, quản dịch nói, người trước nói nghe một chút, bất quá đừng hy vọng nói sang chuyện khác, hôm nay vấn đề này không trả lời rồi, người cũng đừng nghĩ ngủ cái sống yên ổn cảm giác. Trần Húc đổ mồ hôi, khẽ cắn môi nói, vấn đề của ta là, hai người các ngươi tiến vào trong nước, nhưng là đâu rồi, khục khục, cái lúc này trong tay của ta có một khối cục gạch. Hai nữ liếc nhau, lúc này thời điểm Trần Húc buông ra lá gan nói, ta hiện tại có mấy cái tuyển hạng. Một, đập quản dịch, hai, đập cao hiểu tiết, ba đâu rồi, cái kia ta so sánh thiện lương, đem cục gạch đặt ở bờ mông ngồi phía dưới bọn người đến. Thứ tư đâu rồi, ta đem cục gạch hướng trên mặt đất một ném, ngã thành hai nửa. Ngươi muốn chết rồi ngươi, dám đập chúng ta, quản dịch một tiếng kêu, trực tiếp nhảy đến Trần Húc trên người cong hắn, Cao Hiểu Tiết cũng phiền muộn sử suốt nàng bộ kia con rùa loạn đánh quyền, đem Trần Húc sợ tới mức ôm gối đầu phủ ở mặt, trên người cũng không biết đã trúng bao nhiêu xuống. Bất quá một chút cũng không đau, hai người khí lực đều tiểu hơn nữa hay vẫn là chơi đùa không có ra sao dùng sức, tăng thêm có giường chăn mền chống đỡ, Trần Húc rất phối hợp ngao ngao kêu, không biết sốt cuộc là đang gọi đau nhức hay vẫn là gọi xuân. Loại này mát xa thật là rất thoải mái à, đánh cho cả buổi, hai nữ mệt mỏi, quản dịch tựu nói, tiểu tử ngươi hiện tại cực kỳ khủng khiếp nữa à, liền chúng ta cũng dám đập, hừ, vậy ngươi nói, vấn đề này ngươi chọn cái nào đáp án? Không được tuyển bốn à, đem cục gạch ngã hai nửa, hừ hừ, ngươi nghĩ thì hay lắm, còn phải về đáp à, Trần Húc ngẫm lại sẽ hiểu, kỳ thật đối với quản dịch cùng cao hiểu tiết mà nói, rơi vào trong nước trước cứu ai cùng đập ai, kỳ thật không có gì bất đồng, chỉ có điều lựa chọn đáp án kết quả hoàn toàn trái lại mà thôi. Bất quá Trần Húc sớm có chuẩn bị, cười hắc hắc nói, Ta đây tuyển năm, cái thứ năm đáp án. Còn có cái thứ năm, đúng vậy a, à. Trần Húc cười vô cùng dâm tiện, ai đánh tính cả đi cứu người ta đập ai. Những lời này có thể thật là triệt để chọc giận cái này hai cái giống cái sinh vật, lập tức Trần Húc lại là một hồi kêu thảm thiết, cái này hai nữ ra tay sẽ không nhẹ như vậy rồi, Trần Húc khóa lại trong chăn không thể xoay người, giống như một đầu lên bờ đâu cá đồng dạng dẫy dụa lấy, không cẩn thận ba thoáng một phát, đập lấy bên cạnh ngăn tủ bên trên mà ngăn tủ bên trên vừa vặn thả một lọ đã mở ra tuyết bích, hai. Năm thăng trang cái chủng loại kia, vừa mới uống hơi có chút, đã quên đem nắp bình tử cho đắp lên. Vì vậy tại ba người kinh ngạc trong ánh mắt, tràn đầy tuyết bích cái chai rớt xuống, vừa vặn đánh rơi trần húc trăn đệm nằm dưới đất bên trên. Hai, năm thăng trang tuyết bích à, cứ như vậy dầm dầm đổ tràn đầy một cái chân nệm. Quản dịch hét lên một tiếng đem cái chai lấy ra thời điểm, hết lần này tới lần khác trần húc lúc này thời điểm cũng gấp lấy đi lấy, hai người đồng thời thân thể về phía trước giò xét, đầu thoáng cái đụng vào nhau. Lần này tuy nhiên bị đâm cho không trọng, nhưng bỏ lỡ đem tuyết bích cầm lên thời cơ, đợi cho Cao Hiểu Tiết bỏ qua đến luống cuống tay chân đem tuyết bích cái chai cầm thời điểm ra đi, hai. Năm thăng trong bình trên cơ bản tựu thừa một ít nội tình rồi. Trần lúc nhìn mình vô cùng thê thảm, ướt súng giống như vừa mới đái dầm qua chăn đệm nằm dưới đất, phiền muộn quát, hai người các người nữ nhân đang làm cái gì. Chứng kiến chính mình gây tai họa rồi, Cao Hiểu Tiết cùng quản dịch vội vàng bò, luống cuống tay chân đem Trần Húc trên người che cái chăn cho sốc lên, tuyết bích cho lấy đi. Nhưng nhìn lấy cái kia ướt sũng một mảnh, đã biết rõ buổi tối hôm nay cái này chăn đệm nằm dưới đất nhất định là không có cách nào ngủ người rồi. Ai nha nha, quản dịch không đều Trần Húc nói chuyện, chỉ vào hắn tự nói, ngươi tranh thủ thời gian cầm bộ quần áo đi toilet đổi đi, nhớ rõ đem thân thể sát bay sượt. Cái này tuyết bích có đường, kẹo phân, đã làm về sau rất dính đấy cái này chăn đệm nằm dưới đất chúng ta giúp ngươi thu thập. Cái này tuyết bầu trời ở dưới địa phương quả thực quá là vị trí, Trần Húc phần eo phía dưới, đùi đã ngoài cơ hồ toàn bộ bị tuyết bích cho dính đã đến, ướt súng dán tại trên thân thể khó chịu phải chết. Bên cạnh hai nữ nhân che miệng hắc 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 cười, cười Trần Húc một đầu căm tức. Cái đồ chơi này nhìn xem cùng chính mình đái ra quần tựa như. Vì vậy Trần Húc đành phải cầm bộ đồ đổi giặt quần áo đánh tới toilet, dùng nước nóng xoa xoa thân thể về sau đổi tốt quần áo trở lại, vậy mà phát hiện trong phòng đèn đã đóng hai nữ nhân không biết lúc nào đã chui vào chăn bên trong dùng chăn mền che đầu sau đó còn phát ra cùng loại với ngáy to tựa như khí thô cái này có thể thực đem trần húc cho khí đã đến nghĩ thầm tốt ăn làm bôi tận tựu không nhận nợ nữa à trần húc trong cơn tức giận liền mở ra đèn sau đó cái này hai cái nhà đầu lại vẫn giả vờ giả vịt văn về dụi mắt nói làm gì vậy á không thấy được người ta đang ngủ à nha có hay không đạo đức công cộng tâm đúng á Chứng kiến hai nữ nhân này trang chính là một cái so một cái như, Trần Húc đã gặp các nàng cái dạng này tiểu khí không đánh một chỗ đến, bên trên đi thì đi nhấc lên hai người cái chăn. Cái này hai cái nhà đầu thế nhưng mà trang không nổi nữa. Quản dịch ôm chăn mền kêu to sắc lang à, mà cao hiểu tiết tắc thì kêu to phi lễ. Trần Húc cảm giác mình nếu như nụ cười dâm đãng bổ sung một câu đừng kêu rồi, các ngươi gọi phá yết hầu cũng sẽ không có người lý của ngươi, đây quả thực là một bộ chính tông hạn chế cấp phim nhựa rồi. Có chơi đùa cả buổi. Trần Húc lúc này mới ngồi vào bên trên giường nói, này, hai người các ngươi ra hỏa. Đem của ta chăn đệm nằm dưới đất làm thành như vậy tựu muốn chạy trốn à. Ngươi nói đi, buổi tối hôm nay ta ngủ nếu không, quản dịch một bộ làm sai chuyện rất là ái náy bộ dáng. Ngươi cùng cao hiểu tiết thụy sang, giường ngủ, ta ngủ trên mặt đất. Ngàn vạn không muốn, Trần Húc cùng cao hiểu tiết đồng thời kêu lên, hai người nhìn thoáng qua đều là có chút hít xấu hổ, nhưng là cao hiểu tiết biết rõ cái lúc này ngàn vạn không thể tại quản dịch cái này nữ nhân thông minh trước mặt rụt rè, vì vậy cố ý một bộ rất khinh thường bộ dạng nói, xin nhờ à tỷ tỷ, người cái này cũng quá tiện nghi hắn rồi. Hoặc là các người thụy sàng, giường ngủ, ta ngủ trên mặt đất, trên mặt đất đã không thể ngủ rồi, Trần húc nghiến răng nghiến lợi, trong chân ướt cả, người tới ngủ ngủ xem, được rồi, ta buổi tối không ngủ rồi, hai người các ngươi hảo hảo ngủ đi, nhưng là nói dứt lời, Trần húc liền không nhịn được ngáp một cái hôm nay ban ngày bận việc suốt một ngày, mệt mỏi cũng mệt chết đi được, hiện tại làm sao có thể không khốn. Vấn đề là hiện tại liền chăn mền cũng không có, vừa rồi cái kia giường chăn đệm nằm dưới đất thêm chăn mền đều bị làm ướt. Trần Húc coi như là muốn ngồi tại bàn máy tính trước nằm sấp bên trên một đêm cũng không được. Dù sao hiện tại thế nhưng mà mùa đông khắc nhiệt thiên. Tuy nhiên khai điều hòa, nhưng hay vẫn là rất lạnh địa phương. Gục ở chỗ này dễ dàng cảm lạnh, cái kia nếu không, quản dịch đột nhiên nói, Ngươi cũng sẽ tới trên giường ngủ ngon rồi, chúng ta ba cái ngủ chung. N, ta cùng Cao Hiểu Tiết ngủ một cái mền, chính ngươi ngủ một giường chăn mền như thế nào. Lại trên giường ngủ, lần trước còn gần kề chỉ là cùng Cao Hiểu Tiết một cái đâu rồi, lần này thoáng cái đã đến lưỡng. Trần Húc trong đầu nhịn không được xuất hiện như vậy một bức họa mặt. Hắn ngủ ở giường lớn chính giữa, sau đó quản dịch cùng Cao Hiểu Tiết phải dựa vào tại hắn hai bên. Ai nha nha, đau quá, Trần Húc bụng lấy cánh tay kêu lên. Ngoá, êm đẹp ngươi véo ta làm gì vậy? Êm đẹp, quản dịch lựa chọn lông mi, đối với Cao Hiểu Tiết nói, ngươi chứng kiến hắn vừa rồi cái kia biểu lộ chưa? Vẻ mặt dâm đáng, ngươi cho rằng ngươi muốn cái gì đó ta không biết à? Có phải hay không nghĩ đến trái ôm phải ấp? Tốt, hôm nay ngươi ngủ chính giữa, ta cho ngươi một cơ hội. Cái này vừa mới dứt lời, Cao Hiểu Tiết tựu hét to một tiếng không muốn. Trời ạ, à, Cao Hiểu Tiết biết rõ chính mình ngủ phẩm không thế nào tốt, nếu bên cạnh là quản dịch ngược lại không sao cả nữ hài tử nha, như thế nào đều nói không tốt ai có hại chịu thiệt ai chiếm tiện nghi địa phương. Nhưng là nếu như hay vẫn là Trần Húc, sáng ngày thứ hai tỉnh lại phải nhìn, nữa nàng là toàn chui vào tại Trần Húc trong ngực, thực tế còn là mình chui vào đấy. Cái kia cao hiểu tiết tựu cảm giác mình có thể đi nhảy lầu. Dù sao ta không muốn, cái kia, quản dịch, hay vẫn là người ngủ chính giữa, ta ôm người ngủ. Nếu là hắn dám đối với người động thủ động cước, ta giúp người cắt hắn. Ta đây rất có hại chịu thiệt ai. Quản dịch giống như cười mà không phải cười, coi hắn thông minh, chứng kiến cao hiểu tiết phản ứng như vậy dị thường tự biết chắc trước khi bọn hắn tầm đó từng có sự tình gì. Bất quá nàng cũng rất thông minh không có nói ra, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói vậy được rồi, bổn tiểu thư tự cố mà làm rồi. Bất quá tiểu tử ngươi tốt nhất thành thật một chút, buổi tối cũng đừng có cái gì làm loạn hành vi à. Chứng kiến quản dịch đáp ứng địa như vậy sảng khoái Trần Húc cũng có chút kỳ quái, vốn hắn địa ý là cho hắn một giường chăn mềm lại để cho hắn nằm sấp tại máy vi tính được thông qua một đêm coi như xong đấy. Nhưng quản dịch đều nói như vậy rồi, nhìn xem nữ nhân này đối với chính mình trong nháy mắt, Trần Húc đã cảm thấy rất không hiểu thấu, vì vậy mơ mơ màng màng cũng đáp ứng. Kỳ thật cái này đại khái là là tiềm thức tại quấy phá. Dù sao cùng hai cái đại mỹ nữ cùng giường chung gối, loại chuyện này ngày bình thường nằm mơ cũng không dám muốn à. Tắt đèn về sau, ba người cứ như vậy song song nằm ở trên giường. Quản dịch cùng cao hiểu tiết xây một giường chăn mền, Trần Húc chính mình xây một giường. Chăn mền đều là cao hiểu tiết mang đến, bởi vì Trần Húc bị tấm đệm ướt đẫm, mà quản dịch dễ dàng tự dẫn theo một cái tiểu túi du lịch, bên trong chỉ có vài món tùy thân quần áo, không có mang chăn mền đến. Trần Húc ngủ cái này giường chăn mền tựu là quản dịch vừa lấp mặt đất, bên trong còn có cái kia yêu tinh trên người điểm mùi thơm. Mà cái giường này cũng cũng chỉ là bình thường giường đôi, hai người ngủ tự nhiên là vừa vặn rồi. Nhưng là ba người lách vào cùng một chỗ, cũng có chút tiểu chen chúc rồi. Ngủ ở hai bên địa Trần Húc cùng Cao Hiểu tiết thân thể đều nhanh áp vào bên trên giường rồi, Trần Húc là cảm giác mình hơi chút hướng bên cạnh chuyển thoáng một phát chỉ sợ sẽ té xuống. Nhưng dù là như thế, ba người, nhất là Trần Húc cùng quản dịch trước khi khoảng cách hay vẫn là gần như vậy. Trần Húc nghiêng một cái đầu, trong đêm tối mơ hồ là có thể chứng kiến quản dịch đen nhánh có chút tỏa sáng con mắt chính nhìn mình. Đương nhiên đây chỉ là Trần Húc cảm giác dù sao hắn không dám xác định quản dịch có phải hay không tại trợn tròn mắt. Bởi vì kéo lên bức màn đóng lại đèn về sau, trong phòng một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng Trần Húc tự có thể cảm giác được, cái này yêu tinh không có nhắm mắt, cái kia chân châu đen đồng dạng đồng tử mơ hồ có chút phản quang, hào quang chính giữa lộ ra vài tia nghiền ngấm. Hình như là hiếu kỳ con mèo nhỏ đang ngó chừng một cái len sợi cầu. Trần Húc nhịn không được ho khan một tiếng, hắn có thể cảm giác được đối diện ánh mắt mang theo vui vẻ, quản dịch thanh âm có chút ngọt chán chuyển đến, như thế nào, cảm mạo rồi hả? Theo thanh âm nơi phát ra bên trên phán đoán, có thể biết rõ nữ nhân này vẫn là đầu hướng về chính mình, bằng không thì thanh âm sẽ không như vậy rõ ràng. Trần Húc thấp giọng lẩm bẩm một câu chính mình cũng không biết là cái gì, rúi đầu vào trong chăn. Dù sao bị một người như vậy chăm chú nhìn, cho dù là tại một mảnh đen kịt hoàn cảnh, cũng luôn chẳng phải dễ chịu đấy. Cho dù nhìn mình chằm chằm xem chính là một mỹ nữ, nhân loại ánh mắt chính là một loại rất kỳ quái đồ vật bởi vì rất nhiều người đều có này chủng loại tựa như kinh nghiệm nói thí dụ như sau lưng có người nhìn mình thời điểm mặc dù là đưa lưng về phía nhưng luôn có thể cảm giác được có chút không thoải mái cảm giác có người tại nhìn xem có nhà khoa học cho rằng ánh mắt của người tập trung về sau hội sinh ra nhất định rất yếu ớt năng lượng nếu như đem bí mật này vạch trần giống như vậy xx men chính giữa cái kia dùng mắt bắn ra laser người khả năng thật sự hội thực hiện đương nhiên những này là đề lời nói với người xa lạ dù là tiểu mẫn máy tính chính giữa tư liệu đều khó có khả năng có nhân công xx men ghi chép cho nên trần húc đem đầu rút vào trong chăn về sau không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng có một chăn mền chống đỡ ngược lại là lập tức lại để cho cảm giác của hắn thoải mái chưa rất nhiều có thể vừa lúc đó quản dịch đột nhiên vươn tay đem trước mặt hắn chống đỡ cái kia giường màu da cam cái chăn cho cầm xuống dưới trời à nữ nhân này muốn làm gì đừng nói chuyện à Quản dịch đầu dựa đi tới, Trần Húc có thể cảm giác được nàng sợi tóc đụng vào tại trên mặt của mình, mà hai người đầu dán đích gần như vậy, loại này thổ khí như lan thổi Trần Húc lỗ tai ngứa, lúc này thời điểm hắn thì có loại xúc động, nghiêng đầu đi thân nữ nhân này thoáng một phát. Cảm giác được Trần Húc mất tự nhiên đem đầu hướng bên cạnh rời đi, quản dịch nhịn cười không được thoáng một phát, nhưng yêu tinh kia lá gan cũng là tại là quá lớn, vậy mà trực tiếp đối với Trần Húc thở hắt ra, hạ giọng nói, như thế nào, sợ ta ăn hết ngươi. Trần Húc muốn điên rồi, hắn muốn qua đời. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất lại bị một cái nữ nhân đùa giỡn. Hơn nữa nữ nhân này còn ngủ tại bên cạnh mình, nếu như không phải cao hiểu tiết ở bên kia, Trần Húc thực hận không thể trực tiếp nhảy, sau đó đem nữ nhân này cho. N, dù sao tiểu cái kia rồi, kỳ thật hiện tại sinh viên, nhất là đại nhất vừa mới tiến trường học đệ tử, nói như vậy hay vẫn là rất thuần khiết đấy. Nguyên nhân chủ yếu cũng là không sao cả bị ô nhiễm bằng không thì nhìn xem đại tam đại học năm ba, đại học năm bốn dân pro học trưởng học tỷ nhóm, đám bọn họ, người ta tại trước mặt mọi người có thể không coi ai ra gì hôn môi kiss, sau đó bình thường nói chuyện phiếm thời điểm chào hỏi, trực tiếp tự nói ta cùng lão bà hoặc lão công đi ra ngoài thuê phòng các loại. Chính thức sinh viên năm thứ nhất, ngoại trừ hiện tại mấy cái tương đối mạnh hung hãn hoặc là nói khát khao có đôi có cặp bên ngoài, mặt khác rất nhiều đều hay vẫn là mắt lão côn đây này. Mà cái kia mấy đối với chính giữa, ngày thường làm buổi hẹn thì ra là lén lút, có mấy lần Trần Húc buổi tối đến trên bãi tập luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ hoặc là lắc lư, chứng kiến trong lớp một đôi củi khô liệt hỏa tay nắm tại trên bãi tập lắc lư, nhìn thấy Trần Húc về sau lập tức cũng tự bất động thanh sắc buông xuống. Dáng vẻ này đại tam đại học năm ba, dân pro, như vương đống phòng ngủ có một gia súc, ngày đó Trần Húc đi vương đống phòng ngủ chơi, tự chứng kiến hắn cùng hắn bạn gái lưỡng ngồi ở trên giường hôn nồng nhiệt, chứng kiến Trần Húc vào được cũng không có phản ứng, vất vất tay lại để cho chính hắn ngồi, sau đó một cái rung động đến tâm can hôn nồng nhiệt đã xong lúc này mới quay đầu cùng Trần Húc nói chuyện. Cho nên nói tóm lại, như Trần Húc bọn hắn loại này đại nhất vừa qua khỏi một nửa, trên cơ bản còn thuộc về là cái loại này thái điều cấp bậc, còn thuộc về cái loại này bắt tay đều có thể xấu hổ cả buổi cái chung loại kia. Lần trước Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết hoàn toàn là thuộc về vô tình ý, nhưng lần này bị quản dịch tận lực khiêu khích, cảm giác kia tựu không giống với lúc trước. Quản dịch là vũng hố, một cái vô cùng xinh đẹp hố to. Cái đó sợ sẽ là tại hiện tại hai người cùng giường chung gối, lẫn nhau tầm đó đều có thể nghe thấy được đối phương gọi ra đến khí tức lúc, Trần Húc hay vẫn là cho rằng lấy nữ nhân này không phải mình có thể chiêu chọc được nổi địa phương. Khi còn bé bị phát người tốt tạp nhiều lắm, Trần Húc bị phát đều nhanh xuất hiện tâm lý oán hận rồi. Quản dịch là người nào? Ngày đó Tần Tiểu Ngạn sinh nhật thời điểm, huynh đệ mấy cái uống có chút cao, ngô nguyên cùng Tần Tiểu Ngạn hai cái lôi kéo Trần Húc thành thật với nhau nói. Thật muốn nói quản dịch, Đúng vậy, nữ nhân này tự là một vư vật, tướng mạo dáng người tính cách ra thế không có có một dạng là có thể bắt bẻ, thật sự muốn nói thì ra là chỉ có nàng đi chọn người khác. Tuy nhiên hiện tại Trần Húc cùng nàng địa quan hệ rất tốt, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt cảm thấy rất mập mờ, nhưng trên thực tế phòng ngủ mấy người cũng biết, Trần Húc cùng nữ nhân này. Ít nhất tại tình huống hiện tại xuống, còn chưa có xảy ra cái gì. Có thể thực nói như vậy, phòng ngủ mặt khác ba người đều là không thế nào đồng ý Trần Húc cùng quản dịch cùng một chỗ đấy đơn giản chìa xuống đất nói, nữ nhân này quá ưu tú. Điểm nam nhân cùng nàng cùng một chỗ đều có áp lực, hơn nữa quá nữ nhân xinh đẹp a à. Tự sẽ có vẻ rất có chút hít khoảng cách hơn nữa cao không thể chạm. Tuy nhiên Trần Húc cảm giác mình cùng quản dịch tầm đó địa quan hệ trước sau như một khá tốt, hơn nữa thật muốn so đo, dùng hắn SMMS thân phận cũng không cần phải lo lắng cho mình không sánh bằng người ta. Có thể Tần Tiểu Ngạn một câu lại làm cho Trần Húc có chút do dự. Tần Tiểu Ngạn nói rất đúng, lão tam hiện tại ai cũng biết quản dịch đối với ngươi là vài phần kính trọng nàng tuy nhiên đối xử mọi người trước sau như một rất khách khí nhưng thường thường quá khách khí tự là quá không khách khí đối với ngươi nàng thật sự đem ngươi là cái bạn tốt nhưng mà ai biết nàng phải chăng vẫn muốn đem ngươi là bạn tốt đâu này đối với nữ nhân này mà nói nàng lại địa là bằng hữu mà không phải bạn trai nàng chỉ cần vung tay lên người theo đuổi nàng có thể theo cửa trường học một mực sắp xếp đến nhà ga sau đó lại gãy trở lại hai người các người hiện tại quan hệ là tốt nhưng nếu như ngươi nói người biểu bạch làm cho nàng để làm bạn gái của ngươi nàng hội đáp ứng không nếu như không đáp ứng vậy cũng có thể lại cùng cái kia lưu lăng thiên đồng dạng đến cuối cùng liền bằng hữu bình thường đều không có làm trần húc là cái phi thường quan tâm bằng hữu người nghe nói như thế tự do dự hắn ưa thích quản dịch nhưng hắn cũng biết loại này ưa thích là ở một cái có thể khống chế trong phạm vi nói cách khác tuy nhiên ưa thích nhưng còn không quá phận ưa thích cùng tình yêu tầm đó tranh lệch còn là rất lớn. Đối với Trần Húc cái tuổi này người trẻ tuổi mà nói, kỳ thật tiềm thức chính giữa tự đặc khát vọng một hồi rất oanh oanh liệt liệt tình yêu, giống như quỳnh giao kịch bên trong như vậy yêu đến chết đi sống lại cái chủng loại kia. Như cấp cao địa đám kia lũ ra xúc theo như lời đấy, hống nữ nhân tựa như treo ứng dụng kiêu kiêu, mỗi ngày hống bên trên 2 giờ, rất nhanh có thể mặt trời rồi. Loại ý nghĩ này đối với Trần Húc bọn hắn cái này tuổi trẻ người đến nói vẫn còn có chút xa không thể chạm. Thật giống như ứng dụng kêu kêu treo mặt trời, cấp cao đám kia lũ ra súc là từ ba cái mặt trăng ba cái vì sao bắt đầu treo, Trần Húc thế nhưng mà vừa xin địa ứng dụng kêu kêu bắt đầu treo đấy. Cho nên bên tai bị quản dịch thổi ngứa, nhưng Trần Húc trong lòng kinh nghiệm còn không phải rất lớn, chỉ có thể cười khổ mà nói, tỷ tỷ à, ngủ cảm giác a, à, đừng quấy rối ta được không?" "Không muốn mà." Quản dịch bên kia thanh âm mang theo vui vẻ, cố ý dùng rất ỏn ẻn ngữ khi nói, người ta lần thứ nhất cùng nam nhân tại trên một cái giường ngủ. Ngủ không được à? Cái này Trần Húc Tựu thật sự rất đổ mồ hôi rồi, trong lòng của hắn kêu thương thiên à đại địa à, tranh thủ thời gian hạ một cái lôi a. À. Phách không chết nàng ngươi tựu đánh chết ta đi. Vì vậy Trần Húc Tựu mắt nước mắt lưng tròng nói tỉ tỉ à, nếu không ngươi cùng Cao Hiểu Tiết thay đổi vị trí tốt rồi, đừng như vậy tra tấn ta được không? Ai nha nha, quản dịch rất tiếc hận nói, ngươi cứ như vậy ưa thích Cao Hiểu Tiết à. Ai, quá thương tâm rồi cao hiểu tiết ngươi nói hắn cái này có phải hay không ăn lấy trong chén nhìn xem trong nồi hay sao cao hiểu tiết hiện tại cùng trần húc chính giữa cách một người tuy nhiên ngủ có chút lách vào nhưng lại không đến mức xấu hổ nghe xong lời này Tiểu phi dương cười nói ơ ờ, ngươi bị hắn ăn chưa ăn cái đó rồi hả ta sờ sờ xem sau đó ngay tại trong chăn vươn tà ác móng vuốt sờ soạn quản dịch một bà đem quản dịch động vào kinh âm thanh thét lên về sau cao hiểu tiết rất cười đắc ý ai nha nha thật lớn à trần húc muốn hay không sờ sờ xem Trần Húc rất dứt khoát đem chăn mền che đầu, nghĩ thầm ta ngược lại là muốn sợ à, nhưng vấn đề là ta nào dám sợ à. Bên kia quản dịch cùng cao hiểu tiết náo loạn một hồi, Trần Húc cũng rất hậm hực nói các tỷ tỷ à, thanh âm điểm nhỏ rất, hai người các ngươi lớn như vậy thanh âm truyền đi rồi, người ta còn tưởng rằng ta có cái gì tác phong vấn đề đây này. Ta nếu là thật có còn chưa tính, nhưng vấn đề là ta sự tình gì đều không làm ngươi để cho ta lưng phát cái này oan ức không phải làm khó người sao hai nữ nghe nói như thế cười thành một đoàn nói ngươi còn muốn có tác phong vấn đề à. Quản dịch sẽ đem tay theo bên dưới chăn vươn ra, sờ à động vào sờ đến trần húc cái chăn ở bên trong, ngắt hắn thoáng một phát nhỏ giọng nói, đẹp trai, người muốn có cái gì tác phong vấn đề à. Quản dịch nương tay nhuyễn, sờ tại trần húc trên người cảm giác đặc thoải mái. Nhưng là trần húc nhưng có chút chịu không được rồi, nghĩ thầm chính mình không phát huy, người thực đem làm ta là s e l l o k i t t y vì vậy Trần Húc tự ôm đồm lấy quản dịch địa tay, vừa quay đầu chờ mình, nhưng thân thể đối với quản dịch, sau đó cố ý cười dâm đãng nói, cô nàng, người nói một chút muốn vấn đề gì à? Hai người cứ như vậy mặt đối mặt, kỳ thật Trần Húc trong nội tâm đã khẩn trương chết rồi, dù sao động tác này thật sự là quá mập mờ. Hai người mặt đối mặt, cái này trong lỗ mũi gọi ra đến khí tức trực tiếp có thể phun tại trên mặt của đối phương. Bất quá Trần Húc biết rõ, cái lúc này là ngàn vạn không thể yếu thế, bởi vì này yêu tinh thật sự rất được một tức lại muốn tiến một thước rồi. Nàng biết rất rõ ràng chính mình không có khả năng đem nàng thế nào, cho nên mới như vậy cố ý khiêu khích, chính mình nếu kinh sợ rồi. Về sau cũng đừng nghĩ tại nữ nhân này trước mặt ngẩng đầu lên rồi. Bị Trần Húc cầm lấy tay quản dịch cũng thoáng cái rất khẩn trương, bởi vì hai người tuy nhiên trước khi mập mở qua rất nhiều lần. Nhưng trên giường như vậy thật sự chính là lần thứ nhất. Quản dịch tuy nhiên rất mê hoặc lẳng lơ mị rất lớn mật, nhưng nàng cũng không phải là một cái người tùy tiện. Bộ dạng như vậy đùa giỡn Trần Húc là vì cảm thấy Trần Húc rất tốt chơi, hơn nữa nàng mặc dù đối với Trần Húc so sánh có hảo cảm, nhưng cũng biết loại này hảo cảm còn chưa đủ để dùng tiếp tục đến bây giờ loại trình độ này. Quản dịch Khẩn Trương một lúc sau, cũng cảm giác được Trần Húc cầm lấy chính mình đĩa tay là đặt ở trên ngực đấy. Như vậy, nàng có thể cảm nhận được Trần Húc hiện tại tim đập rất nhanh. Rõ ràng cho thấy phi thường Khẩn Trương bộ dáng, vì vậy nàng liền cố ý nhõng nhẽo cười nói, "Người muốn làm gì?" những lời này kiều nguyễn xấu hổ trần húc nghe trong nội tâm rung động nhưng là chỉ biết là yêu tinh kia nhất định là cố ý đấy vì vậy trần húc tự nói mỹ nữ người bây giờ hình như là một điểm giác ngộ đều không có à như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nữ tại bên cạnh ta người nói ta muốn làm cái gì bên kia cao hiểu tiết s -A 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 cười nói quản dịch hà trần húc tiểu tử này còn hung hăng càn quấy đi lên cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem nghe được cao hiểu tiết ở một bên châm ngòi thổi gió Quản dịch hận không thể véo nàng thoáng một phát, cảm tình bây giờ đang ở Trần Húc bên cạnh không phải nàng à. Mà lúc này Cao Hiểu Tiết còn hướng bên trong lách vào lách vào, đem nàng lại chen đến Trần Húc bên này. Lần này hai người kề sát đất tựu càng gần, quản dịch có thể cảm giác được tóc của mình đã khoác lên Trần Húc địa trên mặt. Trần Húc có thể cảm giác được quản dịch thân thể lại đã đến gần chính mình một ít, nhưng là hắn không biết là Cao Hiểu Tiết ở phía sau lách vào nàng. Mà là nhận thức phi nữ nhân này lá gan lớn như vậy cái lúc này còn dám chính mình dựa đi tới, vì vậy tự cúi đầu xuống, nói, Mỹ nữ, người có biết hay không như vậy là rất nguy hiểm hay sao? Cảm giác được Trần Húc lúc nói chuyện nhiệt khí tự bổ nhào vào chính mình trên mặt, quản dịch nhịn không được đem đầu hướng trong chăn rụt rụt. Dù sao nàng thì ra là nữ hài tử à, cùng cao hiểu tiết đồng dạng, hai người tuy nhiên một cái yêu mị hào phóng một cái bay lên, thực gặp được loại chuyện này cũng cũng chỉ là chim non một cái. Quản dịch thoáng cái cũng có chút hoảng hốt rồi, nhưng là còn vẫn mạnh miệng nói, như thế nào, người muốn thế nào à? Người dám như thế nào đây? Trần Húc là không dám thế nào, nhiều nhất thì ra là dọa dọa nàng. Nhưng là cao hiểu tiết lúc này thời điểm rỗi dãnh được không có việc gì, vì vậy tự ở một bên ồn ào nói, ai nha nha, Trần Húc, nàng xem thường người ai. Cái kia, ta không biết người tính tình như thế nào à, dù sao việc này đến phiên trên người của ta ta là nhìn không được rồi. Ta đầu tiên nói trước à, ta đây cũng không phải là thiêu dệt chuyện, ta thực không phải thiêu dệt chuyện. Trần Húc ngươi nếu không có điểm phản ứng ngươi cũng không phải là cái nam nhân." Khí quản dịch hung hăng bấm véo nàng thoáng một phát, Trần Húc bây giờ có thể có phản ứng gì, hắn cũng không thể quả thực thân quản dịch một chút đi. Tuy nhiên hắn đích xác rất muốn, kỳ thật chăn mền loại vật này thật là tốt đùa, mọi người đều biết chăn mền lớn địa nhất tác dụng tựu là giữ ấm, mình không thể cung cấp nhiệt lượng. Mà ở giữ ấm đồng thời, cũng có thể đem người mùi trên người cho che ở chính giữa cho nên rất nhiều nam nhân cái chân đều là thối hoắc, đó là mùi mồ hôi che đấy. Nữ hài tử yêu sạch sẽ, suốt mồ hôi thiểu, hơn nữa mùi trên người so sánh hương, cho nên dùng chăn mền phủ lên về sau, cái loại này mùi thơm của nữ nhân sẽ càng thêm nồng đậm. Hiện tại Trần Húc cùng quản dịch cơ hồ đều đem mặt dán lại với nhau, lẫn nhau trước khi gọi ra khí tức tự phun tại trên mặt của đối phương. Cho nên Trần Húc nằm sấp ở chỗ này, có thể rất rõ ràng nghe thấy được nàng trong chăn vẻ này đậm úc giống như xạ không phải xạ, giống như lan không phải lan hương thơm. Mà có nhà khoa học cũng chứng minh, trên người nữ nhân cái này của tự nhiên mùi thơm của cơ thể cùng rất nhiều động vật đồng dạng, rất có thể hấp dẫn khác phái. Cho nên Trần Húc thoáng cái cũng có chút đã bị mất phương hướng, hô hấp cũng tăng thêm rất nhiều. Hô hấp của hắn tăng thêm, cái thứ nhất phản ánh tới tựu là quản dịch. Nữ nhân này cảm thấy hiện tại đùa thật có chút quá tải rồi, vì vậy nàng có chút yếu thế bắt tay trở về kéo ra, nói, tốt rồi tốt rồi, ngươi ngủ ngươi cảm giác a, à, không chơi với ngươi. Trần Húc nghe xong nữ nhân này chịu thua trong nội tâm tựu là sảng khoái vô cùng, chiếm cứ chủ động muốn thừa thắng xông lên, vì vậy hắn rất đắc ý nói, thật sự không chơi. Cái kia một có thể hay không lại đến khiêu khích ta đi à nha. Không có á, quản dịch có chút bối rối bắt tay giúp trở lại, ngủ ngủ. Trần Húc đắc ý cười hắc hắc hai tiếng, bên kia Cao Hiểu tiết tắc thì hét lớn, này này, không thể như vậy đi. Quản dịch ngươi nói buổi tối hôm nay muốn đem hắn như vậy dục tiên dục tử đấy. Cho nên ngươi tranh thủ thời gian đấy. Đi à, cao hiểu tiết lại là dùng sức đẩy, trực tiếp sẽ đem quản dịch cho đẩy đi qua. Nhưng là lúc này thời điểm hai người dán đích là ở là quá chặt, cao hiểu tiết như vậy đẩy, quản dịch đầu tựu đi phía trước rỗi ra, mà hết lần này tới lần khác quản dịch cùng Trần Húc khoảng cách còn rất gần, như vậy đẩy, hai người lập tức tự áp vào cùng một chỗ. Truyền xác mà nói, là hai người bờ môi chính vừa vặn tốt dán lại với nhau. Trần Húc không biết nữ nhân ngày bình thường có nghĩ tới hay không loại chuyện này, nhưng là làm làm một cái xử nam, hơn nữa là một cái xem phim heo kinh nghiệm dài đến 5 năm trở lên xử nam. Trần Húc có thể rất phụ trách nhiệm mà nói, hắn nhưng thật ra là rất muốn gái, nằm mơ đều muốn, nụ hôn đầu tiên cảm giác, thậm chí là làm sự tình như này lúc cảm giác được ngọn nguồn hội là cái dạng gì nữa trời. Kỳ thật điều này cũng không có gì không có ý tứ, Trung Quốc giáo dục giới tính một mực bị coi là xài lang hổ báo người trẻ tuổi chính trực thanh xuân ngây thơ tuổi thọ, gia trưởng lão sư đối với đây hết thảy lại kiêng kỵ chi quá sâu. Trên thực tế háo sắc mà mộ thiểu ngải chính là bản tính trời cho con người, mà bây giờ đừng nói là phim heo, cho dù bình thường tivi chính giữa âu yếm, thậm chí càng kích tình màn ảnh cũng chỗ nào cũng có, chỉ có điều bất đồng đạo diễn đập phiến tử nghệ thuật góc độ bất đồng, Lý An người ta đập đã kêu phim nghệ thuật, người bình thường đập đúng là phim cấp 3. Hôm nay tùy tiện mở ra một cái website đều là cái loại này rất sexy rất bạo lực, người trẻ tuổi bạo động tâm, mỗi lần đến mùa xuân tiến đến lúc nguyên một đám hận không thể học cái kia mèo con đồng dạng kêu to vài tiếng. Tự chủ tốt đi một chút nhiều nhất là ban đêm tiến đến lúc vội vàng chìm vào giấc ngủ, dùng cùng chu công chi nữ trong mộng muốn tụ, tưởng tượng lấy phim heo bên trong đích tràng cảnh đến một hồi điên loan đảo phượng vu sơn mây mưa, ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện trên quần lót bạch điểm lấm tấm điểm, không thể không lại thay đổi một đầu. Mà tự chủ tranh lệch, cái kia chính là chính mình động thủ, cơm no áo ấm, 4 năm trôi qua, trợ thủ đắc lực bên trên vết chai loang lổ, lại để cho người có thể khóc đáng tiếc. Những chuyện này cũng đều thuyết minh một vấn đề, ngày xưa Nam Hải đã thời gian dần trôi qua hướng phía nam nhân phát triển, nghĩ đến nói yêu thương nguyên nhân cũng theo đã từng rất thuần khiết chỉ là muốn cùng người ta nữ hài tử cùng tiến lên hạ học, đến bây giờ nghĩ đến nghiên cứu thoáng một phát thần bí kia khác phái thân thể, nếm thử cái kia trong truyền thuyết hôn môi thậm chí càng tiến một bước tư vị. Trần Húc một mực nghĩ đến chính mình nụ hôn đầu tiên nữ hài đến cùng sẽ là ai, hội ở địa phương nào, cái gì lý do, còn có cái gì dạng trong hoàn cảnh. Nếu như nói hắn không có nghĩ qua quản dịch, đây tuyệt đối là nói hưu nói vượt, chỉ là hắn tuyệt đối không thể tưởng được, nụ hôn đầu của mình cố nhiên là phát sinh ở quản dịch địa trên môi đỏ, nhưng là hiện tại như vậy cục diện. Đem làm bờ môi đụng nhau một khắc, hai người trong đầu đều là ông một tiếng có chút ngây người, Trần Húc có thể cảm giác được quản dịch trên môi cái chủng loại kia mềm mại ẩm ướt, hơn nữa mang theo một loại hương vị ngọt ngào cảm giác, mà quản dịch cũng có thể cảm giác được đối phương trong miệng gọi ra cái chủng loại kia nam nhân khí tức. Ba giây đồng hồ về sau, quản dịch vội và ngà thoáng một phát. Đem đầu lại để cho tới. Rời môi địa một khắc, Trần Húc càng là có chút thất thần. Loại cảm giác này, tự là hôn môi sao. Trời đánh đấy, không đúng, Trần Húc đột nhiên kịp phản ứng, hắn nhớ rõ trong phim hôn môi thời điểm. Cũng là muốn dùng đầu lưỡi, chính mình còn chưa kịp vươn đầu lưỡi à. Quản dịch đem cả cái đầu đều vùi vào trong chăn tuy nhiên buồn bực địa hốt hoảng, nhưng là nàng hay vẫn là nhịn không được nghĩ đến vừa rồi cái loại cảm giác này. Trời ạ, à, chính mình cùng hắn vậy mà hôn môi rồi hả? Cùng Trần Húc đồng dạng, đây cũng là quản dịch địa nụ hôn đầu tiên. Đừng nhìn nữ nhân này mặc dù mới đại nhất, nhưng ngày bình thường liền thấp ngực quần áo cũng dám mặc. Nhưng trên thực tế từ nhỏ đến lớn, cùng nàng từng có tiếp xúc thân mật nam nhân cơ hồ không có. Cũng cũng chỉ có Trần Húc, cùng nàng như vậy mập mờ về sau lại vẫn có thể đem cầm ở, điểm ấy lại để cho quản dịch cảm thấy Trần Húc người này phi thường không tệ. Là người tốt, mặc dù nhưng thời đại này một mực đều rất chú ý nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, nhưng là nam nhân địa xấu biểu hiện phương thức lại cũng không là mặt chữ bên trên địa ý tứ. Có rất ít nữ nhân sẽ thích một cái toàn thân đều là khuyết điểm nam nhân, nam nhân xấu chủ yếu biểu hiện ở hắn đối với nữ hài từ cảm tình phương diện chủ động lên, điểm này Trần Húc làm hoàn toàn chính xác rất kém cỏi Nhưng là tại phương diện khác, ví dụ như Trần Húc tính cách, làm người xử sự phương pháp cùng trên nguyên tắc, quản dịch còn là phi thường thưởng thức địa phương. Nói như thế nào đây? Bề ngoài thuần khiết, thực chất bên trong dẫn theo chút ít dâm đáng. Không phải cái loại này làm người tốt, nhưng có tối thiểu làm người truyền tắc. Không thể phủ nhận, chân húc trên người địa những này ưu điểm đủ để cho quản dịch có chút động tâm, nhưng chỉ vẻn vẹn cũng chỉ là động tâm mà thôi. Đối với quản dịch mà nói, kỳ thật hai người ngủ cùng một chỗ nàng cũng có chút khẩn trương, bất quá cách chăn mền khá tốt, còn có thể tiếp nhận nhưng là đột nhiên cứ như vậy hôn môi rồi, điều này thật sự là ngoài dự liệu của nàng. Dù sao nụ hôn đầu tiên thế nhưng mà rất thần thánh, đối với một nữ hài tử mà nói, lần thứ nhất thường thường đều là nhất khắc cốt minh tâm đấy. Quản dịch một mực tưởng tượng lấy nụ hôn đầu của mình là cùng cái nào cưới bạch mã ra súc, tại một cái phi thường lãng mạn không khí hạ bắt đầu, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại là vì như vậy một lần ngoài ý muốn. Vừa nghĩ tới chính mình tưởng tượng giống như bọt xà phòng đồng dạng tan vỡ rồi, quản dịch hận không thể trực tiếp khóc lên. Lúc này thời điểm cao hiểu tiết nghe thế bên cạnh không có thanh âm cũng rất thần kinh không ổn định nói uy, hai người các ngươi làm gì vậy đâu này. Thế nào không nói, nghe nói như thế quản dịch thật sự rất muốn rút nàng vài cái, nếu không phải nha đầu kia quấy rối chính mình chân quý nhất nụ hôn đầu tiên sao có thể cứ như vậy đưa ra ngoài. Bên kia Trần Húc rốt cuộc kịp phản ứng, ho khan một tiếng nói, được rồi được rồi, thời gian không còn sớm, nên để đi ngủ. Vì vậy trong phòng tựu lâm vào một mảnh khác thường trầm mặc Trần Húc nghe quản dịch không có thanh âm, cũng rất muốn hỏi một chút nàng có không có tức giận, muốn nói lời xin lỗi nhưng là không biết tại sao phải xin lỗi, lời nói không biết xấu hổ. Trần Húc là tại đâu đó không nhúc nhích, quản dịch chính mình dán lên đến, như thế nào tính toán đều là quản dịch chủ động hôn hắn đấy. đương nhiên đằng sau đánh chết Trần Húc cũng không dám nói. Thời gian cứ như vậy lặng lặng chảy xuôi đi qua, Trần Húc cảm thụ được bên cạnh quản dịch hô hấp khí tức, nghĩ đến trước khi cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất rồi. Mà nghe Trần Húc dần dần vững vàng kéo dài tiếng hít thở, quản dịch trong nội tâm mắng câu cái này chết không có lương tâm, thời gian dần trôi qua cũng nhịn không được đã ngủ. Sáng ngày thứ hai Trần Húc khi, tỉnh lại, phát hiện bên cạnh cái chân đều không rồi, hai nữ tiếng cười đùa ở ngoài cửa ẩn ẩn vang lên. Trần Húc mặc quần áo tử tế thụy nhãn mông lung đi ra cửa, cao hiểu tiết xem xét tự cười nói, ha ha, cái này đầu heo tỉnh à. Thực thua lỗ người rồi, Bên cạnh là cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ ngươi lại vẫn giỏi ngủ chết như vậy. Trần Húc không có lý nàng, nhìn xem quản dịch, hắn nhớ rõ ngày hôm qua trong đêm thời điểm chính mình giống như hôn rồi người ta thoáng một phát, bất quá nhìn xem nữ nhân này xông chính mình cùng bình thường đồng dạng cười, Trần Húc liền suy nghĩ chính mình có phải hay không nhớ lầm rồi hả. Vì vậy thừa lúc cao hiểu tiết đi toilet bận việc, Trần Húc tự vụng trộm tiến đến quản dịch bên người nói, "Này, mỹ nữ, đêm qua không muốn đề quản dịch trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia ửng đỏ, đêm qua người ngủ vô cùng chết, vừa lên giường liền ngủ mất rồi, sau đó sự tình gì đều không có phát sinh. Nghe được quản dịch nói như vậy, Trần Húc cũng rất xấu hổ cười hì hì rồi lại cười. Hiện tại hắn có thể xác định đêm qua tuyệt đối không phải là không có chuyện phát sinh rồi. Nhưng là cái lúc này hắn có thể nói cái gì? Nói bảo bối à, đêm qua nụ hôn kia quá nhanh, hơn nữa vô dụng đến đầu lưỡi, nếu không hôm nay chúng ta ôn lại một lần, Trần Húc còn không muốn tráng nhiên mất sớm Cái lúc này bên ngoài chuông cửa vang lên Trần Húc rất kỳ quái lớn như vậy Sáng sớm địa ai sẽ đến gõ cửa Mở cửa xem xét nguyên lai là đường Bích Hiên Trong tay tất cả lớn nhỏ nói ra mấy cái bao bao Vẻ mặt không có ý tứ nhìn mình À, may mắn các người tỉnh Đường Bích Hiên có chút xấu hổ Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng A, à, ta còn sợ ta đến sớm Các người còn không có rời giường đây này Trần Húc vội vàng giúp nàng đem bao tiếp tiến đến lúc này thời điểm quản dịch cùng Cao Hiểu Tiết cũng đi ra. Cao Hiểu Tiết lôi kéo đường Bích Hiên vào nhà cười nói, làm sao có thể nha, chúng ta đã sớm tỉnh, đúng rồi Bích Hiên ngươi không có ăn điểm tâm A. Đến cùng một chỗ ăn, ta làm bánh ngọt nha, thì ra là cái này đầu con heo lười, cái này đều 9,30 mới vừa vặn rời giường. Trần Húc gãi đầu cười hắc hắc trốn vào toilet đi rửa mặt đánh răng, hắn mới vừa vào cửa, Cao Hiểu Tiết tựu à một tiếng vọt lên đi vào, sau đó ôm một cái chứa quần áo bồn chạy ra, đón lấy bên ngoài tựu truyền đến quản dịch tiếng cười. Trần Húc liếc qua, ách, bạch đái tử, nguyên lai like nhà đầu kia tại giặt rửa nội y à. Chứng kiến nội y Trần Húc liền nhớ lại mỗi lúc trời tối cao hiểu tiết đều lén lén lút lút ôm một đống trên quần áo sân thược, nhưng kỳ thật nàng gạt quần áo lúc như thế nào cũng chạy không thoát ánh mắt của mình, nhất khôi hài hơn là dùng để cố định đồ lót giá áo. Trần Húc dùng đều là cái loại này quý danh cỡ lớn mà cao hiểu tiết dùng địa đều là cái loại này rất biệt hiệu tiểu học đấy. Trần Húc Phụng trộm ngắm qua liếc, nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy cái kia quần lót có phải hay không tiểu địa không hợp thói thường rồi, buộc tại trên thân thể không khó thụ sao. Nhưng là vừa nghĩ tới nữ nhân so nam nhân thiếu đi thứ gì. Đồ lót tiểu số một vậy hẳn là cũng coi như bình thường. Không giống nam nhân, nhét như vậy thứ gì tại bên trong quần lót. Biệt hiệu tiểu hào không nhanh bệnh lia dương mới là lạ chứ. Giặt rửa hòa nhã soát tốt răng, bên kia quản dịch cùng cao hiểu tiết quần áo đều mặc tại ăn lấy bánh ngọt. Trần Húc thò tay nhét tới hai cái nếm thử, khen một tiếng, Cao Hiểu Tiết đồng học bánh ngọt trình độ thật là càng ngày càng tốt rồi. Cao Hiểu Tiết đắc ý hừ một tiếng, nói, các ngươi không biết, tinh tinh làm bánh ngọt mới tốt ăn. Ngày đó sinh nhật của ta địa thời điểm nàng đi bánh ngọt điếm chuyên môn cho ta làm một khối bánh sinh nhật, ai nha nha, cái kia hương vị thật sự quá tốt rồi. Nói đến chạm tinh Trần Húc liền nghĩ đến tối hôm qua, chính mình cái thứ nhất nghĩ đến người tựu là cô bé kia nhi, Trần Húc trái tim một hồi bất tranh khí nhảy lên, sau đó vùi đầu ăn bánh ngọt. Quản dịch cùng cao hiểu tiết đều không có phát hiện dị thường của hắn, hai người hào hứng bừng bừng nói đến một hồi muốn tìm phòng ở sự tình. Đối với nữ nhân mà nói, rất nhiều nữ nhân đều mơ ước mình có thể có một cái ấm áp tiểu ổ, có một gian thuộc tại phòng ngủ của mình. Vì vậy hai nữ nhân tự thảo luận lấy muốn tìm bao nhiêu địa phòng ở, quản dịch, cao hiểu tiết, trạm tinh, trần húc, còn có hiện tại đường Bích Hiên, được 5 cái phòng ngủ mới đủ bất quá không biết là vì bây giờ là mùa ế hàng hay vẫn là như thế nào lại vẫn thực bị bọn hắn đã tìm được một gian cự đại mà phục thức nằm thất lưỡng sảnh lưỡng về một trù phòng ở là một bộ độc lập biệt thự hình nhà trọ căn phòng này tử là phục thức thì ra là cao thấp hai tầng cùng nhà lầu đồng dạng phòng ở rất không tồi mấy gian phòng ngủ đều là hướng nam hơn nữa nam bắc thông gió lấy ánh sáng cũng rất tốt phòng khách rất lớn dưới lầu là ba gian phòng ngủ trên lầu hai gian trên cơ bản trong phòng đồ điện cũng là cái gì cần có đều có, tính toán bên trên là cái phi thường không tệ phòng ốc. Đương nhiên tốt như vậy phòng ở tiền thuê nhà khẳng định cũng sẽ không biết tiện nghi, tuy nhiên bây giờ là mùa ế hàng, nhưng bởi vì phòng ở tựu ở trường học bên cạnh, địa lý vị trí tốt, không lo thuê không xuất ra đi. Cuối cùng quản dịch cùng cao hiểu tiết dùng nguyệt thuê 2.000 khản rơi xuống cái này phòng nhỏ, đồng thời đem trần hút cái kia phòng nhỏ cho thoái thác rồi. 2.000 nguyệt thuê, thực tính toán xuống mỗi người một tháng 400, đối với Trần Húc bọn người mà nói không coi là nhiều, đối với Cao Hiểu Tiết có chút quá sức, nhưng là đường Bích Hiên lại khẳng định ra không dậy nổi rồi. Cho nên chính thức phép tính là Trần Húc cùng quản dịch tuyển hai cái lớn hơn phòng ở, tất cả ra 600, Cao Hiểu Tiết tiền thuê nhà là 200, về phần đường Bích Hiên, trên cơ bản tự thu nàng 100 khối tiền ý tứ thoáng một phát. Đường Bích Hiên vốn là không muốn đáp ứng, bởi vì nàng cái này chiếm tiện nghi rất lớn rồi. Bất quá Trần Húc mày dạn mặt dày nói về sau hỗ trợ làm làm nội trợ quét dọn thoáng một phát vệ sinh cũng không sai biệt lắm chống đỡ mà vượt tiền thuê nhà rồi, nàng mới đáp ứng. Dọn nhà là kiện rất vất vả sự tình, nhất là có hai cái rất bắt bẻ nữ nhân ở tại đây. Không riêng gì muốn đem phòng ở mới hảo hảo quét dọn một lần, cửa sổ toàn bộ sát không nhiễm một hạt bụi. Trần Húc còn muốn đi cùng hai nữ nhân đi mua đồ. Trang trí phòng của các nàng, Trần Húc rốt cục phát hiện nữ nhân địa đáng sợ các nàng có thể vì một cái nhan sắc bước màn cùng ga giường tranh luận cả buổi có thể vì một cái bàn bày đặt lại để cho trần húc lật qua lật lại di động bảy tám lần về phần gian phòng như thế nào khung còn có như thế nào xếp đặt thiết kế thảo luận cả buổi đều không có kết quả chỉ là khổ trần húc tự hắn một người nam nhân ở chỗ này việc tốn thể lực đều được hắn đến làm Ngưng, trần húc rốt cục chịu không được rồi mở ra chính mình laptop điều tra một cái tool software gian phòng xếp đặt thiết kế đại sư sau đó nói đem gian phòng số liệu công tác thống kê thoáng một phát, độ cao, độ rộng, chiều dài, còn có giường, tủ quần áo chờ chờ bày đặt vị trí. Chúng ta trước xếp đặt thiết kế tốt lại đến động thủ. Cái này gian phòng xếp đặt thiết kế đại sư là tương lai một cái cùng loại với hưu nhàn trò chơi đồng dạng tool software, là 3D đấy, bên trong có rất nhiều tư liệu sống có thể lựa chọn, lại để cho các người chơi chính mình kiến tạo thuộc về mình ấm áp phòng nhỏ. Nhưng lại có thể thông qua đưa vào số liệu hoàn mỹ biểu hiện ra khỏi phòng điện lập thể kết cấu, trên căn bản là thuộc về tương lai mua nhà nhất tộc yêu nhất Cái này Nguyễn Kiện địa kỹ thuật hàm lượng cũng không cao Hơn nữa vừa mới bắt đầu Trần Húc cũng chơi một thời gian ngắn Vì vậy tiện tay bỏ vào chính mình laptop bên trong Không nghĩ tới bây giờ vừa vẫn có thể dùng tới Chứng kiến cái này Nguyễn Kiện Quản dịch cùng cao hiểu tiết nhịn không được đều hỏi một câu đây là nơi nào đến hay sao Vấn đề này Trần Húc cũng không nên trả lời Cũng không thể nói là tiểu mẫn làm A à. Vì vậy Trần Húc đã có ra mặt giày nói là tự chính mình làm đấy Gạt người, quản dịch cùng cao hiểu tiết đồng thời nói, người có lớn như vậy năng lực. Thực nói thực ra, Trần Húc thật đúng là có lớn như vậy năng lực. Bởi vì này khoản trò chơi địa kỹ thuật hàm lượng thật sự không cao. Khiến cho dùng 3D kiến mô hình chế tạo ra phòng ốc khuôn mô hình, sau đó thiết lập động thái vector, có thể cho người chơi tự hành thông qua dài rộng cao loại này cụ thể số liệu đến tiến hành đối với phòng ốc xếp đặt thiết kế. Phải biết rằng gian phòng chính là một cái hình lập phương mà thôi, dài rộng cao thiết lập tốt rồi Gian phòng tự nhiên cũng tự xuất hiện, lại tận lực bồi tiếp những thứ khác đạo cụ gia nhập, ví dụ như giường à cái bàn à cái ghế à các loại. Những vật này chỉnh hợp thành 3D mô hình hướng trong phòng phóng là được. Đương nhiên một ít chi tiết, tỉ mỉ phương diện Trần Húc một người hay vẫn là làm không được đấy. Bất quá trong tay hắn có cái này nhuyễn kiện địa nguyên dấu hiệu, còn có cái gì rất sợ hãi địa. Nghe được Trần Húc giải thích thoáng một phát, quản dịch cùng cao hiểu tiết đều ơ một tiếng, nói không nghĩ tới người còn có điều này có thể nhịn sau đó cứ tiếp tục đi chơi. Hai người bị kích động lượng tốt rồi phòng ốc địa kết cấu tạo ra 3D phòng ốc mô hình, sau đó còn có giường, cái bàn chờ chờ vật phẩm mô hình về sau. Quản dịch cùng cao hiểu thiết bị kích động ngồi tại máy vi tính bắt đầu chơi. Nhìn xem các nàng đem trong phòng các loại thứ đồ vật loạn bầy, sau đó lại mới thêm rất nhiều treo khung à, bức màn à, còn có bàn trang điểm các loại. Trần Húc liền không nhịn được nước mắt, phòng ở có thể ở lại người không được sao, có tất yếu như vậy phiền toái như vậy hở nhưng trên thực tế hắn đánh giá thấp nữ nhân đối với có được một cái hoàn toàn thuộc về mình, hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình xếp đặt thiết kế gian phòng mộng tưởng. Quản dịch cũng nhịn không được muốn đem phòng ở mua lại sửa chữa một chút. Bởi vì nàng không thích trong phòng loại này trắng phao sắc vách tường, cảm thấy không có có cảm giác. Thốt ra lời này, lập tức tự đã nhận được cao hiểu tiết đồng ý, vì vậy hai nữ nhân ngay tại thảo luận lấy nghĩ như thế nào biện pháp cải biến trong phòng sắc điệu, sau đó rốt cuộc là màu gì có thể so với tốt hơn. Chân hút trợn trắng mắt, các ngươi sẽ không thật sự đem vách tường soát thành màu hồng phấn A. Chủ thuê nhà sẽ không đồng ý, quản dịch ha ha cười, vậy ngươi cũng đừng quản, cùng lắm thì chúng ta về sau không cho chủ thuê nhà vào cửa là được. Dù sao phí điện nước tự chúng ta đi ngân hàng giao, hắn tự là 3 tháng qua thu một lần tiền thuê nhà, cùng lắm thì về sau mỗi lần thu vào làm thiếp thuê trước khi, chúng ta đều chủ động đem tiền thuê nhà cho hắn tốt rồi. Cao hiểu tiết cũng một hồi điên cuồng gật đầu, hai nữ nhân rất nhiệt liệt bắt đầu thảo luận, còn muốn lôi kéo đường Bích Hiên cùng một chỗ. Đường Bích Hiên có chút không lưu loát cười cười, nói, với ta mà nói có một có thể chỗ ở cũng rất tốt rồi, ta yêu cầu không cao đấy. Những lời này nói có chút lại để cho người thở dài, quản dịch lôi kéo đường Bích Hiên tỏa hạ, ngồi xuống, nói, như vậy sao được. Bích Hiên người yên tâm, về sau sinh hoạt nhất định sẽ càng ngày càng tốt, cho nên nữ hải tử nha, muốn chú ý thoáng một phát. Trần Húc vội vàng đem quản dịch kéo qua một bên, thấp giọng giáo huấn, xin nhờ, bích hiên người ta hiện tại không có tiến. Người đừng đem người ta cho mang hư mất được không, cái gì gọi là mang xấu, quản dịch trắng rồi trần húc liếc, hiện tại không có tiến không có nghĩa là về sau cũng chưa, còn có à, không muốn đem ta muốn cái kia sao xa xỉ được không. Ta dùng tiền gần đây rất tiết kiệm đấy, bất quá tuy nhiên nói như vậy, nhưng nàng cũng buông tha cho tiếp tục cho đường bích hiên tiểu cô nương truyền thụ kinh nghiệm cử động rồi. Lúc này thời điểm cao hiểu tiết đột nhiên nói, Trần Húc, người cái trò chơi này nếu như có thể mở ra đến tuyên bố đến trên mạng, ta muốn nhất định có thể khiến cho anh động đấy. Mở ra, Trần Húc cùng quản dịch đều có chút không hiểu nổi cao hiểu tiết ý tứ, về phần một bên đường Bích Hiên thì càng cái gì cũng nghe không hiểu rồi. Kỳ thật Trần Húc biết rõ, cái này hưu nhàn trò chơi phóng tới trên mạng cung cấp người download, có lẽ hay vẫn là rất có thể đủ đã bị hoan nghênh, bởi vì hiện tại dỗi rãnh được người nhàm chán nhiều a. À. Năm đó một cái liên tục xem, oanh động toàn bộ mạng lưới, như loại này hưu nhàn loại trò chơi, có lẽ vẫn có rất lớn thụ chúng đấy. Huống chi cái này trò chơi nhỏ còn không chỉ có chỉ là hưu nhàn dùng, là trọng yếu hơn còn có thể đối với phòng ốc tiến hành chính thức xếp đặt thiết kế, đối với mua nhà nhất tộc mà nói, ngược lại là cái không tệ lựa chọn. Nhưng là cao hiểu tiết lại lắc đầu nói, không đem nguyễn kiện thượng truyền, dù sao trò chơi này là ngươi khai phát đúng không, ta đây tin tưởng ngươi nhất định có thể bắt nó sửa đổi, gặp Trần Húc gật gật đầu, cao hiểu tiết tự nói, ta vừa rồi đột nhiên có một nghĩ cách, tựu là đem cái này trò chơi coi như là một cái website loại trò chơi đến phát hành. Các người chơi đùa nông trường vật ngữ chưa, một cái rất lão hưu nhàn loại trò chơi, PS bên trên đấy. Quản dịch lắc đầu, Trần Húc gật đầu, nói ta một người bạn trước kia siêu mê, như thế nào, có quan hệ sao? Cao hiểu tiết tự tin cười, tại trò chơi phương diện, nàng rất tin tưởng ánh mắt của mình cùng sức phán đoán. Vì vậy nàng tự nói, ý của ta là đem cái này phòng ốc xếp đặt thiết kế đổi thành như nông trường vật ngữ như vậy trò chơi, cần thăng cấp đấy. Ví dụ như ngươi làm chuyện gì đến kiếm tiền, kiếm tiền về sau là có thể mua phòng ốc, mua gia cụ, sau đó còn có đồ điện à các loại. Như vậy, cũng không phải là đem những này đạo cụ toàn bộ trực tiếp lấy ra lại để cho người tùy tiện chơi, mà là lại để cho các người chơi mỗi ngày đều muốn đăng nhập cái trò chơi này, đương nhiên. Không cần bọn hắn làm quá nhiều, chỉ cần dùng con chuột nhẹ nhàng điểm một chút là được rồi lại để cho người chơi thông qua cái này lai thăng cấp kiếm tiền, sau đó lại bố dồn chính mình tiểu ổ, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cái này, Trần Húc còn đang suy nghĩ thời điểm, quản dịch tựu nói, cái chủ ý này không tệ. Trần Húc liếc mắt nhìn xem nàng, thế nào cũng không tệ rồi. Quản dịch nói câu ngươi chỉ số thông minh quá thấp, đã kích địa Trần Húc lườm cái xem thường về sau mới cười hì hì nói, cao hiểu tiết ý tứ ta hiểu được, nói đúng là cái này trò chơi không cung cấp download sau đó ngay tại website bên trên lại để cho mọi người chơi thậm chí chúng ta có thể như vậy đến thiết lập nói thí dụ như người chơi vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một gian rất tiểu nhân phòng ngủ trong phòng ngủ liền giường đều không có cho nên người chơi tự cần đi làm công đến kiếm tiền kiếm tiền là có thể mua giường mua tủ quần áo mua điều hòa tủ lạnh còn có thể đem đất trống cho mở rộng sau đó tự không chỉ có chỉ là một gian phòng ngủ á còn có khách sảnh phòng bếp buồng vệ sinh ừ dứt khoát còn có thể mua càng lớn phòng ở, sau đó chính mình xếp đặt thiết kế phòng hình hộ hình, tự là dùng loại này 3D phương thức đến kiến mô hình. Đến cuối cùng mua biệt thự, ha ha, nói không chừng còn có thể chính mình kiến một cái cư xá đây này. Nhìn xem hai nữ nhân này thảo luận cao hứng bừng bừng, Trần Húc đã bắt chảo đầu nói, kháo. Này làm sao cùng game online đồng dạng, có người chơi sao? Cái này cùng hiện tại lưu hành game online còn không giống với. Cao hiểu tiết uốn nắn hắn nói, hiện tại cỡ lớn game online, không có tài chính không có kỹ thuật tựu là muốn chết, căn bản không có khả năng liều đích qua World of Warcraft cùng mộng ảo Tây Du như vậy, mà ngay cả năm đó hồng cực nhất thời truyền kỳ cùng với truyền kỳ thế giới, hôm nay cũng kém rất nhiều. Cho nên hiện tại rất nhiều công ty nhỏ tựu đang chuẩn bị khai phát website trò chơi thì ra là web trò chơi, loại trò chơi này không cần như World of Warcraft như vậy phải thời gian dài online tăng level. Chỉ cần mỗi ngày tiêu tốn vài phút, vài giây đồng hồ địa thời gian dùng con chuột điểm một chút là được rồi. Ta có thể nói như vậy, website trò chơi đã đã trở thành hiện tại tiểu nhân công ty khai phát chủ lưu, bởi vì chỉ cần trò chơi tính tốt, tuyên truyền đến vị, như vậy không sợ không có người chơi đấy. Nhất là những cái kia đi làm thành phần tri thức một loại, không có thời gian gì chơi trò chơi đấy. Bọn hắn sẽ rất ưa thích loại này. Cao hiểu tiết đối với trò chơi sức phán đoán luôn luôn là trần hút bội phục, hơn nữa liền quản dịch đều nói hắn như vậy lại càng không có biện pháp đi cự tuyệt, bất quá Trần Húc muốn nhưng lại phương diện khác vấn đề, vậy ý của ngươi là là được. Chúng ta đem cái này trò chơi khai phát thành một cái website trò chơi hình thức. Nhưng điều này cần server à các loại, giữ gìn quá phiền toái. Không cần, Cao Hiểu Tiết trong mắt lóe đắc ý hào quang, nhưng cái này chủ yếu muốn nhìn ngươi kỹ thuật trình độ như thế nào. Ngươi biết hiện tại trường học mạng nội bộ sao, một cái mới quật khởi SNS cộng đồng, tại trường học nội địa đăng ký cần chân thật tư liệu đấy. Trần Húc gật đầu nói biết rõ, Hắn cũng đăng ký một cái, bất quá cái này cùng trò chơi của chúng ta có quan hệ gì? Cao hiểu tiết cười nói, trường học mạng nội bộ chính là một cái SNS xã giao trang web, hắn đem trang web người sử dụng cố định tại một phòng ở trong, cái kia chính là đệ tử. Căn cứ lục độ không gian lý luận, một người cùng một cái khác người xa lạ ở giữa khoảng cách sẽ không vượt qua 6 người. Nói cách khác, thông qua 6 cái người xa lạ người có thể nhận thức trên thế giới bất cứ người nào. Trường học mạng nội bộ loại này SNS cộng đồng tựu là như thế hắn thông qua tăng thêm đồng học phương thức, do đó có thể nhận thức người đồng học đồng học, như vậy có thể mở rộng xã giao mặt. Chỉ là hiện tại trường học nội địa loại chuyện lặt vặt này động còn gần kề chỉ là cực hạn tại nói chuyện phiếm lên, nhưng ta biết rõ, nước ngoài một ít SNS trang web đều chọn dùng một loại trò chơi nhỏ phương thức đến tiến hành vòng người. Cái loại này trò chơi nhỏ tựu là cùng chúng ta cái này không sai biệt lắm cùng loại website trò chơi, trò chơi chính giữa tăng cường hảo hữu ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính trò chơi là với tư cách website hữu ích thiết thực khảm nạm tại sns cộng đồng ở trong đấy hiện nay ở nước ngoài rất nhiều thành phần tri thức chơi trò chơi tựu là bên trên sns cộng đồng chơi loại này website loại trò chơi dùng chúng ta cái này trò chơi đến đánh cho cách khác a à, ví dụ như mua phòng ốc có thể tìm ngân hàng cho vay tìm hảo hữu vay tiền sau đó có thể cho hảo hữu đưa tặng vật phẩm sở muốn vật phẩm chờ chờ n còn có thể đến hảo hữu ra đi ở lại hoặc là đem chính mình địa phòng ốc cho thuê do đó đến kiếm tiền những này không đều là ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại phương pháp sao nghe đến đó trần húc cũng có chút đã minh bạch nói cái kia ý của ngươi tựu là đem chúng ta cái trò chơi này làm thành loại này ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tính website trò chơi nhỏ sau đó lắp đặt tại trường học mạng nội bộ bên trên lại để cho người sử dụng đến chơi như vậy là có thể tăng cường hảo hữu ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cùng liên hệ đúng không vậy ngươi như vậy làm không phải vì người khác làm mai mối sao vậy không bằng tự chúng ta làm một cái website trò chơi rồi dù sao thực muốn thuyết phục vũ khí lần trước người ta còn cung cấp một đám đâu rồi có lẽ đủ chúng ta dùng đấy nghe xong lời này cao hiểu tiết vẫn chưa trả lời quản dịch tự nở nụ cười nói người nghĩ như vậy tự hẹp rồi ta đồng ý cao hiểu tiết trò chơi này cho trường học nội chính là một cái song doanh cả hai cùng có lợi địa kết quả như thế nào song doanh cả hai cùng có lợi quản dịch tự tin cười người xem game online cần có nhất chính là cái gì? Đương nhiên là người chơi. Chúng ta một cái mới trò chơi phát ra ngoài, người cảm thấy dùng chúng ta tài lực cùng lực ảnh hưởng, sẽ có bao nhiêu người biết rõ cái này trò chơi. a à, lần trước Kim Dung bày hiệp chuyện là đuổi được đúng dịp, vừa vặn gặp điện chơi dương hội. Hơn nữa trò chơi tính hoàn toàn chính xác rất cao, lại xem tại SMMS đại thần trên mặt mũi, cho nên người ta miễn phí băng giúp chúng ta tuyên truyền. Nhưng hiện tại chúng ta không có tinh lực như vậy này cùng tài lực, người khác cũng không hồi bạch hỗ trợ, nhưng là cho trường học mạng nội bộ, cái này trang web hiện tại phát triển cũng đã đã có được nhất định quy mô rồi. cái này nhuyễn kiện cho bọn hắn, như vậy bọn hắn thế tất đem trên phạm vi lớn địa tiến hành tuyên truyền, người sử dụng phương diện là không cần lo lắng rồi. hơn nữa tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bồi dưỡng một đám người sử dụng, mỗi ngày đăng nhập trường học mạng nội bộ mục đích đúng là vì chơi trò chơi. cho nên chúng ta có thể cùng trường học mạng nội bộ đạt thành một số mua bán theo bọn hắn chỗ đó kiếm tới một bộ phận chỗ tốt. Trần Húc gật đầu, đích thật là đạo lý này. Sau đó quản dịch còn nói, mà cái này trò chơi cũng không phải không phải không có thể lợi nhuận, có thể tham chiếu thoáng một phát hiện tại truyền kỳ cùng truyền kỳ thế giới. cái này lưỡng khoản trò chơi người cũng biết a. À, Long trọng đã đem những trò chơi này toàn bộ miễn phí cởi mở. xong rồi a. À, Trần Húc nghe xong tự nhích miệng nói, miễn phí còn không bằng thu phí đây này. hiện tại bọn hắn tựu là nghĩ đến biện pháp kiếm tiền rồi lại là khai luyện ngục lại là khai thiên quan, muốn đều là nguyên bảo à. Nhân dân tệ à, nghe nói hiện tại còn mở thu phí đạo cụ, xin nhờ ai, cái kia thu phí đạo cụ nguyên một đám biến thái như vậy, quá phá hư trò chơi cân đối tính rồi. Nhớ năm đó ta cái kia pháp sư số vọt lên nửa năm mới đến 4 thập cấp, hiện tại ngược lại tốt, chỉ cần chịu nền tiến, một ngày có thể bên trên 50 cấp. Ách, người có ý tứ gì? Quản dịch ha ha cười cười, nói, người nghe rõ ý tứ của ta. Thu phí đạo cụ đích thật là miễn phí trò chơi chính giữa kiếm tiền nhanh nhất địa một loại phương pháp. Chúng ta có thể tại trò chơi chính giữa đẩy ra thu phí đạo cụ. Như vậy có thể thỏa mãn những cái kia có tiền, nhưng là ngại chậm rãi đùa thời gian quá dài người chơi. Ví dụ như thu phí đạo cụ có thể mua đồ điện, mua đất ra chờ các loại, những này tùy tiện bọn hắn, chúng ta đã đặt xong giá vị về sau bọn hắn yêu có mua hay không. Về phần trò chơi cân đối, xin nhờ website trò chơi, chơi lấy tiêu khiển dùng đấy nào có cái gì cân đối tính đáng nói, cũng không phải nói ai vô địch thiên hạ là hắn có thể gặp một cái giết một cái rồi. Hơn nữa ta tuyệt đối tin tưởng, có ít người chơi cái trò chơi này chính là vì cho sự thật làm tham chiếu, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ dùng tiền mua đấy. Trần Húc nghe xong cũng có chút đổ mồ hôi rồi, nữ nhân này buôn bán ý nghĩ có phải hay không thật là đáng sợ điểm à. Chẳng qua nếu như thực dựa theo nàng nói đến, ngược lại cũng có thể có thể kiếm được tiền một điểm A. Hôm nay lời nói này, ở đây bốn người cũng không nghĩ tới sẽ ở ngày sau sinh ra cái dạng gì hiệu quả. Cao hiểu tiết đối với trò chơi phương diện thấy rõ lực cùng khứu giác, quản dịch đối với phương diện buôn bán trước xem lực. Kỳ thật đã là trong lúc vô ý đứng ở vượt lên đầu thời đại này độ cao. Năm 2008 về sau, SNS cộng đồng dùng nhanh chóng mà tư thái bắt đầu phát triển, mà trong đó phát ra nổi trợ giúp tác dụng đấy. Tắc thì chính là một cái cái cỡ nhỏ trò chơi hữu ích, thiết thực. Ví dụ như về sau phổ biến một thời tranh giành xe vị vui vẻ nông trường chờ chờ. Những trò chơi này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính cường, hơn nữa đùa thời điểm lại không cần tiêu hao thời gian, vì vậy lập tức đã trở thành văn phòng thành phần tri thức nhất tộc yêu nhất. Rất nhiều cùng một cái văn phòng cùng sự tình cũng là bởi vì chứng kiến trò chơi này thú vị mới đi đăng ký trường học nội, vui vẻ lưới địa phương. Mà càng nhiều nữa người mỗi ngày đăng nhập chính mình địa SNS cộng đồng, mục đích cũng cũng không phải xem những cái kia mấy cái cuối tuần đều chưa hẳn có một đầu mới nhắn lại cùng tin tức, mà là vì nhìn xem trong nhà mình loại củ cải trắng chín không có. Mà ở thời điểm này, mấy người cũng còn không có dự kiến đến, bởi vì Trần Húc tùy tiện lấy ra một cái nguyễn kiện cùng cao hiểu tiết tùy ý một câu, bọn hắn ngay tại trong lúc vô ý, dẫn dắt Trung Quốc SNS cộng đồng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại hữu ích, thiết thực chương trình khơi dòng. Cao hiểu tiết cùng quản dịch hai người thảo luận cao hứng, càng nói càng là cảm thấy loại phương pháp này. Có tương lai, vì vậy dứt khoát cũng đừng vội sống phòng rồi, bắt đầu thảo luận khởi trò chơi chi tiết, tỉ mỉ đến. Rồi sau đó đến đường Bích Hiên cũng bị kéo vào thảo luận. Mặc dù nhưng cái nhà đầu này cho tới bây giờ sẽ không có chơi đùa trò chơi gì, nhưng là chỉ cần là nữ nhân, đều mộng tưởng chính mình có một kiện phòng ở, có một hoa viên, sau đó vội ưu vô lực kinh doanh chính mình một phiến thiên địa. Mà các nàng hiện tại thảo luận, tự là tại trò chơi tính chính giữa, như thế nào lại để cho các người chơi có thể cảm giác mình tuy nhiên tại trên mạng đối với giả thuyết số liệu, nhưng kỳ thật tự là tại kinh doanh chính mình phòng nhỏ cùng thiên địa. Cái này muốn nói đến khởi điểm trước sau như một cường điệu một câu. Thay vào cảm giác, lại để cho người chơi đã có thay vào cảm giác, bọn hắn sẽ đối với cái trò chơi này nhớ mãi không quên. Quản dịch nói, kiếm tiền không thể quá nhanh, đương nhiên cũng không thể quá chậm. Quá là nhanh trò chơi rất nhanh sẽ chấm dứt không có ý nghĩa. Quá chậm người chơi tính tích cực sẽ bị đả kích. Cao Hiểu Tiết nói, có lẽ chọn dùng thăng cấp thêm kim tệ song trọng thăng cấp biện pháp, ví dụ như người phải lên tới bao nhiêu cấp, mới có thể ở nội thành địa phương nào mua xuống một khối tốt rồi ra. Tiễn tự nhiên cũng là không cần phải nói được rồi, được lợi nhuận. Kiếm tiền muốn thông qua làm công đến lợi nhuận, làm công cũng cần đẳng cấp, đẳng cấp càng cao làm công tác tiền lương cũng lại càng cao. Đường Bích Hiên nói, giấc mộng của ta à, a, à, ta nói ra đến mọi người không muốn chê cười ta nha. Giấc mộng của ta tựu là có thể rất có nghề có một bộ phòng ốc của mình, tốt nhất là dựa vào núi, có nông thôn phong quang cửa ra vào có tự chính mình một cái tiểu hoa viên đủ loại hoa đủ loại thảo ánh nắng tươi sáng đấy ta thích loại cuộc sống này trần húc nói a à, nếu như gia nhập giả thuyết bối cảnh cái kia tính toán lượng tự quá lớn không tốt làm à vậy trước tiên đừng nóng vội lấy gia nhập như vậy rực rỡ tươi đẹp 3 d bối cảnh chúng ta trước mắt nhiệm vụ thiết yếu là vòng người ngươi không thấy được ten sen nha hiện tại ten sen là làm cái gì cái gì hỏa mấy năm trước cha ta lên mạng đánh bài còn chuyên tiến lên chúng đâu rồi hiện tại trực tiếp một chút lái ứng dụng QQ là được rồi, muốn dùng con người làm ra bản. Không gia nhập này chủng loại giống như World of Warcraft đem làm trung sơn phong à, cung điện à các loại cỡ lớn kiến trúc, chỉ là một cái phòng có lẽ tiêu hao không được cái gì tài nguyên. Server tính toán cũng sẽ biết ít hơn nhiều, hay vẫn là rất có thể thực hiện đấy. Ừ, cung điện chờ các loại, trước nhớ thoáng một phát. Về sau có thể chính mình che à, hiện tại trước không vội, truy cầu trong phòng bố trí nói sau đúng rồi Bích Hiên người mới vừa nói hoa viên để cho ta có một nghĩ cách, chúng ta có thể cho hơi cao cấp một điểm phòng đều nguyên bộ hoa viên à. Trong hoa viên có thể loại hoa loại thảo, n, có thể mua hạt giống, trồng ra được về sau có thể cầm lấy đi bán, đây cũng là cái kiếm tiền cách à. Đúng vậy đúng vậy, còn có thể đến bằng hữu trong nhà đi trộm thứ đồ vật. Ha ha, cái chủ ý này quá thiên tài rồi, ta muốn tuyệt đối sẽ có người trông coi chính mình thực vật, còn có chuyên môn nhìn lấy người khác địa thực vật sau đó đi trộm đấy. Phòng ở còn có thể cho thuê, có thể nhiều mua mấy phòng nhỏ đem làm bao tô bà nha. Đương nhiên cho thuê cũng có thể cho hảo hữu cũng có thể cho hệ thống, ta cảm thấy được cho hệ thống hay vẫn là tốt một chút, dù sao các người chơi ai hội hoa số tiền này chạy đến người ta trong nhà đi ở à. Mấy người càng thảo luận càng hưng phấn, bất chi bất giác đã đến buổi tối. Cao hiểu tiết sờ lên đói quắt đầu bụng nhỏ, nhìn xem trên máy vi tính hơn 10 trang ghi chép. Phiền muộn nói, đã xong, lượng công việc là càng lúc càng lớn rồi nhưng mà này còn gần kề chỉ là cấu tứ mà thôi à, kỹ càng thiết lập cũng còn không có làm. Ví dụ như cái gì sàn xe phòng ở bao nhiêu tiền một bình phương à, hạt giống bao nhiêu tiền à, thực vật bán bao nhiêu tiền à, những điều này đều là muốn tính toán địa phương. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta khẳng định là không được. Xem ra phải đợi khai giảng thời điểm đem máy vì tính hứng thú tiểu tổ lũ ra xúc lần nữa tụ tập. Mọi người cùng nhau khắc phục khó khăn cố gắng. Trần Húc vò đầu nói, vừa mới bắt đầu trò chơi không cần mắc khung khổng lồ như vậy a à, người đây quả thực là mạng lưới bản mô phỏng nhân sinh rồi. Chỉ là cái này tư liệu cũng tự đầy đủ làm thành một cái dưỡng thành loại game online rồi. Dùng website trò chơi địa hình thức, sợ là người ta trường học mạng nội bộ mang không dạy nổi ngươi cái này lưu lược, đừng quên trò chơi của chúng ta là 3D, tính toán lượng vốn tự không nhỏ rồi. Cao hiểu tiết phiền muộn gái gái đầu phát, có chút phát điên à à, à kêu, rốt cuộc là làm ra một cái độc lập địa hộ khách đầu hay vẫn là mượn gà đẻ trứng đâu này. Theo phát triển nơi xa độ đi lên nói, mượn gà đẻ trứng là cái phi thường tốt đích phương pháp xử lý. Bởi vì này khoản trò chơi nhằm vào địa phần lớn là ngồi phòng làm việc thành phần tri thức, cho nên trò chơi tốt nhất tựu là thông qua website có thể trực tiếp mở ra. Cho nên lựa chọn trường học mạng nội bộ tuyệt đối không có sai, nhưng càng là thảo luận, gia nhập đồ vật thì càng nhiều, như vậy một cái website trò chơi tựu mang không đi lên. Nhưng muốn hạ thấp tính toán lưu lượng, theo kỹ thuật phương diện mà nói đây không phải hôm nay bọn hắn có thể giải quyết được rồi vấn đề. Cuối cùng Cao Hiểu Tiết chỉ có thể lại để cho Trần Húc trước làm lấy, nhìn xem cái trò chơi này mở rộng bao lớn nhỏ đính trong nhiều đại tài tính toán vừa vặn để ta làm. Trần Húc vừa trợn trắng mắt nói các tỷ tỷ không muốn như vậy xem khởi ta được không? Vật này ta một người làm tới sao? Cao Hiểu Tiết nói, làm như thế nào đừng tới, trò chơi này không đều là ngươi làm đấy sao? xin nhờ không phải ngươi cái này dạng này tính được không trần húc nói máy rời ta đây làm lấy coi như cũng được nhưng thêm tái đến trên internet cái này là mặt khác một sự việc rồi thật giống như ngươi ngươi hội dùng kim sơn hiệp sĩ fpe sửa chữa máy rời trò chơi a gặp cao hiểu tiết gật đầu trần húc tự nói vậy ngươi có thể sử dụng cái này nguyễn kiện sửa chữa game online sao cao hiểu tiết lắc đầu nói không được trần húc tự buông buông tay nói cái này không phải là rồi số liệu phân tích phương diện này ta một người không giải quyết được được có người hỗ trợ mới được. Cao hiểu thiết nghe xong tự nói, ta đây một hồi hỏi một chút tinh tinh, nàng hẳn là có thể, nàng máy tính trình độ rất cao đấy. Trạm tinh, Trần Húc vừa muốn nói chuyện, lúc này thời điểm quản dịch điện thoại tiếng nổ, quản dịch xem xét dãy số sắc mặt lập tức tự thay đổi, Trần Húc hỏi làm sao vậy. Quản dịch làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế, sau đó nhận điện thoại, này, cha. Audio điện tử võ tấn bền Quản dịch đem điện thoại phủ lên về sau nhìn xem Trần Húc, Trần Húc bị nàng xem chính là không hiểu thấu, nhìn xem Quản dịch sắc mặt phức tạp, Trần Húc rốt cuộc nhịn không được nói, này, ngươi như vậy chầm chầm vào ta làm gì vậy. Quản dịch không biết suy nghĩ cái gì, nhìn ra được nữ nhân này chính đang tiến hành rất phức tạp đấu tranh tư tưởng. Bởi vì Trần Húc đối với nàng rất là hiểu rõ, biết rõ nàng đang tự hỏi vấn đề thời điểm ưa thích đem miệng nhẹ nhàng viết lấy, một bộ đau răng đồng dạng biểu lộ. Thật lâu Quản dịch mới nói. Người bây giờ không có sao chứ, theo ta ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài, làm gì vậy, ai nha người bất kể rồi, đi theo ta đi ra ngoài là được rồi. Quản dịch đang chuẩn bị chết sống chảnh chứ đem Trần Húc kéo tới cửa, đóng cửa lại về sau mới nói, cha ta muốn gặp gặp ngươi. Ba của ngươi, Trần Húc kinh dị hô, nhưng nhìn xem quản dịch đối với chính mình làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế, Trần Húc cũng rất phiền muộn giảm thấp xuống thanh âm nói, đại tỷ à, cha ngươi vì sao muốn gặp ta? Quản dịch trợn trắng mắt, ta làm sao biết, đại khái là nữ nhi bảo bối của hắn hảo hảo không ở trong nhà ở lại đó không nên chạy loạn, sau đó cha ta tự muốn gặp gặp bắt cóc nữ nhi của hắn nam nhân đến cùng trường dạng gì a à? Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát, nói tỉ tỉ, chúng ta là trong sạch đấy. Nhưng cái này vừa mới dứt lời, liền nghĩ đến đêm qua hai người cũng cùng một chỗ chưa ngủ nữa, cái miệng nhỏ nhắn cũng hôn rồi, thật muốn nói thanh bạch thật sự có chút không đáng tin cậy, vì vậy Trần Húc tự câm miệng rồi. Quản dịch có thể không có cảm giác đến Trần Húc cảm xúc biến hóa, coi hắn thông minh, tự nhiên có thể nghĩ vậy hết thảy đến cùng là bởi vì sao. Nàng biết rõ chính mình tuy nhiên đã lấy được 4 năm địa tự do thời gian. Nhưng trong nhà nhất định sẽ phái người đến nhìn mình chăm chăm. Không nói giám thị, dù sao tổng sẽ có người tới bảo hộ an toàn của mình. Sau đó nhất cử nhất động của mình có lẽ đều chạy không khỏi phụ thân địa mục quang, kể cả cùng Trần Húc sự tình. Biết con gái không ai bằng cha. Quản dịch mình cũng đã rất lý trí phân tích qua chính mình cùng Trần Húc ở giữa tình cảm, điểm này phụ thân không có khả năng không biết. Hắn lần này chuyên theo Hawaii bay tới, mục đích đại khái chính là vì đến khảo sát thoáng một phát cái này con rể tương lai à. Cái gì con rể à, nghĩ tới đây quản dịch mặt cũng có chút hồng, phụ thân chơi chiêu này là có ý gì à, cạnh mình rõ ràng cái bát úp còn chưa lật lên đâu đây này. Trần Húc đi theo quản dịch lên xe taxi, trên đường đi quản dịch đều không nói chuyện, Trần Húc tìm lại nói nàng đều không hồi thẳng đến xuống xe đã đến cửa tử điếm, quản dịch lúc này mới nói một câu, một hồi chú ý một chút. Đừng làm cùng tên côn đồ tựa như, khách sạn tự nhiên là Hòa Hải City đắt tiền nhất địa một nhà khách sạn 5 sao, địa điểm tại kinh tế khu đang phát triển bên kia. Chỉ xem lấy cửa tử điếm ngừng lại một loạt quý báu xe thể thao Trần Húc cũng có chút tặc lưỡi, tiến vào khách sạn báo danh ra chữ về sau, thì có bồi bàn rất cung kính thỉnh hai người lên trên lầu ghế lô. Đẩy cửa ra, tự chứng kiến trong phòng ngồi hai người, cái kia ước chừng hơn 50 tuổi, khí độ phi phàm nam nhân có lẽ tựu là quản dịch phụ thân rồi. Quả nhiên chợt nghe đến quản dịch gật đầu nói, "Cha, Tạ Thúc, các ngươi như thế nào đột nhiên chạy tới rồi hả?" Quản lão gia tử cười cười, vẫy vẫy tay, quản dịch thân mật ngồi xuống bên cạnh hắn. Có chút làm nũng nói, "Cha, người tới đã tới rồi, làm gì vậy để cho ta đem hắn cũng mang đến à?" Trần Húc có chút không biết làm sao đứng tại cửa ra vào, lúc này thời điểm quản dịch phụ thân ngẩng đầu nhìn qua. Phảng Phất có chút hít thưởng thức đánh giá thoáng một phát, nói: "Ngươi là tiểu Trần Đồng học a, đến, ngồi, tùy ý một điểm, không cần như vậy câu thúc." Trần Húc kỳ thật cũng không phải cái câu thúc địa tính tình, chỉ là nhìn xem quản dịch phụ thân lại để cho hắn cảm giác có như vậy một ít không được tự nhiên. Bởi vì nói như thế nào đây, Trần Húc phụ thân tựu là cái đặc gia mà không kính điển hình, từ nhỏ hắn cùng phụ thân chơi đùa đã quen. Mà quản dịch phụ thân cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, Tự cho người một loại không giận tự uy cảm giác, loại cảm giác này tựu lại để cho Trần Húc cảm thấy có chút áp lực. Huống chi, mình bây giờ cùng quản dịch, nói như thế nào cũng là nam nữ ở chung, hơn nữa một giường lớn đều chưa ngủ nữa, hiện tại Trần Húc cảm giác tựu có điểm giống gặp cha vợ. Quản dịch phụ thân nhẹ nhàng cười cười, không thể không nói, quản lão gia tử cười rất có mị lực, nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ cũng tuyệt đối là cái loại này thịnh hành ngàn vạn thiếu nữ loại hình nếu không cũng không sinh ra đến quản dịch loại này như hoa như ngọc con gái. Hắn nâng chén trà lên không vội không chậm địa thổi ngụm khí. Nhấp một miếng, mới chậm rãi nói, tự giới thiệu thoáng một phát. Ta là quản dịch phụ thân, vị này họ tạ, là ta hơn một cái năm bạn núi khố, người gọi tạ thúc là được rồi. Trần Húc vội vàng biết điều địa gọi người, quản dịch phụ thân cười nói, lần này mạo muội thỉnh ngươi tới, là muốn đa tạ ngươi nửa năm qua này đối với ta ra tiểu dịch chiếu cố. Nghe lời này Trần Húc cảm giác rất quái lạ quái, kỳ thật hắn nào có cái gì chiếu cố, bất quá là đi quan hệ tới gần điểm mà thôi, nhưng biểu hiện ra hay là muốn khách sáo thoáng một phát. Quản dịch phụ thân biết rõ hắn có chút khẩn trương, cũng không nói chuyện, lại để cho bên cạnh vị kia tả thúc gọi tới phục vụ viên, nói có thể mang thức ăn lên rồi. Sau đó nhìn Trần Húc nói, tiểu Trần đồng học, người còn chưa có ăn cơm a à, cái kia một ăn một bữa tốt rồi. Trần Húc mọi người đã đến, cái lúc này hắn ngoại trừ gật đầu còn có thể nói như thế nào. Đồ ăn rất nhanh tựu lên đây, không nhiều lắm, hai cái dao trộn năm cái món ăn nóng còn có một chậu súp, quản dịch phụ thân cười hỏi có cần phải tới bình rượu, Trần Húc vội vàng một hồi điên cuồng lắc đầu. Nhưng quản dịch phụ thân lại cười nói, nam nhân không thể uống rượu sao được. Đừng giả bộ, nghe tiểu dịch nói người hay vẫn là rất có lược, ta lần này mang trở lại một lọ 15 năm mau đài, đi theo ta đi một cái. Rượu đế à, Trần Húc còn không sao cả uống qua rượu đế, nhưng là người ta lão gia tử đã lại để cho phục vụ viên nâng cốc mở ra, nồng đậm địa mùi rượu xông vào mũi, lại để cho Trần Húc nhịn không được có chút ngón trỏ đại động. Rót một ly uống một ngụm, tuy nhiên vừa vào trong bụng lúc một hồi nóng bỏng, có thể trước mắt thời gian, hầu môi tầm đó tự cảm nhận được một cổ nồng đậm ngọt hương, cảm giác này thật là không tệ. Quản lão gia tử cùng hắn uống một ngụm, sau đó cười hỏi, phụ thân ngươi suốt ngoại đi. Ngươi như thế nào không có cùng hắn cùng một chỗ? Trần Húc sững sờ, nói ngài nhận thức cha ta, Quản dịch phụ thân cười cười, chó dại khắc tinh, hiện tại chỉ sợ không biết địa người không nhiều lắm đi à nha. Vừa vặn ta làm sinh ý cũng cùng cái này một khối có quan hệ. Về sau có lẽ sẽ cùng phụ thân người có cơ hội hợp tác đây này. Lúc này thời điểm bên cạnh tạ chiến cũng cười nói, đúng vậy, có một số việc cũng là cần lệnh tôn đến hỗ trợ đấy. Vừa vặn ngươi cùng tiểu, N, cùng tiểu dịch là đồng học, a à, đây cũng là duyên phận rồi. Hôm nay địa cửa hàng rất chú ý đúng là nhân mạch người cùng tiểu dịch là đồng học cũng thuận tiện về sau hai chúng ta ra có thể nhiều tiến hành một chút hợp tác nghe đến đó trần húc cũng có chút suy nghĩ ra hương vị đã đến nguyên lai là muốn cùng chính mình phụ thân hợp tác địa à chó dại khắc tinh hiện tại lượng tiêu thụ tuy nhiên vững vàng ra rồi nhưng dù sao cũng là vô cùng đại thịt mỡ nghe nói nước ngoài còn có người muốn dùng lũng đoạn tội đến khởi tố yêu cầu trần húc phụ thân công khai cách điều chế đương nhiên ngu như vậy bức cũng không cần lý rồi bất quá theo trần húc phụ thân tự ngươi nói Hiện tại hắn mặc kệ đến đâu, trên cơ bản người khác đều muốn cho hắn cái vài phần mặt mũi. Thỉnh cầu tiến hành một cái khu vực đại lý người càng là nối liền không dứt, thậm chí có người trực tiếp dẫn theo tiến đến thăm chờ chờ. So với trước kia khai cái kia tiểu dược nhà máy thời điểm khắp nơi đến nhà tìm người, không biết phong quang gấp bao nhiêu lần. Vì vậy Trần Húc rất cẩn thận nói, bá phụ, cái nhà kia ở bên trong địa dược nhà máy công tác, trên cơ bản ta là không cần để ý tới đấy về phần sinh ý bên trên vãng lai ngài có thể đi tìm ra phụ đàm quản dịch phụ thân cùng tạ chiến nhìn nhau cười cười mà ngay cả quản dịch cũng cười con mắt híp mắt bởi vì trần húc đối với quản dịch trong nhà điều kiện không rõ ràng lắm dùng vì lần này lại để cho hắn đến chỉ là vì đàm đàm chuyện hợp tác nói không chừng sẽ có chút hít đón lấy đồng học quan hệ kéo khoảng cách gần cảm giác nhưng trần húc không biết trong nhà hắn hôm nay sản nghiệp đối với quản gia mà nói thật đúng là không tính là cái gì bất quá đã trần húc sinh ra cái này hiểu lầm ở đây mấy người cũng không muốn giải thích. Quản dịch phụ thân trước giơ lên chiếc đúa cười nói, mọi người ăn trước đồ ăn a, à, bằng không thì đồ ăn một hồi tựu nguội lạnh. Trần Húc bận việc đến trưa, hiện tại đã sớm đói hơn là trước ngực dán phía sau lưng rồi, mà cũng rất kỳ diệu, tại hắn cảm giác quản dịch phụ thân đối với chính mình hình như là có việc muốn nhờ về sau, trong nội tâm cũng không khẩn trương như vậy rồi, tăng thêm lại uống chút rượu về sau, đại não cũng bắt đầu hưng phấn, vì vậy thời gian dần trôi qua cũng không câu nệ bó rồi. Bởi vì lúc trước Trần Húc không rõ quản dịch phụ thân tại sao phải tìm chính mình, trong nội tâm từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu. Giống như 17-18 cái thùng nước qua tới qua lui đồng dạng, có chút trột dạ. Vì cái gì trột dạ, đại khái tiểu cùng đêm qua hắn cùng với quản dịch mập mờ có quan hệ. Lúc này thời điểm Trần Húc tâm tình giống như là một cái nhìn thấy cảnh sát tặc, trong tiềm thức thì có loại có tật giật mình cảm giác. Mà khi hắn cho rằng quản dịch phụ thân là muốn đón lấy chính mình đầu nhân mạch cùng mình phụ thân nói chuyện làm ăn lúc, hắn giống như là xem thấu một cái rất không ngờ ma thuật đồng dạng. Cảm thấy cũng không có đáng sợ như vậy rồi. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn không cần có tật giật mình rồi. Cục diện rất nhanh từ hòa hợp, bất quá rất kỳ quái chính là, quản dịch một mực ngồi ở bên cạnh không sao cả mở miệng, đều là quản dịch địa phụ thân đang hỏi Trần hút một vài vấn đề, ví dụ như bọn hắn khai phát cái kia khoản trò chơi, còn có cái kia cắt hít hầu nam chờ chờ. Người bắt đến cái kia cắt hít hầu nam, để cho ta thật bất ngờ cũng rất cảm kích bởi vì nữ nhi của ta thiếu chút nữa bị hắn tập kích quản dịch phụ thân nói rất khách khí kỳ thật ngày đó lọt vào tập kích chính là cao hiểu tiết mà thực sự không phải là quản dịch sau đó hắn tự nói cái kia ta muốn hỏi ngươi ta xem qua trên báo chí một ít đưa tin lúc ấy ngươi là vừa vặn đi bằng hữu chỗ đó chứng kiến cái kia cắt hết hầu nam cái ót phá vì vậy trong nội tâm nổi lên nghi hoặc theo sau đúng không trần húc gật đầu cái này nói dối hắn đã nói qua vô số lần cơ hồ đều nhanh lại để cho chính hắn cho rằng cái này là chân tướng rồi quản dịch phụ thân gật gật đầu nói như vậy có câu nói ta muốn nói một chút hy vọng ngươi không sẽ cảm thấy ta là cậy già lên mặt xin mời ngài nói n ngươi một đệ tử tuy nhiên nghe nói thân thủ của ngươi cũng không tệ lắm nhưng là một đệ tử đối mặt một cái đổ biến thái sát nhân cuồng ma ngươi không biết là ngươi loại làm này vô cùng xúc động rồi sao ý của ta là người tại xác định cắt hiết hầu nam địa thân phận về sau hoàn toàn có thể có cảng quang co vòng vèo địa cách làm, nói thí dụ như người có thể thông chi cảnh sát, lại để cho cảnh sát tới bắt bắt, nhưng là người tại sao phải đột nhiên xông đi lên đâu này. Quản dịch sắc mặt đột nhiên trở nên rất khẩn trương, bởi vì nàng biết rõ, đây là nàng lão gia tử tại khảo nghiệm. Trần Húc ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật hắn tuy nhiên bệnh một cái nói dối, nhưng chân thật tình huống cùng nói dối tầm đó địa tranh lệch lại cũng không là rất lớn. Nhất là tại bắt cắt hít hầu nam cái này đoạn thời kỳ, càng là một chữ không có sửa. Vì vậy Trần Húc phải trả lời nói, thúc thúc, ta lúc ấy còn cũng chưa xong toàn bộ xác nhận hắn là cắt ít hầu nam. Tự chứng kiến hoác hồ lúc kia tại trên tảng đá ngồi không biết đang suy nghĩ gì thứ đồ vật, có thể lúc này thời điểm hai nữ sinh dán đi lên, ta bởi vì sợ các nàng ra nguy hiểm vì vậy cũng tự đi theo đằng sau. Thẳng đến hoác hồ lấy ra lưỡi dao, cái lúc này ta cho dù có nghĩ cách cũng toàn bộ đều ném ra sau đầu rồi, bởi vì cứu người quan trọng hơn. Quản lão ra tử N một tiếng, gật gật đầu không nói, cũng không biết hắn đối với đáp án này phải chăng thỏa mãn. Lúc này thời điểm tạ chiến cười nói, tiểu Trần đồng học tuổi còn nhỏ thì có phần này dũng khí cùng dũng khí, thật sự lại để cho người bội phục. Đến đến, ta mời ngươi một ly, kế tiếp quản lão gia tử lại hỏi mấy vấn đề, có chút là trường học sinh hoạt, mà có chút cũng là hiện tại một ít quốc tế thời sự, muốn nghe xem Trần Húc có ý kiến gì không. Trần Húc trả lời cũng rất tự nhiên, có sự tình hắn biết rõ tựu là biết rõ, không biết là không biết cùng trưởng bối trước mặt không có gì khó mà nói đấy. Trần Húc loại thái độ này lại để cho quản lão ra tử rất hài lòng, bởi vì hắn không giống một ít người trẻ tuổi như vậy không biết sự tình cũng không nên bịa chuyện bên trên một phen tỏ vẻ học thức của mình nguyên bác. Bất quá khi nói tới Trần Húc có ý kiến gì không thời điểm, Trần Húc đáp án lại làm cho quản dịch một hồi hãi hùng khiếp vía. Bởi vì Trần Húc cười nói, ta là người có lẽ thuộc về cái loại này không ôm trí lớn hình, về phần tương lai ta cũng không muốn quá nhiều, chỉ muốn có thể tự do tự tại còn sống, làm chính mình chuyện thích quản dịch sở dĩ khẩn trương là vì nàng biết rõ phụ thân của mình không thích nhất cái loại này ngồi ăn rồi chờ chết người quả nhiên quản lão gia tử nhíu mày nói người trẻ tuổi nếu như không có một điểm mục tiêu điểm ấy thật không tốt làm nam nhân đầu tiên nên có sự nghiệp của mình phụ thân người dược nhà máy hôm nay kinh doanh phi thường tốt chẳng lẽ người tựu không có nghĩ qua đem hắn phát dương quang đại trần húc ha ha cười cười con cháu đều có con cháu phúc ta nếu là muốn tại phụ thân dược nhà máy ở lại đó, lúc trước cũng sẽ không biết tới chọn chọn tin tức chuyên nghiệp rồi, mà là trực tiếp đi thi y khoa loại đại học đi. Kỳ thật bá phụ, ta ngược lại cũng không cho rằng ta con đường này cứ như vậy tạm biệt đấy. Trần hút cái này lúc sau đã có chút uống cao, hắn dù sao lấy hướng tiếp xúc đều là bia, tuy nhiên tử lượng không tệ, nhưng lần thứ nhất uống rượu đế lúc cũng khó tránh khỏi có chút chống đỡ không được. Mao đài là hảo tử, uống không thường cấp, nhưng rượu cồn thoáng một phát bụng, dù sao cũng có vài phần men say, cho nên hiện tại Trần Húc cũng có chút rượu đến hàm lúc cái loại này hưng phấn, đầu óc tuy nhiên thanh tình, nhưng có chút ngày bình thường không dám nói, hiện tại ngược lại là cũng không có gì câu thúc rồi. Bá phụ, ta muốn người can đảm hỏi một câu, ngài, tự do sao? Trần Húc lúc nói lời này đã có chút hưng phấn quá độ rồi, hắn mặc dù biết chính mình đang nói cái gì, nhưng lại đã đã quên chính mình cái ngữ khí đến cùng có thích hợp hay không, có nên hay không nên. Bất quá quản lão gia tử lại không có để ý, cười nói, ý của ngươi là. Được rồi, vậy ngươi nói một chút, ta cái đó điểm không tự do. Trần Húc Men sai thượng cấp, cũng mặc kệ nhiều như vậy, dùng ngón tay nhẹ nhàng đốt cái bàn nói, lão gia tử xem ngài khí độ, gia sản có lẽ có chút phong phú a. À? Có thể nhiều như vậy gia sản, ngài chẳng lẽ tự không cần dụng tâm quản lý sao? Đều nói cửa hàng như chiến trường, đến ngài cái này phân thượng, trong ngày còn lao tâm lao lực nghĩ đến nhiều kiếm tiền có thể tiến đối với ngươi mà nói ngoại trừ là một loạt con số bên ngoài còn có khác ý nghĩa sao tiễn sinh quyền quyền đòi tiền đây là ta khi còn bé tự hiểu đạo lý ta tuy nhiên tuổi không lớn lắm có thể sự tình gặp cũng không ít khi còn bé phụ thân vì dược nhà máy sự tình chạy ngược chạy xuôi một ít người thể diện ta đến bây giờ cũng sẽ không quên đều nói sinh ý càng lớn cừu địch càng nhiều muốn định bợ người cũng càng nhiều giống cha ta như vậy cả ngày rượu chàng không ngừng hiện tại sinh ý tuy nhiên làm lớn hơn thực sự càng bề bộn rồi, liền cùng người nhà thời gian đều không có. Cái kia muốn nhiều như vậy tiến, còn có ý gì? Có tiền thì như thế nào? Bill Gates có tiền a? À? Mắt nhìn thấy muốn về hưu rồi, cái kia bút lớn tài sản xử lý như thế nào? Còn ngẫm lại lấy đi trốn tránh nước Mỹ thuế di sản, đoán chừng cuối cùng cũng muốn treo một cái đằng trước quyên giúp từ thiện danh nghĩa đến tránh thuế. Pháp trên bảng xếp hạng thế giới nhà giàu nhất còn không thể tự do, huống chi là bá phụ ngài đâu này. Quản lão ra tử nhíu mày nói, tiểu trần đồng học, người nghĩ như vậy không khỏi cũng có chút tiêu cực. Cái thế giới này tuy nhiên tiến không phải vạn năng đấy, nhưng không có tiến nhưng lại tuyệt đối không thể đấy. Người trẻ tuổi không muốn lấy làm ra đến một phen sự nghiệp. Mà như vậy tinh thần xa sút như vậy không tốt. Tinh thần xa sút Trần Húc chính mình bưng chén rượu lên uống một ngụm, cười nói, lão gia tử ngài hiểu lầm ý tứ của ta. Ta chỉ là đang nghĩ lấy, tiến vật này, đủ là được. Ta cho tới bây giờ không có cảm thấy tiến không tốt, nếu như không có tiến hiện tại ta sao có thể ngồi ở cái địa phương này uống đẹp như vậy vị mao đài chẳng qua là khi quá nhiều tiền đối với người mà nói đã đã trở thành một cái số lượng càng là một loại gánh nặng thời điểm ta cảm thấy được sẽ không có ý nghĩa quá nhiều tiền đánh người chủ ý người liền có hơn có tiền không có nghĩa là có quyền người ra mặt thò tay muốn hiếu kính không thể không cho như cha ta năm đó cùng một ít đám quan chức muốn đánh tốt quan hệ cùng ăn bồi uống cùng chơi cái này không phải là điển hình ba cùng ta cảm thấy được như vậy siêu không có có ý tứ, làm chuyện gì phải xem người khác sắc mặt, mà ta ghét nhất địa phương. Tự là xem người khác sắc mặt, quản lão ra tử lúc này thời điểm nghe ra điểm hương vị, chép miệng chật lưỡi nói, a à, người trẻ tuổi lòng giả cao, cái thế giới này nào có như vậy như ý sự tình. Coi như là nước Mỹ Tổng thống, cũng không thể mọi chuyện như ý đấy. Hà ha, ha, Trần Húc nở nụ cười một tiếng, ta cũng không muốn làm nước Mỹ Tổng thống, so sánh dưới ta vẫn cảm thấy Bin Laden đại thúc phần tử khủng bố so sánh có tiền đồ. Ý của ta kỳ thật rất đơn giản, tựa như trong sách ghi, ta muốn hôm nay, lại che không được ta mắt, muốn cái này địa phương. Lại vùi không được ta tâm, bất quá ta không yêu cầu xa vời muốn cái kia chúng sinh đều minh bạch ta ý, cũng không muốn lấy muốn cái kia chư Phật tan thành mây khói. Chỉ cầu tương lai cùng ta thích người cùng một chỗ làm chuyện thích, quản hắn khỉ gió lão thiên hoàng đế, đều đừng muốn ta khoa tay múa chân. Cái này với ta mà nói, tự là tự do. Đằng sau Trần Húc nói cái gì đó, hắn cũng đã nhớ không rõ rồi. Lần thứ nhất uống rượu đế, đáng thương Trần Húc cứ như vậy mơ mơ màng màng nói một đống lời nói, sau đó về sau bị quản lão ra tử gọi con người làm ra hắn mở cái gian phòng, an bài hắn đi ngủ rồi. Bất quá Trần Húc mặc dù nói rất nhiều, thực sự không nói tới một chữ SMS cùng siêu cấp máy tính sự tình, bởi vì những bí mật này là hắn trong tiềm thức nhận định nhất cao cấp bậc che giấu, cho dù uống nhiều quá cũng sẽ không biết vì tiện nói lung tung đấy. Đem Trần Húc đưa đi phòng ngủ ở về sau, quản lão gia tử biểu lộ rất là nghiêm túc không biết suy nghĩ cái gì sự tình, một bên quản dịch hận không thể đem Trần Húc ra đều cho bới. Tiểu tử này như thế nào vừa quát rượu tựu nói ra như vậy một phen kinh tâm động phách hà. Đến cùng tạ chiến là nhìn xem quản dịch lớn lên, tự nhiên biết rõ tiểu thư nhà mình hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì thứ đồ vật. Vì vậy hỏi quản lão gia tử, "A, à, lão gia tử người xem người trẻ tuổi này như thế nào? quản lão gia tử há hốc mồm, lúc này thời điểm quản dịch trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. quản lão gia tử nhìn nàng một cái, mới nói người trẻ tuổi không có trải qua sóng gió, còn trẻ khí thịnh địa có chút liều lĩnh rồi. chứng kiến quản dịch sắc mặt lập tức âm xuống dưới, quản lão gia tử cười cười nói, bất quá nói thật, ta ngược lại là rất thưởng thức hắn. à, quản dịch trong mắt sáng ngời, quản lão gia tử cười nói chậm rãi mà nói, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tuy nhiên nghĩ cách quá mức ngây thơ, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi không có trải qua sóng gió, loại suy nghĩ này cũng là bình thường đấy. Hắc, nếu quả thật như hắn nói như vậy, trên thế giới này lại nào có chính thức địa tự do? Tuổi còn trẻ, khẩu khí cũng không nhỏ, ta hiện tại ngược lại là rất chờ mong, đợi hắn ngày sau đụng đầu rơi máu chảy lúc, hồi tưởng lại hôm nay lời nói này, hắn lại biết làm cảm tưởng gì. Cha, quản dịch có chút bất mãn kêu một tiếng, quản lão gia tử ha ha cười cười, ơ ờ, nữ nhi bảo bối tức giận a à, cha của ngươi ta cũng không phải là cái loại này hạ lưu người sẽ cho hắn xử ngáng chân hạ mũ chỉ là thế giới này rất phức tạp mà hắn muốn thật sự là quá mức đơn giản điểm cũng thế người trẻ tuổi thiên chân nhất chút ít thật cũng không cái gì ngược lại là ta có chút tích cực rồi tốt rồi con gái người yên tâm đi lão ba ta đối với hắn tạm thời coi như tương đối hài lòng đợi hắn lại tôi luyện một thời gian ngắn sau này hãy nói a à. con gái chúng ta nửa năm thời gian không thấy, xem ra ngươi cuộc sống đại học thật đúng nhiều màu nhiều sắc, đến, cùng lão ba nói nói, đùa như thế nào. Phụ nữ lưỡng cười nói đi một bên nói chuyện, bên kia địa trần húc ngược lại là ngủ rất hương. Khách sạn năm sao xa hoa giường lớn à, ai, vẫn có tiễn tốt, sáng ngày thứ hai tỉnh lại địa thời điểm. Trần Húc phát hiện mình vậy mà tại trong hotel, lúc này mới nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua tình. Vừa nghĩ tới chính mình uống nhiều rượu không biết nói mấy thứ gì đó, cái này nhưng làm Trần Húc cho bị hù nước tiểu đều nóng này. Vội vàng cho quản dịch gọi điện thoại, điện thoại vừa tiếng nổ, nữ nhân kia có chút bất thiện thanh âm tựu cách điện thoại truyền tới, ơ, ờ, rượu tiên tình à? Lời này nói, Trần Húc nhịn không được đổ mồ hôi thoáng một phát, rất nhỏ giọng hỏi, Mỹ nữ à, cái kia, đêm qua ta có không có nói sai lời nói à? Quản dịch tại đầu bên kia điện thoại hừ một tiếng, người có không có nói sai lời nói, hỏi ta làm gì vậy? Trần Húc bạo đổ mồ hôi, đoán chừng chính mình thật là nói đi một tí không nên nói, đang muốn giải thích cái gì, bên kia quản dịch tựu đã nói tốt rồi, tranh thủ thời gian đứng lên đi, ta tại bể bơi chờ ngươi. Bể bơi, Trần Húc gãi gãi đầu, cái này trong hotel thậm chí ngay cả bể bơi cũng còn có à. Hơn nữa nữ nhân này sáng sớm không ngủ được chạy tới bơi lội, có bệnh sao? Nghĩ tới đây Trần Húc tự nhìn một chút thời gian, đổ mồ hôi, cái này đều nhanh 11 giờ rưỡi rồi. Chính mình vậy mà ngủ lâu như vậy. Từ khi lại để cho tiểu mẫn giúp mình tiến vào ngủ say về sau, Trần Húc cũng đã thật lâu không ngủ qua như vậy lười cảm giác rồi. Hắn vội vàng rửa mặt soát đánh răng, mặc xong quần áo, bên ngoài hỏi thoáng một phát phục vụ viên, không hỗ là khách sạn năm sao, người ta phục vụ viên không có cái loại này không kiên nhẫn khoa tay múa chân nói là quẹo trái quẹo trái lại quẹo trái, mà là rất nhiệt tình mang theo Trần Húc vào thang máy, một mực lên tới tầng cao nhất, mái nhà bên trên dĩ nhiên là cái cỡ lớn lộ thiên bể bơi, Trần Húc một mặt trong nội tâm kêu xa xỉ à xa xỉ, một bên nhìn quanh quản dịch ở đâu. Trong hồ bơi người không nhiều lắm, Trần Húc liếc mắt liền thấy được quản dịch, lúc này thời điểm nữ nhân này chính theo lan can hướng bên trên bò, mặc trên người chính là một kiện màu đen liên thể áo tắm, hai cái hai đùi tuyết trắng lộ ở bên ngoài, còn có ngực bị áo tắm bao trùm, rất no đủ một đoàn, xem Trần Húc thiếu chút nữa tự chảy máu mũi rồi. Không thấy được quản lão ra từ cùng cái kia tả thúc, chỉ thấy quản dịch rất nhàn nhã ngồi ở bên cạnh dựa vào trên mặt ghế, bên cạnh lập tức có phục vụ viên đưa lên khăn mặt cùng đồ uống đương nhiên không phải coca cola loại này rẻ tiền đồ vật đồ uống nhìn xem vàng vàng đoán chừng là tiên ép nước chanh các loại quản dịch lúc này thời điểm cũng nhìn thấy trần húc nhìn xem thằng này đần độn đứng tại cửa ra vào nhịn không được cười khúc khích ngoác nói này ngươi ngẩn người làm gì à trần húc cái này mới hồi phục tinh thần lại đi qua tại nàng bên cạnh trên ghế ngồi xuống cười hắc hắc nói tại đây còn có bể bơi à ngươi biết bơi lặn quản dịch mắt trắng không còn chút máu, nói, lúc 3 tuổi ta tự đi học bơi lặn, khi đó huấn luyện viên trực tiếp đem ta hướng trong nước quăng ra, sau đó ta đập lấy đã uống vài ngụm nước chính mình sẽ bơi. Xin nhờ người ai, khách sạn năm sao nguyên bộ tiêu chuẩn chính là muốn có bể bơi được không, bất quá trong nước không ít rượu điếm treo năm sao danh tự, trên thực tế kém rất nhiều, nhà này cũng không tệ lắm. Trần Húc cố gắng không nhìn tới nàng lộ ở bên ngoài hai đùi tuyết trắng, thấp giọng hỏi, cái kia, đêm qua ta không nói gì lời nói ngu xuẩn a. À. Quản dịch hư một tiếng, nói khá tốt, không có chỉa vào người của ta cha cái mũi mắng. Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát, nhưng nhìn xem nàng giống như cười mà không phải cười biểu lộ cũng yên lòng, xem ra chính mình ngày hôm qua không nói gì nói nhảm làm cho người ta phiền, càng không đem thân phận của mình cho tiết lộ ra ngoài, bằng không thì nữ nhân này tuyệt đối không phải là cái này biểu lộ. Vì vậy Trần Húc tự ưỡn nghiêm mặt ra nói, hắc hắc, cái kia cha ngươi là như thế nào đánh giá ta sao? Có phải hay không cảm thấy ta là người đặc thích hợp làm con rể? Ngươi muốn chết rồi quản dịch nhéo hắn thoáng một phát lúc này thời điểm đột nhiên xem tới cửa một đầu tuyết trắng tuyết trắng đại cầu quản dịch lập tức đã kêu nói oa thật xinh đẹp cầu à trần húc sững sờ quay đầu lại tự chứng kiến một đầu chết đại chết đại màu trắng tát ma a hướng chính mình mãnh liệt xông lại trần húc bị hù à một tiếng kêu sau đó tự chứng kiến cái kia đại cầu thẳng tắp đánh về phía chính mình đằng sau sau đó nhu thuận ghé vào quản dịch chân bên cạnh nịnh nọt tựa như tại trên đùi của nàng cọ à cọ sau đó dùng đầu lưỡi liếm láp quản dịch bàn tay. Trần Húc bị cái này chỉ cầu bị hù là trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, lúc này thời điểm, cửa ra vào một cái thật có lỗi thanh âm tiếng nổ, a à, thực xin lỗi à, hù đến ngài. Ra ra, thực không nghe lời, còn không cùng vị tiên sinh này xin lỗi. Lần này Trần Húc ngã có chút hung ác, bờ mông đều nhanh thành bốn cánh hoa rồi, vốn hắn còn muốn mắng đâu rồi, nhưng là lúc này thời điểm một chi tay rời khỏi trước mặt mình, Trần Húc ngẩng đầu, chứng kiến một người mặc màu trắng trang phục bình thường đẹp trai chính rất ánh mặt trời hướng về phía chính mình mỉm cười, trong tươi cười mang theo vài phần thật có lỗi. Trần Húc một nhe răng, lôi kéo tay của hắn dùng sức đứng. Cái kia đẹp trai rất cười ôn hòa lấy, thật sự rất xin lỗi, kinh hãi đã đến ngài. Ra ra tới, cùng người ta xin lỗi, cậu là tại sao nói xin lỗi hay sao? Trần Húc hôm nay thế nhưng mà sâu sắc mở một phen tầm mắt rồi. Tự chứng kiến cái kia đại cầu nghe được chủ nhân về sau, ô ô lấy cuốn đi qua ghé vào trần húc trước mặt sau đó một đôi mắt to nháy nháy rất đáng thương nhìn xem hắn nịnh nọt tựa như ngoắt ngoắt cái đuôi trần húc thoáng cái tựa vui vẻ không nghĩ tới còn có như vậy nghe lời cậu à quản dịch cũng ở bên cạnh cười nói cái này cậu cậu thật thông minh à cái kia ánh mặt trời hình đẹp trai có chút không có ý tứ cười cười nói thật sự thật xin lỗi rồi ra ra vẫn luôn là cái dạng này có chút n có chút hít sắc a nó nhìn thấy xinh đẹp nữ hài tử sẽ rất hưng phấn. Ta thường thường hoài nghi nó đời trước có phải hay không xác lang xuyên Việt tới địa phương. Lời này nói mấy người đều cười, Trần Húc cười hắc hắc, bắn cái này đầu tát ma a à cái ót thoáng một phát, sau đó con chó lớn này cũng có chút khó chịu hướng về phía Trần Húc nhe răng, Trần Húc ơ một tiếng, rất nhà thông thái tính địa mà. Ánh mặt trời đẹp trai ha ha cười cười, nói, cậu là nhân loại bằng hữu tốt nhất. Cũng là trung thành nhất bằng hữu, chúng thật là thông minh đấy, n, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi trọng tử ngữ, bằng hữu của ta cũng gọi ta bánh trưng. Nghe nói như thế Trần Húc tự quay đầu lại cùng quản dịch nói, cái kia, ta đói bụng rồi, muốn hay không chúng ta đi trước ăn ít đồ. Cái gì cùng cái gì à, vốn đối với thằng này vẫn còn có chút ấn tượng tốt địa phương. Nhưng là trong khoảng khắc tự không còn sót lại chút gì rồi. Người bình thường nào có tùy tùy tiện tiện đi lên sẽ tới giới thiệu chính mình hay sao? Còn nói cái gì cầu cầu háo sắc? dùng trần húc xem nhất định là người này háo sắc coi trọng quản dịch sắc đẹp sau đó dùng loại này rất hạ lưu đích thủ đoạn đi lên đến gần đấy nghe được trần húc đột nhiên rất không khách khí nói những lời này quản dịch cùng trọng tử ngữ đều là sướng sờ sau đó hai người đồng thời cười quản dịch từ trên ghế đứng chủ động vươn tay nói a à, nguyên lai là xã giao lưới địa người sáng lập hạnh ngộ hạnh ngộ trọng tử ngữ cũng cười nói làm làm thiếp trang web mà thôi it nghiệp thế nhưng mà không có tốt như vậy như vậy bất quá nghe quản thúc thúc nói người ở phía trên, ta cứ tới đây nhìn một chút, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cái này đến phiên Trần Húc choáng váng, à, nhận thức à, quản dịch cười cười, cửu ngưỡng đại danh mà thôi. Trải qua quản dịch giải thích, Trần Húc mới biết được người trẻ tuổi này đến cùng có nhiều nghiêu. Xã Giao Lưới người sáng lập, xã Giao Lưới, so về trường học nội, trong nước chờ chờ cộng đồng xuất hiện còn muốn sớm, trong nước đệ nhất ra có quy mô SNS cộng đồng. Mà cái này trọng tử ngữ tựu là hắn người thành lập nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn cambridge rùa biển nghe nói hắn lần này tới là cùng quản dịch phụ thân nói chuyện làm ăn mà không phải chuyên môn đi lên tìm quản dịch đến gần trần húc lúc này mới cười nói ai nha nha rùa biển đồng học ngươi tốt trọng tử ngữ có chút cười khổ địa sờ sờ cái mũi quản dịch ngắt trần húc thoáng một phát nói làm sao nói chuyện trần húc cười hắc hắc lần nữa vươn tay bánh trưng rùa biển đồng học ngươi tốt cái này trọng tử ngữ quả thực nhịn không được cười cái này ánh mặt trời kiểu đại nam hài không riêng mọc ra một chương rất tuấn tú khí anh tuấn mặt. Cười cũng rất dễ dàng lây người, hắn cười nói, ta một mực suy nghĩ, nhìn thấy ân nhân cứu mạng của ta ứng nên nói cái gì lời nói, nhưng xem ra là uổng phí công phu rồi. N nhân cứu mạng, Trần Húc nhìn về phía quản dịch, thế nào rồi, người đã cứu mạng của hắn. Quản dịch rất dứt khoát liếc mắt, vỗ Trần Húc thoáng một phát nói, hắn nói rất đúng ngươi. Cái này Trần Húc không hiểu thấu rồi, quản dịch làm sao biết địa hai người bọn họ không là vừa vặn mới nhận thức sao lúc này thời điểm trọng tử ngữ cười nói là như thế này địa phương ta cùng quản thúc thúc rất sớm trước kia tự nhận thức lúc ấy ta vẫn còn luân đôn sau đó nghe nói nữ nhi của hắn a à, được rồi dù sao chúng ta biết rõ đối phương đã rất lâu rồi thường xuyên vẫn còn trên mạng tâm sự nhưng chỉ có chưa từng gặp mặt bất quá ngay tại trước đó không lâu a à, ta gặp một việc thiếu chút nữa đã muốn số mạng của ta bởi vì ta rất ưa thích cầu cho nên đi đường bên trên chứng kiến cầu cầu ta đều đi lên chào hỏi a à, đừng cười tự là trêu chọc chúng nhưng là ngày đó ta lại không cẩn thận bị một con chó cắn một cái lúc ấy không có chú ý bởi vì luân đôn rất nhiều cầu đều là đánh cho chó dại vaccine phòng bệnh tự chính mình cũng đánh qua thật không nghĩ đến về sau lại bị lây nhiễm trần hú cả một tiếng khó trách hắn có thể như vậy nói nói mình là ân nhân cứu mạng của hắn nguyên lai like là có chuyện như vậy à quả nhiên trọng tử ngữ mỉm cười nói vốn ta đều đã tuyệt vọng thật không nghĩ đến ngay tại một tuần lễ về sau phụ thân ngươi phát minh ra chó dại khắc tinh ta lúc ấy tự là nhóm đầu tiên thí nghiệm người a à, ta lúc ấy cùng phụ thân ngươi nói chuyện cũng rất đầu cơ hợp ý nghe hắn khích lệ ngươi như vậy con trai vẫn muốn gặp cách nhìn hiện tại rốt cục được đền bù hy vọng rồi trần hút bị hắn nói đều có chút không có ý tứ gãi gãi đầu cười nói đây quả thật là vận khí ha ha vận khí trọng tử ngữ tuy nhiên cũng đang mỉm cười nhưng trong lời nói lại mang thêm vài phần nghiêm túc đúng vậy đích thật là vận khí của ta rồi gặp ngươi như vậy cái quý nhân cái này là danh thiếp của ta về sau nếu có chuyện gì tình cho dù tìm ta tốt rồi sau đó trọng tử ngữ mỉm cười nói kỳ thật chúng ta trước khi ngay tại trên mạng bái kiến ta cũng là bởi vì cái này mới chuyên môn đến hòa hải city đấy trần húc ách thoáng một phát trọng tử ngữ cười nói ngươi nhớ rõ fox sao fox ngươi là fox cái này Trần Húc kinh ngạc miệng đều không khép lại được, hồng khách liên minh cái kia Fox. Trọng tử ngữ mỉm cười gật đầu, Trần Húc lại gần một tiếng, tiểu tử ngươi làm sao biết là của ta. Fox, tự là trước kia Trần Húc tại hồng khách trên chiến trường gặp được người kia, đem Trần Húc chèn ép gắt gao không có điểm tính tình. Hai người giao thủ 10 chàng, Trần Húc thất bại 7 chàng, cái kia ba chàng thắng cũng đều là may mắn đến cực điểm. Mà hắn và Fox cũng là bị hồng khách trên chiến trường bày gà con cũng trở thành hai đại tiện điều tồn tại. Trần Húc chính là người như vậy, nếu như nói không quen, cái kia nói chuyện lên đến tựu rất câu thúc, chỉ khi nào phát hiện là nhận thức, vậy hắn tự một chút cũng không khách khí. Trần Húc nện cho hắn một quyền, bà mẹ nó, tiểu tử ngươi là không phải cố ý tại điều tra ta à? Bằng không thì làm sao ngươi biết là của ta? Trọng tử ngữ bị đánh một cái cũng không giận, mỉm cười nói, kỳ thật thật là trùng hợp. Ta thấy hồng khách liên minh tại nhận người, vì vậy ta đã nghĩ ngợi lấy vào xem, dù sao ta ngưỡng mộ lam sắc bảo bối đại tỷ còn có hắn cao thủ của hắn nhóm đám bọn họ đã rất lâu rồi bất quá đi vào được theo cấp thấp nhất bắt đầu xoát phân có thể vừa vặn gặp được ngươi rồi chúng ta không phải giao thủ mấy lần nha có một lần ta tại xâm lấn người máy tính về sau tại ngươi nhổ dây mạng lưới trước khi chứng kiến ngươi trong máy vi tính mấy tấm hình là ngươi cùng quản dịch cao hiểu tiết cuộc sống của bọn hắn chụp ảnh chung a à, về sau lại phát hiện ít đồ cho nên tự xác định là ngươi đấy trần húc phiền muộn lại gần một tiếng nói đại ca ngươi là đem làm thám tử đó a à. còn có cái thế giới này thật là tinh xảo đến chỗ nào đều có thể gặp được đến người quen kỳ thật trần húc phiền muộn ngay tại ở gặp dẫm nhà của mình hỏa ai nha nha cái này quá thật xấu hổ chết người ta rồi nếu như nói gặp một tên là bị chính mình dẫm vừa thấy mặt đã hô lão đại thu ta làm đồ đệ a à, cái kia trần húc nhất định có thể vui cười miệng đều lệch ra trọng tử ngữ nhìn mặt mà nói chuyện cười nói ngươi không cần như vậy quậy hoài đấy Người công thủ trình độ kỳ thật đã không tệ rồi, nhưng ta xem ra đến, người hay vẫn là một cái sơ học giả, kiến thức cơ bản so sánh vững chắc, nhưng là tại công thủ đích thủ đoạn bên trên còn có chút chỉ một. Trần Húc mở to mắt nói người cái này đều nhìn ra à. Trọng tử ngữ cười nói, cái này rất đơn giản à, người đưa vào mệnh lệnh tốc độ rất nhanh hơn nữa rất trôi chảy, ví dụ như pin mệnh lệnh, tìm tòi mệnh lệnh chờ chờ. Còn ngươi nữa có thể nhằm vào một ít hệ thống lỗ thủng chính mình biên soạn ngựa gỗ, từ điểm đó mà nói ngươi so với ta đều phải mạnh hơn nhiều. Bất quá nhìn ngươi vấn đề lớn nhất, tự là tại tiến công thủ đoạn lên, lật qua lật lại chính là mấy chiêu, cho nên ta tự nhận định, ngươi là một cái trụ cột không tệ lập trình viên vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến mạng lưới công thủ cái này một khối, nhưng là so sánh với ngươi đối với máy vi tính ngôn ngữ rất hiểu rõ rất sâu, điểm ấy thực tế khó được. Trần Húc thằng này không thể bị khoa trương, mỗi lần bị khoa trương phải sắt, hắn tuy nhiên trong miệng khiêm tốn đã từng nói qua thưởng quá khen, nhưng là trong nội tâm cũng đã vui cười nở hoa rồi, hướng về phía quản dịch tạc nghi thử nhãn dương dương nghi mau, ý tứ tự là, xem, ta hay vẫn là rất không tệ. Quản dịch trực tiếp cho hắn lưỡng cái khinh khỉnh cầu, lúc này thời điểm trọng tử ngữ cười nói, còn có một việc đây này. N, lần này ta đến, cũng là muốn với ngươi làm một số sinh ý. Trọng tử ngữ cười nói, buổi sáng hôm nay quản thúc thúc nói cho ta biết một việc, chính là ngươi cùng quản dịch còn có vị kia độc lập khai phát ra kim dung bảy hiệp chuyện lại tục tiền duyên trò chơi kịch bản cao hiểu tiết ba người các ngươi người tốt như thảo luận ra một vật website trò chơi nội khảm thức ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại hình trò chơi trần húc nhìn xem quản dịch thứ hai gật gật đầu ý bảo là nàng cùng cha mình nói vì vậy trần húc tự ư một tiếng nói không sai bất quá bây giờ còn có một ít chỗ khó không có phá được cái gì chỗ khó trọng tử ngữ nói có thể không nói ra mọi người cùng nhau thảo luận một chút À, ta ta cũng không gạt các ngươi, ta như vậy cái này cộng đồng lưới cũng là SNS bình đài, cho nên ta muốn cùng các ngươi hợp tác. Trần Húc nghĩ nghĩ nói, có thể hợp tác cố nhiên là tốt, bất quá ta hay vẫn là trước nói một chút ha. À. Trên đại thể chính là ta chính mình dỗi dãnh e rằng nói chuyện thời điểm là một cái 3D gian phòng mô hình, sau đó có thể tự chủ thiết lập gian phòng lớn nhỏ cùng trong phòng giường ngủ các loại bài trí. Sau đó cao hiểu tiết liền phát hiện điểm này có thể phân mở ra đến. Giống như game online thăng cấp đồng dạng đạt được tiền tài cùng đạo cụ, cho nên tự đề nghị đổi thành website trò chơi. Có thể về sau phát hiện loại trò chơi này nếu như muốn làm ra đến, bởi vì là toàn bộ 3D kiến mô hình, tư liệu sống cơ sở dữ liệu sẽ rất đại, chỗ để làm website trò chơi chỉ sợ có thể so với so sánh phiền toái. Trọng tử ngữ rất cẩn thận nghe, gật đầu nói, không sai. Đơn giản điểm mà nói, một cái 3D kiến mô hình, một cái phòng đại khái tự cần một mẹ nó bước quá chứ lớn nhỏ nếu như không có hộ khách ngay thẳng tiếp thuyên truyền ủng hộ, chỉ dựa vào mạng lưới số liệu truyền thâu, cái kia người chơi có đợi. Các ngươi là tính thế nào hay sao? Trần Húc mở ra tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có hai chủng phương pháp, một là thu nhỏ lại tư liệu sống địa thể tích. Nhưng cái này độ khó quá lớn, không phải ta cấp bậc này có thể làm được. Hơn nữa cho dù là cao thủ, lại tinh giản cũng chỉ có thể co lại nhỏ một chút, đối với chỉnh thể trợ giúp không lớn. Thứ hai nha, tự là chọn dùng hộ khách đầu là phương thức, nhưng như vậy sẽ không có ý nghĩa. Loại này cần lắp đặt hộ khách quả nhiên game online, cùng chúng ta nhằm vào quần thể không giống với. Trọng tử ngữ cũng gật đầu, hoàn toàn chính xác, các người ý nghĩ này là tốt rồi, nhưng là làm. Quá mức phức tạp rồi, muốn hảo hảo cộng lại thoáng một phát, đơn giản giải thích thoáng một phát, hôm nay website trò chơi ít có 3D, cũng là bởi vì giải thông vấn đề. Website trò chơi là không cần hộ khách đầu đấy, sở hữu tất cả số liệu tính toán toàn bộ tại server lên, mà người chơi muốn nhìn đến website trò chơi nội dung bên trong, cũng nhất định phải toàn bộ thông qua mạng lưới đến download. Đơn cử đơn giản số liệu ví dụ A, à, như website trò chơi chính giữa hình ảnh, từng cái lớn nhỏ chỉ có mấy cây bi hoặc là hơn 10 cây bi, như vậy hiện tại tốc độ đường truyền có thể rất dễ dàng download hơn nữa lại để cho các người chơi chứng kiến. Nhưng nếu như là 3D kiến mô hình, nói như vậy, một cái phòng địa 3D mô hình, lớn nhỏ thì có 1 megabyte, muốn đọc đến gian phòng số liệu, địa võng nhanh chóng đều muốn đọc đến 10 tốt vài giây đồng hồ. Mà thuyên chuyển mạng lưới tư liệu sống càng nhiều, cũng tự ý nghĩa số liệu càng lớn, như vậy. Đối với tốc độ đường truyền yêu cầu lại càng cao, hội tạo thành bạn trên mạng quang đọc đến thoáng một phát số liệu phải tiêu tốn rất dài thời gian, chờ cũng chờ bị thương. Ai còn sẽ đến chơi cái trò chơi này? Đương nhiên nếu như sử dụng hộ khách đầu, cái kia chính là rất sự tình đơn giản rồi. Tuy nhiên hiện tại Trần Húc Địa bổn sự vẫn không thể một mình làm một cái hộ khách bưng ra. Hồ khách đầu chính giữa trên cơ bản bao hàm địa số liệu tựu là trang cảnh, tư liệu sống chờ chờ hình ảnh cùng mô hình. Mà đang tiến hành trò chơi địa thời điểm, trực tiếp theo người sử dụng trong máy vi tính hộ khách đầu chính giữa chất lọc những này trang cảnh, tốc độ kia tựu là không phải mấy giây sự tình. Cho nên một cái hộ khách quả nhiên lớn nhỏ tựu quyết định bởi tại trò chơi nội dung, ví dụ như World of Warcraft như vậy, bên trong 3D mô hình thật sự quá lớn quá nhiều, cho nên World of Warcraft thể tích tựu tương đương cực lớn mà kỳ thật đây cũng là Blizzard bất đắc dĩ cách làm. Bởi vì hộ khách đầu quá lớn, download xuống động mười mấy giờ thậm chí là mấy ngày liền thêm dạ mấy ngày, cái này hội đã kích mất một nhóm lớn người chơi tính tích cực. Trần Húc ước chừng đánh giá tính toán một cái, nếu quả thật làm thành hộ khách đầu, cái này trò chơi lớn nhỏ cũng có hơn 100 mb Nhưng vấn đề là, dùng hộ khách bưng tới tiến hành game online, cái này vi phạm với cao hiểu tiết trước khi đề nghị. Mượn gà đẻ trứng, cùng SNS cộng đồng đạt thành song doanh, cả hai cùng có lợi cục diện. Muốn đem một cái game online tuyên truyền đi, đó là muốn nện vô số tiến đấy. Mà hắn như vậy một cái hoàn toàn hưu nhàn loại game online làm khách hộ đầu khả năng hấp dẫn bao nhiêu người đến chơi, cái này hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng là nếu như thêm tái tại SNS cộng đồng bên trên, tự có thể mượn cộng đồng nhân khí nhanh chóng tích lũy người sử dụng, hơn nữa do người sử dụng truyền miệng, người chơi rất nhanh tựu lớn mạnh. Bằng không thì như vậy đi, Trọng tử ngữ nghĩ nghĩ nói, làm thành 2D mặt bằng mô hình như thế nào. Như vậy tư liệu sống cơ sở dữ liệu hội nhỏ rất nhiều, chơi cũng đơn giản một ít. Vấn đề này ta có nghĩ qua, quản dịch lúc này thời điểm tiếp lời nói, nhưng nếu như là 2D, chọn lựa đầu tiên không cách nào xông ra, nổi bật 3D gian phòng ý nghĩa, cũng cũng không cách nào lại để cho người chơi rất lập thể bố trí gian phòng, cái này trái với cái thứ nhất ước nguyện ban đầu. Đương nhiên nếu như chỉ là trò chơi tính, có lẽ cũng có thể làm vô cùng tốt, còn có một vấn đề, quản dịch một chữ dừng lại, một trầu nói, nếu như là 2D, vậy thì không cách nào phỏng chế người khác copy rồi. Chúng ta muốn làm, tự là một cái đừng người không thể cùng phong phục chế trò chơi, chỉ có như vậy trò chơi, tài năng có sức cạnh tranh. Vấn đề này Trần Húc cũng thật không ngờ qua, hắn kinh ngạc nhìn quản dịch liếc, cảm thấy nữ nhân này nghĩ cách thật sự là quá xa rồi. Nhưng thật tình không biết, quản dịch từ nhỏ ở đằng kia dạng buôn bán trong gia đình phát triển, mưa dầm thấm đất cũng đã học được rất nhiều đồ vật, cho nên tại buôn bán thiết kế lên, ánh mắt của nàng so Trần Húc bọn người muốn xa nhiều. Quản dịch nói tiếp, Trung Quốc bản quyền vấn đề trước sau như một thật là lại để cho người đau đầu đấy. Hơn nữa thật muốn tích cực, ai cũng không biết là ai tại sao ai đấy. Thật giống như hai năm trước rất lưu hành liên tục xem trò chơi, cái trò chơi này thịnh hành toàn bộ mạng lưới, cơ hồ sở hữu tất cả thành phần tri thức đều tại chơi. Nhưng rất nhanh, vô số liên tục xem tựu đi ra, liền ứng dụng qq trò chơi cũng đi ra liên tục xem cái này đối chiến loại trò chơi còn có nói sau sns cộng đồng người cộng đồng lưới còn có trường học mạng nội bộ chờ các loại nói trắng ra là cũng đều là tại tham khảo người khác thành công khuôn mô hình mà bây giờ cao hiểu tiết phát hiện như vậy một cái website trò chơi có thể tăng lớn sns cộng đồng bên trong trao đổi có thể hấp dẫn càng nhiều nữ người như vậy ta tin tưởng chúng ta làm như vậy rồi người khác lập tức sẽ chiếu vào học 2D trò chơi không có bất kỳ ra vẻ yếu kém địa phương, cơ hồ là cái phương diện này nhân tài là có thể làm được, cái kia như vậy, ưu thế của chúng ta ở nơi nào. Trọng tử ngữ gật gật đầu, cười nói, hay vẫn là quản dịch ngươi cân nhắc chu đáo. Có thể có một số việc là không có biện pháp, kỹ thuật thủ đoạn đạt không đến, cái kia chúng ta cũng chỉ có thể trước tiên đem trò chơi làm ra đến, tranh thủ chiếm trước nhóm đầu tiên người sử dụng. Quản dịch nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu nói, đại khái chỉ có thể như vậy, cao hiểu tiết cùng ta thảo luận qua, thật sự không được, chúng ta có thể đem trò chơi phân mấy bộ phận. Giống như là World of Warcraft phim tư liệu đồng dạng, thứ đồ vật không duy nhất một lần phóng xuất. Ví dụ như vừa mới bắt đầu tựu là mua phòng ốc, sau đó tặng hoa viên loại thứ đồ vật, chờ người khác lại bắt trước về sau, chúng ta có thể mau chóng đẩy ra bước tiếp theo thăng cấp, nói thí dụ như là có thể mua xe. Bất quá như vậy, đến đằng sau tính toán cũng quá cao, khả năng thật sự cần server bưng. Kỳ thật hay vẫn là kỹ thuật, trọng tử ngữ suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được năm đó có một cái demo, là cái nào đó rất cường đại hacker chế tạo ra đến đấy. Lớn nhỏ chỉ có hơn 10 cây bi, nhưng là demo mở ra về sau, bên trong xác thực một cái vô cùng hoa mỹ anime, nếu như dựa theo hiện tại trong trò chơi lưu hành BIN cây cách thức đến tính toán, cái kia đoạn anime lớn nhỏ ít nhất cũng có thể có hơn 100 megabyte, nhưng lại bị áp xúc trở thành chỉ có hơn 10 cây bi, đây mới là thần kỹ thuật. Hắn vừa nói như vậy, thật ra khiến Trần Húc cũng muốn, giống như hoàn toàn chính xác có như vậy một đoạn anime vì vậy hắn lại hỏi đúng rồi cái kia anime rốt cuộc là như thế nào làm được à theo lý thuyết không có khả năng áp xúc thành nhỏ như vậy à vài nghìn lần tranh lệch à trọng tử ngữ ha ha cười cười nói nếu như ta sẽ loại này áp xúc phép tính ta đã sớm không ở chỗ này lăn lộn bất quá căn cứ ta sở học cùng với chỗ hiểu rõ ngược lại là cũng có thể nói một chút loại này cao áp co lại video tự là một đám đám hacker tham gia giải thi đấu thời điểm tác phẩm. Toàn bộ tác phẩm chính giữa, không chỗ không biểu hiện ra người chế tác cao thâm trình độ. Trọng tử ngữ nghĩ nghĩ, kêu đến một cái phục vụ viên, lại để cho hắn đến trong phòng đem mình laptop lấy tới, sau đó nói, của ta trong máy vi tính thì có một đoạn như vậy video, lấy ra mọi người có thể nhìn một chút. Mấy người đợi một hồi, phục vụ viên đem máy tính lấy ra về sau, trọng tử ngữ mở ra một cái video, là demo giải thi đấu lấy được thưởng video, tên gọi là U Linh Lâu Đài Cổ. Video chính là một cái EXE văn bản tài liệu, lớn nhỏ là 64 kb Mà video vận hành về sau, rất nhanh, trên màn hình tự xuất hiện một cái toàn bộ bình biểu hiện 3D lâu đài cổ tạo hình, hơn nữa nương theo lấy âm nhạc, thị giác không ngừng di động biến hóa, thời gian dần trôi qua trải qua lâu đài cổ chính giữa rất nhiều địa phương, có huyết sắc thủy tinh, nhốt ở trong lồng quái thú, âm sâu hành lang chờ chờ một mực rằng có 5-6 phút, cái này video mới chấm dứt. Mà nhìn xem video mấy người cũng nhịn không được trên chán chảy ra mồ hôi lạnh. Như vậy video, thật sự chỉ có 64k. Trần Húc bọn người lưu mồ hôi lạnh nguyên nhân, đầu tiên là vì vậy demo làm chính là tại quá khoa trương, 5 phút đồng hồ video, vậy mà chỉ chiếm như vậy điểm lớn nhỏ, cái này đủ để xưng bên trên là thần tích. Mà thứ hai, tự là cái này trong video 3D hình ảnh quấn người có chút tráng váng đầu, nhất là tại hết sức chăm chú nhìn chăm chú cái này video dưới tình huống. 64K, quản dịch ngược lại hít một hơi, cái này cũng quá khoa trương đi. Cái này được thu nhỏ lại bao nhiêu vạn lần à? Loại này kỹ thuật nếu quả thật với tư cách thông thường phương thức đến sử dụng, cái kia trang web áp lực sẽ giảm ít hơn nhiều à? Trọng tử ngữ lắc đầu cười cười, nói, kỳ thật không có khoa trương như vậy đấy. Người xem thoáng một phát vừa rồi video, kỳ thật chính giữa rất nhiều thứ đều là lặp lại đấy chỉ là hắn màn ảnh từ khác nhau phương vị đến cuốn, cho nên xem tưởng rằng hai cái tràng cảnh. Trần Húc suy nghĩ một chút hoàn toàn chính xác đúng vậy, thật muốn nói, cái này demo hình ảnh không tính là có nhiều tốt, thậm chí có thể tính toán bên trên là thô giáp. Nhưng bởi vì anime thời gian rất dài, nội dung rất nhiều, hơn nữa thể thích rất tiểu cho nên lại để cho người tán thưởng. Trọng từ ngữ như vậy nhắc tới, Trần Húc liền nghĩ đến chính giữa rất nhiều hình ảnh đích thật là lặp lại, thậm chí âm nhạc, thì ra là mấy cái nhịp, nhiều lần sử dụng. Nghe Trần Húc đem cái nhìn của mình vừa nói, trọng tử ngữ cười nói, không sai. Cái này chế tác tổ sử dụng áp xúc phép tính cố nhiên là không giả, nhưng là áp xúc phép tính còn không có có cường đại đến áp xúc hơn vạn lần trình độ. Chỉ là nó chính giữa vô cùng nhiều tư liệu sống, ví dụ như đơn giản điểm tuyến mặt, còn có âm nhạc âm tiết rất nhiều đều là lặp lại đấy. Tự lấy âm nhạc mà nói, đều là cái kia bảy cái âm tiết, nhiều lần tuyên truyền, dùng cái này trụ cột nhất bảy cái âm tiết xếp đặt thành ca khúc như vậy chính thức sử dụng địa không gian cũng rất nhỏ hơn. Trần Húc gật đầu tỏ vẻ lý giải, cái này là tương đương với một cái tư liệu sống tuyên truyền, sử dụng chương trình đến biên tập âm nhạc. Bởi vì thật giống như chỉ cần đỏ vàng lam ba loại nhan sắc có thể chỉnh hợp ra sở hữu tất cả nhan sắc đồng dạng. Đối với bất luận cái gì ca khúc mà nói, cũng gần kề chỉ là cần cơ bản nhất địa bảy cái âm tiết là có thể tạo thành tùy ý ca khúc. Đương nhiên, bởi vì âm tiết bản thân nguyên nhân, không cách nào mô phỏng ra các loại nhạc khí cao giọng ít xuất hiện. Cho nên cái này demo sở dĩ thể tích nhỏ, không riêng gì bởi vì vì bản thân áp xúc phép tính, còn có tự là sử dụng địa những này tư liệu sống các loại chiếm dụng không gian rất tiểu vậy sao? Trọng tử ngữ nói là đạo lý này, chẳng qua nếu như có thể có loại này đỉnh cấp áp xúc phép tính. Đem văn bản tài liệu thu nhỏ lại cái gấp mấy chục hẳn là không có vấn đề, hơn vạn lần vậy thì quá khoa trương. Bằng không thì, World of Warcraft đều có thể làm thành là website trò chơi rồi. Một hồi trầm mặc, ba người cũng biết loại này đỉnh cấp áp xúc phép tính là không thể nào dùng tại loại này trò chơi nhỏ bên trên, bởi vì này loại phép tính trên cơ bản đều là thiên giới, dùng tại loại này trò chơi nhỏ bên trên tương đương với dùng đao mổ châu tới giết gà. Tính toán chúng ta hay vẫn là đổi cái khác đường đi a. À. Lại tiếp tục thảo luận một hồi, quản dịch có chút ủ rũ nói, 3D mô hình thành phẩm thật sự là quá cao. Muốn chúng ta tới làm, có lẽ chỉ có thể sử dụng 2D mặt bằng mô hình cái kia nếu không cứ dựa theo trước khi chỗ nói như vậy, bước đầu tiên mau chóng đi đầu chiếm trước thị trường, sau đó phát hành phim tư liệu đối với trò chơi tiến hành thăng cấp. Đợi đến lúc trò chơi quá lớn về sau, nhìn nhìn lại người sử dụng phản ánh, đẩy ra hộ khách đầu thử xem a. À. Ba người thảo luận thoáng một phát, hiện tại đại khái là chỉ có thể làm như vậy. Bất quá kế tiếp trọng tử ngữ ngược lại là rất chân thành địa thảo luận song phương như thế nào tiến hành hợp tác vấn đề, đương nhiên không phải ngồi ở chỗ này, lại để cho quản dịch mặc cái đồ tắm như vậy thảo luận, trọng tử ngữ khởi đầu địa cộng đồng lưới là trong nước cất bước sớm nhất một đám SNS cộng đồng rồi. Cũng hấp dẫn tương đương một bộ phận người sử dụng quần thể. Kỳ thật thật sự muốn tới nói, rất nhiều người đều cho rằng IT sản nghiệp từ lúc 21 đầu thế kỷ cũng đã xác định quy mô rồi. Sau này lại tiến vào cái này sản nghiệp căn bản làm không xảy ra chuyện gì nghiệp đến. Bởi vì tại mấy đại web portal cùng tồn tại dưới tình huống. Rất khó bất quá vùng đất mới phát triển, kỳ thật cũng không phải cái dạng này đấy, đánh cho cách khác, thật giống như hiện tại cộng đồng lưới, trường học mạng nội bộ tới sau này trong nước lưới, vui vẻ lưới chờ chờ SNS cộng đồng, tại 07 đầu năm địa thời điểm đều thuộc về cất bước giai đoạn. Lại sớm một chút, như chi Điền tiểu thuyết cũng gần kề chỉ là tại cất bước chính giữa, mạng lưới văn học phát triển, tại 03 thâm niên cũng hay vẫn là một mảnh quần hùng tranh giành tình thế. Cho nên nói thị trường mấu chốt buôn bán thời khắc đều có. Nhưng tự xem có người có thể hay không xem đến rồi nói tới buôn bán tính vấn đề thời điểm. Trần Húc là một câu đều không nhúng vào, toàn bộ đều là trọng tử ngữ cùng quản dịch hai người đang nói. Nhưng cùng vừa rồi một mảnh hòa hợp thảo luận trò chơi phát triển không khí bất đồng. Hiện tại song phương đàm phán tự thật là đánh võ mồm, mùi thuốc súng 10 phần rồi. Quản dịch khai ra bảng giá này đây nhập cổ phần phương thức chiếm hữu cộng đồng lưới 10% công ty cổ phần, tại đẩy ra trò chơi hơn nữa thu phí về sau, dùng cộng đồng lưới khai phát giả thuyết tệ vi chuẩn, song phương phân thành là 8, 2, Nói cách khác, người chơi nếu như sử dụng tiền ảo tới mua trò chơi chính giữa đạo cụ, như vậy một khối tiền Trần hút bên này lấy được 8 mao, cộng đồng lưới phân lưỡng mao với tư cách bình đài phí tổn. Điều kiện này trọng tử ngữ tự nhiên là không thể nào đáp ứng, đề nghị của hắn là song phương nhất dễ dàng tiến hành bảy ba phân thành, mà công ty cổ phần là tuyệt đối không thể chuyển nhượng đấy. Hắn có thể áp dụng bán đứt phương thức tiền trả một khoản tiền, giá cả sơ bộ định tại 7 vạn nhân dân tệ, nhưng là điều kiện này lại bị quản dịch không chút do dự cho cực tuyệt quản dịch cười nhạo nói trọng tiên sinh ngài như vậy tự quá không có thành ý chúng ta cũng biết cái này trò chơi sinh ra đời đem có thể sử ngài cộng đồng lưới tại trong thời gian ngắn tranh được rất nhiều người sử dụng ngài dùng mấy vạn khối tiền vừa muốn đem chúng ta đuổi rồi cái này không khỏi thành ý có chút không đủ phải biết rằng chúng ta có thể hợp tác đối tượng có rất nhiều còn có trường học mạng nội bộ ngàn cao su công ty so sánh với có thể so với so sánh có hứng thú trọng tử ngữ nở nụ cười thoáng một phát nói a à, quản tiểu thư trường học mạng nội bộ có ngàn cao su công ty làm hậu trường ta cũng vừa cùng ngài phụ thân đã tiến hành đàm phán hắn đáp ứng vì cộng đồng lưới rót vào một số tài chính khuếch trương đại quy mô ta đây muốn đã như vậy còn là hai chúng ta ra tiến hành cùng mật thiết hợp tác so sánh tốt ngụ ý tự là hiện tại cộng đồng lưới cũng coi như là phụ thân ngươi sản nghiệp nước phù sa không lưu ruộng người ngoài à quản dịch cười nói lời nói không phải như vậy nói phụ thân ta là cha ta, ta là ta, tại sinh ý bên trên lẫn nhau tầm đó cũng không có gì tất nhiên liên hệ. Chúng ta đều tin tưởng cuộc làm ăn này có thể cùng có lợi chung thắng, tương lai mang đến tiền lời cũng chính là cực lớn, cho nên chúng ta tốt nhất không bằng hợp tác thoáng một phát. Nói thực ra, điểm này bán nước tiến chúng ta căn bản chướng mắt, bởi vì dựa theo suy đoán của ta, nếu có 10 vạn tên người chơi đồng thời online, một tháng chỉ cần có 1%, thì ra là 1.000 người cam lòng cho, mua sắm trả tiền đạo cụ, như vậy nguyệt tiền lời cũng đem nhẹ nhõm phá vạn. Nhưng là rất rõ ràng, nếu quả thật có 10 vạn người, tuyệt đối không chỉ 1.000 người trả tiền, mà mỗi người mỗi tháng đầu tư cũng tuyệt đối không ngớt 10 khối tiền. Kỳ thật quản dịch phán đoán cũng không sai lầm, hiện tại cái gọi là miễn phí trò chơi, ví dụ như truyền kỳ, truyền kỳ thế giới, thậm chí sử ngọc trụ đồng học hành trình, về sau cự nhân chờ chờ. Những này cái gọi là miễn phí trò chơi thường thường so thu phí trò chơi muốn càng thêm kiếm tiền. Bởi vì Trung Quốc có tiền nhàn rỗi người có khối người, thu phí đạo cụ khai phát lại để cho những cái kia không muốn đi chậm quá hưởng thụ thăng cấp niềm vui thú mọi người lựa chọn trả tiền mua sắm thu phí đạo cụ, khoản này tiền lời hội tụ là vô cùng khổng lồ đấy. Hơn nữa hiện tại quản dịch cũng đã đem cái này trò chơi định vị vi thành phần tri thức giai tầng, bọn này thành phần tri thức nhóm, đám bọn họ ngày bình thường trong túi quần tiền nhàn rỗi cũng hay vẫn là không ít, hơn nữa đều là người trẻ tuổi, rất nhiều người trên tay đều có thẻ tín dụng hoặc là những thứ khác lưới ngân số tài khoản, như vậy bọn hắn trả tiền nạp tiền tỷ lệ cũng muốn so những thứ khác quần thể muốn lớn rất nhiều thực khai phát ra thu phí hình thức so sánh với tiền lời cũng sẽ biết rất khả quan đấy nghe quản dịch cùng trọng tử ngữ nói chuyện trần húc phát hiện mình thật sự là có đủ tiểu bạch đấy rất nhiều buôn bán tính đồ vật hắn đều không nghĩ tới hoặc là nói căn bản không có suy nghĩ qua trần húc không biết mình đây là đại khái hay vẫn là cái gì hay là đối với chút tiền ấy căn bản tự không để trong lòng kỳ thật trần húc biết rõ chính mình nếu như muốn muốn kiếm tiền, cái kia quả thực tựu là ngoắc ngoắc ngón tay sự tình. Chó dại khắc tinh cho phụ thân tận buôn bán lời 10 cái ức đô la, cái kia thực phẩm kiểm tra đo lường nghi còn không có có đem bán, nhưng là chính bản thân hắn đã từng lén lút kế tính toán một cái, cảm thấy vật này nếu quả thật muốn đem bán rồi, kiếm lại cái vài tỷ đô la, bất quá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà ở tiểu mẫn trong tư liệu, loại vật này còn nhiều mà, chỉ cần hắn muốn, tùy tùy tiện tiện cầm mấy thứ gì đi ra ngoài, là có thể lại để cho cái thế giới này chấn động theo, muốn kiếm tiễn. Vậy cũng thật sự là quá sự tình đơn giản, đem làm tiền tài đã đã trở thành một loại con số thời điểm, Trần Húc cảm thấy đối với ở hiện tại cái này mấy vạn hơn 10 vạn khối tiền, cũng tự không thế nào đi để ý rồi. Cho nên hắn mới có thể đối với quản dịch phụ thân nói ra những lời kia, nhưng ở quản dịch phụ thân trong mắt, đã cảm thấy người trẻ tuổi này bất quá chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng mà thôi. Mà thật không ngờ, kỳ thật hắn nói những lời kia, hoàn toàn là có thể thực hiện được rồi đấy. Nhưng là quản dịch cũng rất có buồn bán ý nghĩ, Trần Húc đều cảm thấy nữ nhân này lựa chọn tin tức chuyên nghiệp hoàn toàn là một sai lầm, nàng có lẽ đi học tập tài chính quản lý một loại đấy. Nhưng là hắn không biết, quản dịch lựa chọn tin tức hệ đơn giản chính là vì chơi, đại học 4 năm nàng đều là tại chơi, vốn tự làm làm một cái tài chính thiên tài, nàng lựa chọn tin tức hệ mới không có người đi chú ý. Mà quản dịch tìm chính là cái kia thế thân, tự là tại Cambridge ra sức học hành tài chính quản lý, về phần những này lại để cho người đau đầu gia tộc phiền não, nữ nhân này tại đây 4 năm ở trong cũng sẽ không đi tham dự đấy. Nhưng là mình gây dựng sự nghiệp, còn đầy hứa hẹn trần húc, cái này tựu là mặt khác một sự việc rồi. Cuối cùng quản dịch cùng Trọng Tử Ngữ đạt thành sơ bộ hiệp nghị, là ở hiện tại trò chơi trên cơ sở, Trọng Tử Ngữ nhượng suất 4% công ty cổ phần đi ra, nhưng cái này công ty cổ phần nhưng lại cổ phần danh nghĩa, nói cách khác không thể tham dự cộng đồng lưới bên trong quyết sách hơn nữa không có trải qua trọng tử ngữ đồng ý, không được chuyển nhượng hoặc là bán ra. Mà trò chơi cuối cùng nhất tiền lời so cũng bị đính tại 2, 8, nói cách khác sở hữu tất cả tiền lời chính giữa hai thành tỷ lệ đem cho cộng đồng lưới cái trò chơi này bình đài. Cái này kỳ thật rất công bình, bởi vì đối phương ra chính là bình đài server, chiếm hai thành, kỳ thật đã là cuối cùng trọng tử ngữ nhượng bộ rồi. Bởi vì dựa theo trọng tử ngữ tư tưởng, chia 3,7 hoặc là chia 4,6 mới được là hắn hy vọng đấy. Quản dịch bên này phụ trách trò chơi chế tác cùng với giữ gìn, trọng tử ngữ cần tại trên website đối với cái này trò chơi tiến hành đại lực mở rộng, hơn nữa tại địa phương khác làm quảng cáo thời điểm đồng dạng cần mở rộng trò chơi. Cái này rất bình thường, bởi vì trọng tử ngữ cũng hy vọng cái này trò chơi có thể cho hắn mang đến càng nhiều nữa người chơi. Hơn nữa như là đã biết rõ bị tịch thu tập kích là không thể tránh né, như vậy tự phải tất yếu tại hắn người cùng phong trước khi, chiếm trước lớn nhất lợi ích. Xem quan tại đây khả năng muốn hỏi rồi, biết rõ sẽ có người copy cùng phong, vậy tại sao không đề cập tới trước chuẩn bị sẵn sàng đâu này? Ví dụ như đi xin độc quyền các loại, nhưng là đây là đang trên Internet, mà thực sự không phải là tại sự thật chính giữa. Sự thật chính giữa bản quyền bảo hộ pháp luật tương đối mà nói muốn hoàn thiện nhiều, mà ngay cả cùng loại với song phi yến nghiêng hình bàn phím đều xin bản quyền bảo hộ, ô tô xe hình cũng đều có độc quyền. Nhưng là tại trên Internet, tương quan pháp luật điều nhưng đều là trống rỗng. Đừng nói copy rồi, nhìn xem truyền kỳ truyền thế địa tư phục auto bay đầy trời, khởi điểm tiểu thuyết sách lậu gián nick đầy trên internet đều là. Mà long trọng một mặt ra treo cao phần thưởng đả kích tư phục cùng sách lậu, một mặt lại chỉ có thể than thở địa nhìn xem sách lậu trang web phát triển, đã biết rõ trên internet rất nhiều thứ không giống là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa, hiện tại cộng đồng mới vừa vừa cất bước, còn không có có cái kia vốn liếng đi dựng nên bịch nhân. Bởi vì kể cả cộng đồng lưới ở bên trong, trên Internet rất nhiều thứ đều là sao đến sao đi, SNS cộng đồng bản thân cũng cũng không phải là người châu Á phát minh, nếu như bởi vì mặt khác cộng đồng cũng bắt đầu tham khảo cái này thành công sáng ý mà đi bị thẩm vấn công đường. Như vậy cái này đắc tội người tự quá lớn nhiều lắm, đối với trang web ngày sau phát triển là phi thường bất lợi đấy. Đánh cho nhất đơn giản nhất cách khác, một cái vừa mới cao hứng tiểu trang web, cáo sen sao. Tencent cơ hồ sở hữu tất cả trò chơi cùng phát triển phương hướng, không có một cái nào là mình nguyên sang đấy toàn bộ đều là tại người khác thành công về sau bọn hắn đem hắn dập khuôn tới, sau đó biến thành đồ đạc của mình. Nói thí dụ như ứng dụng QQ nói chuyện phiếm thất là copy năm đó Tây Lục, ứng dụng QQ trò chơi là copy liên chúng, ứng dụng QQ LIVE mạng lưới TV là copy đã có mấy cái mạng lưới tiết mục TV, ứng dụng QQ đối chiến bình đài là copy hạo phương đối chiến bình đài. Hoặc là uyển chuyển điểm mà nói, cái này không gọi copy. Gọi là tham khảo, bởi vì Tencent sen những vật này đều là mình tự chủ nghiên cứu phát minh, nhưng vấn đề là sáng ý vô giá, kỹ thuật có giá. Dùng Tencent sen giờ này ngày này thực lực tiền tài cùng địa vị, ngoại trừ như World of Warcraft mộng ảo Tây Du loại này kỹ thuật hàm lượng rất cao game online hắn không cách nào tham khảo bên ngoài, những thứ khác quả thực là dễ như trở bàn tay. Bất quá đây cũng là mạng lưới phát triển tất nhiên, tất cả mọi người tại sao à sao, giúp nhau sao người khác thành công đâu? tại hôm nay cũng không đủ địa kỹ thuật có thể bảo chứng đồ đạc của mình sẽ không bị copy dưới tình huống. Trần Húc bọn hắn chỉ có thể làm tốt cái này chuẩn bị. Nói như thế nào rồi, thật ứng với một câu cách ngôn, đi ra hốn, sớm muộn gì là phải trả đấy. Trở lại nhà mới ở bên trong về sau, Trần Húc cùng cao hiểu tiết quản dịch, còn có một tuyệt đối người thường đường Bích Hiên đã bắt đầu đối với trò chơi phương diện khẩn cấp thảo luận. Hơn nữa tại trên mạng triệu tập máy vi tính hứng thú tiểu tổ người liên can các loại, mọi người cùng nhau để ý kiến. Trò chơi sơ bộ tư tưởng tựu là cho người chơi một tòa rất bình thường địa phòng ở cùng trang viên, hình ảnh đương nhiên là 2D hiệu quả địa phương. Không có nhìn ra, cao hiểu tiết máy vi tính kỹ thuật tuy nhiên không được, nhưng trang trí phương diện lại làm địa không tệ, ít nhất trên cơ bản có thể thỏa mãn cái này trò chơi nhỏ nhu cầu. Nếu quả thật muốn nói, cái này đang tại khai phát trò chơi có chút giống tương lai vui vẻ lưới một cái trò chơi mua phòng ốc, nhưng là trò chơi tính so mua phòng ốc cao hơn nhiều. Chủ yếu ngay tại chi tiết, tỉ mỉ thiết trí bên trên, mới đích cái này trò chơi bị Trần Húc đùa dỡn xưng là nhà của ta viên phòng của ta, không nghĩ tới câu này vui đùa lời nói vậy mà đã nhận được ba nữ hài tử nhất trí thông qua. Trò chơi lúc mới bắt đầu, người chơi tự có thể có được hệ thống trực tiếp xứng tiến đưa một bộ 30 bình phương tiểu phòng ở cùng một cái 10 mét vuông tiểu hoa viên. Hoa viên chính giữa phân chia thành 6 khối ruộng đồng, có thể gieo trồng một ít cây nông nghiệp. Trò chơi áp dụng chính là tiền tài cùng kinh nghiệm song hướng thăng cấp phổ biến thiết lập, tại nông trường gieo trồng thu hoạch có thể lấy được kinh nghiệm, thu hoạch lúc cũng có thể lấy được kinh nghiệm cùng tiền tài loại này hình thức tương đương với hiện tại vui vẻ nông trường nhưng là cái lúc này vui vẻ nông trường còn không có có xuất hiện là được trần hút bọn hắn thứ nhất sáng chế rồi nói thực ra loại này cấu tứ kỳ thật không tính là phức tạp chỉ cần nghĩ tới nông trường gieo trồng cái này một khối trên cơ bản cũng có thể muốn đến không sai biệt lắm phương diện chi tiết tỉ mỉ rồi bất quá thật sự đối với chi tiết tỉ mỉ thiết lập lại không có đơn giản như vậy đây là lại để cho mấy người chọn vẹn thảo luận một đêm đấy. Ví dụ như loại một khỏa thu hoạch đạt được bao nhiêu kinh nghiệm, mua hạt giống cần bao nhiêu tiến, thu hoạch có thể được đến lớn khái bao nhiêu tiền. Cần bao nhiêu kinh nghiệm có thể thăng cấp, phòng ở giá tiền là bao nhiêu, đồ dùng trong nhà đồ điện giá cả lại là bao nhiêu, còn có hảo hữu tầm đó như thế nào tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Những điều này đều là muốn tiến hành thảo luận đấy, mà lại để cho cao hiểu tiết bọn người có chút khó chịu chính là loại trò chơi này thiết lập là cần có nhất hoa công phu mà copy loại này thiết lập cũng hết lần này tới lần khác là dễ dàng nhất sau đấy dù sao ai cũng không muốn chính mình tân tân khổ khổ lao động thành quả bị người khác chiếm đi mấy người thảo luận một hồi cao hiểu tiết vừa nghĩ tới chính mình làm đây hết thảy khả năng đều là tại cấp làm mai mối cũng rất ủ rũ đem bút một ném ghé vào trên mặt bàn ta tốt mâu thuẫn cao hiểu tiết quệt mồm vẻ mặt khó chịu biết rất rõ ràng chính mình làm gì đó tương lai sẽ bị người khác cầm lấy đi sao Hiện tại còn một cái kính khổ tâm theo đuổi Hoàn Mỹ. À à à, hiện tại làm càng Hoàn Mỹ, tương lai không phải là càng cho người khác dùng ít sức khí mà. Nghe được cao hiểu tiết đứa nhỏ này khí, Trần Húc bất đắc dĩ cùng quản dịch đối mặt, vấn đề này bọn hắn trước khi cũng đều là thảo luận đã qua, đều là biết không bất luận cái gì đích phương pháp xử lý, cho nên chỉ có thể vượt lên trước phát hành. Thật giống như năm đó Microsoft nóng lòng phát hành Windows, Windows thao tác hệ thống, tuy nhiên biết rất rõ ràng hệ thống còn chưa đủ Hoàn Mỹ nhưng nhất định phải vượt lên trước đem bán dùng để chiếm trước thị trường. Mà bây giờ, bọn hắn biết rất rõ ràng có rất tốt kỹ thuật lại không có cách nào sử dụng, cũng chỉ có thể vượt lên trước phát hành, dùng cướp đoạt càng nhiều nữa người sử dụng quần thể. À à à, à. Cao Hiểu Tiết cầm lấy tóc, lại đến lại đến, mới vừa nói đến ở đâu rồi hả? Khoai tây hạt giống bao nhiêu tiền, thu hoạch bao nhiêu cái, nhìn cái gì vậy à, ta vừa rồi tự là phàn nàn thoáng một phát mà thôi, hừ hừ, ta làm được trò chơi, có thể tùy tùy tiện tiện qua loa xong việc sao? Trần Húc cùng quản dịch nhìn nhau cười cười, quả nhiên à, nhà đầu kia tựu là như vậy tính cách, không chịu thua tính cách, bất quá cũng bởi vì này một điểm mới đặc biệt đáng yêu. Đến đến, nông trường thảo luận không sai biệt lắm, còn kém số liệu rồi, cái kia phòng ở đâu này? Mua nhà như thế nào tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Cái này website trò chơi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính là cần có nhất bởi vì này vốn chính là một cái SNS cộng đồng nội tăng cường người sử dụng câu thông trò chơi như nông trường có thể đến hàng xóm trong nhà đi trộm thứ đồ vật sau đó băng giúp bằng hữu tưới nước bón phân cho chó ăn sau đó còn có thể làm chuyện xấu cho các loại như vậy cũng đã tăng cường bằng hữu ở giữa trò chơi ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại khiến cho trò chơi tính càng mạnh hơn nữa mà ngoại trừ hoa viên bên ngoài trong phòng ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tính cũng cần tăng cường quản dịch nói ra cái ý kiến có thể gia tăng làm công thiết trí, ví dụ như bằng hữu trong nhà gian phòng ô uế, dỉ nước rồi, sau đó đi hỗ trợ tu bổ, lợi nhuận kinh nghiệm còn có kiếm tiền. Cao Hiểu thiết gật đầu nói, cái kia chính là cùng nông trường thiết trí giống nhau, Bích Hiên tranh thủ thời gian ghi nhớ. Đường Bích Hiên vội vàng dùng bút ký tại vở bên trên. Trần Húc nghĩ nghĩ cũng nói, ta cảm thấy được nông trường chính giữa nhất khả năng hấp dẫn ta, tự là đi trộm bằng hữu trong nhà đồ vật, À, nói đến đây cái ta đột nhiên lại có một cấu tứ Bích Hiên phiền toái người tới nhớ thoáng một phát Tự là có thể thông qua đạo cụ đến cam đoan chính mình thu hoạch sẽ không bị trộm Đương nhiên không phải một mực không thể trộm Ví dụ như là một cái duy nhất một lần sử dụng đạo cụ Có thể gia tăng thu hoạch thành thục về sau bảo hộ thời gian Ví dụ như là 3 giờ hoặc là 5 cái giờ đồng hồ Trong đoạn thời gian này người khác không thể tới trộm Đường Bích Hiên nhanh chóng nhớ kỹ Cao Hiểu Tiết nói Đó là một biện pháp tốt Còn gì nữa không? ý của ngươi là tại gian phòng chính giữa cũng an bài ăn cắp công năng sao. Trần Húc, tại trải qua kịch liệt thảo luận về sau, cái này trò chơi bày ra rốt cuộc bị đính xuống dưới, mà trò chơi chế tác chủ yếu thì ra là tư liệu sống vấn đề, kỹ thuật phương diện, đơn giản như vậy lập trình đã không làm khó được Trần Húc rồi. Mà ngày hôm nay, đã là tháng 2 no, 17, thì ra là 07 năm giao thừa chi giả. Giao thừa chi giả, cũng là mỗi cái người châu Á coi trọng nhất một cái tiết. Tết âm lịch, căn phòng này bên trong bốn người chính giữa, chỉ có Đường Bích Hiên không là lần đầu tiên ở bên ngoài qua Tết âm lịch, mặt khác ba cái toàn bộ đều là dâu cả lên kiệu hoa. Đầu một hồi, bất quá đầu một hồi ở bên ngoài lễ mừng năm mới, đối với cái này mấy người trẻ tuổi mà nói cũng không có gì mỗi gặp ngày hội lần tư thân phiền muộn. Bởi vì mấy người khó được có thể có như vậy một cơ hội ở bên ngoài lễ mừng năm mới, tuy nhiên cũng rất muốn ba ba mụ mụ của mình, nhưng là còn không đến mức phiền muộn đến cơm nước không vào tình trạng dù sao cũng là người trẻ tuổi à. Quản dịch tại hai ngày trước thời điểm tựu đi siêu thị đặt mua không ít đồ Tết, trong nhà những vật khác không nói, đồ ăn vặt ngược lại là ném đầy giường đều là. Dùng quản dịch mà nói, nữ hài tử mơ ước lớn nhất một trong tựu là tại đại mùa đông thời điểm ngồi ở ôn hòa trong chăn không đi ra, sau đó nhìn nhàm chán giải trí tiết mục, từng ngụm từng ngụm ăn lấy đồ ăn vặt, hơn nữa cũng không cần lo lắng hội béo phỉ vấn đề. Xem lên trước mặt ngọc đẹp đầy mục đích đồ ăn vặt, Đường Bích Hiên có chút không biết làm sao, nhưng thật ra là nữ hài tử làm sao có thể không thích ăn đồ ăn vặt đâu này. Nhưng là những này không phải nàng bỏ tiền mua, tuy nhiên quản dịch cao hiểu tiết cùng Trần Húc đều bị nàng không nên khách khí, nhưng nàng mỗi lần đều là chỉ ăn bên trên một chút. Ngoại trừ đồ ăn vặt, những thứ khác đồ Tết còn có rất nhiều, lạp xưởng à, chân giò hun khói à, mặn việt à, tóm lại rực rỡ muôn màu trang suốt một cái tủ lạnh, bất qua cái này có thể khổ cao hiểu tiết, 30 Tết ở trên bầu trời buổi trưa nàng tựu bận việc bề bộn suốt một ngày, tại đường Bích Hiên hỗ trợ hạ rốt cuộc làm ra một bản sắc hương vị đều đủ món ngon. Về phần quản dịch, nữ nhân này vốn là ý định đến hỗ trợ, nhưng nghĩ đến ngày đó nàng làm bò biết Tết Trần Húc cũng rất khẩn trương địa lôi kéo nàng tiếp tục thảo luận trò chơi vấn đề. Vì vậy một lúc chiều hai người an vị tại máy vi tính mặt vừa ăn vừa nói chuyện, đến tối ăn cơm tất nhiên địa thời điểm bụng đều trướng ăn không trôi thứ đồ vật rồi. Hắc hắc, Bích Hiên tiền lời không tệ à, nhìn xem cái này giấm đường cá, Bích Hiên làm à nếm thử, hương vị phấn không tệ, còn có, con ba ba súp, đại bổ nha. Bích Hiên đến nếm thử xem, người thể cốt quá yếu, muốn hảo hảo bồi bổ, đây chính là chính tông Trung Hoa con ba ba tinh, ha ha. Sau đó Trần Húc rất hèn mọn bị ổi đem cái con kia lão con ba ba đầu kẹp xuống bỏ vào quản dịch địa trong chén, người cũng bồi bổ tiếp theo bị quản dịch một cước đá bay đi ra ngoài. Náo loạn một hồi về sau, quản dịch lại lấy ra một lọ rượu đỏ, bất quá lần này cũng không phải là vật gì tốt, theo dưới lầu siêu thị mua trường thành làm hồng mấy người rót một ly về sau quản dịch cười dơ lên chén rượu n nói như thế nào đây a à, năm mới khoái hoạt a à. năm mới khoái hoạt cạn ly mấy người cùng một chỗ cười to chạm cốc có thể đụng thời điểm không biết là trần húc dùng sức quá mạnh hay vẫn là ly không rắn chắc vậy mà cùng cao hiểu tiết đụng địa thời điểm trực tiếp đem ly cho đụng nát rượu gắn một bàn ai nha nha quản dịch cùng đường bích hiên liền mang thủ mang cước loạn thanh lý trên mặt bàn thủy tinh Quản dịch cười nói, "Toái toái, hàng tháng, bình an, ha ha, hàng tháng bình an." Sau đó Trừng Trần Húc Liếc, "Dùng khí lực lớn như vậy làm gì vậy?" Trần Húc rất ủy khuất, hắn nào biết được ly dễ dàng như vậy phá à. "Ai, toái toái bình an, hàng tháng bình an, trải qua cái này tiểu sự việc xen giữa, mọi người tiếp tục bắt đầu ăn cơm." Đường Bích Hiên rất cẩn thận từng ly từng tí địa đem toái thủy tinh cặn bã toàn bộ đều chọn đi nha. Nhìn xem nàng nghiêm túc bộ dáng, Cao Hiểu Tiết tự cười nói về sau ai nếu có thể cưới được Bích Hiên. Thật sự chính là thiên đại phúc khí. Đường Bích Hiên có chút ngượng ngùng cười cười, Trần Húc ở một bên rất vô sỉ ở muốn, không biết ngô nguyên cái kia khó chịu nam ra tay thành công không có. Trong khoảng thời gian này, mỗi lúc trời tối ngô nguyên đều gọi điện thoại tới cho Trần Húc, đồ chó hoang thằng này chỉ dùng để trong nhà máy riêng đánh chính là à. Hắn gọi điện thoại không muốn hắn bỏ tiền tự nhiên là không đau lòng, nhưng Trần Húc nghe nhưng lại đòi tiền địa à. Hết cách rồi, ai bảo Trung Quốc di động người ta là lão đại, nói xong hướng thu phí tựu xong hướng thu phí đây này. Ngô Nguyên gọi điện thoại qua đến tự nhiên không thể nào là vì Trần Húc, tìm Trần Húc điểm mục đích cũng là ý của túy ông không phải ở rượu có dụng ý khác không có cùng Trần Húc trò chuyện bên trên hai ba câu nói, tự lại để cho hắn đưa di động cho đường Bích Yên, ai, sau đó tự là nửa giờ đến năm mười phút như vậy để trò chuyện, có trời mới biết cái kia khó chịu lão đại như thế nào có nhiều như vậy lời nói có thể nói, trước kia nhìn không ra à, dùng đường bích hiên cái loại này tính cách trên cơ bản muốn là mình không có việc gì dưới tình huống là không có ý tứ chủ động treo ngô nguyên điện thoại cho nên hai người này mỗi ngày cứ như vậy nổi bên trên dừng lại một trâu điện thoại cháo trần húc nhìn xem thẻ điện thoại bên trên phí tiêu hao cùng đã ngồi máy bay tựa như hướng bên trên tháo chạy tự hận không thể đem ngô nguyên trực tiếp theo đầu bên kia điện thoại kéo qua đến theo như đến trên mặt đất dừng lại một trâu hành hung lúc này thời điểm quản dịch cũng hé miệng cười nói đúng a à, đúng a à. Bích Hiên gần đây cùng Trần Húc phòng ngủ chính là cái kia ngô nguyên, ha ha. Nàng nói còn chưa dứt lời, nhưng mấy người mỗi ngày ngủ cùng chỗ, sự tình gì đều giấu giếm không qua đối phương. Đường Bích Hiên khuôn mặt đỏ lên thoáng một phát, nhẹ nhàng nói, không có á, ngô nguyên hắn là người tốt đâu rồi, ta một mực đem làm hắn là đại ca ca đồng dạng xem đấy. Được, người tốt tạp ra ca ca tạp, đây quả thực là đại sát khí à. Trần Húc ở một bên nhìn có chút hả hê, đang suy nghĩ có phải hay không đem cái tin tức này chia lão đại đáng tiếc tự là nhìn không tới trên mặt hắn biểu lộ lại bên cạnh trò chuyện vừa ăn một hồi đường bích hiên đột nhiên giơ ly lên có chút thẹn thùng nói chúng ta tới uống một cái được không nào hôm nay là ta ba năm này đã tới vui sướng nhất một cái tết âm lịch rồi cảm ơn các ngươi chứng kiến trước sau như một nhát gan thẹn thùng tiểu nha đầu nâng chén rồi trần húc bọn người cũng rất nhiệt liệt đáp lại nhưng là uống rượu thời điểm đường bích hiên lại bưng lên ly đế cao ừng ực tít đem chậm rãi một ly rượu đỏ đều uống vào như vậy một cái đại ly đế cao tính toán tối thiểu cũng có bốn lượng tuy nói rượu đỏ so ra kém rượu đế nhưng tổng cũng là rượu à đường bích hiên uống xong về sau khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tự biến thành hồng đồng đồng được rồi con mắt cũng có chút mê ly nói a à, có thể nhận thức các người thật sự rất tốt ít nhất năm nay ta không cần tự mình một người đứng ở hở, hở trong phòng ôm gối đầu lẻ loi chơi trọi khóc ách lời này nói có chút không đúng đâu này quản dịch cùng cao hiểu tiết liếc nhau, đều dựa vào tới, một người giữ chặt nàng một chi tay. Bởi vì hai cái nữ hài so sánh cẩn thận, đã phát hiện đường bích hiên chén rượu này vào trong bụng về sau, cảm xúc có chút không đúng rồi. Lễ mừng năm mới không thể về nhà cùng thân nhân gặp nhau, dù sao cũng là một loại bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Đối với Trần Húc bọn người mà nói, ba người bọn hắn thiên tính đều rất lạc quan. ngẫu nhiên một lần không quay về, lại là một đám người tụ cùng một chỗ, cũng có thể đem hắn coi như là một kiện khó được thể nghiệm. Nhưng là đối với đường Bích Hiên mà nói, cô bé này nhi ăn thật nhiều địa khổ, cái lúc này có thể cùng bằng hữu ngồi cùng một chỗ qua một cái đằng trước giao thừa, khó tránh khỏi hội nhớ lại đến trước kia khổ sở thời gian. Đã bị rượu cồn kích thích đường Bích Hiên có chút kích động, nhưng khá tốt nàng còn có thể khống chế ở đất cảm xúc, chỉ là liên tục nói vài câu cảm tả về sau phải dựa vào tại cao hiểu tiết trên bờ vai, vừa cười một bên chảy nước mắt. Quản dịch nói, Bích Hiên, ngươi nếu có tâm sự gì ngươi tự nói ra tốt rồi, không cần cùng chúng ta khách khí đấy. Ta cảm thấy được có một số việc buồn bực trong lòng không bằng thoải mái nói ra. Dù sao những chuyện kia đều đã qua, ngươi phải tin tưởng chính mình. Tin tưởng chúng ta, về sau cuộc sống của ngươi gặp qua càng ngày càng tốt đấy. Cao Hiểu Tiết cũng nói là à đúng vậy a, à, nói nói a. À. Đừng buồn bực trong lòng buồn bực hư mất, nhưng Đường Bích Hiên chỉ là mỉm cười lắc đầu, bảo hôm nay là 30 Tết đúng là có lẽ vui vẻ địa thời điểm, có một số việc cũng đã qua, hay vẫn là không nói rất hay, miễn đi quét mọi người hào hứng. Đón lấy mặc kệ quản dịch khuyên như thế nào, nàng đều là mỉm cười không chịu nói. Ai, cái tiểu nha đầu này thật sự là quá thiện lương một chút, trần húc bọn người liếc nhau, đều cảm thấy coi hắn như vậy địa tính cách thật sự là rất dễ dàng bị khi phụ sỉ nhục rồi. Một người sinh sống đến bây giờ thật là rất không dễ dàng. Trần Húc nghĩ nghĩ, bấm ngô nguyên điện thoại, sau đó đem điện thoại đưa tới cười nói, Bích Hiên, có một số việc nếu như ngươi không muốn cùng chúng ta nói, tụ cùng lão đại ta nói đi. A, à, các ngươi không phải trò chuyện địa rất đầu cơ, hợp ý sao? Đường Bích Hiên do dự một chút, nghe được trong điện thoại không ngừng truyền đến Ngô Nguyên thanh âm này, lão Tam tìm ta làm gì vậy? Múa, lão Tam nếu không nói lời nói ta chặt ngươi, ngươi có biết hay không ta là ở dạo chơi à? Rốt cục hay vẫn là nhận lấy điện thoại cho ăn. Một tiếng mặt thì càng thêm đỏ lên. Sau đó nàng tố cáo lời xin lỗi, cầm điện thoại lên trên lầu phòng ngủ của mình ở bên trong đi gọi điện thoại rồi. Trần Húc nhìn xem nàng lên lầu bóng lưng thở dài. Ai, không nghĩ tới à? Ta cái kia khó chịu lão đại vậy mà có thể phao ngâm đến như vậy cực phẩm muội muội Buổi tối hôm nay tiểu bích hiên uống nhiều quá, chỉ sợ sẽ đến cái rượu sau thuật tâm sự. Đến lúc đó lão đại an ủi vài câu về sau, còn không trực tiếp cầm xuống. Ơ, ờ, quản dịch nhíu lông mày, người rất có kinh nghiệm sao? Đến cung tỷ tỷ nói nói, cầm xuống mấy cái rồi hả? Trần Húc giả vờ giả vịt đếm trên đầu ngón tay, ta tính tính toán toán à, n, không tính người cùng cao hiểu tiết, không sai biệt lắm 17-18 cái a. À. Muốn chết, quản dịch giận cười đánh cho hắn thoáng một phát, đối diện bìa cao hiểu tiết trừng lớn mắt, này, vị bạn học này, người có lầm hay không? Người tính cả quản dịch còn chưa tính, tốt xấu các ngươi cũng là cùng giường chung gối tình nghĩa, làm gì vậy kéo lên ta à? Trần Húc liếc mắt, hắn rất muốn nói chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là cùng giường chung gối sao? Ngoại trừ cùng giường chung gối, còn cái kia nữa nha. Bất quá hắn biết rõ chính mình nếu như không muốn chết tốt nhất lời này đừng mở miệng, quản dịch hội thu thập nàng. Quả nhiên, quản dịch mục tiêu lập tức chuyển tới cao hiểu tiết chỗ đó, thò tay đi cong nàng xoẹt xoẹt ổ cười nói, người mới vừa nói cái gì? Đêm hôm đó người tốt xấu cũng cùng hắn cùng giường nữa à? Bên kia hai cái nữ hài bên cạnh cười bên cạnh náo, Trần Húc nhìn xem cảm giác rất là ấm áp, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy cái này Tết âm lịch qua cũng không tịch mịch, cũng có một loại, ra cảm giác. Đang tại Trần Húc cười ngây ngô thời điểm, đột nhiên trên đồng hồ một hồi chấn động, Trần Húc nghĩ thầm thật đáng chết, hách ái quốc cái kia khốn nạn lúc này thời điểm cho mình phát tin tức gì à. 30 Tết không hảo hảo ở nhà ăn sủi cảo, cúi đầu xem xét, trên màn hình xuất hiện hách ái quốc nhắn lại, Mh đại thần, người cho chúng ta quân đội cái kia khoản bức tường lửa bị người công phá. Trần Húc sững sờ, đón lấy trên màn hình chữ lại đổi mới, MH sao? Ngài khỏe chứ? Chúng ta là phong hỏa virus khai phát người, đúng rồi, muốn uốn nắn thoáng một phát, cái này virus mạng của chúng ta tên là bóng dáng, mà không phải phong hỏa. Chứng kiến cái tin tức này thời điểm Trần Húc trái tim mãnh liệt nhảy dựng. Phong hỏa virus khai phát người, so về ngày đó phát hiện phong hỏa virus lúc cái kia Thái Điểu, một cái học kỳ thời gian, tiếp xúc nhiều đồ như vậy, Trần Húc các phương diện cũng bắt đầu phát triển rồi hắn tự nhiên biết rõ cái này phong hỏa virus đến cỡ nào cường đại trần húc đã từng đem cái này phong hỏa virus hàng mẫu bỏ vào mô phỏng hệ thống chính giữa muốn nhìn một chút chính mình có hay không cái này năng lực ứng phó nhưng là bệnh này độc một khi lọt vào công kích lập tức tổ biến thân làm cường đại có phá hư tính lực sát thương virus nếu như không phải tại tiểu mẫn cái này máy tính chính giữa thí nghiệm chỉ sợ máy vi tính ổ cứng hdd thật sự cũng bị bệnh này độc cho tiêu hủy bởi vậy đó có thể thấy được Phong hỏa virus khai phát người thực lực của bọn hắn đến cỡ nào thâm bất khả chắc. Lần trước đứng ra khiêu khích sơn kê, căn vốn cũng không phải là phong hỏa virus khai phát người, bởi vì dùng trình độ của người của bọn hắn còn khai không phát ra được phong hỏa virus như vậy một cái vô cùng quyết tuyệt virus. Ngày đó sơn phát ra terminator sung kết giả virus tuy nhiên đáng sợ quyết tuyệt, nhưng là cái kia khoản virus gần kề chỉ là phá hư hệ thống phần cứng, hơn nữa phòng hộ lực ẩn nấp tính so về phong hỏa virus muốn kém quá xa. Hôm nay phong hỏa virus khai phát người vậy mà chính mình tự hiện thân rồi hả hơn nữa công phá chính mình cho quân đội chính là cái kia bức tường lửa cái kia có thể nói vi thần cấp bức tường lửa trần húc vội vàng chạy về phòng ngủ của mình khóa lại môn liền cao hiểu tiết cùng quản dịch ở phía sau gọi hắn ăn sủi cảo hắn đều không để ý đem tiểu mẫn biến thành máy tính hình dạng kết nối vào mạng lưới tại máy truyền tin chính giữa hồi phục ta là smms các ngươi là ai ác ý công kích quân đội mạng lưới lá gan không nhỏ à Bên kia rất nhanh có hồi phục, SMMS. Nhìn thấy ngài thật cao hứng, chúng ta vô tình ý mạo phạm Trung Quốc quân đội, nhưng là ngài thật sự là quá thần bí rồi, bách tại bất đắc dĩ chúng ta mới sử dụng phương pháp này, xin tha thứ. Ngài địa cái này bức tường lửa rất cường đại, chúng ta chọn vẹn bỏ ra 5 tháng thời gian mới rốt cuộc tìm được công phá phương pháp của hắn, đối với hôm nay chúng ta tạo thành địa ác liệt ảnh hưởng, chúng ta thật xin lỗi. Bên kia quân đội người phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ bởi vì này lần xâm lấn tới người thực lực quá mức cường đại bọn hắn căn bản không cách nào phản kích được rồi bất quá vừa lúc đó quân đội kỹ thuật viên phát hiện quyền khống chế lại nhớ tới trong tay mình nguyên lai like cái kia của lực lượng cường đại giống như là bọn hắn xuất hiện lúc không hề dấu hiệu đồng dạng biến mất cũng vô tung vô ảnh vì vậy tổ chức đã hoàn thành hắn điểm mục đích như nguyện đã tìm được smms cho nên tự chủ tự lui lại rồi nhưng dù là như thế nhà mình hậu viện lại để cho đối với phương muốn tới thì tới muốn đi thì đi cái này cũng thật sự là lại để cho quân đội một đám người trên mặt không ánh sáng, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi. Bởi vì vi thực lực của bọn hắn quá cường đại, không người nào dám nói SMMS bức tường lửa có vấn đề, bởi vì vi chính bọn hắn thí nghiệm kiểm tra đo lường qua. Cái này bức tường lửa tính năng so về nguyên lai like quân đội bức tường lửa muốn mạnh hơn N cái cấp bậc, phóng nhãn đương kim thế giới cơ hồ cũng dám nói là số một số 2 được rồi. Hơn nữa căn cứ bức tường lửa nguyên dấu hiệu, cái này lại để cho quân đội lại nắm giữ rất nhiều máy vi tính phương diện địa cao đoan kỹ thuật. Những này có thể cũng không phải giả dối, mà đám người kia vừa tiến đến, đi đầu tựu nói một câu, chúng ta tìm SMMS, cái này bức tường lửa là hắn cung cấp A. Phi thường cường đại, dùng tổ chức chúng ta lực lượng, vậy mà cũng muốn khắc phục khó khăn năm tháng thời gian. Lời này là khích lệ, một đám người cảm giác, cảm thấy loại này khích lệ hay vẫn là không đã muốn thì tốt hơn. Mà đang ở cổ lực lượng này sau khi biến mất, bên kia trần húc cùng bọn họ đối thoại vẫn còn tiếp tục smms chúng ta lần này tới tìm ngài là vì một điều thỉnh cầu chúng ta thỉnh cầu ngài gia nhập tổ chức của chúng ta có ngài như vậy kỹ thuật tại ta muốn tổ chức chúng ta chỉnh thể thực lực sẽ nâng cao một bước dựa vào cái gì chỉ bằng cái này máy truyền tin bên trên xuất hiện một cái file nén địa văn bản tài liệu truyền thâu trần húc cũng không sợ hắn dở trò bất quá chọn xác nhận tiếp thu về sau trước hết để cho tiểu mẫn kiểm tra thoáng một phát phát hiện không có vấn đề về sau mở ra cái này cái phai nén, bên trong là một phần tư liệu, tư liệu tiêu để phong cách hơn nữa dọa người. Như thế nào dùng máy vi tính khống chế toàn bộ thế giới? kích Trần Húc mơ hồ nhìn lướt qua, sau đó tự không nhìn rồi. Bởi vì là toàn bộ anh văn, căn bản xem không hiểu. Bọn này tiện nhân, biết rõ chính mình là người châu Á, nói chuyện đều dùng tiếng Trung. Phát cái tư liệu kết quả hay vẫn là anh văn địa phương. Thỉnh cái phiên dịch rất quý hở. Vì vậy Trần Húc trở về phục, người vật này không có lẽ chia ta có cái địa phương thích hợp hơn đối phương rất nhanh hồi phục ở đâu chi đi tiểu thuyết ta tin tưởng các ngươi ghi YY tiểu thuyết bổn sự tuyệt đối so với thiên hạ bá hát hiếu thắng đối phương đã trầm mặc một hồi về sau thỉnh không muốn khai loại này không thú vị vui đùa chúng ta là rất chân thành đấy chúng ta cái này cái tổ chức cường đại vượt quá tưởng tượng của ngươi chúng ta nơi này có toàn bộ thế giới nhất đỉnh tiêm nhân tài nghiên cứu của chúng ta trải rộng trước mắt đỉnh tiêm địa từng cái lĩnh vực SMMS, ngươi là một cái toàn bộ phương vị địa nhân tài, tuy nhiên chúng ta còn không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc là một người hay vẫn là một tổ chức. Nhưng tin tưởng tổ chức của chúng ta có thể đối với ngươi có rất lớn địa trợ giúp. Các ngươi mục đích là cái gì? Nghiên cứu của các ngươi lợi dụng ở đâu chút ít phương diện? Các ngươi vì cái nào chính phủ đang làm việc? Ha ha, chúng ta không là bất luận cái gì chính phủ công tác, tại tổ chức của chúng ta chính giữa có đến từ toàn bộ thế giới các quốc gia đỉnh tiêm nhân tài ví dụ như hiện tại cùng ngài liên hệ ta đây, tự là sinh trưởng ở địa phương người châu Á. Mà về phần nghiên cứu của chúng ta, hiện tại đưa lên đến trên cái thế giới này là không có bất kỳ ý nghĩa, chúng ta chỉ tiến hành cao đoan phương mặt nghiên cứu, chúng ta kỹ thuật vượt lên đầu đương kim thế giới ít nhất 20 năm. Mới 20 năm, Trần Húc thông qua trong lỗ mũi hừ một tiếng, rất muốn hồi bên trên một câu. Vượt lên đầu 80 năm thổi qua, bất quá Trần Húc đương nhiên biết rõ vượt lên đầu 20 năm là cái gì khái niệm, nói như vậy máy vi tính phát triển, 5 năm tự là một đời, 20 năm suốt 4 đời. Hơn nữa tại một ít mũi nhọn lĩnh vực bên trên càng phải như vậy. 4 năm trước đẳng cấp vi cấp độ S phong kín hồ sơ tư liệu, 4 năm về sau khả năng sẽ đưa lên đến dân dụng sinh sản, sản xuất, cái này tranh lệch thế nhưng mà cực lớn đấy. Nghiên cứu ra kỹ thuật không phát hành, vậy thì chờ vì vậy đem tiến dấu ở dưới giường, các người nghiên cứu ý nghĩa ở đâu? Các người kinh phí từ đâu tới đây? những này chờ ngươi gia nhập tổ chức về sau tự nhiên sẽ biết rõ. Mà chúng ta nghiên cứu ý nghĩa, tự là dẫn dắt cái thế giới này hướng đi, chế định cái thế giới này quy tắc. Chứng kiến lời này, Trần Húc ngược lại hít một hơi hơi lạnh, con cóc đánh hắt xì, khẩu khí thật lớn. Ngươi cho rằng ngươi là ai, tùy tùy tiện tiện có thể chế định thế giới quy tắc. Người nọ hồi phục nói, SMMS, đứng tại ngươi hôm nay độ cao, ngươi có lẽ thấy được người bình thường nhìn không tới đồ vật A. Cái thế giới này phát triển là cần phải có người đến dẫn đạo, dân chúng đối với khoa học kỹ thuật nhu cầu không hề giống trong tưởng tượng cao như vậy. Đem làm khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ quá nhanh lúc, sẽ làm cho thế giới hỗn loạn, mà trách nhiệm của chúng ta, tự là đem khoa học kỹ thuật phát triển khống chế tại nhất định được hạn độ ở trong, mà về phần cao đoan khoa học kỹ thuật, cũng gần kề chỉ cần giao cho những cái kia có năng lực sử dụng người là được rồi. Trần hút lại gần một tiếng, đám người kia đều là một đám bệnh tâm thần à vậy mà trong lời nói coi như chính mình là cái thế giới này thủ hộ giả giống nhau. Đơn giản đơn cử ví dụ mà nói a à, tự nói chúng ta cái thế giới này cần có nguồn năng lượng, SMMS, người thật sự tin tưởng trên cái thế giới này có nguồn năng lượng nguy cơ sao. Trần Húc theo trong lỗ mũi phun thở một hơi, tại trên bàn phím gõ, người cứ nói đi. a à, nguồn năng lượng nguy cơ loại chuyện này tại toàn bộ thế giới chính phủ cùng truyền thông chính giữa truyền miệng, nhưng đối với ta và người loại này vị trí người đến bảo hoàn toàn là một chuyện cười. Chúng ta phòng thí nghiệm đối với nguồn năng lượng nghiên cứu đã sớm đứng ở một cái trí cao điểm lên, chúng ta khai phát ra năng lượng mặt trời động cơ đã hoàn toàn có thể trang bị tại dân dụng trên ô tô hơn nữa phổ biến đại lượng sinh sản, sản xuất. Mà chúng ta đối với khí ba tài nguyên nghiên cứu, cũng đủ làm cho cái thế giới này vô ưu vô lự vượt qua suốt 5.000 năm không cần lo lắng nguồn năng lượng tiêu hao vấn đề. Nhưng ngài cho rằng, những vật này phát hành đi ra có ý nghĩa sao? Trần Húc rất muốn trả lời đương nhiên là có ý nghĩa. Dựa vào chi, không biết hiện tại tại dầu giá có nhiều quý à? Các quốc gia đánh tới đánh lui Còn không phải là vì tranh giành như vậy đáng thương một điểm dầu mỏ Mà khí ba, khí ba là cái thứ gì? Trần Húc hỏi thăm Tiểu Mẫn Tiểu Mẫn rất nhanh hồi phục Khí trừ ba là khí chất đồng vị Đựng hai cái hạt nhân cùng một cái neutron Khí ba là tương lai thế giới thường dùng nguồn năng lượng Sạch sẽ không ô nhiễm Sử dụng khí ba hạch phản ứng nhiệt hạch phát điện Toàn bộ thế giới một năm điện lực tiêu hao gần kề chỉ cần 100 tấn khí ba nhưng là khí ba trên địa cầu hàm lượng rất ít, bởi vì này loại vật chất tồn tại nhiều nhất là tại bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Thì ra là mặt trời phun ra đến năng lượng cao hạt lưu chính giữa. Địa cầu bởi vì đã bị tầng khí quyển bảo hộ, khí ba tài nguyên rất ít. Đổ mồ hôi, thiểu còn nói à, Trần Húc chính phiền muộn lấy, tiểu mẫn kế tiếp tự nói, nhưng là trên mặt trăng khí ba tài nguyên phi thường sung túc, căn cứ đánh giá chắc, trên mặt trăng khí ba tài nguyên nếu như cung cấp nhân loại sử dụng, có thể cho nhân loại sử dụng bảy đã ngoài ngàn năm. T, cái này Trần Húc thật sự giật mình rồi. Cho tới nay, nguồn năng lượng nguy cơ khẩu hiệu tự tiếng nổ không ngừng, hơn nữa một mặt là nguồn năng lượng nguy cơ, một mặt là sinh vật nguồn năng lượng. Như than đá, dầu mỏ chờ chờ lợi dụng về sau sinh ra ô nhiễm, những lời này đề đã đã trở thành trước mắt chủ lưu. Nước Mỹ làm gì vậy không có việc gì đi đánh Iraq. Còn không phải là vì chỗ đó hắc hoàng kim, đã có cái này khí ba tài nguyên, khai phát lợi dụng, cái kia còn phế nhiều chuyện như vậy làm gì vậy cái gì nguồn năng lượng nguy cơ địa cầu ô nhiễm toàn bộ đều nhẹ nhõm được giải quyết rồi nhưng là rất nhiều chuyện thật sự có đơn giản như vậy sao tự lấy dầu mỏ mà nói hôm nay trên thế giới có bao nhiêu máy móc cần dựa vào dầu mỏ đến vận chuyển dầu mỏ cửa ra vào lượng cùng thành giao lượng lại chiếm được toàn bộ thế giới kinh tế bao nhiêu nếu có một ngày một loại mới nguồn năng lượng đột nhiên sinh ra đời toàn bộ thế giới dầu mỏ giá cả toàn diện sụp đổ bàn cái kia đem mang đến một cái dạng gì hậu quả? Không nói trước toàn bộ thế giới các quốc gia tổn thất sẽ như thế nào. Một loại mới nguồn năng lượng sinh ra đời về sau, đem làm buông tha cho dầu mỏ loại sinh vật này có thể, như vậy những cái kia dựa vào dầu mỏ vận chuyển thiết bị đâu này. Toàn bộ đều ném đi, cái này khối lại là nhiều tổn thất lớn, những thứ không nói khác, đầu năm nay ô tô đều là đốt xăng a. Một khi không có người dùng dầu mỏ rồi, đem động cơ toàn bộ đều ném vào trong đống rác lợi ích đây mới là mấu chốt mới nguồn năng lượng khai phát thế tất muốn xúc động rất nhiều người lợi ích mà những người này toàn bộ đều là đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất đấy lực lượng của bọn hắn đủ để khống chế cái thế giới này bọn hắn hội đáp ứng không những vật này dùng trần húc hiện tại lịch duyệt còn chưa hẳn có thể nghĩ đến đến nhưng nhìn lấy người nọ phát tới một đầu tin tức trần húc tự sửng sốt tin tức nội dung là cái thế giới này quy tắc là cần chế định một khi có người trái với quy tắc cái kia chính là toàn bộ thế giới bất hạnh SMMS, người cái này bức tường lửa cũng là vượt lên đầu thế giới, thậm chí so chúng ta trong tay kỹ thuật còn yếu lĩnh trước vài năm. Nhưng là ở chỗ này ta muốn cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, cái kia chính là nếu như trong tay ngươi dù có được như vậy cùng loại đồ vật, tại không thông qua chúng ta cho phép dưới tình huống phóng xuất, như vậy đem ngươi trở thành tổ chức địa công địch. Đương nhiên, chúng ta càng hy vọng ngươi có thể gia nhập vào tổ chức chính giữa, trở thành quy tắc chế định người, người sắp có được đến người muốn có hết thảy. Lời này nói, Trần Húc lập tức nóng tính tựu lên đây. Con mẹ nó, người uy hiếp ai à? Vì vậy Trần Húc nhanh chóng ở trên bàn phím đánh xuống, người tại uy hiếp ta. Người có thể coi như đây là một loại uy hiếp, nhưng ta càng hy vọng ngài đem hắn cho rằng là lời khuyên, cảnh báo. Bởi vì này khoản bức tường lửa cho Trung Quốc quân đội cũng là khá tốt, cho rằng quân đội tư liệu đều là cực cao trình độ giữ bí mật, sẽ không can thiệp đến dân dụng chính giữa. Nhưng là ngài suy nghĩ một chút, nếu như cái này bức tường lửa cho dân dụng đâu này, trực tiếp đem máy vi tính kỹ thuật đi phía trước tăng lên vài chục năm, loại này nuông chiều cho hư phương thức ngài cảm thấy có ý nghĩa sao? Đột nhiên xuất hiện siêu thời đại kết quả, mà thực sự không phải là dọc theo phát triển lộ tuyến tiến hành theo chất lượng. Như vậy hội nhiễu loạn toàn bộ thị trường quy luật, lời này nói ngược lại là rất có đạo lý, nhưng vấn đề là đứng ở trong lỗ tai làm sao lại khó như vậy thụ đâu này. Vì vậy Trần Húc tự hỏi, như vậy các người khai phát ra tới kỹ thuật, về sau lại xử lý như thế nào nữa nha? bán cho nước Mỹ, nước Mỹ là cái không tệ lựa chọn, nhưng là bọn hắn nắm bắt tới tay cũng gần kề chỉ là chúng ta qua khí tư liệu. Chúng ta kỹ thuật một mực tại đổi mới, điểm ấy chờ ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta về sau sẽ biết. Nếu như ta nói không gia nhập đâu này, không gia nhập, đáp án này cũng là chúng ta đoán trước chính giữa, bởi vì tổ chức chính giữa có rất nhiều người lần thứ nhất trả lời đều là không muốn gia nhập. Có thể những người này hiện tại hoặc là đã bị chết, hoặc là ngay tại tổ chức chính giữa sinh hoạt địa phi thường tốt, bọn hắn nghĩ muốn cái gì đều có thể đạt được, hơn nữa tổ chức chính giữa cũng không hạn chế các vị thân người tự do, như vậy tốt điều kiện. Ta hy vọng ngài có thể cân nhắc, ngài kỹ thuật là tổ chức chính giữa tất cả mọi người bội phục, tất cả mọi người rất hy vọng có thể cùng ngài tiến hành cộng sự. Lời này liền uy hiếp mang nâng, Trần Húc ngược lại là thực đối với cái này tổ chức có chút hứng thú, nhưng hắn biết rõ chính mình nhất định là không cần đi, điểm ấy nghĩ cùng đừng nghĩ. Hắn có hứng thú chính là, cái này cái tổ chức bối cảnh rốt cuộc là cái gì? lớn như vậy khẩu khí không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Vì vậy Trần Húc tự lại để cho Tiểu Mẫn điều tra thoáng một phát trong tư liệu có hay không về cái kia khoản phong hỏa virus người chế tạo tin tức, nhưng đáp án dĩ nhiên là nên tổ chức tư liệu là chỗ trống. Bất quá đã có một câu hấp dẫn Trần Húc địa chú ý lực, phong hỏa virus tác dụng là thu thập người sử dụng máy tính chính giữa mấu chốt tin tức, bệnh này độc tồn tại ý nghĩa căn cứ phỏng đoán là đối với toàn bộ thế giới máy vi tính người sử dụng địa một loại đặc thù giám sát và điều khiển phong hỏa virus xuất hiện mãi cho đến bị tiêu diệt thời gian dài đạt 2 năm, trong 2 năm này. Vô số công ty có giá trị tư liệu bị trộm lấy, tổn thất không thể đo lường. Trần Húc nghĩ nghĩ, tại trên bàn phím gõ đến, ta sẽ không tin đảm nhiệm các ngươi. Bởi vì ta phá giải phong hỏa virus, lại để cho các ngươi tổ chức bị thảm như vậy trọng tổn thất. Sợ sợ các ngươi hiện tại muốn không là như thế nào lôi kéo ta, mà là như thế nào diệt trừ ta đi. A, à, ngài cũng quá tiểu xem tổ chức chúng ta khí lượng rồi hoàn toàn chính xác, bóng dáng virus bị ngài tuyên bố chuyên giết tìm ra về sau, chúng ta đích xác thật là phẫn nộ. Nhưng đã virus đã bị thủ tiêu, chúng ta phẫn nộ cũng không có ý nghĩa. Bóng dáng virus giá trị nếu như là 100, như vậy ta tin tưởng ngài giá trị ít nhất là 300. Diệt trừ ngài, chúng ta đã đã mất đi 100 cũng tìm không trở lại rồi. Nhưng là tăng thêm ngài, cái kia tổ chức lực lượng tự lại gia tăng lên 200. Loại này đơn giản toán học đề, ai cũng kế toán tính toán cái kia các người khai phát phong hỏa virus ý nghĩa là cái gì trông cậy vào cái này virus tự muốn khống chế toàn bộ thế giới a à, bóng dáng virus là bị ngài giải quyết cái kia chúng ta cũng tự không dối gạt ngài đúng vậy hiện ở thời đại này là một cái tin tức cực kỳ phát đạt thời đại trên internet rất nhiều tư liệu đều là trọng yếu phi thường đấy bất quá đã bóng dáng virus bị ngài giải quyết chúng ta có thể tin tưởng nếu như làm tiếp ra một cái virus đồng dạng sẽ bị ngài giải quyết cho nên ta hy vọng ngươi gia nhập chúng ta lại biên soạn ra một cái mới cường đại virus như vậy chúng ta có thể thông qua hiện tại mạng lưới tại trong bóng tối giám thị lấy toàn bộ thế giới giám thị toàn bộ thế giới không sai thông qua phong hỏa virus hoàn toàn chính xác có thể làm được điểm này phong hỏa virus có thể thu thập trên mạng sở hữu tất cả tin tức cung cấp bọn hắn đến sàng chọn mà hết lần này tới lần khác trên internet người sử dụng lại cũng không biết hiện tại rất nhiều làm nghiên cứu đều không có ly khai máy tính, mà máy tính một khi kết nối vào mạng lưới, như vậy máy vi tính chính giữa sở hữu tất cả tư liệu đều muốn trần trụi bị cho hấp thụ ánh sáng tại nơi này tổ chức trước mặt. Như vậy, bọn hắn không riêng có thể trộm lấy đến rất nhiều chân quý nghiên cứu tư liệu cung cấp chính mình sử dụng. Quan trọng hơn, một khi phát hiện có người nghiên cứu là trái với bọn hắn chế định quy tắc, như vậy có thể tưởng tượng hậu quả sẽ là như thế nào. Điểm này Trần Húc đoán không lầm, tại nguyên lai like trong lịch sử phong hỏa virus là ở 2006 năm xuất hiện, tuy nhiên lại là ở năm 2008 mới bị phát hiện hơn nữa cha giết. Mà ở trong hai năm này, ngoại trừ vô số chân quý tư liệu đều bị đánh cắp bên ngoài, là trọng yếu hơn là rất nhiều từng cái lĩnh vực tinh anh nhân vật cũng đều tại trong hai năm này không hiểu thấu tử vong. Tại nguyên lai lịch sử chính giữa, 06 năm 9 tháng, nước Mỹ liều đại học hai gã tiến sĩ xanh ở một hồi người da đen đấu súng sự kiện trong bỏ mình, mà trận này đấu súng án nghi điểm lớn nhất là hai người khi còn sống nghiên cứu kết quả toàn bộ mất đi. Hai người này nghiên cứu đầu đề là hạch phản ứng nhiệt hạch tại nhiệt độ bình thường ở dưới khống chế, nghe nói đã có đột phá tính tiến triển. Không sáu mỗi năm ngọn nguồn, California Quốc lập Đại học ba gã đạo sư tại uống rượu về sau giúp nhau sử dụng súng ngắn đánh nát đầu của đối phương. Hiện trường nhìn không ra bất luận cái gì bị hắn giết dấu vết, nhưng đồng dạng, bọn hắn chỗ nghiên cứu đời thứ ba máy vi tính nguyên lý tư liệu cũng biến mất không còn không bảy mỗi năm sơ, những người này tử vong đều là tràn đầy điểm đáng ngờ, mà càng ngạc nhiên hơn chính là nước Mỹ cảnh sát công bố tư liệu chính giữa, tử vong của bọn hắn hiện trường đều có một cái rất kỳ quái khuôn mặt tươi cười, vì vậy những sự tình này kiện tựu được gọi là khuôn mặt tươi cười giết nhân sự kiện, mà nếu như đi phía trước ngược dòng tìm hiểu, cái này khuôn mặt tươi cười sự kiện xuất hiện ngày sớm nhất có thể đến đệ nhị thế chiến. Cái này cái tổ chức lực lượng, đích thật là có chút đáng sợ. Bất quá Trần Húc lại không có nghĩ nhiều như vậy, hắn nhìn xem những này đối thoại thật là có chút bực mình, vì vậy đã phát tài một phần cho hách ái quốc, nhìn xem quân đội người nói như thế nào. Hách ái quốc bên kia nhìn về sau lập tức trở về phục nói, SMMS, xin cẩn thận địa chỉ của ngươi không nên bị cho hấp thụ ánh sáng, ta mơ hồ đoán ra đây là đâu cái tổ chức rồi. Bất quá ngươi yên tâm, cái này cái tổ chức ở nước ngoài thế lực tuy nhiên rất cường đại, nhưng ở Trung Quốc cảnh nội bọn hắn hay vẫn là không thành được khí hậu, nếu như có thể, ngài có thể hướng chúng ta xin đặc công nhân viên bảo hộ, tuyệt đối sẽ không cho người bị động bên trên mảy may đấy. Liên hách ái quốc đều nói cái này cái tổ chức lực lượng rất lớn, Trần Húc gãi gãi đầu, hắn cũng không thể cứ như vậy nhận thức kinh sợ nữa à. Bởi vì Trần Húc tuyệt đối tin tưởng tiểu mẫn thực lực, vượt lên đầu 80 năm kỹ thuật, bây giờ có thể tại trên internet bắt được người của hắn còn chưa ra đời đây này. Vì vậy Trần Húc hồi phục, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bên kia đã trầm mặc thoáng một phát, bởi vì vì bọn họ trước khi tốc độ viết chữ bay thẳng đến nhanh, Cơ hồ Trần Húc phát một vấn đề về sau bọn hắn lập tức trở về phục rồi, mà lần này tắc thì chọn vẹn đợi nửa phút về sau mới có tin tức phát tới. SMS, ngươi nói, cũng sẽ là của ngươi lý tưởng là cái gì? Ta cảm thấy được ý nghĩ của chúng ta chưa hẳn tựu là xung đột đấy. Trần Húc nhìn cười cười, trả lời, ngươi muốn nhận mua ta. Ngươi cho rằng như vậy cũng có thể, bởi vì vì chúng ta có thể thỏa mãn ngươi hết thảy mộng tưởng, vô luận là tại phương nào mặt. Không đợi Trần Húc trả lời, đối phương trở về phục Chúng ta nghiên cứu qua ngài ra tay mấy lần, đối với ngài tính cách cũng có nhất định được hiểu rõ, như vậy kế tiếp ta nói ra đến, ngài cảm thấy đối với hoặc là không đúng a. À? Audio điện tử võ tấn bền Ngài lần thứ nhất ra tay là ở 200 năm tháng 9 ngày 1, ra tay mục đích đúng là vì giải quyết chúng ta chỗ chế tạo bóng dáng virus. N, cái này virus rất vinh hạnh bị ngài xưng là phong hỏa virus, tốt như vậy a, à? tự gọi hắn là phong hỏa, bởi vì nó cũng đầy đủ phong hỏa liệu nguyên. Ngài tại lần thứ nhất ra tay thời điểm cũng đã giải quyết cho đến tận này đáng sợ nhất virus, nhưng từ nay về sau lại tự lập tức mai danh ẩn tích, vô số vinh dự cùng tán thưởng ngài cũng không chịu đi ra làm ra một cái đáp lại. Cái này lại để cho chúng ta cảm thấy ngài là một cái ngận đê điều người, ngài đối với tên vật này cũng không thế nào coi trọng. Ngài lần thứ hai xuất hiện là vô chi đối với ngài tiến hành khiêu khích. Ngài tại quyết chiến ngày đó cuối cùng một phút đồng hồ xuất hiện, nhẹ nhõm tiến nhập chiến trường server hơn nữa lấy được nhân viên quản lý số tài khoản. Cái lúc này chúng ta phân tích, ngài đặt tên là MH mục đích là vì chấn nhiếp đối thủ, bởi vì vì chúng ta cũng biết, làm làm một cái đỉnh cấp hacker, thật là thiểu lấy đồng dạng một cái người sử dụng tên đấy. Về phần M chúng ta một mực không có đoán ra cái này ai đi hàm nghĩa, đoán chừng là ngài tùy tiện lấy đấy. Kỳ thật dùng cái này cái tổ chức lực lượng, khó không sẽ thông qua anti-software thiên đường cái kia diễn đàn bên trên Trúc Hoa Minh phát hiện MH ý nghĩa nhưng vấn đề là ai sẽ tin tưởng như vậy một vị thần cấp nhân vật sẽ đối với một cái tiểu diễn đàn thái điều trúc hoa muốn đi hắn cái này cũng không phải pháo cao xạ đánh con muỗi quả thực là tương đương dùng đạn hạt nhân đi tạc con ruồi cùng senex giao thủ là chúng ta toàn bộ hành trình chú ý đấy tại giao thủ chính giữa ngài hết sức né tránh nhưng là senex từng bước ép sát lại làm cho ngài cuối cùng rốt cuộc thật sự nổi giận theo điểm này đến phân tích chúng ta cho rằng ngài là một cái chính thức trên ý nghĩa truyền thống hacker hơn nữa về sau ngài đem cái kia khoản bức tường lửa tùy ý cho quân đội cái này lại để cho chúng ta tin tưởng ngài cũng không phải vì tiền nhân sinh trên đời danh lợi hai chữ ngài cũng không vi danh cũng không phải là lợi đối với khiêu khích đối thủ của mình áp dụng bao dung nhưng là đem làm người xúc phạm đến người địa giới hạn về sau tắc thì ra tay không lưu tình chút nào lại đến sau này ngài vậy mà cùng một đám các học sinh hồ đồ làm trò chơi bất quá so sánh với là vì nhìn không quen cái kia ra trò chơi công ty với tư cách a phàm loại này loại, đều lại để cho chúng ta được ra một cái suy luận, ngài hẳn là một cái truyền thống trên ý nghĩa chính thức hacker, mà ngài chỗ truy cầu đấy, có lẽ tự là như Kevin Mitnick hiện tại như vậy, thủ hộ cái thế giới này Internet Security, đúng không? Thủ hộ thế giới Internet Security, Trần Húc thiếu chút nữa phun ra đến, cái này mũ lưỡi chai khấu trừ quá lớn hơn. Chúa cứu thế sao, Trần Húc có thể chưa từng có nghĩ tới muốn làm bọc quần tam giác ở ngoài siêu nhân nếu như có một ngày hắn thật sự bọc quần tam giác ở ngoài rồi. Cái kia đã nói lên hắn nhất định là đã có bệnh tâm thần. Nhưng theo trong tiềm thức mà nói, Trần Húc hoàn toàn chính xác không thể gặp có ít người tại trên mạng làm sằng làm bậy. Bất quá những chuyện này cùng hắn không quan hệ cũng thì thôi, bắt chó đi cày địa sự tình hắn cũng không muốn đi nhiều quản, nhưng là một khi cùng hắn dính vào quan hệ, lúc này thời điểm muốn cho Trần Húc khoanh tay đứng nhìn vậy khẳng định là không có khả năng đấy. Bất quá đã người ta cho mình đeo như vậy đỉnh trục mũ, hơn nữa là ngạnh xanh xanh chính mình phân tích ra đến trần húc có thể nói không phải sao vì vậy hắn trở về phục các người phân tích rất cẩn thận hắc hắc lời này lại không thấy thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận trong đó ý tứ chính mình đoán đi bất quá đối với cái này cái tổ chức trần húc ngược lại là sinh ra đậm dày hứng thú vì vậy hắn phát cái tin tức cho hách ái quốc dùng sấp xỉ tại mệnh lệnh địa cứng nhắc ngữ khi nói thỉnh đem cái này tổ chức tư liệu chia ta lúc này thời điểm đối phương lại phát tới tin tức a à, Ngài như vậy chúng ta coi như Ngài thừa nhận. Như vậy kế tiếp một vấn đề, Ngài cảm thấy Ngài, hoặc là Ngài chỗ tổ chức, có năng lực hoàn thành Ngài tâm nguyện sao? Trần hút trong nội tâm thầm kêu lợi hại, đám người kia quả nhiên không phải hời hợt nhân vật, bọn hắn rất rõ ràng cái gì gọi là đúng bệnh hốt thuốc. Không đủ đây cũng là tự nhiên địa phương, vì vậy tổ chức như thế cường đại, bọn hắn khẳng định tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ địa người mà rất nhiều nghiên cứu khoa học tên điên tính cách đều tuyệt đối không thể dựa theo lẽ thường đến tính toán cân nhắc, cho nên đúng bệnh hốt thuốc. Bọn hắn đã sớm đùa rất thuần thục, vì vậy Trần Húc trả lời, ta đại khái minh bạch ý tứ của các ngươi, nhưng nếu như ta còn không nói gì. Ta làm một chuyện, không thích cùng người khác hợp tác, cũng không cần phải cùng người khác hợp tác. Đối phương rất nhanh hồi phục, chúng ta đã biết rõ ngài nếu như vậy nói, bởi vì vì chúng ta tiếp xúc qua vô cùng nhiều chuyên gia đều là như thế này, tự cho là mình kỹ thuật không cần người khác địa trợ giúp nhưng là chúng ta tại cuối cùng đều bị hắn ý thức được chính mình địa sai lầm mh tuy nhiên thực lực của ngài vượt quá chúng ta mà nghĩ giống như nhưng chúng ta đồng giảng không cho rằng ngài tựu là không gì làm không được thượng đế như vậy có thể không cho ta một cái cơ hội chứng minh ngài nghĩ cách là sai lầm hay sao ngài hay vẫn là rất cần trợ giúp của chúng ta hay sao cơ hội gì Trần Húc cảm thấy đám người kia tính nhẫn nại thật sự là tốt thần kỳ, lời nói chính giữa tuy nhiên cao cao tại thượng ngẫu nhiên cũng có uy hiếp, nhưng lại cũng không tính là hùng hổ dọa người. Ngài có thể đem ngài đang tại nghiên cứu phát minh một cái hạng mục nói cho chúng ta, đương nhiên, ngài không cần lo lắng tư liệu tiết lộ vấn đề, bởi vì đây là nghề nghiệp của chúng ta đạo đức. Chúng ta chỉ là muốn chứng minh là đúng thoáng một phát, chúng ta có trở thành người đồng bọn vốn liếng. Cái kia ý tứ tự là, nếu như cái này hạng mục các ngươi có thể giải quyết, như vậy ta nhất định phải muốn gia nhập các ngươi. Nếu như không có thể giải quyết, ta tìm các ngươi cũng không có ý nghĩa vậy sao? Đại khái là ý tứ này, đương nhiên xin ngài không muốn khai ra rất khó khăn không thực tế để mục, ví dụ như lập tức đem Sahara đại sa mạc biến thành một mảnh ốc đảo, ta muốn coi như là thượng đế cũng không có cái này năng lực. Cái kia nếu như các ngươi đem vấn đề giải quyết, có thể ta hay vẫn là không chịu gia nhập đâu này. Cái kia, tự đừng quái chúng ta không khách khí. mh bản thân cũng là người châu Á, phi thường quen thuộc có qua có lại đạo lý. Chúng ta biểu hiện như vậy ra thành ý của mình ngài có lẽ có thể thu được. Mà tổ chức của chúng ta cũng thực sự không phải là như ngài tưởng tượng cái kia giặc, mưu toàn xưng bá toàn bộ thế giới, mà là một mực tại dẫn dắt cái thế giới này văn minh hướng đi. Ta biết rõ, dùng ngài thực lực hôm nay, muốn điều tra chỗ tổ chức chúng ta một ít tư liệu cùng sở tác sở vi cũng không khó khăn. Nhưng là một ít biểu hiện ra mặt trái tin tức thường thường có khoa trương thành phần, dùng ngài trí tuệ, chắc hẳn có thể lý giải nổi khổ tâm riêng của chúng ta, lý trí đối đãi. Còn trí tuệ, lý trí, Trần Húc liếc mắt, chính mình liền cái này cái tổ chức đến cùng là vật gì cũng không biết, lý trí cái p à. Cái lúc này hách ái quốc tư liệu truyền thâu trở lại rồi, Trần Húc mở ra xem xét, phần này văn bản tài liệu tiêu đề là, ít hồ sơ. Thực lão thổ danh tự, không có điểm sáng ý, Trần Húc lầm bẩm một tiếng, mở ra văn bản tài liệu, văn bản tài liệu mở đầu tự là một câu, ít hồ sơ, ghi chép chính là đương kim trên thế giới thần bí nhất tổ chức X, nên tổ chức thành lập tại lần thứ nhất thế chiến về sau, tổ chức tôn chỉ là triệu tập toàn bộ thế giới ưu tú nhất nhân tài, cộng đồng nghiên cứu thảo luận nhân loại tiến bộ con đường. X tổ chức người sáng lập viên danh sách điểm xấu, nhưng căn cứ một ít đồn đãi, X tổ chức người sáng lập trong kể cả Ilona Query, Rio Tây Red bọn người. Ilona Query, Rio Tây Red, Trần Húc không biết hai người kia là ai, nhưng là hỏi thoáng một phát tiểu mẫn về sau, nhịn không được tự ra một thân mồ hôi lạnh. Ilona Quiri, đại danh đỉnh đỉnh Marie Curie trưởng nữ, đã từng nổi danh thế giới hạch vật lý chuyên gia. Mẹ của nàng Marie Curie đại danh tự nhiên không cần phải nói, mà thân là danh nhân con gái, Ilona cũng không kém mẹ hắn. Nàng cùng trưởng phu Frederick phát hiện cũng thành sản xuất nhân tạo phóng xạ chất đồng vị, hơn nữa cùng 1935 năm đạt được Nobel vật lý thưởng. Rio Tây Red, đệ nhị thế chiến nước Mỹ nổi tiếng hạch vật lý chuyên gia, Einstein đích Hảo Hiếu. Từng cùng Einstein cùng tiến lên sách ngay lúc đó nước Mỹ Tổng thống Roosevelt, do đó thôi động Manhattan kế hoạch áp dụng. Dĩ nhiên là hai vị này đại thần à. Trong tư liệu tiếp tục viết, ít tổ chức một mực tận sức tại khai thác nhân loại phát triển lộ tuyến cùng phương châm, nghiên cứu của bọn hắn thành quả vô số kể. Căn cứ đã công bố tin tức, Manhattan công trình, đệ nhất đài máy vi tính sinh ra đời, DNA phát hiện, máy phát la D sinh ra đời, bởi vì đặc lưới xuất hiện cùng với apollo lên mặt trăng kế hoạch những này ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới nhân loại biến cách kỹ thuật đều không có ly khai ích tổ chức bóng dáng ích tổ chức ở cái thế giới này sau lưng yên lặng thôi động toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật phát triển nhưng đã đến 20 thời kỳ cuối nên tổ chức tôn chỉ lại theo thôi động nhân loại tiến bộ thời gian dần trôi qua biến thành hạn chế nhân loại tiến bộ cơ hồ hết thảy có khả năng phá hư đến cái thế giới này tài chính hệ thống cùng với thế lực phân bố cân đối khoa học kỹ thuật đều bị hạn chế X tổ chức bản chất đã phát sinh biến hóa, căn cứ thời gian phán đoán, sự biến hóa này hẳn là khởi nguyên tại 20 thế kỷ 90 niên đại, Xô Viết giải thể về sau. X tổ chức đối với nhân tài trước sau như một phương châm tựu là thu cho mình dùng, thủ đoạn của bọn hắn cũng không tính kịch liệt, đối với những cái kia không muốn gia nhập người của tổ chức mới, bọn hắn bình thường sẽ không áp dụng vô cùng cường ngạnh đích thủ đoạn. Nhưng lại hội đối với những người tài giỏi này tiến hành giám thị, dùng bảo đảm bọn hắn phát minh sẽ không vi phạm tổ chức quy tắc một khi hắn phát minh vượt qua tổ chức quy tắc điểm mấu chốt, như vậy bọn hắn sẽ không chút do so dự đem hắn gạt bỏ. Hai khái quốc đằng sau lại cùng một câu, bất quá người có thể yên tâm, ít tổ chức tại Trung Quốc cảnh nội lực lượng là phi thường nhỏ, nếu như chúng ta cũng không biết ngài vị trí cụ thể ở đâu, tin tưởng bọn họ cũng không có khả năng biết rõ. Thỉnh tin tưởng lực lượng của chúng ta, theo khoa học kỹ thuật phát triển, thế giới các quốc gia nhất là thế giới thứ ba quốc gia quốc lực tăng cường, ít tổ chức năng lượng đã so với trước nhỏ hơn rất nhiều khoa học kỹ thuật phát triển, ít tổ chức năng lượng tựu nhỏ đi rất nhiều. Trần Húc con mắt sáng ngời, hắn lập tức sẽ hiểu trong đó mấu chốt. Đã minh bạch ít tổ chức tại sao phải hạn chế khoa học kỹ thuật phát triển mấu chốt. Lũng đoạn, cái thế giới này cái gì kiếm lợi nhiều nhất, thuốc phiện, súng ống đạn được, không không không, tại đây muốn nói cũng không phải kiếm tiền đích thủ đoạn, mà là kiếm tiền phương thức. Loại phương thức này tựu là lũng đoạn, đơn giản đơn cử ví dụ, Trần Húc phụ thân chó dại khắc tinh cái này dược vật vì cái gì tại trên thế giới bán cái kia sao điên, hơn nữa hết lần này tới lần khác còn mắc như vậy. Cũng là bởi vì toàn bộ thế giới cũng chỉ có Trần Húc phụ thân một nhà có vật này, vậy hắn muốn đính giá bao nhiêu cách tự đính thành giá bao nhiêu cách, người khác chỉ cần là có cần, như vậy nhất định cần phải dựa theo cái giá tiền này tới mua, co kè mặc cả. Dùng giá thấp đồng loại sản phẩm để cướp đoạt thị trường. Những điều này đều là không có khả năng đấy. Trần Húc có thể nghĩ vậy một điểm cũng là bởi vì chính mình phụ thân cái kia khoản chó dại khắc tinh nguyên nhân, lũng đoạn một cái thế giới đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật. Như vậy những này khoa học kỹ thuật trải qua trong tay của bọn hắn bán đi đến, tự nhiên là muốn khai giá bao nhiêu cách tự khai giá bao nhiêu cách. Đã làm cam đoan lũng đoạn, bọn hắn tự nhiên là sẽ không cho phép người khác tới đoạt việc buôn bán của mình. Cái này là quy tắc, Trần Húc nghĩ vậy một điểm thời điểm nhịn không được cười lạnh không thôi, nguyên lai like đây chính là bọn họ cái gọi là quy tắc bất quá nhìn xem đằng sau miêu tả, Trần Húc lại lại cảm thấy loại này quy tắc cũng cũng không phải đơn giản như vậy đấy. Ít tổ chức tại chiến tranh lạnh thời kỳ đã từng tăng lớn độ mạnh yếu thôi động nước Mỹ cùng với châu Âu khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng đem làm Xô Viết giải thể về sau loại này khoa học kỹ thuật phát triển bộ pháp tự chậm lại. Tuy nhiên theo 20 thế kỷ thập niên 90 đến bây giờ toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ nhìn như ngày tân nguyệt dị, nhưng ở đỉnh phong lĩnh vực chính giữa phát triển tốc độ cũng đã gần như chậm chạp. Dùng ích mà nói, khoa học kỹ thuật phát triển tiến nhập một cái tự động, tiến hành theo chất lượng địa quá trình. Đối với ích tổ chức định nghĩa chúng thuyết phân vân, có thể khẳng định chính là ích tổ chức người ủng hộ chính giữa có kể cả Morgan, Rockefeller những này cường đại nước Mỹ gia tộc. Mà bọn hắn hiện tại tồn tại ý nghĩa rốt cuộc là vi phạm với năm đó người sáng lập ước nguyện ban đầu còn tiếp tục kéo dài sứ mạng, điểm này cũng nói không rõ ràng. Kế tiếp là hách ái quốc chính mình, dùng chúng ta nắm giữ địa một ít tư liệu đến xem ích tổ chức thật là có được vượt lên đầu thế giới kỹ thuật nếu như đưa bọn chúng kỹ thuật công khai như vậy toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật hệ thống đều muốn lọt vào vô cùng nghiêm trọng đả kích khoa học kỹ thuật lọt vào chìm đả kích nặng hậu quả chính là toàn cầu kinh tế hệ thống cũng đồng dạng lọt vào vô cùng trầm trọng đả kích theo điểm này nhìn lại ích tổ chức đối với khoa học kỹ thuật phương hướng địa dẫn dắt chỉ đạo có hắn chính xác đạo lý nhưng là đồng dạng bởi vì ích tổ chức hạn chế trước mắt khoa học kỹ thuật phát triển lâm vào một cái bình cảnh kỳ thì ra là toàn bộ thế giới hôm nay khoa học kỹ thuật phát triển đều cực hạn tại một vòng ở trong. Đơn giản đơn cử ví dụ giống như máy vi tính phát triển. 10 năm trước gia dụng máy vi tính vừa mới bắt đầu tiến vào người bình thường sinh hoạt, nhưng 10 năm sau đích nay thiên gia dùng máy vi tính phần cứng nguyễn kiện trình độ đều đề cao mạnh. Tuy nhiên loại này đề cao địa trình độ rất rõ rệt, nhưng căn cứ tư liệu của chúng ta, ít tổ chức đã sơ bộ nắm giữ đời thứ năm máy vi tính chế tạo công nghệ. Nói cách khác, Kỳ thật máy vi tính phi tốc phát triển cũng gần kề chỉ là cực hạn tại một cái trong phạm vi, cũng không có cách nào nhảy ra cái này vòng tròn luẩn quẩn, vẫn là ở vào đời thứ tư địa trình độ, mà căn cứ chúng ta đoán chừng, trừ phi là đời thứ tư máy vi tính phát triển không gian hoàn toàn bị ép khô, nếu không bọn họ là sẽ không đẩy ra đời thứ năm máy vi tính đấy. Nhìn đến đây Trần Húc lại tra xét thoáng một phát tư liệu. Máy vi tính phát triển tiến trình hôm nay là đời thứ tư. Sớm nhất, đời thứ nhất máy vi tính là bóng điện tử máy vi tính này đây bóng điện tử là chủ yếu mạch điện nguyên kiện máy vi tính cũng cơ hồ đều là thuần một sắc khổng lồ máy vi tính đời thứ nhất máy vi tính phát minh sâu sắc khiến cho nhân loại tiến nhập lại một lần địa cách mạng công nghiệp máy vi tính cách mạng chính giữa nhưng bởi vì bóng điện tử máy vi tính địa thể tích quá mức khổng lồ động hơn vạn cái nguyên kiện một khi có một nguyên kiện phạm sai lầm muốn sửa chữa đều lên giá bên trên lão đại một phen công phu cho nên còn chưa xong mỹ nhưng là cũng đã là nhân loại trong lịch sử cử tiến bộ lớn rồi mà đời thứ hai máy vi tính sử dụng hơn là bóng bán dẫn, đây là một cái cực lớn bay vọt. A còng A còng bóng bán dẫn sâu sắc rút nhỏ máy vi tính thể tích cùng sức nặng, hơn nữa thấp xuống giá cả, giảm bớt trục trặc. Cái này là đời thứ hai máy vi tính, không riêng gì tính năng bên trên bay vọt. Hơn nữa là chế tạo công nghệ bên trên đột phá. Đời thứ ba máy vi tính là xuất hiện ở 195 năm, do mạch điện hợp thành tạo thành hiệu suất cao máy vi tính. Nhưng là đến đời thứ ba mới thôi, Máy vi tính phát triển còn vẫn là ở vào cỡ trung cơ hoặc là cỡ lớn cơ phạm trù. Mà lúc này đây, mọi người bắt đầu hô hào tiểu nhân cơ được xuất bản. Tại là chúng ta bây giờ sử dụng đời thứ tư máy vi tính rốt cục sinh ra đời rồi. Đời thứ tư máy vi tính thoát thai tại đời thứ ba, theo siêu đại quy mô mạch điện hợp thành cùng với hơi xử lý khí sinh ra đời. Máy vi tính tính toán tốc độ càng lúc càng nhanh, thể tích cũng càng ngày càng nhỏ. 1974 năm theo Intel 8 vị hơi xử lý khí chip 8080 được xuất bản, máy vi tính bắt đầu thời gian dần trôi qua tiến vào người bình thường sinh hoạt. Mà mãi cho đến hôm nay, chúng ta sử dụng máy vi tính toàn bộ đều là đời thứ tư. Mà ít tổ chức trong tay đã sơ bộ nắm giữ đời thứ năm máy vi tính công nghệ. Nhưng là khi bọn hắn hạn chế phía dưới, máy vi tính phát triển một mực bảo chỉ tại đời thứ tư, thậm chí đời thứ tư tiềm lực không bị ép khô, là sẽ không tiến hành đổi mới đấy đây rốt cuộc là chuyện tốt, hay vẫn là chuyện xấu. Dùng Trần Húc ánh mắt nhìn, loại này hạn chế khoa học kỹ thuật phát triển tổ chức đều có lẽ bị chỗ dùng phản nhân loại tội kéo đi diễu phố thị chúng, nhưng là lý trí cũng nói cho hắn biết, kỳ thật rất nhiều chuyện không phải biểu hiện ra xem khởi đến đơn giản như vậy đấy. Nếu nói, tiểu mẫn như vậy sinh vật máy vi tính đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, hơn nữa đại lượng sinh sản, sản xuất đem bán đâu này. Đừng nói tiểu mẫn máy tính chính giữa tư liệu, như vậy kế tiếp loại sinh vật này máy vi tính hội tạo thành cái dạng gì hậu quả. Đã có như vậy công nghệ cao sinh vật máy vi tính, ai còn dùng hiện tại rác rưởi PC máy tính à? Nhưng lại có chứa giả thuyết ảo cảnh công năng, như vậy có thể đoán được chính là toàn bộ thế giới có bao nhiêu cuộc sống gia đình sản máy vi tính phần cứng, nguyễn kiện xưởng hội đóng cửa. Toàn cầu khoa học kỹ thuật cổ hội sụt đến một loại gì dạng đáng sợ trình độ. Còn có tựu là khoa học kỹ thuật cổ sụt, toàn bộ cổ phiếu cũng sẽ biết vì theo sụt, đến lúc đó nhà xưởng đóng cửa, rất nhiều người thất nghiệp, toàn cầu kinh tế tiến vào trời đông giá rét suy yếu kỳ. Đúng rồi, ngoại trừ máy vi tính xưởng, còn có điện thoại, DV, máy chụp ảnh chờ chờ xưởng cũng đều sẽ gặp đến trùng kích. Cái này phản ứng dây truyền đáng sợ trình độ, đủ để nhấc lên một hồi chiến tranh. Tựa như ít tổ chức cái này đang tại cùng Trần Húc liên hệ người này theo như lời, hôm nay chỉ là vì dầu mỏ, các quốc gia phát động chiến tranh cũng đủ để lại để cho thế giới run rẩy như vậy đánh cho cách khác. Tự nếu nói Trung Quốc cái lúc này toàn diện quảng đi dầu mỏ, sử dụng hơn nữa mở rộng rất cao hiệu khí ba nguồn năng lượng. Như vậy người cảm thấy, như vậy xúc động toàn bộ thế giới lợi ích hành vi, sẽ không đưa tới lần thứ ba thế chiến sao. Nhìn chung hai lần thế chiến, kỳ thật đều là cùng lợi ích móc nối đấy. Nếu quả thật xuất hiện kể trên tình huống, toàn bộ thế giới kinh tế tiến vào trời đông giá rét, thất nghiệp nhân số bạo tăng, chính phủ các nước áp lực quá lớn. Như vậy phóng thích áp lực duy nhất phương pháp, tự là đối ngoại chiến tranh như vậy theo điểm này đi lên nói có chút quá mức vượt mức quy định vượt lên đầu tại thời đại kỹ thuật hoàn toàn chính xác không thể đơn giản xuất hiện ở thời đại này cho nên hiện tại trần húc có chút mê mang rồi ích tổ chức tồn tại đến cùng là đúng hay sai rất khó kế tiếp công bằng phán đoán kỳ thật cái này cũng không kỳ quái trên thế giới rất khó có chính thức trên ý nghĩa đối với cùng sai như vậy có triết lý tính cùng loại với gà có trước hay vẫn là chứng có trước vấn đề lại để cho hiện tại không có gì lịch duyệt trần húc để suy nghĩ độ khó đích thật là quá lớn như vậy như thế nào trả lời đối phương đâu này? Theo hách ái quốc cho trên tư liệu đến xem, cái này ít tổ chức lực lượng là vô cùng cường đại đấy. Dù sao một cái vượt lên đầu thế giới trọn vẹn 20 năm khoa học kỹ thuật tổ chức, đối với thế giới kinh tế, phương diện tránh trị đều có thể tạo được lớn lao ảnh hưởng. Tựu sông của bọn hắn dám nghênh ngang xâm lấn quân đội hệ thống, cái này cũng đủ để nói rõ bọn hắn không có sợ hãi. Chứng kiến Trần Quốc thật lâu không có hồi tin tức, đối phương lại hỏi, SMMS, không biết ngài cân nhắc như thế nào. Chứng kiến những lời này, Trần Húc bắt đầu khẩn trương. Dù sao làm vì một đệ tử, đối mặt cường đại như vậy tổ chức lúc khẩn trương là không thể tránh được đấy. Tùy tiện đắc tội như vậy một tổ chức, đối với Trần Húc mà nói, cho dù là một cái giả thuyết mạng lưới thân phận, cũng là tuyệt đối không sáng suốt đấy. Bất quá về phần gia nhập, cái kia càng không có thể, Trần Húc chính mình là cái gì tài liệu hắn rất rõ ràng. Ngoại trừ có một đài đến từ tương lai máy tính bên ngoài mặt khác hắn đều là cặn bã à, hơn nữa trần húc cho dù có bổn sự kia cũng không muốn gia nhập như vậy tổ chức bởi vì theo đáy lòng trần húc không thích cái này ít tổ chức không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có phải hay không tại thủ hộ thế giới cân đối nhưng ở trần húc xem ra bọn hắn tại hạn chế cái thế giới này phát triển chiếm đa số như thế nào mới có thể lại để cho bọn hắn biết khó mà lui đâu này dù sao smms đã từng cùng trần húc từng có cùng xuất hiện nói thí dụ như chó dại khắc tinh cái này dược vật tuy nhiên không có tin tức gì cùng SMMS có quan hệ, nhưng là dù sao cũng là một cái lũng đoạn dược vật. Còn có tự là lần trước làm trò chơi, SMMS cho cao hiểu tiết trò chơi chế tác nguyễn kiện. Những vật này nếu như bị người có ý chí liên muốn, khó tránh khỏi sẽ không tra được trên người hắn. Dù là là vật gì đều tra không đi ra, nhưng là không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương hà. Cho nên Trần Húc hiện tại muốn chính là như thế nào cùng bọn họ đạt thành một cái cân đối làm cho đối phương buông tha cho mời chào ý nghĩ của mình, hơn nữa song phương cũng không trở thành vạch mặt trở thành tử thù. Bởi vì vi thực lực của mình hay vẫn là quá yếu à? Nếu như mình có đủ thực lực, cái kia ở đâu còn dùng được lấy như vậy lén lút sống? Tại đạt được máy tính sau lần thứ nhất, Trần Húc sinh ra ý nghĩ này. Tình huống hiện tại là, một cái tại trên thế giới dậm chân một cái đều có thể dẫn phát thất cấp địa chấn tổ chức cực lực mời Trần Húc gia nhập. Tuy nhiên ngôn từ bên trong có chút khách khí, nhưng là ẩn hàm ý uy hiếp cũng hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Một tay hoa tươi, một tay dao mổ, tự xem Trần Húc như thế nào lựa chọn. Nhưng là Trần Húc cũng không muốn hoa tươi, càng không muốn muốn dao mổ, hắn có thể lựa chọn, chỉ có con đường thứ ba. Chính mình đi tới đường, vấn đề là con đường này đến cùng ứng làm như thế nào đi. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Trần Húc tại máy vi tính điểm bên trên một điếu thuốc, hung hăng rút lấy. Cái này con mẹ nó là ép mình ngả bài à. Đối phương xem ra là chờ được có chút nóng nảy Phát tin tức nói, SMMS, ta hy vọng ngài còn đang suy nghĩ đề nghị của chúng ta. Hoặc là ngài đã đang tìm kiếm một cái cho rằng có thể khó được ở chúng ta để tài sao. Thực hung hăng càn quấy à. Trần Húc cảm thấy đời này thấy người chính giữa. Kể cả những cái kia tại trên mạng mỗi ngày hô hào chính mình đến cỡ nào nghiêu bức đích nhân vật, đều chưa từng có một cái như cái này cái tổ chức kiêu ngạo như vậy đấy. Đương nhiên, cũng không có một cái nào có thể so với mà vượt ích tổ chức, người ta là chân chính thế giới đỉnh phong. Nhìn xem thông tin Nguyễn Kiện, Trần Húc đột nhiên thân thể run lên, đầu đề. Đúng vậy, ích tổ chức sở dĩ kiêu ngạo như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn tự cho là mình kỹ thuật đã vô địch thiên hạ rồi. Nhưng nếu quả thật nói so đấu kỹ thuật, Trần Húc dùng được lấy sợ bọn họ, một cái vượt lên đầu thế giới 20 năm tổ chức, nhưng tiểu mẫn nhưng lại vượt lên đầu thế giới suốt 80 năm vượt lên đầu ích tổ chức 60 năm địa khoa học kỹ thuật là một cái gì khái niệm. Thật giống như 2007 năm người quay đầu nhìn lại 1947 năm kỹ thuật. Ngoại trừ cảm thấy đơn sơ buồn cười bên ngoài còn có thể có cảm giác gì. Liều kỹ thuật, Trần Húc trên thế giới này vĩnh viễn không cần e ngại bất luận kẻ nào. Trần Húc vừa định tại trên bàn phím đánh chữ, đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng. Chính mình kỹ thuật phương diện tự nhiên là không cần e ngại bất luận kẻ nào nhưng hắn kiêng kỵ ích tổ chức kiêng kỵ hơn là phương diện này sao? Không phải, chính mình kiêng kỵ là cái này cái tổ chức tại chính trị, kinh tế bên trên thế lực cường đại mà thực sự không phải là bọn hắn kỹ thuật. Đơn giản mà nói, bọn hắn kỹ thuật cao bao nhiêu, quản Trần Húc đánh giám. Trần Húc nhưng thật ra là một cái rất người thông minh, trong đầu 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 đạo đạo, đạo đồ vật không ít. Tuy nhiên đối mặt như vậy một người bình thường khả năng cả đời đều khó có khả năng nghe qua bằng tổ chức lớn, Tại trải qua sơ kỳ khẩn trương về sau Trần Húc rất nhanh địa yên ổn xuống dưới, hắn tại trong đại não suy tư thoáng một phát, rốt cục tại trên bàn phím đánh xuống văn tự, Ích tổ chức vậy sao? Cửu ngưỡng đại danh, người tốt, hiện tại để ta làm toàn quyền phụ trách lúc này đây liên hệ. Người có thể xưng hô ta là những lời này xem tại ích trong mắt lập tức tự không giống với lúc trước, rất rõ ràng, bên này SMMS thay đổi một người, cho nên ích tổ chức lập tức tự phán định, SMMS quả nhiên cũng là một tổ chức, mà không phải nguyên một đám người. Thật sự của chúng ta là một tổ chức, a, à, không phải một tổ chức. Làm sao có thể liên quan đến đến từng cái phương diện lĩnh vực? Đang nhìn đến ít nghi vấn về sau, Trần Húc tại trên bàn phím đánh tổ chức của chúng ta danh hiệu VS thành lập thời gian tự nhiên là không sánh bằng đại danh đỉnh đỉnh địa ích nhưng là nhưng là cái gì? Nhưng là xin cho ta lời nói đối với quý tổ chức bất kính đại lời nói thật a à, ít còn chưa đủ tư cách lại để cho chúng ta vì các ngươi công tác những lời này phát ra về sau bên kia lập tức đã trầm mặc hơn 10 giây về sau, mới có một đầu tin tức phát tới, quý tổ chức có phải hay không quá để ý mình rồi hả? Trần Húc chứng kiến cái tin tức này nhịn không được tụ nở nụ cười, đúng vậy, hắn hiện tại cần phải làm là phô trương thanh thế. Hắn vừa rồi muốn rất rõ ràng, ích sở dĩ như vậy càn dỡ, cũng là bởi vì thế lực của bọn hắn rất cường đại, thậm chí có thể ảnh hưởng đến nước Mỹ chính trị. Bởi vì cường đại như vậy, cho nên bọn hắn mới dám tiến công Trung Quốc quân đội mạng lưới, bởi vì vì bọn họ biết rõ, bọn hắn loại này tìm kiếm SMMS cách làm kỳ thật cũng không có đạt tới trong phương điểm mấu chốt. Đối với chuyện này, trong phương tối đa tỏ vẻ vài câu kháng nghị mà thôi. Hắc, đã hắn tại thế lực cùng khoa học kỹ thuật phương diện cảm giác mình là đệ nhất thiên hạ, như vậy Trần Húc muốn nhằm vào điểm ấy ra tay. Vì vậy Trần Húc trở về phục, ít một mực cao cao tại thượng quá lâu, lâu lại để cho các người khuyết thiếu cảm giác nguy cơ. A, à, ích địa ý nghĩa tại anh Văn Trong là không biết bao nhiêu nhưng là thực lực của các ngươi đã là đã biết được rồi mà S Y tứ chắc hẳn ngươi cũng nên đã có giải A supper siêu cấp quý tổ chức thật sự là giõng giạc ít địa ngữ khí đã có chút không kiên nhẫn được nữa không hề phục vừa rồi như vậy khách khí nguyên lai like S là supper ý tứ Trần Húc hác thoáng một phát hắn rốt cục minh bạch cái từ này ý tứ trước kia đọc tiểu thuyết xem manga thời điểm luôn chứng kiến có cấp độ S cấp độ A cấp độ B như vậy phân cấp chế độ hắn vẫn không rõ vì cái gì cấp độ A thượng diện sẽ là cấp độ S, cái này xem như thêm kiến thức. Phải chăng rõng rạc, thử đã biết rõ, như thế nào cái thử pháp, Trần Húc nhìn đối phương dần dần rơi vào chính mình cái bẫy, đắc ý cười, trả lời, tự nhiên là kỹ thuật bên trên tỉ thí rồi. Tổ chức chúng ta ở bên trong đấy, phần lớn là một ít lão phong tử, không có việc gì tự ưa thích vùi đầu làm nghiên cứu địa cái loại này. Cho nên chúng ta trong tay một ít tư liệu coi như vượt lên đầu, vừa vặn mượn cơ hội này cùng đại danh đỉnh đỉnh địa ích xác minh thoáng một phát. Đoán chừng cái lúc này ít người của tổ chức đều khí trong lỗ mũi hơi nước rồi, đối phương mở miệng một tiếng đại danh đỉnh đỉnh, xem giống như đối với bọn họ rất tôn kính, nhưng ngôn ngữ chính giữa cao ngạo nhưng lại rõ ràng đấy. Cái này lại để cho vẫn là đứng ở thế giới đỉnh phong ích làm sao có thể nuốt được hạ cơn tức này. Cho nên bọn họ rất cứng nhắc phát tới ba chữ, như thế nào so, theo ba chữ kia bên trong có thể rất rõ ràng nhìn ra ít lửa giật. Trần Húc cố ý đùa giỡn bọn hắn, như thế nào sau so trước không vội mà nói, trước tiên là nói về nói tỉ thí về sau kết quả a. À. Nếu như chúng ta thắng, cái kia quý tổ chức lại đem làm như thế nào, đương nhiên, nếu như chúng ta thua, cái kia chúng ta tự thừa nhận so ra kém quý tổ chức, gia nhập các ngươi ngược lại cũng không sao. Đàm điều kiện, ít người một tiếng cười lạnh, hôm nay ít thực lực, muốn muốn cái gì không vậy. Tiền tài, quyền lực, những vật này đã sớm cũng không phải là bọn hắn truy cầu rồi đối với những này cao đoan nhân viên kỹ thuật mà nói, vượt quá tưởng tượng kỹ thuật mới được là bọn hắn truy cầu mục tiêu. Nếu như các ngươi thắng, tùy tiện các ngươi ra giá. Wow, thực tự tin à, Trần Húc theo những lời này trong đọc lên hai tầng ý tứ, đệ nhất chính là bọn họ rất tự tin mình tuyệt đối sẽ không thua. Thứ hai, thì là bọn hắn rất tự tin vô luận Trần Húc muốn cái gì bọn hắn đều có thể cầm đi ra. Thực con mẹ nó có phách lực à, bất quá cái này bọn hắn nhưng lại phải chết rất khó xem. Vì vậy Trần Húc trở về đến, đã như vậy, cái kia có thể đã bắt đầu, tỉ thí phương diện nào nội dung. Ích trả lời, quý tổ chức nhắc tới nghị A, nhìn xem quý tổ chức đối với nào lĩnh vực kỹ thuật có đọc lướt qua, ngày trước đề một cái lĩnh vực, sau đó chúng ta lại đến xác định tỉ thí đề mục. Xem ra Ích hay vẫn là rất cẩn thận, sợ Trần Húc đưa ra một cái bọn hắn hoàn toàn không tại làm được lĩnh vực, dù sao mũi nhọn kỹ thuật bao hàm lĩnh vực thật sự nhiều lắm, cho dù cường như Ích cũng không có khả năng toàn bộ chiếm cứ lấy nhất đỉnh tiêm ưu thế đương nhiên Trần Húc cũng không muốn khi bọn hắn không biết lĩnh vực đi lên chiếm cái này tiện nghi. Bởi vì đối với ở hiện tại Trần Húc mà nói, hắn cần chính là tại đối phương đắc ý nhất kỹ thuật bên trên đả bại bọn hắn. Như vậy mới có thể tạo được sao sơn chấn hổ hiệu quả. Vì vậy Trần Húc trở về phục nói, quý tổ chức có thể khai phát ra phong hỏa virus như vậy so sánh với ích đối với máy vi tính nghiên cứu đã đạt đến nhất định được trình độ. Như vậy cuộc tỉ thí này tự lấy máy vi tính lĩnh vực mà nói a. À ít người của tổ chức chứng kiến những lời này về sau tự do dự. Rất rõ ràng, cái này ép tổ chức máy vi tính lĩnh vực trình độ rất cao rất cường, nhấc tay tầm đó phá giải bọn hắn khai phát phong hỏa virus, mà cái kia khoản bức tường lửa cũng vậy mà dùng ít tổ chức chọn vẹn 5 tháng thời gian mới đưa hắn công phá. Hơn nữa rất rõ ràng, cái này kỹ thuật tuyệt đối không phải bọn hắn hàng đầu trình độ. Bởi vì vì bọn họ không có khả năng đem mình tân tân khổ khổ nghiên cứu ra đến, nhất cao cấp khoa học kỹ thuật không giảng buộc giao cho người khác. Nếu như trong tay của bọn hắn bất quá cái gì cất giấu đồ vật, như vậy cuộc tỉ thí này không cần so, ít cũng đã thua. Ít người thảo luận một hồi, hồi phục, quý phương máy vi tính kỹ thuật, chúng ta đã cam bái hạ phong, tự hướng về phía ngài cho quân đội cái này bức tường lửa chúng ta đã biết rõ tại đời thứ tư máy vi tính kỹ thuật lên, quý phương vượt lên đầu chúng ta rất nhiều. Cho nên chúng ta thỉnh cầu ngài gia nhập tổ chức chúng ta, chính là vì cộng đồng tiến bộ. Đương nhiên, dùng chúng ta nghiên cứu ra phong hỏa virus thực lực, Chắc hẳn cũng sẽ không biết kéo ngài sau như vậy tự nhận thức kinh sợ rồi hả? Trần Húc nghĩ nghĩ, cái này cũng khó trách, mình ở máy vi tính phương diện hai lần ra tay, lần đầu tiên là giải mã virus, lần thứ hai là bức tường lửa. Cái này hai cái phương diện thực lực đã biểu hiện ra ngoài rồi, bọn hắn tỏ vẻ không địch lại cũng không có gì quá kỳ quái đấy. Hơn nữa bay vùn vụt nói chuyện phiếm ghi chép, hoàn toàn chính xác, nói chuyện phiếm ghi chép chính giữa bọn hắn chỉ nói là muốn tỏ vẻ ra là có tư cách cùng mình tiến hành hợp tác chưa nói trình độ có thể thắng dễ dàng chính mình. Bất quá Trần Húc tuyệt đối sẽ không buông tha cho như vậy một cái đã kích đối phương cơ hội tốt, hắn tại trên bàn phím gõ nói, "Thật xin lỗi, theo các người tổng cộng bỏ ra 5 tháng thời gian mới công phá ta cho quân đội cái kia khoản đã đào thải bức tường lửa nhìn lại, Ích tổ chức máy vi tính kỹ thuật cũng không thể cùng chúng ta tiến hành hợp tác tư cách." Lời này nói, có thể thật sự đem Ích tổ chức từ trên xuống dưới đều tức giận cái bị giày vò. Quá kiêu ngạo rồi, điều này thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Túy Miêu là ít tổ chức chính giữa máy vi tính kỹ thuật tốt nhất một gã người châu Á, thì ra là hắn một mực tại phụ trách truyền đạt ít cùng S ở giữa tin tức, nhưng chứng kiến những lời này về sau Túy Miêu nhịn không được hung hăng vỗ một cái cái bàn, dùng anh ngữ mắng, cái này S quá kiêu ngạo rồi. Ít tổ chức là cường đại cờ nào tồn tại, thậm chí có một ngày như vậy bị người ác như vậy hung ác khinh bỉ. Manhattan kế hoạch, Apollo kế hoạch, Star Wars kế hoạch, cái này tại 20 thế kỷ ảnh hưởng tới toàn bộ nhân loại lịch sử trong kế hoạch toàn bộ đều có ích thân ảnh, có thể đã đến hôm nay, lại bị một cái không biết tên tiểu tổ dệt cho rất khinh bỉ, cái này lại để cho sở hữu tất cả ích tổ chức thành viên, sở hữu tất cả dùng gia nhập ích tổ chức vẻ vang các thành viên cảm nhận được vô cùng oán giận. Một người da đen lớn tiếng kêu, ý tư tự là tổ chức không có lẽ lại đối với cái này ad có bất kỳ khách khí, có lẽ trực tiếp đưa bọn chúng triệt để đuổi giết. Nhưng là tất cả mọi người cũng cũng biết hắn thì ra là như vậy gọi gọi bởi vì đối với cái này cái s bọn hắn rất hiểu rõ trình độ không so những cái kia truyền thông phóng viên muốn nhiều một tia nửa điểm x tổ chức lực lượng tuy nhiên vô cùng cường đại nhưng là tại mạng lưới công thủ phương diện tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng không thừa nhận cũng không được cái này s hoàn toàn chính xác so với bọn hắn cường còn không có cường đến s theo như lời liền hợp tác tư cách đều không có tình trạng hơn nữa cái này s là một cái trung quốc tổ chức rất có thể tại trung quốc cảnh nội gia nhập x tổ chức đều phải muốn gia nhập nước Mỹ quốc tịch, bởi vì ích địa tổng bộ là ở nước Mỹ. Mà đối với mặt khác không phải nước Mỹ tịch nhân viên kỹ thuật mà nói, gia nhập ích tự ý nghĩa muốn phản bội quốc gia của mình. Bất quá khá tốt, ích chưa bao giờ tham dự đối với quốc gia khác địa chiến tranh, tôn chỉ của bọn hắn tự là một mực tại tránh cho phát động không thể vãn hồi chiến tranh. Túy miêu hôm nay quốc tịch cũng không phải Trung Quốc tịch rồi, nhưng hắn một mực còn cho là mình là cái người châu Á, về phần quốc tịch, cái kia không trọng yếu, hắn biết rõ chính phủ Trung Quốc cường đại quản chế, coi như là ít tổ chức cường đại như vậy đến nghịch thiên tổ chức, cũng không dám tại Trung Quốc cảnh nội rất càn rỡ hoạt động. Đương nhiên ít có thể lợi dụng chỗ khống chế mạch máu một ít quốc gia tại ngoại giao bên trên hướng chính phủ Trung Quốc tạo áp lực, nhưng vì một tổ chức cứ như vậy làm, đó là tại là không biết nên nói như thế nào rồi. Bởi vì nếu như cái này cái tổ chức không đủ cường đại, bọn hắn loại làm này quả thực tự là đau mổ trâu giết gà. Nhưng nếu như ép cái này cái tổ chức thật sự so ích còn cường đại hơn. Bất luận cái gì một gã người đương quyền đều sẽ không bỏ qua phần này lực lược mà lại để cho bọn hắn gia nhập vào ngoại cảnh trong thế lực. Đối với Trung Quốc, tại đại sự kiện lên, ích tổ chức còn không có cái kia năng lực đi ảnh hưởng đấy. Đang tại ích người của tổ chức điên cuồng kêu gào lấy ồn ào lấy thời điểm, đột nhiên đối phương phát đã tới một file, máy truyền tin bên trên cũng xuất hiện một hàng chữ. Cái này virus tính toán là chúng ta làm được một cái thú vị bán thành phẩm đương nhiên thành phẩm hiện tại cũng đã có, chẳng qua nếu như các người có thể đem cái này bán thành phẩm virus cho xem hiểu, tự tính toán các người thắng. Lời này khí địa phương, liền túy miêu đều có nện máy tính xúc động rồi. Cái này văn bản tài liệu chỉ có 30 kb truyền tới cơ hồ tự là lập tức tự ok sự tình. Túy miêu trả lời một câu các người chờ một chốc, sau đó đem con virus này hàng mẫu coi chừng áp xúc, sau đó rơi vào tay bên cạnh thí nghiệm máy tính chính giữa rất nhanh thì có trên trăm tên nhân viên kỹ thuật đồng thời tiến nhập chuẩn bị chiến tranh hình thức bọn hắn ngồi tại máy vi tính đem cái này virus bỏ vào hệ thống mô phỏng chính giữa đó là một cái hoàn toàn độc lập thí nghiệm tính ổ cứng hdd cái gọi là độc lập thức ổ cứng hdd tự là tương đương với bên ngoài tiếp di động ổ cứng hdd đồng dạng không sai biệt lắm đồ vật nhưng là cái này ổ cứng hdd là chỉ có thể tiếp thu không thể gửi đi nói cách khác đem làm cảng đóng cửa về sau cái này ổ cứng HDD là không thể thông qua bất luận cái gì phương thức hướng ra phía ngoài giới truyền lại số liệu đấy. Cho nên tại đây khoản ổ cứng HDD chính giữa tiến hành thí nghiệm, không cần lo lắng virus hội mở rộng đến những thứ khác máy chủ ổ cứng HDD chính giữa, có thể nói là tương đương địa an toàn. X tổ chức kỹ thuật viên nhóm, đám bọn họ rốt cuộc vận hành cái này rất bình thường EXE văn bản tài liệu, virus một vận hành lập tức sở hữu tất cả tiến hành thí nghiệm virus máy tính bên trên toàn bộ đều xuất hiện một cái trường rất như bút sắc màu tiểu mới đích ra hỏa đang tại trên màn hình điên cuồng uốn éo cái mông hóa ngày các quốc gia quốc mắng đều mắng lên vô số căn ngón giữa khoa tay múa chân đi ra mấy cái italy chuyên gia còn làm ra kinh điển bung dù thủ thế đó là italy quốc mắng động tác mọi người đều muốn lấy cái này ép thật sự là quá nhàm chán rồi vậy mà làm ra như vậy một cái virus một đám kỹ thuật viên nhóm đám bọn họ điên cuồng hành động. Phân tích virus lây bệnh quá trình, đối với virus tiến hành giải bao, tìm kiếm đặc thù địa virus mã hóa. Ích tổ chức địa hiệu suất quả nhiên là phi thường cao, gần kề 3 phút, 100 dạng công tác thống kê ghi chép liền làm đi ra, nhưng là đem làm túy miêu bọn người lấy tới xem địa thời điểm, lại tập thể thay đổi sắc mặt. 100 dạng đối với virus phát tác cơ chế công tác thống kê ghi chép, vậy mà không có một phần là giống nhau. Con virus này nhận thấy nhuộm hệ thống văn bản tài liệu thật sự là quá kỳ quái. Tại phòng thí nghiệm này máy vi tính chính giữa, chứa có toàn bộ nổi danh thế giới hoặc là không biết tên. Kể cả rất nhiều tự chủ khai phát thao tác hệ thống, ta đều không ngoại lệ đấy. Những này hệ thống toàn bộ bị cuốn hút, lây thống nhất biểu hiện tựu là xuất hiện một cái điên cuồng uốn éo bờ mông bút sáp màu tiểu mới, sau đó tự là CPU tính toán lập tức đạt tới 100%. Đây là một cái nhằm vào phần cứng công kích virus ít các thành viên hào không kinh hoàng, bởi vì phần cứng chú lưu virus bọn hắn cũng đã gặp rất nhiều rồi, không có gì hay nói. Rất nhiều sử dụng hợp ngữ biên dịch đi ra virus, đều là nhằm vào máy vi tính phần cứng. Phòng máy nội vang lên một hồi rung trời lạch cạch lạch cạch đánh bàn phím thanh âm, nhưng là 3 phút về sau, đem làm người đầu tiên trên màn hình đột nhiên xuất hiện một hàng chữ. Các người tốt không có ý nghĩa à, đón lấy sở hữu tất cả máy vi tính trên màn hình đều xuất hiện một cái trống đỡ các người tốt không có ý nghĩa à nhãn hiệu bút sáp màu tiểu mới, tự do tự tại ở trên màn hình qua lại du đáng. Điều này thật sự là tức chết người đi được, cái này virus, không có bất kỳ nguy hại, không có bất kỳ hư hao hệ thống trong tư liệu hành vi. Nhưng là nó tự đi ra như vậy một cái bút sáp màu tiểu mới tại trên màn hình đầy bình lắc lư, quả thực có thể tức chết người sống. Nhưng kỳ thật chỉ cần ấn vào ESC, cái này tiểu mới sẽ theo trong màn hình biến mất, không sẽ ảnh hưởng bất luận kẻ nào công tác. Cái này virus là 2058 năm do mấy một học sinh làm ra đến, tại lúc ấy tuy nhiên kỹ thuật còn ở vào vượt lên đầu, bất quá cũng đã không có khoa trương như vậy rồi. Cái này tiểu mới virus là làm làm một cái ngày cá tháng tư lễ vật bị phóng xuất ra, ngày cá tháng tư về sau tự tự động xóa bỏ rồi, cho nên chế tác cái này virus cái kia mấy vị đệ tử cuối cùng đã lấy được nhiều quốc gia truyền thông để danh nhất hiểu ẩn giấu hacker, đây cũng là một cái truyền bá cực lớn virus lần thứ nhất đã nhận được bạn trên mạng cùng truyền thông đám bọn chúng tán thưởng. Bởi vì này virus chính là một cái trò đùa dai, tại ngày cá tháng tư ngày đó lại để cho mọi người tiểu làm phức tạp thoáng một phát, lại sẽ không đối với người sử dụng tạo thành tổn thất. Suốt cục, tại 20 phút về sau, ít tổ chức những cao thủ phá giải cái này virus sát ngoài, hơn nữa tại siêu cấp máy vi tính phân tích xuống, rốt cục căn cứ bệnh này độc vô số loại phát tác nguyên lý chính giữa, mô phỏng ra bệnh này độc phát tác cơ chế. Gần kề chỉ là mô phỏng, còn không có hoàn toàn vạch trần. Bởi vì căn cứ phân tích, bệnh này độc biến hóa hình thức có hơn trăm triệu loại phương thức sắp xếp, từng cái tìm kiếm hơn nữa trở lại như cũ, cho dù là siêu cấp máy vi tính đều cần nửa năm thời gian. Mà chứng kiến trên tấm hình mô phỏng virus kết cấu về sau, ít tất cả mọi người phát ra kinh hô. Trên tấm hình cái kia bức đồ, chỉ cần là hiểu chút sinh vật mọi người hội nhìn quen mắt. Xong dây truyền đinh ốc kết cấu, trời à, đây là phòng theo nhân loại gen tổ chế tạo ra đến virus. Không riêng gì nhân loại, bất cứ sinh vật nào gen đều là loại này đinh ốc kết cấu. Mà loại này kết cấu được vinh dự thần bí nhất, có thể, nhất giàu có tin tức kết cấu. Sử dụng loại này kết cấu xây dựng chương trình công thức phân tử, đem bao hàm gần như vô hạn khả năng. Nhưng là hiện tại, cho dù là ích, đối với loại này kết cấu nghiên cứu cũng gần kề ở vào đứng tại cửa ra vào giai đoạn. Nhưng là SMMS chỗ S tổ chức, dĩ nhiên cũng làm đã lấy ra thành phẩm. Không, vật này lại vẫn chỉ là bán thành phẩm. Trời à, hắn kỹ thuật vượt lên đầu thời đại này bao nhiêu chỉ là tại đây một phương diện là có thể đã nhìn ra, cùng S so sánh với, X tổ chức các thành viên cảm giác mình đều là học sinh tiểu học. Khó trách đối phương khẩu khí sẽ lớn như vậy rồi. X ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. X tổ chức toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, cái gọi là trèo càng cao ngã càng thảm. Đem làm bọn hắn phát hiện tự cho là ngạo kỹ thuật tại người khác trong mắt liền thứ cặn bã đều không tính là thời điểm, loại này đã kích là vô cùng cực lớn đấy thật giống như đặng á bình cái này cấp bậc bóng bàn cao thủ bị một cái tiểu học sinh đánh bại đồng dạng nếu như hắn đem mình định vị tại học sinh tiểu học lên như vậy cùng đặng á bình chơi bóng thì như thế nào cùng lắm thì thua cái không ba người có bản lĩnh đánh ta cái không bốn à rất đáng tiếc ít tổ chức các thành viên khuyết thiếu loại này chân trần không sợ đi giày khí thế loại này cho nên bọn hắn cái này bị đả kích vô cùng thảm trọng rồi đã có người ánh mắt ngốc trệ thì thao tại phân tích dây chuyền số liệu kết cấu như vậy tính toán năng lực đem so với hiện tại chương trình cường đại hơn ít nhất nghìn lần đã ngoài. Đối với xử lý khí nhu cầu chỉ cần hiện tại bình thường chương trình một phần ngàn. Mà ngoại trừ tính toán năng lực bên ngoài, kết cấu tính ổn định, tính an toàn, những này tự nhiên là không cần nhiều lời rồi, dùng loại này kết cấu lập trình bức tường lửa, cái kia quả thực là không chê vào đâu được đấy. Ít mọi người đã trầm mặc tại loại này cực lớn tranh lệch phía dưới, mỗi người đều lộ ra thất hồn lạc phách biểu lộ. Cường giả tựu là cần tôn kính, chỉ bằng chiêu thức ấy, cũng đủ để lại để cho ích tổ chức chính giữa sở hữu tất cả máy vi tính chuyên nghiệp cao thủ đứng đầu cam tâm dâng tặng SMMS phi thần. Cái lúc này máy truyền tin bên trên một chuyến văn tự xuất hiện, không sai biệt lắm cũng nhìn ra trò đi à nha. Nói nói cảm tưởng, đại danh đỉnh đỉnh, đứng ở thế giới đỉnh phong ích. Còn đứng ở thế giới đỉnh phong, tổ chức sở hữu tất cả nhân viên kỹ thuật đều cảm giác trên mặt giống như bị người tay năm tay 10 rút 10 cái bàn tay về sau, lại thoá nhổ nước miếng đồng dạng khó chịu nổi. Cái này rất giống là Einstein vỗ vỗ một cái không biết tự lượng sức mình học sinh tiểu học bả vai nói tiểu đồng học, người so với ta nghiêu bức nhiều hơn đồng dạng, ở nơi này là khích lệ. Cái này rõ ràng tựu là tại tổn hại người mà. Túy miêu gian nan ở trên bàn phím đánh, chúng ta. Thất bại, đánh ra một chuyến này chứ thời điểm, ít tất cả mọi người là mặt xám như cho. Cường đại kỹ thuật, đây mới thực sự là cường đại kỹ thuật. Song dây truyền đinh ốc kết cấu bị gọi là thượng đế kiệt tác nó có thể dùng đến phạm vi thật sự là quá quảng nhiều lắm. Bình thường nguyễn kiện, thao tác hệ thống, bức tường lửa, virus ngựa gỗ, thậm chí quân dụng hỏa khống hệ thống, đạn đạo phi hành quỹ tích khống chế, tên lửa vận chuyển phóng ra, vệ tinh công tác nguyên lý. Vật này, quả thực là máy vi tính ngành sản xuất một lần trọng đại cách tân. Người xuất hiện tại mới biết được cái gì mới gọi là ếch ngồi đáy giếng bọn hắn tự cho là đã nghiên cứu phát minh ra đời thứ năm máy vi tính sơ cấp loại cũng đã chảnh chứ cùng nhị ngũ bát vạn ngồi chém gió tự kỳ tựa như rồi. Nhưng không ai biết rõ, đời thứ năm máy vi tính chẳng qua là một cái quá độ, tại vốn có hơi xử lý chip trên cơ sở tiến hành cường hóa, giống như là hiện tại máy vi tính đơn hạch biến thành song hạch, bốn hạch như vậy. Ít nghiên cứu phát minh đời thứ năm máy vi tính là lợi dụng nhiều hạch hiệu suất cao chip để hoàn thành trận này kỹ thuật cách tân. Theo thuộc về mà nói, sử dụng nhiều hạch chip cơ cấu hình thức chưa hẳn tính toán bên trên là một lần đổi mới cho dù loại này nhiều hạch địa cơ cấu có thể phi thường ưu việt phát huy ra máy vi tính tính năng nhưng là đời thứ ba đến đời thứ tư máy vi tính cũng gần kề chỉ là nhiều hơn một cái hơi xử lý chip chủ yếu hay vẫn là cực hạn tại mạch điện hợp thành là phương thức nhưng lại có thể làm cho máy vi tính vận hành tốc độ nhanh hơn thể thích nhỏ hơn cho nên tính toán bên trên là một lần trọng đại cách tân như vậy ít trong tay nắm giữ tư liệu cũng có thể có thể tính toán bên trên là một lần cách tân, Xưng là đời thứ năm, có lẽ không tính khoa trương. nhưng nhìn đến loại này đinh ốc kết cấu nguyễn kiện ít mới biết được đối phương vậy mà đã tại nguyễn kiện phương diện cũng đã đạt tới cái này trình độ, như vậy có thể nghĩ tại phần cứng phương diện đâu này, nguyễn kiện muốn phát huy ra xứng đáng tiêu chuẩn hay vẫn là cần phần cứng ủng hộ địa phương. đinh ốc kết cấu dùng tại trước mắt đời thứ tư trên máy tính hoàn toàn là thuộc về lãng phí, bởi vì tốt nhất nguyễn kiện mục đích đúng là vì hoàn toàn phát huy ra phần cứng cực hạn giá trị. Đinh ốc kết cấu có thể phát huy ra phần cứng năng lực tuyệt đối không chỉ có chỉ là cực hạn tại trước mắt phần cứng hệ thống lên, nói cách khác. S cái này cái tổ chức trong tay, nhất định nắm giữ so ít còn muốn tiên tiến cao cấp phần cứng trình độ. Đời thứ năm chỉ sợ tuyệt đối không phải loại này đã bị đổi mới đâu sản phẩm, thậm chí có có thể là gần kề tồn tại ở khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chính giữa đấy, Nano computer kỹ thuật sinh vật máy vi tính kỹ thuật hoặc là lượng tử máy vi tính kỹ thuật cái này hoàn toàn không phải một cái thời đại kỹ thuật Ít tổ chức sở hữu tất cả nhân viên kỹ thuật đều bị trùng trùng điệp điệp ngã vào địa ngục mà vốn là bọn hắn đều cho là mình là đứng tại thiên đường chính giữa nhất định phải đem cái này ép tổ chức khống chế được một cái nước Mỹ đột nhiên đại gọi túy Miêu bọn người có chút xem thường nhìn xem hắn cái này nước Mỹ gọi Peter đối với kỹ thuật phương diện chỉ là gần giống nhau ra lông nhưng lại là tổ chức chính giữa phụ trách hành chính phương diện tổ chức cường đại như thế tại các quốc gia chính trị lực ảnh hưởng không giống bình thường tự nhiên sẽ có chuyên môn châm đối với phương diện này nhân tài nhưng là như loại này người là bị ích trong tổ chức sở hữu tất cả kỹ thuật viên chỗ khinh bỉ đấy bởi vì ích tổ chức sở dĩ có hôm nay thực lực là vì bọn hắn địa kỹ thuật mà cũng không phải là những cái kia nhàm chán dối trá chính khách quả nhiên đã có người cười lạnh một tiếng nói khống chế nói thực ra a à, ta không biết là tổ chức chúng ta có có thể khống chế lực lượng của bọn hắn. Bởi vì vì chúng ta liền bọn hắn ở địa phương nào cũng không biết. Không có bất kỳ manh mối có thể tìm được bọn hắn, như thế nào khống chế. Trông cậy vào CIA đám kia ngu mốc sao, làm kỹ thuật cùng làm chính trị địa hoàn toàn thuộc về hai cái cực đoan đoàn thể, làm chính trị cảm thấy những này nhân viên kỹ thuật đều là du mộc đầu, không hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Mà làm kỹ thuật trực tiếp tự cho rằng bọn này làm chính trị chính là ăn đại tiện lớn lên đấy, bằng không thì làm sao có thể đầu cùng khắc thị nguyên ngao tôm giống như, đầy đầu đều là thị hoàng. Cho nên song phương một cái lộn vậy thì không dứt rồi. Làm kỹ thuật người phổ biến ăn nói vụng về, nhưng thắng tại nhiều người. ích tổ chức địa kỹ thuật viên tựu là như thế, bọn hắn trước sau như một cho là mình là đệ nhất thiên hạ đấy, nhưng không nghĩ tới đột nhiên đi ra một nhóm người có thể đưa bọn chúng đả kích tin tưởng mất hết. Nhưng tin tưởng đã mất đi về sau rất nhanh địa tựu chuyển biến thành đối với S tổ chức ngưỡng mộ, dù sao kỹ thuật phương diện này thật là thật sự, so không qua đối phương tựu là so không qua đối phương. Rất đơn giản hai lớn hơn một vấn đề, không giống như là những cái kia đồ chó hoang đám chính khách bọn họ, bọn hắn há miệng có thể đem một một nói thành là tương đương ích, hay nhỏ, ít hơn một cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Peter tại một đám kỹ thuật viên lên án công khai chính giữa thời gian dần trôi qua bại hạ trận đến. Hắn tự làm không rõ ràng bọn này nhân viên kỹ thuật đều là du mộc đầu sao. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết, như vậy một cái đã vượt qua ích tổ chức xuất hiện, đối với ích sẽ sinh ra bao nhiêu trùng kích. Đối với cái này loại hoàn toàn không cách nào khống chế tồn tại. Nên gạt bỏ, muốn nghiêng ra ích tất cả lực lượng đem hắn gạt bỏ. Bất quá Peter bọn hắn đều không biết là, bọn hắn cái này đoạn cãi lộn hết tất cả đều bị tiểu mẫn chặn được rồi. Trần Húc không phải người ngu, tự nhiên là muốn hiểu rõ thêm thoáng một phát cái này ích tổ chức. Cho nên hắn cho ích con virus này thực sự không phải là đơn thuần tiểu mới virus. Tại virus chính giữa tiểu mẫn tăng thêm một cái công năng tự là tự động kiểm tra máy vi tính đồng chờ âm tần đưa vào khí hơn nữa mở ra. Bất quá lại không phải tại trước tiên nội mở ra mà là đem làm trần húc đánh ra thế giới đỉnh phong cái này mấu chốt chữ về sau mới mở ra đấy. Chắc hẳn cái lúc này coi như là cường như ích cũng sẽ không có người lại chú ý đến âm tần có hay không mở đích vấn đề. Cho nên bọn hắn cái lộn tiểu mẫn là nghe nhất thanh nhị sở phiên dịch một lần về sau cho trần húc cái này lại để cho Trần Húc đã biết bọn hắn thảo luận nội dung rồi. Tổ chức chính giữa có người muốn phải tìm hơn nữa gạt bỏ chính mình. Quả nhiên là hưởng ứng lệnh triệu tập Trần Húc trước khi địa phỏng đoán. Lúc trước hắn đoán chừng tựu là, đem làm cái này đinh ốc dây truyền virus chế tổ chức về sau, bọn hắn tổ chức đối với chính mình chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Hoặc là nhượng bộ, hoặc là không chết không ngớt. Đương nhiên Trần Húc tầm nhìn gần kề chỉ là vì lại để cho bọn hắn nhượng bộ, hắn hiện tại cũng không muốn cùng ích hoàn toàn vạch mặt, hơn nữa cũng không có cái kia vốn liếng theo chân bọn họ vạch mặt. Vì vậy Trần Húc tại trên bàn phím đánh xuống, quý phương mới vừa nói rồi, thua một phương là muốn thực hiện tiền đặt cược hay sao? Chứng kiến những lời này ích trong lòng người cũng rất phiền muộn, nghĩ thầm tất cả mọi người có phần này kỹ thuật, còn tiền đặt cược cái p à? Đòi tiền muốn quyền, đối với bọn họ mà nói đều đã không phải là vấn đề gì rồi. Vì vậy túy miêu tại trên bàn phím trả lời, vậy ngài nói, các người nghĩ muốn cái gì a ngôn ngữ chính giữa. Đã khôi phục trước khi khách khí, thậm chí càng lớn. Không có gì, ý của ta là, tỉ thí vẫn chưa xong đây này. Muốn hay không lại đến một hồi, những lời này vừa nói, ít tất cả mọi người hỏng mất, chơi ạ, ngài lão nhân ra còn yếu nhân sống sao. Lại đến một hồi, sau đó trong máy bộ đàm lại nói một câu, N, đương nhiên không phải máy vi tính phương diện được rồi. Cái này thật sự là quá khi dễ người rồi không bằng như vậy đi, ta nơi này có cái bản vẽ. Các người cầm lấy đi giám định một chút, bản vẽ, này sẽ lại là vật gì? Nhìn xem cái kia khoảng chừng 7 MB địa văn bản tài liệu, ích tổ chức tất cả mọi người cảm thấy cái lúc này thời gian qua chậm hơn. 7 MB, nửa phút cũng tự chuyện đã xong, mở ra xem xét, lập tức toàn bộ ích người của tổ chức cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Một cái 3D mô hình xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt, trên tấm hình vài cái chữ to nhìn thấy mà giật mình đời thứ hai khí có thể vệ tinh hạt vũ khí. Phía dưới là một cái vệ tinh lập thể mô hình cùng mấu chốt bộ vị đích danh sưng. Đây là S tổ chức phát minh hay sao? Đã đến đời thứ hai rồi hả? Vệ tinh bên trên đích danh sưng nhìn thấy mà giật mình, kể cả mini hạch phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, thu thập bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử mặt bàn. Đương nhiên theo những này tên chính giữa là nhìn không ra bất luận cái gì kỹ thuật hình vấn đề, nhưng vấn đề là những tên này thật sự là quá dọa người rồi. Túy miêu run rẩy tại trên bàn phím đánh, đây là quý tổ chức nghiên cứu ra đến đồ vật này nọ. Trần Húc ở đằng kia đầu đều nhanh cười đổ, phần này tư liệu, chuẩn xác mà nói gần kề chỉ là một cái demo. Là vài thập niên sau một cái demo giải thi đấu bên trên thi triển tác phẩm. Kỳ thật tựu là giống như Hollywood những cái kia kỹ năng đặc biệt đồng dạng, bất quá là thuộc về ngành khoa học viễn tưởng, từng bộ vị đích danh xưng cùng công năng, thậm chí kể cả năng lượng tính toán công thức đều viết ra rồi mà những này tính toán công thức tổng số theo đều là căn cứ tương lai đạn đạo phóng ra các loại điền đi lên đấy cho nên xem tương đương chân thật thứ này xem quả thực có thể lừa gạt ở người bất quá thực sự cái nào nhà khoa học chiếu vào đi làm chỉ sợ được uổng phí bên trên cả đời tâm huyết liền cái rắm đều phóng không đi ra thế nhưng mà cho ít người của tổ chức nhìn cảm giác tựu không giống với lúc trước trần húc nhớ rõ chính mình trước kia xem qua một cái thiệp nói là một đứa bé trai không cẩn thận đụng phải một cỗ bảo mã bmw xe xịn sau đó trên xe tìm một ít đạo vết cắt, bị chủ xe đánh cho một cái tát. Sau đó đưa bé kia phụ thân dẫn người đã tới, khai địa thuần một sắc Mercedes-Benz hàng hiệu xe thể thao, hỏi chủ xe ngươi xe này bao nhiêu tiền. Nói 200 vạn, vì vậy tiểu hài tử phụ thân trực tiếp tự là 200 vạn nện đi qua. Sau đó hô người đem cái kia chiếc bảo mã BMW cho nện thành sắt vụn rồi. Sau đó nói, xe sự tình giải quyết, cái kia ta chuyện của con đến nói chuyện A. Một cái tát 500 vạn, Chứng kiến cái này thiếp mời, bài viết lúc Trần Húc đã cảm thấy thật sự là quá nhiều bước rồi, người nếu trực tiếp chạy tới cùng người ta nói, người đánh con của ta một cái tát 500 vạn, nhất định sẽ bị đem làm bệnh tâm thần. Ai điều ngươi à, nhưng vấn đề là trước cho 200 vạn sau đó đem xe đập phá, đem người nọ triệt triệt để để sợ tráng váng sau này hãy nói, một cái tát 500 vạn. Cái kia hiệu quả tựu không hề cùng dạng rồi, thật giống như hiện tại, chính mình nếu như sớm đem cái này vệ tinh vũ khí địa demo xuất ra đi, nhất định sẽ bị người trở thành là loại ngu xuẩn, nhưng ở cho bọn hắn nhìn xong liệp dây xích đinh ốc kết cấu địa chương trình về sau, lấy thêm ra một cái cảng rung động, đối phương cũng chỉ có dương mắt nhìn địa phần rồi. Cái này tên gì, cái này là uy hiếp, uy hiếp trắng trợn. Trần Húc nhớ tới đem làm nhị chiến uồn War hai, sắp lúc kết thúc, có thể nói khoảng cách Nhật Bản diệt phong đã không có có bất cứ cái gì lo lắng thời điểm, nước Mỹ vì cái gì còn muốn kiên trì đưa lên bom nguyên tử. Chính là vì khoe khoang, khoe khoang bom nguyên tử uy lực, khoe khoang bọn hắn Manhattan kế hoạch huy lực. Mà nhị chiến World War 2 chấm dứt về sau, các quốc gia đều dốc sức liều mạng nghiên cứu phát minh chế tạo bom nguyên tử. Kể cả Trung Quốc, vì cái gì, bom nguyên tử tựu là một loại lực uy hiếp, uy hiếp quốc gia khác không dám đơn giản hướng chính mình ra tay. Trần Húc hôm nay tựu là dùng kia chi đạo còn thi kia thân, bởi vì năm đó Manhattan kế hoạch, ít tổ chức là có tham dự đấy. Cũng bởi vì như thế, bọn hắn tắc thì hiểu rõ hơn một loại siêu cấp tính chất uy hiếp vũ khí lực lượng. Cái này mô phỏng vệ tinh laser vũ khí, tại nơi này demo chính giữa chỗ biểu hiện thực lực, so đạn hạt nhân càng thêm cường đại. Thêm nhiệt thời gian gần kề chỉ cần 20 phút, sau đó sử dụng hiệu suất cao khí có thể đi vào đi phản ứng nhiệt hạch, sinh ra năng lượng cao hạt lưu có thể đơn giản phá hủy một cái tương đương với Triều Tiên bán đảo như vậy lớn nhỏ tiểu hành tinh. Nói cách khác, đem làm cái này vệ tinh vũ khí treo ở bầu trời chính giữa lúc, nó có thể tùy thời công kích trên địa cầu bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, hơn nữa tại vài phút ở trong tự hoàn toàn chấm dứt chiến đấu cái đồ chơi này tuy nhiên tại phóng xạ bên trên không sánh bằng đạn hạt nhân nhưng so với đạn hạt nhân khủng bố gấp mấy vạn bởi vì không có bất kỳ một quốc gia có năng lực báo động trước hơn nữa chống cự loại công kích này một khi cái này vệ tinh vũ khí phóng ra đến vũ trụ như vậy bất kỳ một cái nào quốc gia đều được thời khắc chờ đợi lo lắng sống cảm giác đều ngủ không ngon cái này vũ khí là chân thật tồn tại đấy sao cái này trở thành ích tổ chức tất cả mọi người suy đoán chủ đề nếu như là trước khi, S tổ chức đem vật này lấy ra, tất cả mọi người nhất định sẽ nói, dựa vào, người đem làm chúng ta là ba tuổi tiểu hài tử à. Bất quá đang nhìn cái kia đinh ốc dây chuyển kết cấu về sau, ít người của tổ chức vô ý thức tự tin tưởng, cái này S là có thể làm ra đến loại vật này, cho dù còn không có thành công phẩm, bọn hắn cũng là có thể làm ra tương ứng tư liệu đấy. Bởi vì mô phỏng tính toán à, bọn hắn kiểu mới máy vi tính cùng kiểu mới nguyễn kiện hình thức, đầy đủ hoàn thành loại này các bậc mô phỏng tính toán. Hơn nữa, trong tay bọn họ đến cùng nắm giữ bao nhiêu vượt mức quy định công nghệ cao kỹ thuật. SMMS, ngài còn có ở đây không? Ách, các ngài còn có ở đây không? Sau nửa ngày về sau, túy miêu mới run rẩy đánh ra tin tức này. N, đang bận, còn có, hán ngữ chính giữa không có các ngài cái từ này, cũng chỉ có các ngươi. Túy miêu lau lau mồ hôi trên chán, bọn hắn lại vẫn có tâm tư nói những này, xin hỏi ngài bề bộn xong chưa? Tổ chức chúng ta người lãnh đạo muốn cùng quý phương tiến hành đối thoại, À, đợi chút nữa, còn kém hai cái sủi cảo tựu đã ăn xong. Hôm nay 30 Tết, người có muốn ăn hay không sủi cảo à? Tê tể thái hãm, mùi vị không tệ. Chứng kiến những lời này về sau túy miêu thiếu chút nữa một búng máu phun tại trên màn hình, mà hắn phiên dịch một lần về sau toàn bộ ít người của tổ chức cũng đều hận không thể một búng máu phun ra đến. Ăn sủi cảo, túy miêu thề mình đời này đánh chết cũng không ăn sủi cảo rồi. À, chúng ta muốn hỏi các người phát minh cái này vệ tinh vũ khí có hay không chính thức đưa lên sinh sản, sản xuất cho quốc gia nào không có có sinh sản chính mình dỗi dãnh được nhất cả trứng làm ra đến đùa. bất quá mô phỏng hiệu quả hay vẫn là không tệ kỹ thuật bên trên còn kém một chút hỏa hầu cần lại lần nữa khắc phục khó khăn. n như thế nào hữu hiệu ở nhiệt độ bình thường hạ để cao khí có thể lợi dụng suất còn có thế nào tăng lớn phát ra động cơ công suất nói như thế nào đây vũ khí này uy lực vẫn có chút thấp còn thấp ngài muốn hủy diệt địa cầu sao ích tổ chức tất cả mọi người ôm lấy đầu liều mạng chảo tóc thượng đế à chúng ta đối mặt là một đám cái dạng gì biến thái à ở chỗ này cũng không phải là không có người hoài nghi cái này vệ tinh vũ khí tính là chân thật nhưng vấn đề là dù là hắn có thể là quả thực loại này giả thiết chỗ mang đến hậu quả không ai có thể thừa chịu được hơn nữa tại ích tổ chức trong lòng loại này biến thái đồ vật thật đúng là nói không chừng sẽ bị cái này cái đổ biến thái tổ chức cho nghiên cứu ra đến bởi vì vì bọn họ đã thất bại triệt để thất bại theo tinh khiết kỹ thuật bên trên góc độ mà nói, bọn hắn có thể tin tưởng cái này. Tổ chức có thể làm ra đến bất luận cái gì đồ vật. Ích tổ chức cao nhất người phụ trách hôm nay cũng đã bị kinh động. Hắn lại để cho túy miêu tại trên bàn phím gõ lấy tôn kính s. Ngài khai phát ra tới điện loại vũ khí này thức sự quá đáng sợ. Vì toàn bộ thế giới an toàn cùng cân đối, chúng ta bức thiết khẩn cầu ngài không muốn đem hắn giao cho bất luận cái gì chính phủ cùng tổ chức. Cái kia sinh ra hậu quả đem là chúng ta đều không thể đoán trước hơn nữa tuyệt đối không hy vọng chứng kiến đấy. A. À vấn đề này cũng là tôn chỉ của chúng ta khai phát ra cái này vũ khí chỉ có điều chỉ là bởi vì một cái ngoài ý muốn cái gì ngoài ý muốn a à, chúng ta vốn chỉ là vì khai phát một cái trò chơi đấy một cái lén đùa loại chiến tranh trò chơi chúng ta góp nhặt tự lần thứ nhất thế chiến đến nay đến bây giờ có thể thông qua bất luận cái gì cách lấy được vũ khí cùng chiến tranh tư liệu hơn nữa bắt tay vào làm nghiên cứu phát minh đời sau vũ khí trang bị trong đó tự kể cả đi một tí kiểu mới địa chiến đấu vũ khí cùng với tương lai công nghệ cao lực sát thương vũ khí trong đó tự kể cả cái này vệ tinh vũ khí nhưng là tất cả mọi người là đồng hành các người có lẽ cũng biết như chúng ta loại người này nghiên cứu mê mẩn rồi thật là tích cực đấy mà căn cứ nghiên cứu của chúng ta tư liệu phát hiện loại vũ khí này mô hình chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo đi ra vì vậy tự chính mình làm lấy chơi không nghĩ tới lại vẫn thật sự làm đi ra chứng kiến lời này ít người tương tâm muốn chết đều đã có làm lấy chơi làm được bất quá bọn hắn thật đúng là tin bởi vì học thuật nghiên cứu địa một ít linh cảm có đôi khi thực đúng là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật thật giống như bổn công thức phân tử phát hiện tựu là khải Cú lơ giáo sư đang nằm mơ địa thời điểm mơ tới carbon nguyên tử trường liệp dây xích như xà đồng dạng quay quanh quan xoắn cuối cùng đầu rắn cắn cái đuôi cái này mới phát hiện bổn loại này lúc ấy hoàn toàn thuộc về hạng nhất đầu đuôi tương liên công thức phân tử nhưng cẩn thận hồi tưởng thoáng một phát ý tứ của những lời này, ít người của tổ chức lại là một thân mồ hôi lạnh. Bọn hắn liền vệ tinh vũ khí đều nghiên cứu ra đã đến. Cái kia phương diện khác vượt lên đầu vũ khí đâu này. Bất quá các người có thể yên tâm, chúng ta tạm thời là sẽ không đem loại vũ khí này cung cấp cho bất luận cái gì chính phủ đấy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chút bất chi bất giác, ít tổ chức tại cái này hư cấu S, song phương địa địa vị cũng đã đã đến một cái 180 độ địa đại chuyển biến nguyên lai like cao cao tại thượng ích liền câu trọng điểm lời nói cũng không dám nói ngữ khí hôm nay là như vậy hèn mọn cho dù là nhìn thấy nước mỹ tổng thống dùng loại này ngữ khí người nói chuyện cũng tuyệt đối không phải là ích kỹ thuật kỹ thuật bên trên cực lớn tranh lệch lại để cho bọn hắn không thể không hèn mọn đúng vậy x hôm nay có rất nhiều thế lực đơn giản điểm mà nói tại nước mỹ có câu nói đảng dân chủ là thuộc về morgan gia tộc đảng cộng hòa là thuộc về rockefeller gia tộc đấy mà x tổ chức thực lực hôm nay đã lại để cho Morgan cùng Rockefeller hai đại gia tộc cũng không khỏi không cung kính đưa bọn chúng nâng ở phía trên. Cái này là kỹ thuật bên trên ưu thế. Đương nhiên, ít tổ chức tự nhiên cũng có chính mình võ trang thực lực. Bằng không thì bọn hắn như vậy một khối lớn thịt mỡ, không sớm đã bị người cho nuốt xuống. Đối mặt thực lực này vô cùng đáng sợ ết, ít tổ chức đầu tiên muốn tuyệt đối không phải là thỏa hiệp, mà là như thế nào đem đám người kia khống chế được. Lợi dụng bọn hắn sự thật chính giữa thế lực, kể cả đối với nước Mỹ chính đàn lực ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí còn có người đưa ra, trực tiếp lại để cho nước Mỹ chính phủ hướng trong phương tạo áp lực, muốn trong phương đem cái này ép tổ chức trực tiếp giao ra đây. Nếu không liền đem cho khởi kinh tế chế tài chờ chờ. Nằm mơ à, đầu tiên, Trung Quốc rất nhanh phát triển đã không còn là nước Mỹ lời nói lời nói có thể dung chuyển được rồi. Tại một ít việc nhỏ bên trên song phương có lẽ còn có thể đạt thành một ít nhượng bộ, nhưng là cái này ép tổ chức giá trị thật sự quá lớn đại đủ để cho trong phương có thể không lọt vào mắt nước Mỹ chính phủ đích thoại ngữ. Hơn nữa là trọng yếu hơn phải, cái kia vệ tinh vũ khí, dùng Trung Quốc trước mắt thực lực, phóng ra một cái vệ tinh thật sự là lại chuyện quá đơn giản tình rồi. Nếu như S tổ chức thật sự bị bước phải quá ác, bọn hắn chỉ cần đem cái này vệ tinh vũ khí cho trong phương, mà trong vừa mới sáng phóng ra. Toàn bộ thế giới cân đối đem bị triệt để đánh vỡ. Cái này vệ tinh vũ khí uy lực thật sự là quá lớn đại dùng hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ căn bản không cách nào chống cự. Căn cứ phần này demo bên trong đích tư liệu, cái này vệ tinh vũ khí thêm nhiệt thời gian chỉ cần hơn 10-20 phút. Như vậy nói cách khác, Trung Quốc chỉ cần nguyện ý, tại hơn 10, sau có thể phá hủy một cái tương đương với Triều Tiên bán đảo lớn nhỏ địa lãnh địa. Cái gì con mẹ nó, NMD, đều khó có khả năng ngăn cản được loại công kích này. Mà nước Mỹ nếu như phát động đạn đạo phản kích, rất hiển nhiên, cái này vệ tinh có thể giữa đường tiến hành chặn đường bởi vì thông qua vệ tinh hệ thống chặn đường đạn đạo tư tưởng vốn chính là người mỹ nghĩ đến địa đương nhiên ít tổ chức mọi người cũng không phải không muốn qua cái này vệ tinh vũ khí là giả là đối phương phô trương thanh thế đấy nhưng vấn đề là bọn hắn không dám đánh bạc bởi vì dù là chỉ có một phần vạn xác suất là thực cái kia chỗ mang đến hậu quả bọn hắn thua không nổi cái gì gọi là lực uy hiếp đạn hạt nhân vì cái gì có thể có lớn như vậy lực uy hiếp cũng là bởi vì như thế đạn hạt nhân địa lớn nhất uy hiếp cũng không tại ở chúng bạo tạc hội có thể sinh ra bao nhiêu tổn thương. Mà là đang tại không người nào dám đánh bạc nó có thể hay không bị phóng ra đi ra. Cho nên hiện tại ích cũng không dám đến đánh bạc, không dám đơn giản lại vận dụng lực lượng của mình điều tra cái này thần bí ép tổ chức. Được rồi, đã các ngươi nhận thua, chúng ta cũng tự không tiếp tục đả kích các ngươi. Cái kia nói nói sự tình vừa rồi a à. Quý tổ chức tự dưng xâm lấn quốc gia của ta quân đội an toàn phòng vệ hệ thống, Loại hành vi này đã nghiêm trọng uy hiếp được quốc gia của ta tin tức an toàn cùng với xâm phạm quốc gia của ta chủ quyền. Dựa theo quốc tế điều lệ, quý phương loại hành vi này có thể coi là là hướng quốc gia của ta tiến hành viên chiến. Như vậy ta hy vọng quý mới có thể đủ cho chúng ta một cái có thể làm cho kín người ý trả lời thuyết phục. Cái này ít tổ chức có phải hay không cũng có chính khách hà? Ít tổ chức địa người tập thể mắng một câu đồ chó hoang chính khách. Đem cái kia Peter khí cái ót đều chảy mồ hôi rồi. Xâm lấn Trung Quốc quân đội hệ thống vấn đề này đích thật là rất lớn tương đương với công kích nước khác đại sứ quán nhưng vấn đề là ích chưa bao giờ đem loại này việc nhỏ để vào mắt bởi vì căn cứ bọn hắn trước sau như một kinh nghiệm loại này nói lý ra đọ sức là sẽ không mang lên mặt bàn đấy cùng lắm thì đến lúc đó trong phương lén kháng nghị vài câu dù sao cũng không làm gì được hắn cả nhóm đám bọn họ nhưng này cái ét cái lúc này lại đưa ra chuyện này cái này rõ ràng tựu là mượn gió bẻ măng rồi nhưng x có thể làm sao đâu này đành phải ăn nói khép nép xin lỗi, đây là chúng ta làm không đúng, bởi vì bị tổ chức rất gấp cắt hy vọng liên lạc với quý phương, thủ đoạn quá kích một chút, xin hãy tha lỗi. Cái này không dễ làm à, đối với ích tổ chức địa cảm giác mà nói, rõ ràng đối phương nói chuyện phiếm lại thay đổi một người, trong khi nói chuyện liền mang theo vô lại. Bọn hắn không biết đây mới là Trần Húc chính thức tính cách, chúng ta cùng quân đội vẫn là hữu hảo hợp tác quan hệ, người xâm lấn không là chúng ta, chúng ta cũng không nên nói cái gì bất quá quân đội thế nhưng mà quốc gia của ta quốc phòng địa tiền tuyến. Các ngươi làm như vậy, ta là có chút nhìn không được á. Ít người của tổ chức thậm chí nghĩ khóc, cái này vài chục năm nay ai dám như vậy theo chân bọn họ nói chuyện. Nếu không phải kiên kỵ thực lực của đối phương hơn nữa muốn tăng cường hợp tác, bọn hắn làm sao có thể hội thụ cái này khí. Đã có không ít lập trình viên phất tay áo tử đến ngoài cửa đi. Thật sự chịu không được sự đả kích này à. Như vậy đi, Trần Húc nói, các người cùng quân đội sự tình ta cái này ngoại nhân không tốt đúc kết, chính các người cùng quân đội người nói đi, đồng thời hắn phát cái tin tức cho hách ái quốc N, X tổ chức đã bị ta đánh gục, bọn hắn muốn tới xin lỗi, dù sao làm như thế nào làm thịt các người tùy ý đi làm thịt, làm thịt đủ sức nặng lại tha thứ bọn hắn. Về phần cái này bức tường lửa vấn đề, ta một hồi cung cấp mấy cái tư liệu cho các ngươi Cường thịnh trở lại hóa một chút đi, phần cứng phương diện lỗ thủng quá nhiều, tổng không phải biện pháp gì, chứng kiến cái tin tức này hách ái quốc cùng quân đội địa các thành viên kích động địa hận không thể ôm vị này SMMS hung hăng hôn vào hai phần. Trời à, vậy mà có thể đem ích tổ chức cho đánh gục xuống. Đây là một loại cái dạng gì thực lực à, nếu như không phải thượng diện ba làm cho năm thân hạ đạt mệnh lệnh, nó nhất định phải theo SMMS địa tính tình đến. Khi bọn hắn không có biểu đạt ra muốn vì quốc gia công tác mục đích trước khi không muốn đưa ra mời chào dùng chọc bọn hắn phản cảm, hách ái quốc tự hận không thể nói lão đại người đến chỗ của ta đem làm lão đại a quân đội cùng ích tổ chức như thế nào đàm đã nhận được chỗ tốt gì trần húc không biết bất quá hắn bây giờ đang ở nhìn xem ích tổ chức phát tới những lời này đau đầu ích tôn kính s chúng ta nguyện ý dùng bất luận cái gì một cái giá lớn đến thu mua các người dây truyền đinh ốc chương trình kết cấu tư liệu xin ngài cần phải tin tưởng thành ý của chúng ta dây truyền đinh ốc kết cấu chê cười vật này làm sao có thể hội bán ra bao nhiêu tiến cũng tuyệt đối không thể bán đấy. Dùng ích tổ chức thực lực bây giờ, lại lại để cho bọn hắn đã nhận được cái này vượt lên đầu thời đại trọn vẹn 50 năm khoa học kỹ thuật, như vậy hậu quả sẽ là cái gì? Điểm ấy muốn đều không cần suy nghĩ rồi, vì vậy Trần Húc trở về phục, vật này là tuyệt đối không có khả năng bán ra địa phương. Quý tổ chức nên biết loại này kết cấu giá trị, tuyệt đối là không thể dùng hiện tại tiêu chuẩn đến cân nhắc địa phương. Thỉnh quý phương thận trọng cân nhắc, chúng ta có rất lớn thành ý đấy hơn nữa tổ chức chúng ta cũng có thể cam đoan, đối với cái này loại kết cấu gần kề chỉ là cung cấp tự chúng ta nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không phát thả ra. Trần Húc nhếch miệng, loại ngu xuẩn mới có thể tín. Dù là người bây giờ thật là loại ý nghĩ này, nhưng chờ vật tới tay về sau các ngươi cũng không phải là cái ý nghĩ này. Vì vậy Trần Húc hồi phục, vấn đề này không cần nói nữa, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống, nếu như quý phương không hy vọng chúng ta như vậy gián đoạn liên hệ, thỉnh thận ngôn, cái này nhưng làm ít người của tổ chức cho khẩn trương hư mất cũng chọc tức. Kỳ thật những này kỹ thuật viên nhóm, đám bọn họ hiện tại thật sự không có gì hắn ý nghĩ của hắn. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, ít tổ chức địa thực lực cường đại đã cam đoan quyền lực của bọn hắn, tiền tài, mỹ nữ, địa vị. Những vật này toàn bộ đều là dễ như trở bàn tay, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Thậm chí người muốn bên trên Hollywood đệ nhất mỹ nữ, cũng không quá đáng chính là một cái điện thoại sự tình nhưng bọn hắn truy cầu lại sớm đã không phải là những này bọn hắn bây giờ nói đích thật là phi thường rất nghiêm túc bởi vì đối với những này kỹ thuật viên mà nói truy cầu càng cao cấp kỹ thuật mới thật sự là truy cầu cho nên tại gặp được ép cái này cái tổ chức về sau do sơ kỳ chấn kinh rất nhanh tự biến thành lửa nóng động lực bởi vì vì bọn họ phát hiện tại bọn hắn phía trước lại vẫn có rất cao tồn tại mà cái này tồn tại chính là bọn họ tiến bộ động lực mà cái này đinh ốc kết cấu nếu như không thể tự mình nghiên cứu thoáng một phát cái loại cảm giác này giống như là sắc lang gặp được một cái cởi trống trơn mỹ nữ. Nhưng lại cách một tầng thủy tinh không thể đi lên như vậy lại để cho người phiền muộn. Bất quá bọn hắn hiện tại thật đúng là không dám nói nữa cái gì, bởi vì ít người thật đúng là sợ cái này S đã đoạn liên hệ, lần sau còn muốn tìm hắn, cái kia chỉ sợ sẽ là chuyện so với lên trời còn khó hơn rồi. Vì vậy ít người tội nghiệp nói. Cái kia quý mới có thể hay không cung cấp một ít có giá trị tư liệu cung cấp chúng ta học tập đâu này. Điều kiện không là vấn đề, chỉ cần ngài mở miệng, chúng ta tuyệt đối thỏa mãn. Cho bọn hắn chút gì đó, Trần Húc thực là vật gì đều không muốn cho, cứ như vậy chặt đứt liên hệ được rồi. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết không thể làm như vậy. Bởi vì chính mình hiện tại đã nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, cái này quyền chủ động thế nhưng mà tân tân khổ khổ được đến đấy, nếu như trực tiếp chặt đứt liên hệ, cái kia chính mình trước khi phế đi nhiều như vậy miệng lưỡi lại có cái gì ý nghĩa. Trần Húc cẩn thận lý thoáng một phát mạch suy nghĩ. Hôm nay kế hoạch của hắn đã hoàn thành một nửa, nói cách khác đã lại để cho cái này ích không dám lại khoa trương, mà là đối với chính mình cung kính có ra. Nhưng loại này cung kính được đến có ý nghĩa, nhưng lại không phải là Trần Húc rất muốn nhất đấy. Cùng ích đạt thành một cái cân đối, lại để cho bọn hắn cung kính hơn nữa e ngại chính mình bị đặt đi ra cái này ích như vậy về sau SMMS tái xuất hiện tại trên internet tự sẽ không khiến cho bọn hắn khủng hoảng. Dù sao hiện tại Trần Húc đã tại toàn bộ thế giới mạng lưới trong phạm vi thành lập khởi SMMS cái này thần cấp nhân vật địa quan nghiệp. Có thể nói, về sau có cái gì siêu thời đại đồ vật này nọ lấy ra, kiếm cớ, còn toàn bộ trông cậy vào vị này SMMS đây này. Cho nên dùng ích địa thực lực, bọn hắn muốn phong sát SMMS. Tối thiểu tại hải ngoại là rất đơn giản đấy. Mọi thứ không thể quá mức. Cùng bọn họ bảo trì một cái không gần không khoảng cách xa cũng là phi thường tất yếu đấy. Mà Trần Húc càng muốn muốn hơn nữa trọng yếu nhất đấy. Là lại để cho bọn hắn buông tha cho tại sự thật chính giữa tìm kiếm ý nghĩ của mình. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Tuy nhiên Trần Húc vững tin trên Internet không ai có thể tìm được chính mình, nhưng là ích thế lực vô cùng cường đại, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương à. Trần Húc chỉ sợ bị ích nhớ thương, thực bị như vậy một cái tổ chức lớn nhớ thương, không chết không ngất tìm kiếm mình, loại cảm giác này cũng không hay. Về sau làm sự tình đều muốn cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi lo lắng, cái kia chính mình máy tính được đến còn có cái gì ý nghĩa. Cho nên Trần Húc nhất định phải tìm một cái phương pháp lại để cho bọn hắn buông tha cho hoặc là không dám tìm kiếm mình. Tựa như Trung Quốc quân đội đồng dạng, nói cách khác, muốn cho cái này ít một điểm ngon ngọt, cho ngon ngọt về sau, lại hạn chế bọn hắn tìm đến mình, như vậy mới có thể tạo được tốt hiệu quả. Nhưng cho cái gì đó cho bọn hắn đâu này, ít tổ chức cùng quân đội không giống với. Theo thuộc về mà nói, mặc dù nhưng cái này tổ chức đem mình nói thiên hoa loạn trụy, mà trên tư liệu cũng cho thấy bọn hắn đối với cái thế giới này có công từng có, nhưng Trần Húc không thích. Không thích tựu là không thích, không có gì lý do. Hơn nữa một cái ngoại cảnh tổ chức, Trần Húc theo trong tiềm thức đều đưa bọn chúng coi là là địch nhân. Đúng vậy, địch nhân, không thể đem thứ tốt cho địch nhân, cái này hoàn toàn là nguyên tắc vấn đề. Trần Húc thậm chí có thể rất nghiêm trọng kế tiếp định nghĩa, chính mình nếu quả thật làm như vậy rồi, dù là cho bọn hắn chính là mình chướng mắt rác rưởi, đó cũng là tuyệt đối phản quốc hành vi có trời mới biết đem tương lai khoa học kỹ thuật cho bọn hắn về sau sẽ để cho bọn hắn có cái gì dẫn dắt. Đây cũng không phải là cho một cái trẻ em ở nhà trẻ kẹo que. Phải biết rằng rất nhiều khoa học kỹ thuật đạt tới trình độ nhất định về sau sẽ ở vào bình cảnh chính giữa, lúc này thời điểm cho bọn hắn kích thích thoáng một phát, cái kia không chừng sẽ nghiên cứu ra vật gì tốt đến. Nhưng nếu như cái gì đó đều không để cho, chính mình mục đích cũng tự không đạt được rồi. Khó xử, thực khó xử à. Vì vậy Trần Húc đành phải hỏi Tiểu Mẫn nên làm cái gì bây giờ, nhưng Tiểu Mẫn chỉ là một cái hệ thống chương trình, Trần Húc hỏi cái này sao cao thâm vấn đề nàng tự nhiên là không cách nào trả lời. Trần Húc biết rõ Tiểu Mẫn năng lực, nàng trả lời vấn đề đều là căn cứ mấu chốt chữ đến đấy. Cho nên Trần Húc nghĩ nghĩ liền nghĩ đến một cái mấu chốt từ. Khoa học nghiên cứu ngõ cụt, Trần Húc rất âm hiểm, hắn muốn tìm một cái chết như vậy phố nhỏ làm cho đối phương đến nghiên cứu. Mà cái này mấu chốt từ quả nhiên đã nhận được đáp lại nhìn xem tiểu mẫn đáp án, Trần Húc nhịn không được tự nở nụ cười. Hắn tại trên bàn phím gõ nói, đinh ốc xong liên kết cấu chương trình điểm ấy thỉnh không cần nói nữa, cái này thuộc về nhất cao cấp cơ mật, chúng ta là không thể nào tiết ra ngoài đấy. Nhưng là ích tổ chức đại danh chúng ta cũng kính đã lâu, có thể cùng quý phương tiến hành hợp tác cũng là một kiện phi thường vui sướng sự tình. Mà chúng ta tại đây vừa vặn có một cái nghiên cứu, cái này nghiên cứu là chúng ta ít tiểu tổ thành lập động lực cùng với trụ cột chỗ, chúng ta nghiên cứu ra đến sở hữu tất cả tư liệu, đều là bởi vì căn cứ cái này phương hướng về sau phát hiện, trong đó cũng tự kể cả đinh ốc song liên kết cấu chương trình. Cái phương hướng này nghiên cứu vô cùng to lớn, tổ chức chúng ta nghiên cứu vài chục năm, nhưng là gần kề chỉ là thấy được trong đó một ít da lông. Mà chỉ sợ tại chúng ta những này lão đầu tử sinh thời, đều muốn không cách nào chứng kiến kết quả này rồi. Cho nên, chúng ta chân thành mời quý tổ chức cùng nhau gia nhập nghiên cứu, chúng ta hội đem chúng ta một ít nghiên cứu tư liệu chia các ngươi, chờ các ngươi thông hiểu đạo lý hơn nữa đã có tiến triển về sau, chúng ta lại vì các ngươi cung cấp bước tiếp theo nghiên cứu phương án. Chứng kiến cái tin tức này, ít người của tổ chức kích động không thể tự ước. Thật sự có phương diện này nghiên cứu sao? Gần kề chỉ là thông qua một cái phương hướng là có thể nghiên cứu ra quanh thân phát triển nhiều như vậy thứ đồ vật. Cái này rất giống là Transformer cái kia bộ điện ảnh chính giữa, nước Mỹ chính là cái kia đặc công chỉ vào mơ gây trần cái kia cái thân thể khổng lồ nói. 20 thế kỷ sở hữu tất cả phát minh vĩ đại, bóng bán dẫn mạch điện hợp thành máy vi tính laser những vật này xuất hiện toàn bộ đều là thông qua đối với nghiên cứu của nó phát hiện đấy đối với một vật nghiên cứu do đó nghiên cứu phát minh ra quanh thân sản phẩm cái này đã không tính là cái gì tin tức rồi cho nên ít tổ chức tất cả mọi người trông mong cùng đợi đại khí cũng không dám ra tựu là muốn nhìn một chút cái này thần bí ép tổ chức đến cùng tại nghiên cứu cái gì là ở nghiên cứu thượng đế sao suốt cục cuối cùng một câu mấu chốt xuất hiện nghiên cứu của chúng ta phương hướng phải. Thần, thần, hư vô mờ mịt một cái danh từ, có thể nói, hiện tại vật lý học nghiên cứu phương hướng, chính là vì chứng minh cái thế giới này không có thần. Nhưng là SMMS lại vậy mà nói, nghiên cứu thần. Hắn là không phải cố ý tại xuyến chúng ta à, sở hữu tất cả ít tổ chức thành viên trong nội tâm đều toát ra ý nghĩ này. Vô tri nhân loại, tự cho là mình hiểu được một ít thế giới mặt ngoài quy tắc mà bắt đầu miệt thị cái thế giới này cao nhất tồn tại, Trần Húc phục chế đoạn văn này thời điểm cảm giác có chút lạnh, "N, tiểu mẫn cho mình đây là cái gì tư liệu à? Không phải là tà giáo tuyên truyền sổ tay a, dùng các người thành tựu ngày hôm nay, phải chăng đã đứng ở cái thế giới này Everest trên đỉnh nữa nha. Các người hôm nay độ cao, so ra mà vượt Newton cùng Einstein hai vị vật lý học tay cử phách sao? Newton cùng Einstein lúc tuổi già cũng bắt đầu mê tín tại tôn giáo học. Đương nhiên, ở thế tục ánh mắt chính giữa là mê tín. Bất quá kỳ thật cũng tựu thật là mê tín." hai vị vật lý học tay cử phách trên nhiều khía cạnh phát hiện lâm vào bình cảnh về sau, liền đem hy vọng ký thác tại vạn năng thượng đế. Loại làm này không biết là đối với hay vẫn là sai, nhưng là quả thực ảnh hưởng tới một nhóm lớn người. Tiểu Mẫn xuất ra tư liệu, chính là một cái tại 21 thế kỷ những năm 80 bị học thuật giới vinh dự là kinh thiên đại âm mưu, bảy kế học thuật nghiên cứu báo cáo. Một cái phòng nghiên cứu tạo ra chính mình đã tìm được thượng đế tồn tại căn cứ, hơn nữa đối với hắn đã tiến hành dài đến mấy chục năm nghiên cứu, mà phần này nghiên cứu ghi chép vô cùng tường tận, trong đó kể cả vật lý, hóa học, sinh vật khoa học các mặt. Xem quả thực là giống như mô hình giống như dạng, nhưng thực tế, cái gì cũng sai, cái này kinh thiên đại âm mưu, bày kế trong tương lai thế giới quả thực lừa dối rồi không ít nhà khoa học, bởi vì nghiên cứu của nó tư liệu xem có đầu tự động. Rất nhiều vật lý học trụ cột phương diện đều có thể thông qua tư liệu đến chứng minh là đúng, cái này cũng khiến cho rất nhiều người gia nhập cái này nghiên cứu chính giữa, do đó không công địa sống uổng quang âm. Trần Húc đem phần này văn bản tài liệu lấy ra mục đích, thật sự tựu là tư mã chiêu trong tâm. Lại để cho ích tổ chức đến lâm vào cái này đối với thần học nghiên cứu vòng xoáy, sau đó không công tiêu hao thời gian của mình cùng tinh lực, cuối cùng kẻ vô tích sự, mà chính bọn hắn lại không phát giác gì. Như vậy, đã có thể cam đoan tương lai tư liệu sẽ không mất đi. Sẽ không để cho nên tổ chức căn cứ loại này nghiên cứu mà được cái gì có thực dụng giá trị đồ vật này nọ. Đương nhiên bọn hắn không có khả năng không thu hoạch được gì, Ví dụ như căn cứ nghiên cứu tư liệu đi nghiên cứu từ trường cơ học cùng ma pháp ở giữa liên hệ, sinh vật học cùng ma dược học ở giữa liên hệ. Trần Húc cái này dụng tâm không thể bảo là không ngoan độc, nhưng hiện tại chủ yếu chính là muốn đối phương tin tưởng chính mình theo như lời đấy. Trần Húc có loại thân là tà giáo truyền bá người tội ác, nhưng nghĩ đến tội ác của mình mục đích là vì ức chế tội ác phát triển. Trần Húc trong nội tâm cũng không sao gánh nặng, thật muốn nói lời nói, hiện tại khoa học kỹ thuật còn chưa đủ để để giải thích hết thảy không biết hiện tượng cho nên đã có người tin tưởng thần tồn tại. Quá độ mê tín khoa học, tự là một loại mê tín. Bất quá thần phải chăng thật sự tồn tại, vấn đề này rất khó thảo luận, giống như là gà trước có hay vẫn là trứng trước có một dạng, căn bản cũng không có một cái kết luận. Đương nhiên tại trong quyển sách, tiểu băng thiết lập là không có thần đấy, băng không thì hảo hảo tinh khiết đô thị chẳng phải đi vị mà. Loại chuyện này không thể làm loạn, cho nên ít tổ chức nghiên cứu thần học, nhất định là lấy giỏ chúc mà múc nước công dã chẳng rồi. Đương nhiên, hiện tại Trần Húc muốn làm, tự là lại để cho ích triệt để tin tưởng chính mình. Hắn phát phần thứ nhất tư liệu đi qua, thần linh tại trên thế giới lưu lại địa chứng cớ. Phần này thần học nghiên cứu tư liệu sở dĩ có thể được gọi là 21 thế kỷ trung hậu kỳ một cái kinh thiên đại âm mưu, bày kế, tự nhiên là có hắn có thể lừa gạt đến người địa phương. Trần Húc quét vài đoạn văn tự, phát hiện nếu như không phải mình sớm đã có chuẩn bị tâm lý cũng nói không chừng sẽ tin tưởng rồi. Vật này lừa gạt tính thật sự là quá cường đại tại đây phần thứ nhất tư liệu chính giữa cũng không có như thế nào đi ghi thần loại này hư vô mờ mịt đồ vật mà là đang ghi đủ loại hiện tượng thật giống như vô luận quốc gia nào hài tử sinh ra học hội cái thứ nhất từ tự là mụ mụ chúng ta nhân loại thân thể kết cấu tạo thành động vật địa thân thể cấu tạo mỹ học cùng vật lý học tầm đó địa liên quan nhìn xem các loại vận động nhất đỉnh tiêm động tác xem đều là như vậy địa trôi chảy như vậy giãn ra loại này thẩm mỹ quan niệm toàn bộ thế giới đều là đồng dạng theo thật lâu trước khi tựu lưu lại đấy những vật này cũng nói rõ cái gì. Không thể không nói, ghi phần này tư liệu người nếu như đi chi điền tiểu thuyết tuyệt đối có thể đại bán, hắn đem rất nhiều sinh hoạt chính giữa chi tiết, tỉ mỉ đều tổng kết dung hợp cùng một chỗ, hơn nữa chính xác đã đến số liệu, khiến cho vật này xem không giống như là một bộ tiểu thuyết mà càng giống là một quyển sách trải qua rất sâu khắc nghiên cứu học thuật báo cáo. Quả nhiên cái này quyển sách tư liệu chia ích về sau, ít người của tổ chức rất nhanh tựu lâm vào điên cuồng chính giữa. Bởi vì này tư liệu chính giữa một ít ghi lại, là chưa từng có xuất hiện tại cái gì học thuật tư liệu hoặc là tưởng tượng trong tiểu thuyết, nó cử động ví dụ tính là chân thật đều là không thể nghi ngờ đấy. Cho nên càng là kỹ thuật trình độ cao siêu học giả. Tại xâm nhập hiểu rõ cái này tư liệu về sau sẽ càng khó tự kiềm chế. Cái này kinh thiên đại âm mưu, bày kế trong tương lai thế giới lừa dối rồi vô số nhà khoa học, không công lãng phí thời gian đang tìm kiếm hư vô mờ mịt thần. Có lẽ là nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật không cách nào giải thích thần áo nghĩa. Loại này nghiên cứu khởi không đến bất luận cái gì kết quả, ngược lại đem một đám các khoa học gia đều biến thành điên điên khùng khùng đấy. Trần Húc nhìn xem trên tư liệu nội dung, tại trên bàn phím gõ nói, thế giới nhân loại quá mức nhỏ bé cùng hèn mọt, chúng ta một mực tại tận sức vì nhân loại khai thác một cái mới đích phát triển không gian, văn minh cơ giới tồn tại cũng không phải nhân loại xã hội tới hạn mà gần kề chỉ là một cái quá độ. Newton cùng Einstein tại lúc tuổi già phát hiện đạo lý này hơn nữa tận sức tại đối với thần linh truy cầu, mà chúng ta may mắn đứng ở cự nhân trên bờ vai, đang tại chậm rãi vạch trần thần linh cất giấu cái khăn che mặt. Ích, chứng minh các người thực lực của mình, như vậy các người mới có tư cách cùng chúng ta hợp tác. Nếu không, chúng ta song phương đem một mực ở vào hai cái bất đồng vị diện lên, cái gọi là hợp tác, bất quá thì ra là một hồi chê cười. Đánh xong cái này đoạn chữ về sau Trần Húc tự cảm giác mình quá đẹp trai xuất sắc rồi, thật sự rất có hình rồi như vậy còn lừa dối không chết được ngươi Trần Húc cảm giác mình thật sự có thể đi gặp trở ngại rồi. Quả nhiên tiểu mẫn bên kia nghe lén lấy ít đối thoại biểu hiện ra, ít địa người đã dao động. Này sẽ có thật không vậy? Hẳn là, bởi vì vì các ngươi xem, những này định luật kỳ thật tựu là tổ chức chúng ta vật lý học khoa các chuyên gia đang nghiên cứu đấy. Thần thật sự tồn có ở đây không? Không không không, các ngươi nhìn xem tư liệu, thượng diện cũng không có chân dung chính thần. Mà là cái thế giới này trụ cột quy luật, càng sâu một tầng địa quy luật. Ta cảm thấy được trên tư liệu mặt nói không sai, nếu quả thật đã tìm được loại này quy luật, ta tin tưởng chúng ta khoa học kỹ thuật lập tức có thể một cái đằng trước bậc thang. Đột phá chúng ta bây giờ bình cảnh, nhưng là ít người sẽ có hảo tâm như vậy, đây là một cái cực lớn công trình, ta tin tưởng ít người gần kề chỉ là vượt lên đầu chúng ta một bước. Bởi vì vì bọn họ bắt đầu trước nghiên cứu phương diện này đồ vật. Dùng chúng ta ích địa thực lực, chỉ cần đem những tài liệu này nghiên cứu thấu triệt, rất nhanh là có thể siêu việt bọn hắn bọn hắn khẳng định biết rõ chỉ bằng bọn hắn cái kia tiểu tổ dệt thực lực còn tịnh không đủ để hoàn thành như vậy hùng vĩ nghiên cứu kế hoạch cái kia chúng ta đây cái này nghiên cứu muốn tiêu hao thời gian bao nhiêu nếu như chúng ta toàn tâm nghiên cứu vật này như vậy chúng ta những thứ khác hạng mục đâu này cũng không thể lại nhận người a à. không cần nhận người những thứ khác hạng mục toàn bộ tạm dừng thượng đế à hiện tại trước mặt có một tòa kim sơn chỉ cần vượt qua cái này đầu sông là được rồi cái lúc này các ngươi lại vẫn để ý bên cạnh tiểu quảng sắt. Ta thật sự rất muốn bóp chết ngươi, là, không thể nhận người. Đối với cái này cái hạng mục nghiên cứu nhất định phải là tinh anh, những cái kia tài trí bình thường đã đến vô dụng. Trần Húc nghe tiểu mẫn phiên dịch, trong nội tâm trong bụng nở hoa. Chiều này treo đầu dê bán thịt chó thật sự là dùng đến một loại cực hạn. Lật tay tầm đó tự giải quyết như vậy một cái vấn đề khó khăn không nhỏ lúc này thời điểm nghe ích tổ chức địa người đã thời gian dần trôi qua lâm vào cái này vũng bùn chính giữa, Trần Húc đừng đề cập có nhiều vui vẻ rồi. Lúc này thời điểm cao hiểu tiết ở bên ngoài gọi, ngóa, Trần Húc, người 30 Tết buổi tối đem mình khóa trong phòng làm gì vậy? Đánh máy bay à, nhanh lên đi ra, ăn sủi cảo rồi. Nghe được cái thanh âm này Trần Húc nhịn không được tụ đổ mồ hôi thoáng một phát, kêu lên chờ ta một hồi, lập tức là tốt rồi. Sau đó hắn liền chuẩn bị nói cho ích, về sau không nếu đến phiền hắn rồi, chậm rãi chính mình làm nghiên cứu không thể so với cái gì đều cường. Có thể vừa lúc đó, Tiểu Mẫn đột nhiên phiên dịch một đoạn lời nói. Thoáng cái sẽ đem Trần Húc cho nói ngây ngẩn cả người. Chúng ta đối với S tổ chức thái độ ứng nên như thế nào? Là như thế này tiếp tục bảo trì hợp tác, hay vẫn là trực tiếp sát nhập, thôn tính bọn hắn? Tuy nhiên chúng ta cũng đã có nghiên cứu phương hướng, nhưng là ta muốn trong tay bọn họ tư liệu có thêm nữa. Có vật giá trị, có thể trực tiếp tóm thâu bọn hắn đây là kết quả tốt nhất, nhưng là điều này có thể sao? Người biết S tổ chức hiện tại ở địa phương nào sao? Dùng bọn hắn địa kỹ thuật, chúng ta bây giờ có thể truy tung địa đến bọn hắn sao? Đương nhiên truy tung không đến, nhưng S cũng thực sự không phải là không chê vào đâu được. Các người còn nhớ rõ sao? Bọn họ cùng sự thật chính giữa có một trực tiếp nhất cùng xuất hiện, tự là lần trước cái kia khoản trò chơi, một đám các học sinh khai phát ra tới địa trò chơi. Khiến cho dùng chính là S tổ chức cung cấp trò chơi chế tác nguyễn kiện. Các ngươi ngẫm lại, ta cảm thấy được đây là một cái đột phá khẩu. S Tổ chức không đến mức vô duyên vô cớ sẽ tới trợ giúp một đám đệ tử, ta cho rằng cái kia chủ đạo trò chơi khai phát nữ hài khẳng định cùng S Tổ chức có mật thiết liên hệ, hoặc là nói tồn tại quan hệ đặc thù. Nếu như chúng ta bắt cô bé kia, nghe được câu này, Trần Húc trong nội tâm lập tức vô cùng lạnh buốt, cái này sơ hở vậy mà hay vẫn là bị người chú ý tới sao? Lúc này thời điểm quản dịch cùng cao hiểu tiết còn ở ngoài cửa hô. Trần Húc nhịn không được hô một câu, đều đừng cãi. Đang bề bộn lắm, sau đó bên ngoài lập tức tụ không âm thanh âm rồi. Kỳ thật Trần Húc một mực biết rõ lần trước trò chơi sự kiện là một sơ hở, rất lớn sơ hở. Ít nhất đối với hắn chính mình mà nói, là một sơ hở. Bởi vì đối với người khác mà nói, rất nhiều người khả năng tụ sẽ cho rằng SMMS gần kề tụ chỉ là vì làm việc thiện, hoặc là không quen nhìn đối phương ngân phong đích thủ đoạn mà ra tay giúp cái này khả kính nữ hài tử một bà. Thời đại này mọi người hay vẫn là rất tin tưởng cái loại này thế ngoại cao nhân câu chuyện mà SMS. Đối với rất nhiều người mà nói tựu là tương đương với cái loại này thế ngoại cao nhân đồng dạng. Hắn tùy ý địa chạy tại trên internet, giải quyết trên internet những cái kia hắc ám tồn tại. Hơn nữa hội đem chính mình địa vươn tay ra đến, cho những cái kia lọt vào không công bình đãi ngộ mọi người. Nhưng không thể không nói, cao hiểu thiết lần này trò chơi sự kiện, là Trần Húc lúc ấy không có tự định giá tin tưởng hậu quả. Đây là SMMS lần thứ nhất cùng sự thật chính giữa người tiến hành trực tiếp cùng xuất hiện, mặc dù những cái này cùng xuất hiện rất ngắn tạp, mà ngay cả cao hiểu tiết mình cũng không có kiến thức đến SMMS chân diện mục, nhưng lại cho những cái kia ý đồ tìm kiếm SMMS người một cái đột phá khẩu. Phải biết rằng, đem làm có ít người nóng lòng muốn tìm đến SMMS địa thời điểm, bất luận cái gì một đầu manh mối bọn hắn đều sẽ không buông tha cho, giống như là ngâm nước người bắt được một căn cứu mạng rơm dạ đồng dạng vô luận như thế nào cũng sẽ không biết buông tay ra đấy. Chỗ sơ hở này Trần Húc một mực không có chú ý, bởi vì hắn một mực tại cao hiểu tiết bên người, không có có cảm giác đến có bất kỳ đặc thù sự kiện tại nhằm vào nàng. Thế nhưng mà một khi bị ít người đề cập rồi, Trần Húc tự rốt cục ý thức được chuyện này có thể sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì chính thức SMMS, ngay tại cao hiểu tiết địa bên người. Trần Húc lúc này thời điểm thì có một loại rất mãnh liệt xúc động, đi cảnh cáo ít người của tổ chức, không được đánh cao hiểu tiết chủ ý. Nhưng hắn biết rõ nếu như mình thực làm như vậy, cái kia thực đúng là nơi đây không ngân 300 lượng rồi. Như vậy muốn thông qua thủ đoạn gì, đến cảnh cáo ít người, hoặc là hướng dẫn bọn hắn. Buông tha cho đánh cao hiểu tiết chủ ý đâu này. Lúc này thời điểm cao hiểu tiết có chút bất mãn thanh âm ở ngoài cửa truyền đến, Trần Húc thằng này đang làm cái gì thứ đồ vật à. Gần sang năm mới đột nhiên chạy tiến trong phòng lên mạng, được rồi được rồi, mặc kệ hắn rồi, đem sủi cảo kiếm xuất hiện đi, bằng không thì phao ngâm trong nồi hội phao ngâm nát địa phương chúng ta ăn trước cho hắn lưu một bàn tốt rồi n quản dịch chúng ta lại đến thảo luận một chút trò chơi sự tình a à. trò chơi chân hút trong đầu nhanh chóng chuyển lúc này thời điểm hắn nghĩ tới một cái điểm quan trọng nhưng cái này điểm quan trọng quả thực muốn thi hành có thể sẽ có nhất định được phong hiểm nhưng vấn đề là nếu để cho ích tổ chức thật sự cho rằng cao hiểu tiết tự là tìm kiếm sms đột phá khẩu vậy tương lai khả năng sinh ra tạo thành phong hiểm đem càng lớn. Trước khi nói, Trần Húc cho tới bây giờ cũng không phải là một cái người ngu. Trái lại hắn rất thông minh, so về người thường mà nói ý đồ xấu cũng nhiều một ít. Điểm này theo hắn khi còn bé thường xuyên đổi lấy lấy cớ lại để cho phụ thân cam tâm tình nguyện cho mình thêm tiền tiêu vặt có thể nhìn ra. Triệu bản sơn có thể đem người cho lừa dối cả nhắc rồi, Trần Húc có thể đem lão ba mẹ lừa dối tìm không thấy Nam Bắc rồi. Bất quá lừa dối ích, mẫu thân, Trần Húc Ánh địa quang côn tính tình lên đây, lão tử dù sao vừa lừa dối qua các ngươi một lần, lại tới một lần cũng không sao à. Trần Trần không sợ đi giày đấy, dù sao tình huống lại hỏng bét cũng hỏng bét bất quá hiện tại rồi. Vì vậy Trần Húc ngay tại trên bàn phím gõ, đúng rồi còn có kiện sự tình. Tin tức của hắn vừa phát ra ngoài, ích tổ chức bên kia cái lộn thoáng cái tựu ngừng nhỉ xuống. Túy miêu vội vàng tại trên bàn phím đánh chữ, xin hỏi là chuyện gì? Trần Húc cái lúc này khẩn trương à, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chữ đánh tốt rồi. Nhưng là một mực tại do dự đến cùng phát hay vẫn là không phát, rốt cục, Trần Húc khẽ cắn môi, đánh gửi đi khóa. Ít tổ chức vì vậy thấy được phía dưới như vậy một hàng chữ, bởi vì vi chúng ta bây giờ bề bộn nhiều việc, đang không khai nhân thủ, cho nên về một ít đối với vãn bối chiếu cố sự tình, hy vọng các người có thể giúp đỡ thoáng một phát. Lần trước ta băng giúp một đám đệ tử làm một cái trò chơi sự tình so sánh với các người cũng biết, cô bé kia đã mất đi ca ca, là ta tại trên internet kết bạn một cái tiểu hữu, cho nên đối với muội muội của hắn sự tình, ta vẫn luôn là rất chú ý đấy. Hôm nay nàng lại khai phát một cái website trò chơi, nhưng là gặp một ít tính kỹ thuật vấn đề, ta hiện tại không có cái kia nhàn rỗi rồi, cho nên hy vọng các người tới giúp đỡ thoáng một phát. Ít người của tổ chức tự có chút kỳ quái rồi, tổ chức những lời này là có ý gì? Chủ động nói cho bọn hắn biết có quan hệ cao hiểu tiết sự tình, lại vẫn lại để cho bọn hắn hỗ trợ ép người của tổ chức sẽ không sợ thân phận của mình bị bại lộ sao. Trần hút cái này là tại đánh bạc, dù sao Cao Hiểu Tiết sự tình đã bị ít người đã biết, như vậy dứt khoát tự mở ra mà nói. Cái này là hư tắc thì thực chi, kỳ thực hư chi. Ngụ ý tự là, người này cùng ta có quan hệ là đúng vậy, ta không sợ các người biết rõ nàng cùng ta có quan hệ. Bởi như vậy, ít người lập tức liền có chút ít mê mang rồi. Túy Miêu cùng tổ chức các thành viên thảo luận một phút đồng hồ sau, tại trên bàn phím hồi phục, Quý tổ chức giống như đặc biệt coi trọng cô bé này. Nàng làm trò chơi rất tốt, cái này là rõ ràng ở thăm dò rồi." Trần Húc trả lời, "A, à, nàng căn bản là không biết chúng ta cái này một đám lão già họm hẹp. Chỉ có điều ta thiếu nàng một cái đại nhân tình rồi." Nàng cùng ca ca của nàng năm đó cùng một chỗ khai phát kim dung bảy hiệp chuyện trò chơi kịch bản, nhưng thật ra là ca ca của nàng tại trên mạng nhận thức ta về sau, ta cho dẫn dắt đấy. Nhưng không nghĩ tới chính là đứa bé kia trầm mê trong đó. Cơ hồ là ăn cơm ngủ đều muốn chuyện này. Về sau hắn bị tai nạn xe cộ, chúng ta suy đoán có thể là hắn tại qua đường cái thời điểm vô cùng chuyên chú suy nghĩ cho nên mới bị bất hạnh, cho nên ta thiếu cô bé kia một cái thiên đại nhân tình. Ta không cầu nàng có thể tha thứ, ta cũng không dám đi mời cầu nàng tha thứ, chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến đối với nàng tiến hành đền bù tổn thất rồi. Tôn Kính Ích đem làm chúng ta đem nghiên cứu thần linh tư liệu chia các ngươi thời điểm, tổ chức chúng ta cũng đã đem làm quý phương là hợp tác đồng bọn rồi. Hiện tại nghiên cứu của chúng ta đang đứng ở nhất khẩn trương thời kỳ, cho nên không có có rảnh rỗi đến phân tâm giúp nàng, này đây chỉ có thể mượn nhờ quý phương lực lượng. Tin tưởng cái này đối với quý phương mà nói, chỉ là một kiện phi thường nhỏ sự tình. Đoạn văn này thật thật giả giả, cho dù là cao hiểu tiết chính mình chứng kiến, bởi vì ca ca của nàng trèo cao đã không tại nhân thế rồi, nàng cũng không cách nào đến phân biệt, tự chớ nói chi là ít người của tổ chức rồi. Đoạn văn này trong ẩn hàm ý tứ nhưng lại, thứ nhất Ad tổ chức cùng cô bé này cũng không có chính thức trên ý nghĩa cùng xuất hiện, cho nên các người muốn thông qua cao hiểu tiết đến hoạt động cha Ad tổ chức là tuyệt đối không có khả năng. Thứ hai, cô bé này đối với Ad tổ chức mà nói rất trọng yếu, bởi vì ca ca của nàng chết hoặc nhiều hoặc ít cùng Ad tổ chức có quan hệ, cho nên thật muốn tính toán, cô bé này là đã bị Ad tổ chức bảo hộ, chỉ có điều nàng chính mình cũng không biết mà thôi. Trong lúc vô hình, Trần Húc cứ như vậy cho cao hiểu tiết tìm một cái giả dạ đại chỗ dựa, mà cái này chỗ dựa thực lực, đủ để cho ích tổ chức loại này thế giới đỉnh cấp tồn tại đều có chỗ kiêng kỵ. Túy Miêu bọn hắn thảo luận một lúc sau, trả lời, cái này hoàn toàn là làm việc nhỏ, chúng ta hội hết sức nỗ lực đấy. Còn đối với cô bé này, phải chăng cần chúng ta tiến hành đặc thù chiếu cố? Ngài muốn tin tưởng thực lực của chúng ta, chỉ cần chúng ta lời nói lời nói, cô bé này nửa đời sau đều muốn sinh hoạt tại vô ưu vô lự chính giữa. Không không không, ngàn vạn không muốn làm như vậy, các ngươi có thể cho, chúng ta cũng sẽ không biết kém bao nhiêu. Nhưng là chúng ta không muốn làm cho nàng biết rõ chuyện này, chỉ là muốn đang âm thầm giúp một cái đáng thương nữ hài tử hoàn thành giấc mộng của mình mà thôi, làm cho nàng mau mau nhạc nhạc tự do tự tại sinh hoạt, cái này so cái gì đều cường. Bất quá chúng ta cũng tin tưởng quý phương thực lực, quý phương tại sự thật chính giữa lực lượng so chúng ta muốn cường đại hơn rất nhiều, cho nên ta ở chỗ này, dùng tư nhân thân phận khẩn cầu các vị, nếu như cô bé này tương lai tại sự thật chính giữa gặp phiền toái gì, kính xin quý phương cấp cho trợ giúp lời này càng nói càng lại để cho ít người không rõ, cô bé này đối với S tổ chức đang tại cùng bọn họ trò chuyện người này mà nói xem là rất trọng yếu, không qua đối phương giống như cũng không thèm để ý chính mình sẽ đối với cô bé này tiến hành nhất định được giám thị, nói cách khác hắn căn bản không sợ thông qua cô bé này nhi khiến cho chính mình bạo lộ thân phận. Cái này, tự là hư tắc thì thực chi rồi, chẳng những bỏ ngay chính mình cùng cao hiểu tiết quan hệ trong đó, nhưng lại bạch kéo một cái thế giới đỉnh cấp tồn tại đến giúp nàng làm công. Khoản này mua bán, ổn lợi nhuận không bồi thường rồi. Chứng kiến đoạn văn này ít người của tổ chức lại là phiền muộn lại là biệt khuất, dựa vào, đem làm chúng ta ít tổ chức là cái gì à? Bang giúp các ngươi làm việc lặt vặt chân chạy đấy sao? Bất quá phàn nàn quy phàn nàn, làm hay là muốn làm, không thể bởi vì này chút ít sự tình tự phá hủy cùng ép cái này tổ chức thần bí ở giữa hữu hảo quan hệ à? Vì vậy túy miêu trở về phục, cái này nhưng xin ngài yên tâm, chúng ta hội phái chuyên gia bảo hộ nàng đấy. Cái này không cần, Nàng một đệ tử, lại nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì? Về phần bảo hộ, cái này không khỏi quá mức, hơn nữa ta không hy vọng nàng một ngày kia phát hiện mình sinh hoạt tại người khác giám thị chính giữa mà không có tự do. Như vậy đi, quý tổ chức cùng nàng liên hệ về sau, có thể lưu một cái phương thức liên lạc cho nàng, nếu như nàng về sau có thật bao nhiêu khó khăn, trực tiếp tìm được các người giúp nàng giải quyết ha. Dù sao tại sự thật chính giữa, quý tổ chức thực lực muốn so chúng ta lớn rất nhiều. Chúng ta bọn này lão đầu tử phần lớn là không có con cái, đều đem cô bé này cho rằng là cháu gái của mình đồng dạng, những người khác cũng đừng nói rồi, bất quá ta không mấy năm tốt sống, sau khi chết lại ý định đem sở hữu tất cả di sản đều cho nàng. Trần Húc phát hiện mình thật sự có nói câu chuyện thiên phú, những vật này biên thật là dùng giả loạn thực không chê vào đâu được, cho nên ta chỉ là hy vọng nàng có thể tự do tự tại, thật vui vẻ còn sống, coi như là ta đối với nàng một ít đền bù tổn thất rồi. Hơn nữa bởi vì lần trước ta tự tiện vì nàng cung cấp trò chơi nguyễn kiện sự tình mà khiến cho một ít người có ý chí đem mục tiêu tập trung vào trên người nàng, hy vọng coi hắn vi đột phá khẩu đến tìm kiếm chúng ta. Như vậy đối với nàng rất không công bình, có thể hết lần này tới lần khác ta lại không thể lần nữa ra mặt, cho nên lần này có thể cùng ích kết thành minh hiếu. Ta hy vọng ích có thể thông qua quý phương địa một ít đặc thù con đường bỏ đi những người kia ý niệm trong đầu. Không muốn dám thị nàng, tổn thương nàng, nếu như nàng không vui, như vậy ta cũng sẽ biết không vui nếu như nàng nhận lấy cái gì tổn thương, như vậy ta cũng không biết ta biết làm xảy ra chuyện gì rồi. Đến cái lúc này Trần Húc tụ triệt để ngả bài rồi, ngụ ý rất rõ ràng, các ngươi ích tổ chức chẳng những không thể dám thị nàng, nhưng lại cần thông qua lực lượng của các ngươi để cho người khác cũng không muốn đánh cao hiểu tiết địa chủ ý, chớ đừng nói chi là đối với nàng có cái gì động tác. Bất quá ít người của tổ chức đối với cái này lời nói thật đúng là tựu đã tin tưởng hơn phân nửa. Bởi vì thân khi bọn hắn hôm nay cái này độ cao, tự nhiên là biết rõ rất nhiều như bọn hắn người như vậy kỳ thật đều là rất cô độc đấy. Tại ích tổ chức chính giữa không có hậu đại lão đầu tử nhiều hơn đi, đột nhiên phát hiện một cái tiểu bối có thể ký thác tâm linh cái chủng loại kia tiếc núi đấy, vậy thì thật sự đem làm hắn, nàng, là mình thân sinh đồng dạng. Nguyên một đám giống như hộ thực gà mẹ, tương đương không thể nói lý. Hơn nữa loại này lão phong tử làm khởi sự tình đến, quả nhiên là không so đo hậu quả đấy. Người bình thường điên cùng lắm thì cầm thanh đao đi ra ngoài lấy người liều cái gặp hồng, nhưng như loại này người điên cái kia không thể theo lẽ thường tính toán. Nói không chừng hắn tự cùng Kevin Mitnick như vậy, tùy tiện vọt vào nước Mỹ không chung phòng vệ hệ thống chỉ huy. Dùng S tổ chức, hoặc là nói là SMMS thực lực, tất cả mọi người cho rằng cái kia bất quá cũng chỉ là như hô hấp đồng dạng sự tình đơn giản. Sau đó đi đè xuống đạn đạo phóng ra cái nút cho nên vừa rồi đánh cao hiểu tiết chủ ý địa người xuất hiện tại cũng không dám có như vậy cái quyết định, bởi vì này loại người bọn hắn không thể trêu vào hơn nữa cái này nửa giờ thời gian, ở đây các khoa học gia đại đô đều đắm chìm tại S tổ chức phát tới cái kia nghiên cứu thần tư liệu chính giữa, bọn hắn hiện tại đã có thể 100% hoàn toàn chính xác định. Phần này tư liệu tuyệt đối không phải S tổ chức tùy tùy tiện tiện làm phần hư giả văn bản tài liệu đến lừa gạt chính mình, mà là xác thực có nghiên cứu giá trị. Đã như vậy, tại không cách nào tiến thêm một bước đạt được S tổ chức thêm nữa. Tư liệu thời điểm, tổ chức chỉ có thể bảo trì trước mắt hiện trạng thì ra là song phương hữu hảo hợp tác địa hiện trạng, đây là hoàn mỹ nhất kết quả. Không phải ít người không muốn truy tung ép tin tức, chỉ là bởi vì bọn hắn địa lá gan đã bị dọa phá. Đinh ốc song dây chuyển kết cấu chương trình tổ chức, đã trọn vẹn vượt lên đầu bọn hắn một đời máy vi tính trình độ, tại loại này tranh lệch cực lớn phía dưới, bọn hắn truy tung nhất định sẽ bị đối phương được biết, như vậy hậu quả như vậy chính là bọn họ liền cùng đối phương hội thoại quyền lực cũng không có. Cho nên hiện tại đối với S nói ra điều kiện, ngoại trừ biết nghe lời phải, bọn hắn còn có thể có biện pháp nào. Song Phương lại hàn huyên vài câu, Trần Húc nói, về phần cao hiểu tiết địa sự tình, các người tự chỉ cần tải trên Internet giúp nàng một ít chuyện nhỏ là được rồi, dùng ích địa năng lực. Chắc có lẽ không quấy dày đến các ngươi. Đúng rồi, nàng tài khoản ứng dụng QQ mã là 24, các người bỏ thêm nàng về sau nói là SMMS địa bằng hữu là được rồi. Ít người phiền muộn muốn ói huyết, ứng dụng QQ. Loại này rác rưởi thông tin nguyễn kiện, hơn nữa lại muốn ích tổ chức đi thêm nàng. Trời ạ, à, chúng ta đều là làm đại sự đấy. Manhattan kế hoạch, Apollo kế hoạch, Star Wars kế hoạch, người bây giờ lại thật sự lại để cho chúng ta đi băng, giúp một cái tiểu cô nương làm trò chơi. Bất quá phiền muộn quy phiền muộn, túy miêu hay vẫn là đáp ứng xuống. Không đáp ứng cũng không được à. Cuối cùng song phương lại hàn huyên vài câu, Trần Húc trước khi đi nói câu nói sau cùng, hy vọng có thể cùng ích tiếp tục hợp tác xuống dưới. Một khi các ngươi lấy được tiến triển có thể cùng chúng ta thông qua cái này thông tin phương thức liên hệ, nhưng nếu như bị chúng ta phát hiện quý mới có cái gì mở ám. Không có không biết, túy miêu vội vàng tại trên bàn phím gõ lấy, thỉnh tin tưởng thành ý của chúng ta. Kỳ đãi chúng ta càng tiến một bước hợp tác, rất tốt, ta đây rơi xuống, n, người cũng là người châu Á. Năm mới khoái hoạt, túy miêu giờ khóc giờ cười trở về câu năm mới khoái hoạt lúc, Trần Húc đã lo cao đem tiểu mẫn biến trở về rảnh tay bề ngoài rồi lưng của hắn tâm, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Dù sao một đệ tử, đột nhiên đối mặt đến như vậy một cái thế lực cường đại, Trần Húc không có khả năng không khẩn trương. Vừa rồi nói chuyện phiếm lừa dối người thời điểm còn không sao cả cảm thấy, nhưng là hiện tại hắn lại cảm giác được trên thân thể một hồi hư thoát. Mà vừa lúc này, Cao Hiểu Tiết đột nhiên hô, Trần Húc mau tới đây. Ta bị người xâm lấn rồi, đợi chút nữa, hắn nói hắn gọi ích là SMMS Đại Thần Bằng hữu Nghe nói như thế, Trần Húc tự nở nụ cười, Ích hành động thật đúng là nhanh à. Bất quá bọn hắn cũng thế, chỉ sợ vì bảo toàn thân phận của mình, mới không biết sử dụng ứng dụng kêu loại này rác rưởi thông tin Nguyễn Kiện A. Hắn làm mấy cái hít sâu về sau đi ra cửa, đi vào cao hiểu tiết gian phòng, lúc này thời điểm quản dịch đã ở, nhìn Trần Húc liếc lựa chọn lông nghi, nữ nhân này ơ một tiếng, nói, làm gì vậy đây này người bận rộn, 30 Tết trốn trong phòng làm gì nhận không ra người hoạt động đâu này. Trần Húc cười hắc hắc, tùy tiện mấy câu lừa gạt tới. Lúc này thời điểm chứng kiến Cao Hiểu Tiết trên màn hình xuất hiện một cái văn bản file, bên trong viết câu nói đầu tiên là, tôn kính Cao Hiểu Tiết phu nhân, ngài khỏe. Thỉnh không cần kinh hoàng, chúng ta là SMMS bằng hiếu, ngài có thể xưng hô chúng ta vi ích. Đối với ngài lần trước khai phát làm được cái kia khoản kim dung bảy hiệp truyện Lại tục tiền duyên, chúng ta phi thường thưởng thức, nghe nói ngài tại khai phát mới trò chơi thời điểm gặp một điểm kỹ thuật bên trên phiền toái nhỏ, chúng ta tuy nhiên không dám cùng SMMS sánh vai nhưng tin tưởng có thể cho ngươi một ít trợ giúp chứng kiến đoạn văn này Trần Húc tự vui vẻ xem ra ích bị chính mình bị hù không nhẹ à cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi cái này gọi là sợ phòng và ô bây giờ đối với Cao Hiểu Tiết đều là như vậy khách khí Cao Hiểu Tiết rất là buồn bực trời ạ à, SMMS đại thần làm sao biết chúng ta tại làm trò chơi hay sao Trần Húc nhún nhún vai cùng quản dịch liếc nhau lộ ra vẻ mặt vẻ mặt vô tội Cao Hiểu Tiết ngay tại trên bàn phím gõ nói, SMMS đại thần làm sao mà biết được. Là, ta hiện tại đích thật là tại làm một cái website trò chơi, chúng ta gặp được tính kỹ thuật vấn đề là. Chúng ta 3D kiến mô hình sử dụng tại website trò chơi bên trên quá lớn, xin hỏi ngài có thể giải quyết sao? Ít người rất nhanh hồi phục, là ở người máy vì tính ổ đê chính giữa cái kia nhà của ta viên phòng của ta sao? N, có rất kỹ càng thiết lập cùng nguyên dấu hiệu. Tốt, lại để cho chúng ta xem trước một chút. Cao hiểu tiết thoáng cái tiểu khẩn trương, nói, bọn hắn không phải là buôn bán gián điệp A, à, đến trộm chúng ta trò chơi hay sao? Trần Húc rất dứt khoát nước mắt, xin nhờ à đại tỷ, đó là ích, người ta đều là làm đại sự đấy. Đám người kia ngày bình thường nghiên cứu đều là hủy diệt thế giới hoặc là vũ trụ phi hành một loại công nghệ cao, ai hội đều người cái kia trò chơi có hứng thú à? Ích hiệu suất quả nhiên là rất cao, rất nhanh thì có hồi phục, trò chơi thiết kế chúng ta nhìn, ý của ngài là đem loại này 3D mô hình tận lực áp xúc giảm nhỏ vậy sao? Cao Hiểu Tiết rất sợ hãi trả lời, là, tốt nhất có thể bảo chứng website trò chơi nhu cầu. Thì ra là mô hình đơn vị này đây ca đến tính toán, bằng không thì quá lớn, website trò chơi sẽ rất tạp. Không có sao, vật này chúng ta tới giúp ngươi giải quyết, trực tiếp dùng bài vi đơn vị. Thỉnh chờ đợi 5 phút đồng hồ, chúng ta đang tại chỉnh hợp một cái nguyễn kiện cho ngươi bay chứng kiến cái từ này thời điểm cao hiểu tiết cơ hồ là cho rằng đối phương điên rồi, dùng bay vi đơn vị 3D mô hình, cái này có phải hay không đang nói đùa à? Nói như vậy, như Trần Húc xây dựng loại này 3D mô hình, một cái phòng lớn nhỏ phải bên trên 1 MB rồi, một MB1024 KB, một KB1024 bai. Có thể đem một cái 3D mô hình theo mẹ nó bước quá chứ tính toán biến đến bay Phải biết rằng, website bên trên coi như là một chương hình nhỏ phiến cũng có hơn 10 KB à bọn họ là thần sao? Thực dùng kỹ thuật mà nói, ích đích thật là thần, cùng Trần Húc không đồng dạng như vậy là, bọn hắn hoàn toàn là dựa vào lấy thực lực của mình. X tổ chức chính giữa, cho dù là nhất xác rưởi một cái kỹ thuật viên, tối thiểu cũng là thế giới đỉnh tiêm nhà khoa học một cái cấp bậc. Có thể đem một cái 3D mô hình thu nhỏ lại hơn vạn lần, đối với người bình thường mà nói quả thực là đầm rồng hang hổ, nhưng đối với vượt lên đầu toàn bộ địa cầu khoa học kỹ thuật trọn vẹn 20 năm x mà nói, nhưng lại một bữa ăn sáng, Đương nhiên đối với mỗ đài vượt lên đầu địa cầu khoa học kỹ thuật 80 năm siêu cấp máy tính mà nói, cái đồ chơi này liền cùng giao giá đồ ăn đều không tính là. Trần Húc Kỳ thật rất sớm trước kia tự hỏi Tiểu Mẫn rồi, có hay không có thể đem 3D mô hình áp xúc biện pháp tốt? Tiểu Mẫn nói là có, nhưng Trần Húc cũng không dám dùng. Vì sao, cây to đón do à? Cái gì đó đều bị SMMS trải qua Trần Húc tay lấy ra. Cái này có phải hay không quá rêu rao một chút, hơn nữa SMMS luôn mang thứ đó cho cao hiểu tiết hội sẽ không khiến cho tương quan nhân sĩ chú ý. Thật giống như lần này như vậy, hơn nữa Trần Húc lúc ấy cũng không muốn qua dùng như vậy một cái trò chơi nhỏ đi thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ, cho nên dứt khoát liền buông tha rồi. Trò chơi lợi nhuận cái kia ít tiền, đối với Trần Húc mà nói thật đúng là cùng rau giá đồ ăn không sai biệt lắm. 5 phút đồng hồ về sau, một cái phai nén phát đi qua, đối phương nhắn lại nói, tốt rồi, đây là mã hóa áp xúc tạo ra khí. Nhưng là vật này chỉ có thể do chính ngài đến sử dụng, hơn nữa khóa lại ổ cứng HDD số liệu, ly khai cái này đài máy vi tính về sau tựu mất đi hiệu lực rồi. Thông qua cái này áp xúc tạo ra khí có thể đem người ba mô hình lớn nhỏ tiến hành thu nhỏ lại, chỉ cần một khóa thao tác là được rồi. Đương nhiên, nếu như ngài thay đổi, thay thế máy vi tính, có thể cùng chúng ta liên hệ, áp xúc bao chính giữa có một thông tin nguyễn kiện. Nếu như ngài có cái gì hắn phiền phức của hắn, bất kể là trên Internet hay vẫn là sự thật chính giữa, ngài cũng có thể tùy thời cùng chúng ta liên hệ. Wow, ít người thật đúng là có thành ý à. Sau đó ít địa người tựu rất lễ phép cáo lui. Kỳ thật bọn hắn cũng là chẳng muốn lại cùng một cái không có liên quan nữ hài tử lại phí cái gì tinh lực rồi, sớm chút xong việc sớm. Như vậy cao hiểu tiết sướng sờ sướng sờ đấy. A còng A còng trần húc vỗ nàng thoáng một phát nói, sướng sờ cái bướm á, tranh thủ thời gian mở ra nguyễn kiện đến xem à. Cái này nguyễn kiện giao diện rất đơn sơ, góc trái trên cùng văn bản tài liệu tuyển hạng ấn mở về sau, tự là ba cái công năng. Đưa vào, phát ra, rời khỏi. Điểm kích đưa vào, đi ra một cái đối thoại khung, là có thể đại lượng lựa chọn 3D mô hình, văn bản tài liệu thuộc loại địa yêu cầu không hạn chế, bất quá Trần Húc dùng đều là 3D chuyên dụng cách thức. Mắc mở rộng tên văn bản tài liệu, đại lượng đưa vào về sau, cài đặt thoáng một phát phát ra văn bản tài liệu vị trí, điểm kích chuyển đổi, có thể chứng kiến thanh process bắt tiến độ máy tính, nhanh chóng bá bá bá, một mảnh dài hẹp vào tới đầu, một phút đồng hồ không đến thời gian, liền đem mấy trăm mô hình chuyển hóa thành công rồi. Mở ra phát ra cặp văn kiện xem xét, phần kết kiện tên không có sửa, nhưng là mở rộng tên toàn bộ biến thành. x -body loại này cho tới bây giờ chưa thấy qua cách thức. Bất quá từng cái lớn nhỏ, vậy mà quả thực cũng chỉ có mấy trăm hơn 10 bài. Cái này có thể là một loại hoàn toàn mới áp xúc tính toán phương thức, tuyệt đối có siêu cao cấp áp xúc phép tính ở bên trong. Trần Húc thì thào nói một câu, trong nội tâm cũng bội phục phải chết, không hỗ là ích kỹ thuật thực con mẹ nó tiên tiến à. Bất quá vừa nghĩ tới kỹ thuật tân tiến như vậy tổ chức lại bị chính mình một cái sinh viên cho hù đến rồi, Trần Húc tự lại đắc ý. Cao hiểu tiết nhìn màn ảnh, không thể tin hít vào khí nói, trời ạ à, trời ạ. À. Bọn hắn kỹ thuật quá cường đại, điều này sao có thể sao, thật là SMMS đại thần bằng hữu sao, bọn hắn tại sao phải băng giúp chúng ta à. Quản dịch nói, SMMS đại thần không phải nói hắn là ca ca người địa bằng hữu sao, hẳn là xem tại ca, ca ngươi trên mặt mũi A, nhớ tới mất đi ca, ca cao hiểu tiết có chút ảm đạm. Bất quá vẫn gật đầu, bởi vì chỉ cần đối với máy vi tính có chút hiểu rõ, tự nhiên là có thể nhìn ra cái này nguyễn kiện giá trị, người ta tự là tùy tùy tiện tiện cho mình. Khả năng thực chính là mình ca, ca cùng SMMS trước kia nhận thức A, bằng không thì lần thứ nhất còn dễ nói là vì kia đại thần gặp chuyện bất bình, lúc này đây thật là không có lý do. Mấy người thảo luận vài câu SMMS về sau, Chủ đề liền trở về cái này áp xúc nhuyễn kiện đi lên. Cao Hiểu tiết tự nói, chơi ạ, à, vật này cường đại như vậy, có thể đem 3D mô hình thu nhỏ lại hơn vạn lần, cái kia dùng tại World of Warcraft bên trên, chẳng phải là nói 10G hộ khách đầu chỉ cần một chút lớn nhỏ có thể chơi. Trần Húc lắc đầu nói không phải như thế, ta suy đoán. Cái này áp xúc phép tính tuy nhiên đầy đủ cường đại, nhưng cũng không phải vạn năng đấy. Bởi vì vì chúng ta mô hình đều gần kề chỉ là trạng thái tĩnh lập thể thức đồ vật này nọ, cho nên áp xúc rất thuận tiện. Nhưng giống ma thú cái loại này động thái địa đại mô hình tựu không dễ dàng như vậy chi zeta ui. Hơn nữa các người thấy được ấy ư, mới đích mô hình có chút sai lệch địa cảm giác, có lẽ áp xúc là có hao tổn đấy. Cái này mô hình chỉ sợ cùng chúng ta lần trước xem cái chủng loại kia demo không sai biệt lắm, cảm giác lớn nhỏ thật muốn tính toán cũng cùng loại cái kia chính là đem mấy trăm MB lớn nhỏ đồ vật áp xúc thành cao hiểu tiết ngẫm lại hẳn là như vậy, bất quá nhìn xem loại này mới đích mở rộng tên nàng liền cao mày nói này trùng loại kiểu văn bản tài liệu có thể hay không không cách nào thêm tái à, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này mở rộng tên. Cái này mở rộng tên là x 3 d Trần Húc xem thời điểm nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Ít người của tổ chức thực coi trọng bọn hắn danh xưng à, rất rõ ràng cái này mở rộng tên ý nghĩa tự là, ít tổ chức 3D mô hình bất quá ngấm lại không kiêm dung khả năng sẽ rất nhỏ, Trần hút lại để cho Cao Hiểu Tiết đem những này mô hình phát đến chính mình trên máy vi tính, sau đó thí nghiệm thoáng một phát, có thể thành công thêm tái, rất nhẹ nhàng, nói rõ loại này mô hình là có thể kiêm dung tại trước mắt hệ thống ở dưới. Cái kia như vậy, vốn là cần hơn 100 mẹ nó bước quá chứ hộ khách đầu, cái lúc này lập tức tự chỉ cần mấy trăm cây bi tự có thể giải quyết vấn đề, nói cách khác, đem những này 3D mô hình toàn bộ đều thêm tái tại website bên trên, mấy trăm cây bi lớn nhỏ, Người sử dụng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm mở ra, cho dù tốc độ đường truyền chậm một chút cũng không có vấn đề gì. Loại này website trò chơi, tự là cao hiểu tiết trong lòng hoàn mỹ tác phẩm rồi. Hơn nữa là trọng yếu hơn phải, người khác muốn sao đều sao không qua. Bọn hắn chỉ có thể vào đi đơn giản nhất phòng chế, chống đỡ chết làm ra đến 2D hình ảnh trò chơi. So về cái này 3D, có thể trong phòng rất lập thể bố trí thứ đồ vật trò chơi, những cái kia copy người hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Ta cảm thấy được chúng ta cùng trọng tử ngữ hợp đồng có lẽ một lần nữa nói chuyện rồi. Quản dịch cười nói, nếu như dựa theo nguyên lai like hợp đồng, chúng ta có hại chịu thiệt à, thua thiệt lớn. Ba người đồng thời cười, cười chính là một cái so một cái gian trá. Mà trọng tử ngữ bên kia nghe xong muốn sửa điều kiện, vốn là con mắt đều chừng đi ra, nhưng khi nhìn đến trò chơi tác phẩm về sau lập tức tụ không phản đối rồi. Thật lâu mới nói thầm một câu, các ngươi sẽ không lại thỉnh SMMS đại thần hỗ trợ a. À? loại chuyện nhỏ nhặt này sao có thể làm phiền smms đại thần đâu này cao hiểu tiết cười đắc ý bất quá là đại thần tiểu đệ hỗ trợ như vậy đại thần tiểu đệ không biết ít người của tổ chức nghe được câu này về sau có thể hay không khóc bất quá đối với trọng tử ngữ mà nói smms đại thần tiểu đệ đó cũng là hắn nhìn lên tồn tại dựa vào kỹ thuật nói chuyện ít tổ chức lấy ra đồ vật ai dám nói tranh lệch cuối cùng song phương đàm phán cổ quyền giao dịch gia tăng đến 5% mà trả tiền sử dụng phân thành tắc thì trực tiếp kéo đến chín một trọng tử ngữ khóc không ra nước mắt hắn chỉ lấy một thành thật sự là lợi nhuận không đến cái gì trước rồi quản dịch tắc thì cười thu hồi hợp đồng kỳ thật ngươi không thể nghĩ như vậy đầu tiên chúng ta cái trò chơi này phát triển không gian rất lớn nhất định có thể đủ cho ngươi hấp dẫn đến rất nhiều người sử dụng cùng lưu lượng số tiền kia chúng ta thế nhưng mà chút nào không nhúc nhích ngươi điểm này ta muốn ngươi cũng có thể vụng trộm vui vẻ một cái không cách nào phục chế vượt mức quy định trò chơi, chỗ mang đến tiền lời chính là vô cùng cực lớn, khoản này mua bán ngài có thể không lỗ. Trọng tử ngữ sờ lên cái mũi, cười khổ nói, được rồi, cùng ngươi việc buôn bán sẽ không trông cậy vào có thể liều mạng kiếm tiền. Được rồi, các ngươi cái này trò chơi đại khái lúc nào có thể triệt để hoàn thành. Một tháng A, phương diện này là Trần Húc hoàn toàn phụ trách, một tháng có thể triệt để online, trò chơi đời thứ nhất bản vốn đã chế tác không sai biệt lắm, chỉ kém một chút số liệu tính toán, sau đó còn muốn tiến hành Glow Beta, tin tưởng thật là nhanh đến. Trọng tử ngữ gật đầu, nói, vậy được rồi, tự một tháng, ta hiện tại mà bắt đầu liên hệ quảng cáo thương, chuẩn bị cho tốt quảng cáo tương quan công việc rồi. Một tháng, hôm nay là đại niên lần đầu tiên, mà thường thường tháng riêng 16, tự là khai giảng cuộc sống. Bất quá đã đến sơ bốn thời điểm, chạm tinh cùng ngô nguyên tự trở lại rồi. Ngô Nguyên lúc trở lại Trần Húc còn nằm ở trên giường nằm ngáy o, o, là Đường Bích Hiên hơn nửa đêm đi nhà ga tiếp hắn, khục khục, hai người kia quan hệ trong đó nha. Khó mà nói, khó mà nói, mỗi lần nâng lên Ngô Nguyên, Đường Bích Hiên trên mặt luôn hồng hồng, cái gì cũng không chịu nói. Sáng ngày thứ hai Trần Húc tỉnh lại chứng kiến bên cạnh có một đại nam nhân sợ hãi. Nhấc chân tựu là một cước đem cái thằng này từ trên giường đập mạnh đi xuống, về sau mới phát hiện dĩ nhiên là Ngô Nguyên tiểu tử này. Mà đợi đến lúc Trần Húc Thụy Nhãn mông lung đẩy cửa ra xuống lầu lúc chạm tinh tựu như vậy điềm tĩnh ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn xem sáng sớm tin tức. Chứng kiến Trần Húc xuống, cái này điềm tĩnh nữ hài nhi mỉm cười, nói, sớm, muốn ăn chút gì không sao. Giờ khắc này, thật sự coi như đang ở trong mộng đồng dạng. Audio điện tử võ tấn bền Trạm tinh cùng ngô nguyên gia nhập khiến cho trò chơi công tác hiệu suất nhanh gấp đôi. Bởi vì lúc trước mọi người thảo luận cái trò chơi này chỉ có thể hẹn rồi thời gian tập thể bên trên ứng dụng QQ Group hoặc là giọng nói nói chuyện phiếm thất, nhưng trò chuyện trò chuyện tựu rối loạn, cho nên hiệu suất không cao. Mà Ngô Nguyên lần này gia nhập giảm bớt Trần Húc một bộ phận áp lực, chạm tinh tắc thì phụ trách trò chơi số liệu mã hóa. Bởi vì nếu như không thêm mật, như vậy như vậy trò chơi sẽ rất nhẹ nhàng bị người khác chặn được số liệu tiến hành phân tích, sau đó chế tạo ra cày tiền, soát kinh nghiệm auto. Tốt như năm đó truyền kỳ, Trần Húc bọn hắn loại thái độ này đủ để cho rất nhiều trò chơi công ty xấu hổ dục chết rồi. Bởi vì tại hiện tại đại trong hoàn cảnh, rất nhiều trò chơi công ty đều là mình tùy tùy tiện tiện làm cái cấu tứ khai phát ra một cái tiểu game online sau đó trực tiếp thì lấy đi tuyên truyền. Một mặt được xưng vĩnh cửu miễn phí một mặt tắc thì dốc sức liều mạng cấp cho thu phí đạo cụ, hoàn toàn tự là kiếm một chuyến tự rời đi cái chủng loại kia. Những trò chơi này chính giữa, tuyệt đại bộ phận đều là rác rưởi trò chơi bắc siêu nhiều, chi tiết, tỉ mỉ mơ hồ hơn nữa trước sau mâu thuẫn. So về Trần Húc bọn hắn người học sinh này công tác đoàn đội đối với từng cái đạo cụ giá hàng đều phải đi qua kỹ càng phân tích, chỉ từ thái độ bên trên tựu kém xa lắc. Mà theo khoảng cách khai giảng thời gian càng ngày càng gần, máy vi tính hứng thú tiểu tổ lũ ra xúc nguyên một đám cũng phần lớn là sớm phản trường học, cùng một chỗ cố gắng khắc phục khó khăn cái trò chơi này. Chỉ có điều, đám người kia chính giữa, thẳng đến tháng riêng 16 số chính thức khai giảng, lại hay vẫn là thiếu đi mấy người. Mấy vị đại học năm bốn đám học trưởng bọn họ cái lúc này đã đi thực tập rồi, đợi đến lúc bọn hắn trở lại. Thì ra là đã đến tháng 6 phần, giao luận văn hoàn thành biện hộ, đại học 4 năm địa sinh hoạt tụ toàn bộ đã xong. Chỉ có điều Trần Húc bọn hắn hiện tại cũng không tâm tư đi khởi sướng lượt chọc vào thù du thiếu một người cảm khái. Bởi vì trò chơi đã tiến nhập cuối cùng clo Beta giai đoạn. Kỳ thật từ lúc 2007 đầu năm địa thời điểm, như hiện tại lưu hành tranh giành xe vị, vui vẻ nông trường trở website hữu ích, thiết thực chọc vào kiện cũng còn không có ở trong nước xuất hiện. Thậm chí ở thời điểm này, trong nước web website trò chơi cũng gần kề chỉ là vừa vừa cất bước mà thôi. Căn cứ Trần Húc bọn người vốn có nghĩ cách, tự là đem cái này nhà của ta viên phòng của ta làm thành một cái website thức trò chơi kết nối động ở cộng đồng trên mạng, chỉ có điều cùng cộng đồng lưới người sử dụng tư liệu tiến hành cộng hưởng. Nói cách khác không cần muốn mặt khác đăng ký người sử dụng tư liệu, hơn nữa đăng ký này trò chơi điện nợ mới số, phải tất yếu thông qua cộng đồng lưới đến đăng ký thì thật nguyên lai nghĩ cách hay vẫn là căn cứ vào một cái tương đối độc lập website trò chơi. Nhưng là trò chơi làm xong về sau, Cao Hiểu Thiết tựu liên hệ rồi thoáng một phát cái kia thần bí xuất hiện hỗ trợ ích Thỉnh bọn hắn đến hỗ trợ nhìn một cái, cái này cố nhiên là đem ít người phiền muộn phải chết, bởi vì vì bọn họ nào có lúc này đến băng giúp một đám đệ tử làm trò chơi à. Nhưng là phiền muộn quy phiền muộn, cái này Mã thí tâm bốc hay là muốn đập đấy. Bởi vì S người giàu muối không tiến muốn vuốt mông ngựa làm gì vậy đại khái chỉ có thể thông qua cao hiểu tiết con đường này rồi cho nên đối với cô bé này ích chẳng những không dám có bất kỳ nghĩ cách ngược lại muốn trăm phương ngàn kế địa lấy nàng niềm vui mới được tuy nhiên làm như vậy quá thương ích tự tôn bất quá khi cao hiểu tiết tìm tới cửa về sau bọn hắn cũng không thể qua loa cho xong vì vậy ích người tự giúp bọn hắn đem hộ khách đầu sửa đổi thoáng một phát theo vốn có web cách thức sửa chữa thành căn cứ vào fl tiệm uốn tóc as kỹ thuật website nội khảm chọc vào kiện cách thức Loại này cách thức lớn nhất chỗ tốt ngay tại ở cái này trò chơi tựu là hoàn toàn dùng một loại chọc vào kiện hình thức nội khảm tại cộng đồng lưới ở trong rồi. Người sử dụng tại cộng đồng trong lưới tiến hành cùng hảo hữu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đồng thời, có thể trực tiếp một chút kích nên chọc vào kiện tiến hành trò chơi, cái này gia tăng thật lớn này trò chơi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính. Mà ở kế tiếp nửa tháng khẩn trương clo beta về sau, lại sửa đổi clo beta trong phát hiện địa mấy cái bắc, vì vậy tại tháng 3 20 ngày thì ra là âm lịch ngày 2 tháng 2 Long Sĩ đầu vào cái ngày đó, cái này nhà của ta viên phòng của ta, rốt cục chính thức đăng nhập cộng đồng lưới, đã trở thành trong nước SNS cộng đồng chính giữa, đệ nhất khoản chính thức địa xã giao trò chơi. SNS cộng đồng phát triển cách, vốn chính là một loại được vinh dự là virus thức truyền bá quá trình. Như trong nước lúc đầu SNS cộng đồng người sử dụng, phần lớn là sử dụng hảo hữu mời đăng ký phương thức đến truyền bá, cái này là một loại dùng con người làm ra bản trọng yếu thể hiện. Mà lúc đầu địa loại này SNS cộng đồng kỳ thật tựu cùng một ít ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trang web đồng dạng, gần kề tựu là áp dụng ghi nhật ký, thượng truyền ảnh chụp chờ chờ rất bình thường là phương thức đến tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Loại này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại hình thức rất chỉ một hơn nữa bình thường, cũng không có có cái gì đặc biệt mới là địa điểm từ có thể đem hảo hữu nhóm, đám bọn họ ngưng tụ cùng một chỗ. Nhưng là nhà của ta viên phòng của ta cái này trò chơi một mặt thế, rất nhanh ngay tại cộng đồng lưới người sử dụng chính giữa truyền bá ra đến. Có thể có được một cái phòng ốc của mình, hoa của mình viên, hơn nữa hình ảnh làm vô cùng là tinh mỹ xinh đẹp. 3D mô hình nhưng lại một chút cũng không tạp, mới là trò chơi phương thức chỉ cần mỗi ngày đăng nhập một lần đánh làm công, đối với tưới nước cho hoa tưới nước các loại là được rồi. Cho nên nhanh chóng lôi kéo đại lượng người sử dụng quần thể. Có thể ngàn vạn không nên xem thường loại này nhìn như đơn giản trò chơi, tuy nói mỗi ngày chỉ cần đăng nhập một lần vi hoa của mình rồi tưới nước đem gian phòng quét dọn thoáng một phát là có thể đề cao kinh nghiệm. Nhưng trò chơi khai phát người Trần Húc, N, làm làm một cái chơi máy rời trò chơi cơ hồ tất dùng sửa chữa khí. Chơi game online chuyện thứ nhất tựu là muốn đi tìm auto ra hỏa, hắn tự nhiên rất hiểu rõ, nhất định có rất nhiều người chơi như chính mình như vậy vui cười chung với rất nhanh thăng cấp quá trình. Cho nên tại khai phát cái này trò chơi thời điểm, vì tăng cường trò chơi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính, Trần Húc cố ý tại trong trò chơi để lại một cái có thể cày tiền soát kinh nghiệm bắc, cái này kỳ thật không tính là bắt rồi, tự là lợi dụng trò chơi chính giữa một cái ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại công năng, đến hảo hữu ra hỗ trợ quét dọn vệ sinh, băng giúp bông hoa tưới nước chờ các loại, mỗi ngày có thể kiếm được 50 điểm kinh nghiệm hạn mức cao nhất. Đừng nhìn kinh nghiệm thiểu, đồng dạng có người sẽ đến soát, mình mở áo lót hoặc là hô bằng hữu gọi hữu tổ chức thành đoàn thể soát kinh nghiệm. Một ngày 50 điểm, 10 ngày tự là 500 điểm, tính toán muốn so với chính mình chậm rãi chứng kinh nghiệm phải mạnh hơn nhiều. Hơn nữa đang cày kinh nghiệm đồng thời còn có thể cày tiền, mỗi ngày cày tiền là không có hạn mức cao nhất đấy. Bất quá Trần Húc bọn hắn chắc thử một chút, thông qua loại này bàn trải phương pháp đến cày tiền, mỗi ngày cao nhất cũng chỉ có thể soát trước hơn một vạn khối tiền. Cái này đối với sự thật chính giữa là một khoản tiền lớn rồi. Bất quá tại trong trò chơi chưa hẳn có thể tính toán cái gì, hơn nữa tại không có kinh nghiệm dưới tình huống, có rất ít người sẽ có cái kia kiên nhẫn điên cuồng đi cày tiền đấy. Quả nhiên, trò chơi đẩy ra sau gần kề một tuần lễ, tại cộng đồng lưới phô thiên cái địa địa quảng cáo phía dưới, trò chơi người sử dụng tựu cuồng tăng đã đến 5 vạn người, cộng đồng nguyên vốn là trong nước cất bước so sánh sớm, quy mô lớn hơn một cái SNS cộng đồng, vốn là tựu có được 10 vạn tả hữu người sử dụng quần thể. Lần này thì có một nửa người gia nhập trò chơi, đương nhiên không thể dạng này tính, cái này 5 vạn người chính giữa, có 8.000 người là mới đăng ký người sử dụng. Thì ra là vì cộng đồng lưới rót vào thành phần chính máu mới. Cái này 8.000 người chính giữa, căn cứ số liệu đến xem, có chừng 1 phần 3 bộ dạng là mình đăng ký áo lót, nhưng là bài trừ áo lót, trong một tuần người sử dụng nhân số gia tăng 5.000 người, vậy cũng là bên trên là một cái phi thường rất giỏi con số rồi. Hơn nữa cái số này vẫn còn tiếp tục tăng trưởng chính giữa. Nhân số đột nhiên tăng lớn tất nhiên hội làm cho server áp lực tăng cường, hơn nữa số người này còn không chỉ có chỉ là quang mở ra website trò chơi tính toán khẳng định phải so bình thường website xem càng muốn tiêu hao server tài nguyên. Bất quá trọng tử ngữ rất nhanh tự tuyên bố, cộng đồng lưới đạt được hoa cường tập đoàn 500 vạn nhân dân tệ địa tài chính rót vào, hoàn toàn không tồn tại server áp lực vấn đề. Hoa cường tập đoàn, tự là quản dịch phụ thân cái kia tập đoàn rồi. Lần trước đi khách sạn 5 sao, trọng tử ngữ tự là cùng quản dịch phụ thân thảo luận tài chính tài trợ vấn đề. Tuy nhiên 500 vạn đối với một cái cỡ lớn trang web mà nói là thiếu một chút, nhưng hôm nay cộng đồng mới vừa vừa cất bước, số tiền kia có thể nói là một cái phi thường mấu chốt sơ kỳ tài chính tích lũy. Xem quan, lúc này thời điểm tựu không được cảm thán thoáng một phát lịch sử tính ngẫu nhiên. Tại vốn có trong lịch sử, cộng đồng lưới đã từng vừa mới xuất hiện qua một thời gian ngắn sau đó tự mai danh ẩn tích, bởi vì tựu là cộng đồng lưới người sáng lập trọng tử ngữ không cẩn thận bị cuốn hút bệnh chó dại độc, mà khi đó hắn thì như thế nào có tâm tư phóng đang làm việc bên trên. Cho nên cộng đồng vừa mới theo này lưu lạc. Trong lúc vô hình, Trần Húc đã từng bước một cải biến lịch sử, nhưng lịch sử địa cải biến. Có thể hay không ảnh hưởng đến Trần Húc trong tay cái kia đài siêu cấp máy tính đâu này. Vấn đề này Trần Húc nghĩ tới, nhưng là không nghĩ ra, vì vậy dứt khoát tựu không muốn. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, nghĩ nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ vật không có bất kỳ ý nghĩa. Lúc này đây trò chơi lại là lại để cho cao hiểu tiết, Trần Húc bọn hắn cái này khai phát đoàn đội đại hỏa một bà. Dù sao trò chơi cần lăng xê, mà kim dung bày hiệp chuyện lại tục tiền duyên chế tác thành viên tổ chức bản thân chính là một cái vô cùng tốt địa lăng xê mánh lưới hơn nữa cái này trò chơi thú vị tính hoàn toàn chính xác rất cường nói thí dụ như nông trường a tuy nói trò chơi trên cơ bản chỉ cần mỗi ngày ấn mở website dùng con chuột điểm trước đó lần thứ nhất là được rồi căn bản chiếm dùng không mất bao nhiêu thời gian nhưng là nông trường chính giữa gia tăng một cái ăn cắp công năng lại là phi thường lại để cho các người chơi hoan nghênh hơn nữa phiền muộn đấy hoan nghênh đương nhiên là trộm người khác thứ đồ vật. Phiền muộn đúng là bị trộm, không ít người chơi đều là gắt gao nhìn mình chằm chằm ra thu hoạch cùng lúc cũng đang ngó chừng hảo hữu ra địa ruộng đồng, thậm chí điên cuồng mở ra máy tính giờ thức đêm chuẩn bị trộm người khác đồ vật này nọ. Bởi vì kiếm tiền cơ hồ đều dựa vào nông trường đến lợi nhuận, một lần trộm bên trên 10 cái trái cây tựu là mấy ngàn khối tiền à, đủ mua một mét vuông phòng ốc. Cái này trò chơi đại hỏa tự nhiên là đưa tới mặt khác SNS cộng đồng, thậm chí là Tencent chú ý. Bởi vì Tencent cũng là nhất chú ý loại này dùng con người làm ra bản ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trò chơi phương thức đấy. Bọn hắn nhạy cảm thấy được cái này trò chơi đem có thể mang đến cực lớn giá trị. Mà ngoại trừ Tencent, những thứ khác SNS cộng đồng càng là đối với cái này trò chơi nhìn chằm chằm. Dù sao kéo người, Tencent dựa vào cái ứng dụng QQ là đủ rồi. Mà bọn hắn những này vừa cất bước tiểu trang web tắc thì rất bức thiết cần một cái như vậy trò chơi đến kích thích người sử dụng ngưng tụ tính. Bất quá trọng tử ngữ đương nhiên là không thể nào đem loại này đẻ trứng gà trống chắp tay nhượng suốt đi, những người này tìm được cao hiểu tiết, có thể cao hiểu tiết lại nói bọn hắn đã tại cộng đồng lưới ký hợp đồng, cái này trò chơi không thể chuyển giao những thứ khác trang web đến đưa vào hoạt động. Mà bọn hắn tạm thời cũng không có cái gì mới đích nghĩ cách, tự là không có ý định làm tiếp thứ hai khoản cùng loại cộng đồng trò chơi rồi. Này đây những này SNS cộng đồng chỉ có thể phiền muộn ở trong bụng mắng một trận về sau, mình mở thủy sao. Kỳ thật như loại này xã giao trò chơi, nhất ra vẻ yếu kém chính là một cái mới chữ. Tại 2007 đầu năm thời điểm, ở trong nước S cộng đồng cũng còn không có có thể hình thành quy mô thời đại này, xã giao trò chơi cũng gần kề chỉ là còn chưa tới cơ sẽ xuất hiện mà thôi. Cái này cấu tứ nhưng thật ra là rất dễ dàng muốn, cho nên rất nhanh, cùng loại xã giao trò chơi tự xuất hiện ở trong nước, trường học nội những này SNS cộng đồng chính giữa. Ví dụ như nông trường, mua phòng ốc, đoạt xe vị chờ chờ. Những này cộng đồng trò chơi tuy cũng là khẩn cấp địa băng, giúp những này SNS cộng đồng kéo một nhóm người khí. Nhưng lại xa xa không sánh bằng nhà của ta viên phòng của ta như vậy địa ra vẻ yếu kém hơn nữa có rung động tính. Có một điểm không phải không thừa nhận chính là, song phương kỹ thuật tranh lệch thật sự quá lớn. Đem như vậy 3D mô hình trò chơi dùng FL tiệm uốn tóc as hình thức nội khảm tại website chính giữa, toàn bộ tính toán độc lập đặt ở server bên trên, mà loại trò chơi này căn cứ đánh giá tính toán một cái ít nhất cần 100 MB đã ngoài. Như vậy cỡ lớn trò chơi làm sao có thể hội tồn tại? Sẽ không cao hiểu tiết các nàng lại thỉnh SMMS đem làm ngoại viện đi à nha? Đối với cái này phần kỹ thuật, cao hiểu tiết tại đối mặt truyền thông phỏng vấn địa thời điểm chỉ là cười nói có cao nhân hỗ trợ, về phần là ai, có phải hay không SMMS, cao hiểu tiết đều là dùng xuân thu bút pháp, lược qua không nói. Như vậy, cũng chỉ có thể lại để cho những cái kia muốn nhìn một chút thông qua cái gì phương pháp đến làm đến cái này kỹ thuật trang web nhóm, đám bọn họ có khóc cũng không làm gì rồi, người ta sau lưng đứng chính là thần à. Bất quá cũng đích thật là có người đối với SMMS như vậy bất công rất bất mãn. Một cái tiểu trang web nhân viên quản lý tự đã viết một quyển sách xạ thủ văn gọi là Cao hiểu tiết là SMMS tư sinh nữ sao. Văn trong một số gần như chế nhạo châm chọc sự tình. Bất quá ngay tại 2 giờ về sau, cái này trang web lập tức lọt vào hacker công kích đóng cửa, mà cái kia nhà ga nhân viên quản lý còn ngu lại chạy tới làm một cái mắc khung tại bắc mỹ server kế thức đem trang web mở, sau đó thông quyền sách đều là công kích smms đấy, nhưng lại đã viết rất nhiều smms cùng cao hiểu tiết tầm đó không thể không nói câu chuyện. sau đó cái này nhân viên quản lý đã bị đại lục bên này thỉnh đi cục cảnh sát bên trong uống trà rồi, mà hắn trang web coi như là tại bắc mỹ cũng lập tức bị phong bế, bởi vì ít một câu. Cái này nhân viên quản lý cần may mắn, bởi vì hắn sinh ở trong nước. Nếu như ở nước ngoài, tại ích thế lực trực tiếp bao phủ xuống. Cái kia cũng không phải là vô cùng đơn giản, uống chén trà tựu có thể giải quyết mất vấn đề sự tình. Mà chuyện này truyền bá phạm vi cũng không lớn, nước ngoài có ích hàn lệch, trong nước nha, truyền thông quản chế như thế nghiêm khắc đại lục càng sẽ không lưu truyền ra tin tức gì đi ra ngoài. Gần kề tựu là rất nhiều truyền thông địa cao tầng đã nhận được tiếng gió, cũng đều đã minh bạch, SMS hôm nay đối với quốc gia mà nói là trọng yếu phi thường, vì để tránh cho tự dước lấy họa, những cái kia cầu tử à, bát quái à. Chuyện xấu à những này hấp dẫn ánh mắt đồ vật, không muốn chết hay vẫn là không muốn dùng những vật này đến lang xê mới tốt. Cho nên cao hiểu tiết căn bản cũng không biết chuyện này, trò chơi sự tình trên cơ bản bề bộn không sai biệt lắm, hôm nay cũng không cần phải nàng đến quan tâm. Cho nên hiện tại, nàng muốn quan tâm đúng là bánh ngọt điếm sự tình, thuê mặt tiền cửa hàng mua thiết bị xin các loại giấy chứng nhận, sau đó còn có học tập bánh ngọt cách làm, Cao Hiểu Tiết hiện tại thế nhưng mà bề bộn mệt chết việc cực còn kém le lưỡi rồi. Lại để cho Cao Hiểu Tiết rất không thoải mái hơn là, nàng bề bộn địa phải chết muốn sống, Trần hút cùng quản dịch nhưng lại không biết chạy đi nơi đâu chơi. Về phần quét dọn mặt tiền của cửa hàng à các loại địa sự tình, tìm bọn hắn căn bản đều tìm không thấy. Bất quá khá tốt, có ngô nguyên cái này ô xin tại, Cao Hiểu Tiết cười đắc ý. Chỉ cần đường bích hiên ở chỗ này, sẽ không sợ ngô nguyên người này không ba ba mắc câu quả nhiên cao hiểu tiết một có chuyện gì phân phó đường bích hiên đi làm ngô nguyên lập tức tự đoạt lấy đến tự mình giải quyết rồi cuối cùng làm cho đường bích hiên có chút đau lòng cao hiểu tiết cùng chạm tinh trốn ở một bên vụng trộm cười mà trần húc cùng quản dịch hiện đang làm gì đó đi đâu này kỳ thật không hề giống cao hiểu tiết nghĩ như vậy trần húc cùng quản dịch hai người bây giờ đang ở cùng một chỗ quản dịch cái kia yêu tinh chạy đi nơi nào trần húc cũng không rõ ràng lắm bất quá trần húc hiện tại đang tại đều ở nhà cùng trọng tử ngữ hai người cùng một chỗ soát chiến trường Đương nhiên, cái này soát chiến trường cũng không phải là chơi World of Warcraft, mà là hai người cùng một chỗ đang cày hồng khách chiến trường điểm. Đồng thời, Trần Húc Tại đi theo trọng tử ngữ đằng sau học tập hacker tiến công kỹ xảo. Cao hiểu tiết tiến công thủ đoạn mặc dù nhiều biến linh hoạt, nhưng là do ở nhà đầu kia trụ cột tri thức quá kém, nhiều nhất thì ra là cái nhập môn cấp cho nên nàng còn không có cái kia trình độ cho Trần Húc giúp cho chỉ đạo. Nhưng trọng tử ngữ lại bất đồng, làm làm một cái tư lịch tương đối sâu hacker, Trọng Tử ngữ đánh giá tính toán một cái thực lực của mình, trên cơ bản tại Hồng Khách liên Minh chính giữa thuộc về Trung thượng một tầng. Cái này trình độ nói có cao hay không, nói thấp tự nhiên là cũng không thấp. Mà đối với Trần Húc mà nói, hôm nay theo Trọng Tử ngữ trên người, hắn có thể học tập đến rất nhiều vật hữu dụng. Giống như Trần Húc trước kia xâm lấn thời điểm Đại đô dựa vào nguyễn kiện. Đúng vậy, rất nhiều nguyễn kiện đều là Trần Húc chính mình biên soạn, nhưng là nguyễn kiện ứng đối biện pháp luôn có thể so với chân nhân muốn chậm vỗ một cái cao thủ chân chính sử dụng đều là mệnh lệnh ví dụ như biểu hiện người sử dụng chỗ máy chủ bên trong ip hiệp nghị phối trí tin tức chờ tư liệu ít mệnh lệnh tại windowsn hèn mọn bị ổi tê bình đài chính giữa hoàn thành mạng lưới công tác thường dùng nhất cũng là cường đại nhất nét mệnh lệnh mệnh lệnh này có thể thành lập ipc liên tiếp kết nối chiếu rọi ổ đĩa cứng mở ra hệ thống phục vụ chờ các loại kể cả thành lập người sử dụng tài khoản đều là sử dụng loại này mệnh lệnh sau đó còn có s mệnh lệnh TELNET mệnh lệnh, FTP mệnh lệnh chờ các loại, những này mệnh lệnh tại công thủ chính giữa phát ra nổi tác dụng thực tế trọng yếu, mà ở tình huống như thế nào hạ sử dụng cái gì mệnh lệnh, tiến hành cái gì thao tác, đây mới là một cái hacker cao cấp tố chất thể hiện. Trần Húc ở phương diện này năng lực phải kém rất nhiều, hơn nữa là tối trọng yếu nhất một điểm là được. Tay của hắn nhanh chóng không đủ nhanh, Trần Húc máy vi tính trụ cột tri thức, tại học tập hán ngữ nói về sau đã trở nên càng phát củng cố cùng hoàn thiện tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn nửa năm học tập, nhưng là một cái người châu Á học tập nửa năm Hán ngữ cùng học tập nửa năm Anh ngữ kết quả hội là giống nhau sao? Rõ ràng không có khả năng, một cái tiểu học sinh học tập nửa năm Hán ngữ người ta là có thể viết ra một quyển sách âm thanh tình cũng mậu văn vẻ rồi, lại để cho hắn học tập nửa năm Anh ngữ thử xem. Trên cơ bản từ đơn cũng còn không nhớ rõ mấy cái đây này. Tự lấy Trần Húc hôm nay có thể độc lập chế tạo ra như vậy một cái 3D mô hình đơn giản trò chơi là có thể nhìn ra, hôm nay hắn kỹ thuật tối thiểu tại đệ tử chính giữa đều xem như coi như không tệ được rồi, mà mạng lưới công thủ chính giữa mệnh lệnh rất nhiều đều là anh văn, điểm ấy lại để cho Trần Húc nhớ có chút phức tạp, cho nên hiệu suất thấp điểm. Bởi vì hán ngữ nói phát ra là muốn thông qua Trần Húc trong tay hán ngữ nói tổng hợp khí, tại cái khác server bên trên là không dùng được, cho nên cái này một khối nội dung, Trần Húc còn cần tăng cường học tập. Đây cũng chính là trọng tử ngữ chỗ đánh giá, Trần Húc trụ cột tri thức cùng hắn chỗ biểu hiện ra công thủ năng lực không phù hợp trọng yếu nguyên nhân. Mà còn một điều tựu là, Trần Húc tốc độ viết chữ cũng không đủ nhanh. Nhất là đưa vào mệnh lệnh cần một ít đặc thù ký tự, đối với rất nhiều hacker mà nói, bọn hắn đối với loại này đặc thù ký tự chỗ tồn tại bàn phím vị trí, nếu so với ABCD bàn phím vị trí càng muốn thuần thục. Mà Trần Húc đối với trên bàn phím ABC vị trí coi như so sánh hiểu rõ, nhưng là đặc thù ký tự, trên cơ bản đều cần dùng mắt tựu nhìn. Ngang cấp hacker so đấu liều đích là cái gì? Trường thi phản ứng lực cùng đưa vào mệnh lệnh tốc độ, Người so người khác sớm một giây đồng hồ đưa vào pin mệnh lệnh, như vậy tiếp theo tìm được đối phương y địa chỉ, mà muộn như vậy một giây đồng hồ, rất có thể cũng sẽ bị đối phương cắt đứt quan hệ đào thoát. Cái này một khối đồ vật, tiểu mẫn cho tới bây giờ tựu không có nói qua, đề đều không có nói tới qua. Hôm nay Trần Húc rốt cuộc minh bạch tiểu mẫn vì cái gì không chịu dạy mình hacker công thủ kỹ thuật, bởi vì máy tính tựu là máy tính, vĩnh viễn là muốn cái căn cứ chương trình đến vận hành công tác, mà hacker cái nghề nghiệp này, xa xa không là thông qua một ít chương trình là có thể giải quyết đấy. Trần Húc hôm nay cầm trọng tử ngữ cho mình một cái đánh chữ Nguyễn Kiện, phiền muộn ở luyện tập tốc độ tay cùng mệnh lệnh đưa vào. Nghĩ thầm tân tân khổ khổ vài chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng. Loại này đánh chữ Nguyễn Kiện thế nhưng mà hắn lúc trước chơi tiểu bá vương thời điểm mới chơi, không nghĩ tới vài chục năm về sau, chính mình lại phiền muộn đánh lên rồi. Cái này đánh chữ Nguyễn Kiện là đám hacker thường dùng, Huấn luyện cũng không phải cái loại này bình thường đánh chữ, mà trên cơ bản đều là một ít thường dùng mệnh lệnh. Ví dụ như c dấu lân x sử dụng ipconfig mệnh lệnh xem xét cụ thể tư liệu, kể cả khảo thí máy chủ tên, địa chỉ ip, từ lưới dấu mã chờ chờ. Ban đem đối phương ổ c chiếu giỏi đến chính mình bàn. Nói ngắn lại, cái này là một cái huấn luyện hacker tốc độ tay công cụ bên trong xuất hiện đều là thường dùng mệnh lệnh, mà trọng từ ngữ tắc thì ở một bên nói. Hacker mệnh lệnh đưa vào cùng bình thường máy tính thao tác cũng không giống nhau. Thật giống như hiện tại chúng ta sử dụng các loại đưa vào cú pháp thời điểm, ví dụ như Sogo, Google, ánh sáng tím ghép phần, đưa vào tiếng chung thời điểm một khi gọi lộn số chữ cái sẽ có mơ hồ sửa chữa thiết lập, nhưng là đưa vào anh Văn, không nghĩ qua là sẽ đưa vào sai lầm hơn nữa không có nói bày ra. Nhưng là tại hacker mà liều đấu chính giữa, nếu như anh Văn chỉ lệnh không quen, một chữ mẫu đánh sai sẽ sinh ra mệnh lệnh không có hiệu quả, cho nên đối với những này mệnh lệnh nhất định phải quen thuộc, quen thuộc đến tiện tay có thể đánh đi ra trình độ. Ai, cho nên muốn luyện tập à? Trần Húc đột nhiên tự muốn, vậy tại sao không làm một cái anh văn đưa vào cú pháp đâu này? Nước ngoài có lẽ thì có loại này anh văn đưa vào cú pháp a. À? Không phải lặng yên nhận thức địa cái loại này anh văn, mà là cùng chúng ta đưa vào ghép phần đồng dạng, đưa vào chữ cái về sau có thể tự động xuất hiện tương ứng từ tổ một loại đấy. Tại loại này đưa vào cú pháp bên trong gia nhập mấy cái mệnh lệnh từ kho, về sau dùng địa thời điểm không phải là rất đơn giản sao. Trọng tử ngữ cười nói loại phương pháp này không phải không có thể thực hiện. Nhưng cùng gân gà đồng dạng, dù sao thường dùng mệnh lệnh cũng tự nhiều như vậy, đập vào đập vào tự quen thuộc, so từng cái theo đưa vào cú pháp bên trên tìm kiếm phải nhanh nhanh thuận tiện nhiều. Cho nên không phải là mấy cái chỉ lệnh ấy ư, thói quen thì tốt rồi, không cần phải muốn cái gì phương diện khác chú ý. Trần Húc à xong một tiếng, tiếp tục vùi đầu gõ bàn phím đi. Ai, hacker sinh hoạt à, quả nhiên là buồn tẻ hơn nữa không thú vị đấy. Vừa nghĩ tới đường đường SMMS đại thần hôm nay đều ở nhà luyện tập đánh chữ, Trần Húc tự bi từ đó đến, nếu tin tức này truyền đi, không biết có bao nhiêu người hội phiền muộn tìm đậu hủ đâm chết. Cái này đánh chữ Nguyễn Kiện làm đìa cũng rất xảo diệu, chơi cùng Trần Húc trước kia chơi cái chủng loại kia lôi điện trò chơi giống như, bất quá thường dùng ký tự số là xả kích, sau đó phải tức thời đưa vào các loại mệnh lệnh, vừa mới bắt đầu mệnh lệnh bất qua chiếu đánh là được rồi, mà chờ càng về sau tiến vào cao cấp cửa khẩu thời điểm, tựu là nhắc nhở muốn tiến hành cái gì thao tác. Sau đó lại để cho người chơi tự hành đưa vào tương ứng mệnh lệnh. Tuy nhiên hình ảnh kém một chút, N, 8 vị FC trò chơi cái chủng loại kia rác rưởi hình ảnh, nhưng trò chơi tính lại hay vẫn là rất cao đấy. Trần Húc chính đùa hăng say, đột nhiên điện thoại vang lên, vừa mới chuyển được, bên kia tự chuyển đến cao hiểu tiết khí thế như cầu vồng địa tiếng hô, Trần Húc người cái đại đầu heo chết chạy đi đâu rồi hả? Có biết hay không hôm nay khai trương à? Trần Húc vỗ đầu một cái, nói chuyện này đã quên, sau đó quay đầu cùng trọng tử ngữ nói, đi, mang lên ra ra, thỉnh các ngươi ăn bánh ngọt đi. Ra ra chính là đầu chết đại chết đại màu trắng tát ma a khuyển. Cái này đầu sắc cẩu, Trần Húc sốt cuộc biết cái gì gọi là sắc cẩu rồi. Thằng này nhìn thấy quản dịch trạm tinh cao hiểu tiết cùng đường bích hiên thời điểm tựu thân mật vô cùng, lại là vẫy đuôi ba lại là làm gì vậy nhìn thấy chính mình rồi nhìn cũng không nhìn chính mình liếc chảnh chứ cùng hai đại gia giống như khiến cho trần húc một mực hoài nghi thằng này có phải hay không tây môn khánh hảo chết không chết xuyên việt tới không cẩn thận biến thành cho nên hắn là hơn lần lôi kéo trọng tử ngữ nói là kế hoạch hóa gia đình chúng ta đem cái này đầu chó hoang cho thiến mất a cái này vừa mới dứt lời trần húc đã bị cái này chỉ chó hoang cắn ống quần túm ra cửa dựa vào còn thành tinh rồi hả Bánh ngọt điếm mặt tiền của cửa hàng phòng tựu ở trường học Tây Môn cửa ra vào, vốn là một nhà khai bún thập cẩm cây, sinh ý cũng không tệ lắm, bất quá hình như là trong nhà đã xảy ra chuyện vì vậy tựu không đã làm. Vừa mới mang đi, sau đó cao hiểu tiết cùng quản dịch tựu thừa cơ đem cái này mặt tiền cửa hàng cho bàn xuống dưới. Trực tiếp tựu là ký 3 năm địa hợp đồng, cái này mặt tiền cửa hàng không coi là nhỏ, đại khái hơn 70 mét vuông một gian phòng lớn tử bên trong mang lên lò nướng cùng phòng kế về sau cũng tự không có quá nhiều địa phương rồi. Giống như vậy mặt tiền của cửa hàng phòng rất nhiều, nhưng gian phòng này địa địa lý vị trí nhưng lại tốt nhất. Bởi vì phải dựa vào tại ven đường, theo trường học Tây Môn vừa ra tới có thể chứng kiến. Cho nên dưới bàn như vậy cái mặt tiền cửa hàng, thật ra khiến chung quanh không ít tiểu thương đều hâm mộ hai mắt đỏ lên. Trần Húc nắm ra ra, N, hoặc là nói hắn bị ra ra cho nắm đi vào bánh ngọt trước hiệu thời điểm lại càng hoảng sợ. Sách, nhiều người như vậy à? Bánh ngọt điếm cửa ra vào đầy ấp người, còn không sai biệt lắm đều là rất nhìn quen mắt cái chủng loại kia, khá tốt hiện tại vừa khai giảng hơn nữa hay vẫn là buổi chiều, trên con đường này người không nhiều lắm, nếu không không phải cho chật ních không thể. Tây môn những ngày mặt tiền của cửa hàng phần lớn là nhà hàng nhỏ, đến buổi tối sẽ có người đi ra bảy quán bán hàng, cho nên muốn nói bánh ngọt điếm, ngoại trừ đằng sau 100 mét địa cái kia ra hoa điệp hiên, trên cơ bản nếu không có bất luận cái gì sức cạnh tranh được rồi, những vật này đều là quản dịch làm địa điều tra, sau đó nữ nhân này đánh nhịp cho rằng, hoa điệp hiên đồ vật giá cả rất cao quá không có lợi nhất, dùng đệ tử quần thể mà nói, tất nhiên là không thể nào có nhiều như vậy tiền nhàn dỗi, cho nên trừ đi một tí tiểu tư sẽ đi hoa điệp hiên bên ngoài, thân thể to lớn mà nói hay vẫn là người nơi này lưu lượng sẽ rất cao. Hơn nữa chạm tinh cái này bánh ngọt sư phó làm được bánh ngọt, hương vị có thể so sánh hoa điệp hiên còn tốt hơn à. Đương nhiên Trạm tinh không có khả năng một mực ở tại chỗ này làm bánh ngọt, nàng mấy ngày nay đều là theo đạo đường Bích Hiên cùng Cao Hiểu Tiết, chủ yếu tự là đường Bích Hiên rồi. Tiểu cô nương này tại bánh ngọt điếm ngây người hồi lâu, hoặc nhiều hoặc ít mình cũng hiểu một điểm, tăng thêm người cũng rất thông minh lanh lợi, học rất nhanh. Hơn nữa quan trọng nhất là, nàng học rất chân thành. Điểm này bên trên Trần Húc đã cảm thấy nàng cùng Ngô Nguyên rất giống, bởi vì Ngô Nguyên tuy nhiên khó chịu một chút, nhưng hắn làm khởi sự tình đến thời điểm cũng rất chân thành khắc khổ đấy. Khó trách hai người hội tiến đến cùng một chỗ trần húc đang tại cùng một đám lũ gia súc chào hỏi đột nhiên ra ra cái kia sắc cầu đột nhiên xông về phía trước trần húc không chú ý phía dưới thiếu chút nữa bị túm ngã sắp xuống bởi vì xích chó tử trong tay hắn sắc cầu nắm trần húc lời này xem như thế nào như vậy quái xông qua đám người đi vào trước quầy xôn xao thiệt nhiều địa sinh đẹp em em à cái này đầu chó chết quả nhiên là đủ sắc xem xét mỹ nữ lập tức tự muốn tránh thoát trần húc lôi kéo trần húc nào dám phóng à theo hắn biết không ít em em đều là sợ cho đấy, muốn đem người ta dọa cái không hay xảy ra, chung quanh nơi này một đám gia súc còn không đập vào anh hùng cứu Mỹ nhân cờ xí đem mình ép đến bạo trụy nện, dừng lại, một châu à. Trần Húc như vậy dùng sức lôi kéo, ra ra tựu không đã làm, quay đầu hướng về phía Trần Húc nhe răng, Trần Húc đối với nó mới không khách khí đây này. Ta có chó dại vaccine phòng bệnh ta sợ ai à, trực tiếp đạp nó một cước, cái này chó hoang cũng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh hàng bị Trần hút đá một cước về sau lập tức tự trung thực nhiều hơn, ô ô vô cùng đáng thương kêu, còn kém không có nước mắt xoạch chảy xuống rồi. Lúc này thời điểm một nữ hài tử thanh âm vang lên, ai nha? Thật đáng yêu cầu cầu à? Sau đó tự chứng kiến cửa điếm chạy vội đi ra một cái tiểu lô ly, sau đó cười đến gập cả lưng chằm chằm vào cái này đầu sắc cầu, sắc cầu rất này mỏi mệt ngoắt ngoắt cái đuôi, vì vậy tiểu lô ly tự đưa thay sờ sờ, gặp sắc cầu vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng, khanh khách một tiếng sẽ đem nó ôm chặt trong ngực, ai nha nha, lại là một chỉ bị lừa rồi tiểu em em à. Nhìn xem cái kia sắc cầu đầu rất thích ý ở người ta tiểu lô căn bản còn không sao cả phát dục trên ngực cọ à cọ, Trần Húc thì có muốn hướng về phía nó bờ mông hung hăng đá một cước xúc động. Vì vậy Trần Húc cúi người nói, tiểu muội muội à. Không muốn chơi rồi, người coi chừng nó cắn ngươi, mới sẽ không rồi đấy. Tiểu lô ngẩng đầu, ngập nước mắt to nhìn xem Trần Húc, cái này cầu cầu rất nghe lời đấy, người xem nó với đuôi ba tựa tỏ vẻ nó yêu thích ta, mới sẽ không cắn ta đây này, nói xong cũng dùng tay đi cong cái này đầu sắc cầu cái cầm, đem cái này sắc cầu cho thoải mái đấy. Dứt khoát tự nằm trên mặt đất, cái bụng đều lộ ra rồi. Như mèo chó như vậy động vật nếu như chịu đối với người lộ ra cái bụng, cái kia đã nói lên nó đối với người này là hoàn toàn tín nhiệm đấy. Trần Húc bởi vì minh bạch đạo lý này, cho nên tự lập tức có chút choáng luôn. Nghĩ thầm sắc cầu quả nhiên là sắc cầu à, chính mình cùng nó nhận thức tốt xấu cũng có tầm một tháng rồi mỗi lần giúp nó sờ mau thời điểm đều chảnh chứ cùng hai đại gia giống như chưa từng như vậy đối đãi qua chính mình hôm nay nhìn thấy cái tiểu lô ly lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy nghe lời dựa vào chi nó đời trước không phải tây môn khánh tựu là vị ương sinh lúc này thời điểm quản dịch chuông bạc đồng dạng tiếng cười tiếng nổ ơ ờ, trần húc hà thế nào rồi lại bị ra ra cho khi dễ rồi hả nhìn ngươi cái kia biểu lộ có phải hay không ta lại đến muộn một hồi ngươi buổi tối hôm nay tựu muốn ăn lẩu thịt cây rồi hả thốt ra lời này cái kia tiểu lô ly lập tức tự ôm sắc cẩu, nhìn hầm hầm Trần Húc, à, ngươi là người xấu. Không được ăn nó, quản dịch tỉ tỉ, hắn là người xấu, giúp ta đánh hắn, sau đó cái kia sắc cẩu cũng phải sắt. Vây quanh quản dịch sau lưng thân mật cọ lấy nàng địa bắp chân, sau đó hướng phía Trần Húc thử nhe răng. Trần Húc liếc mắt, nghĩ thầm có ý hướng một ngày bổn đại gia nhất định đem ngươi cho rơi xuống nồi lẩu. Quản ngươi là tát ma a hay vẫn là cháu ngao tây tạng đây này? Hắn chỉ vào cái này tiểu lô nói, ta nói mỹ nữ, người nhận thức nàng. Quản dịch ha ha nhận lấy Trần Húc trong tay xích chó tử, cười nói, để ta giới thiệu một chút a. Cái này tiểu muội muội là Vương Minh Mị, năm nay mới 15 tuổi à, là ta nhận thức nghệ trường học một cái tiểu muội muội. N, bọn này mỹ nữ cũng đều là nghệ trường học đấy, hôm nay là ta đặc biệt thỉnh tới vì chúng ta cái này bánh ngọt điếm cổ động nha. Trần Húc biết rõ quản dịch trước kia không có việc gì tự đi đón tiếp sống đi cái thanh tú à, làm cái người mẫu à, thậm chí là đập cái quảng cáo à các loại, xem hỗn vô cùng tốt bộ dạng, nhận thức nghệ trường học các mỹ nữ cũng không kỳ quái. Tình nghệ trường học à, đây chính là nam nhân trong giấc mộng thiên đường à. Tình nghệ trường học vị trí ngay tại hợp hiệp đại chính môn đối diện, qua một đầu đường cái là được rồi, cho nên hợp hiệp đại địa lũ gia xúc ngày bình thường thảo luận tối đa đúng là nghệ trường học địa em em. Nghệ cửa trường học mấy gia tiểu tiệm cơm mỗi ngày đều là chất ních đấy. Trên cơ bản đều là hợp hiệp đại lũ gia xúc đi chiếm vị trí. Bất quá nghệ trường học hai cái cửa vệ trông giữ cái gì nghiêm, ra vào toàn bộ đều muốn thể học sinh, cho dù là con ruồi đều được tra thoáng một phát phân tay. Mà nghệ trường học trường học không lớn, người cũng ít, tự nhiều như vậy thuộc quen thuộc mặt, cho nên hợp hiệp đại lũ gia súc nhiều năm đều không có nghe nói có một cái có thể thành công lẻn vào nghệ trường học trong sân trường tán gái đấy. Vì vậy lẻn vào nghệ trường học bên trong, tìm kiếm nhân sinh hạnh phúc khẩu hiệu tự nương theo lấy hợp hiệp đại khẩu hiệu của trường, thúc giục hơn 10 đời thay hợp hiệp đại lũ ra súc nhưng không nghĩ tới quản dịch lúc này đây tựu kéo đến như vậy nhiều. Liếc nhìn lại, quả nhiên là oanh oanh yến yến xuân lan thu quốc à, khó trách hội hấp dẫn nhiều như vậy lũ gia xúc tới. Bất quá, cái này vương minh mị không khỏi cũng quá nhỏ hơn điểm A, mới 15 tuổi, tính toán cái này niên kỷ trên cơ bản thì ra là sơ tam hoặc là cao trên đất tiểu hoa nhi à. Sai, quản dịch vụng trộm dựa đi tới nói, nghệ trường học cũng có trong chuyên bộ, tiểu nha đầu này cũng là vừa tới. Cùng ta cùng một chỗ đập qua một cái quảng cáo, S-O-S-O, -s -o, sắm vai nữ nhi của ta à Trần húc nước mắt nói các người đập không phải là ba sữa hư phấn địa quảng cáo a à. người đã thành hài tử mẹ của nàng rồi hả quản dịch trả lời là trực tiếp cho Trần húc hai cái vú mị bạch nhãn cầu sau đó theo bao trong bọc móc ra một cái đóng gói tốt cái chủng loại kia lỗ đồ ăn đùi gà xé mở đóng gói về sau kín đáo đưa cho phía dưới cái kia đầu sắc cầu Trần húc trong nội tâm kêu to xa xỉ à xa xỉ cái kia một căn đùi gà năm khối 8 à tỷ tỷ ngươi cứ như vậy tùy tiện lấy ra cho chó ăn rồi, thật sự quá xa xỉ. Lúc này thời điểm Trần Húc mới chú ý nhìn nhìn cái này vương minh mị tiểu lô phát hiện nàng cười thật là một bộ rất rõ mị ánh mặt trời bộ dạng. Tiểu nha đầu này địa tuổi không lớn lắm, 15 tuổi, tự so đường Bích Hiên nhỏ hơn một tuổi. Bất quá hai người xem tranh lệch là rất lớn, đường Bích Hiên tuy nhiên chỉ có 16 tuổi, nhưng là 3 năm một mực tại bên ngoài, lộ ra thành thục ổn trọng rất nhiều, bất quá loại này thành thục thường thường nhìn xem làm cho đau lòng người mà cái tiểu nha đầu này 15 tuổi, là cái loại này điển hình vô cùng hoạt bát tiểu lô ly. Con mắt đen lúng liếng hình như là chân trâu đồng dạng tại trong hốc mắt đen nhánh linh động. Xem xét tựu là cái rất thông minh nữ hải nhi, bất quá, nàng cái dạng này trần húc lại xem có phần có vài phần nhìn quen mắt. Nghĩ đến cái tên này, vương minh mị, vương minh mị. Trần húc vì vậy lại hỏi, tiểu muội muội mụ mụ ngươi có phải hay không họ lý à? Vương Minh Mỹ có chút kinh ngạc nháy nháy con mắt nói làm sao ngươi biết. Trần Húc rất dứt khoát nước mắt, nói, mụ mụ ngươi có phải hay không gọi Lý Giai? Nhà của ngươi có phải hay không tại Tây An? Đúng vậy a, à, quản dịch cũng sửng sốt, nói như thế nào, các ngươi nhận thức à? Trần Húc cười khổ gãi gãi đầu, lấy điện thoại cầm tay ra gẩy gọi một cú điện thoại. Nói, gì nhỏ à, N, ta tiểu Húc à? Ha ha, hào hào hảo, ta qua rất tốt, gì nhỏ năm mới khoái hoạt à? Ha ha, ta đổi số điện thoại di động mà, mẹ không có nói cho ngươi biết, n không nói trước ta cái kia không có lương tâm phụ mẫu đúng rồi hai nhà bây giờ đang ở ở đâu à à ha ha ta đã biết n ta thấy đến hai nhà rồi à nha hiện tại gọi tươi đẹp nữa à hắc hắc tự chỉ biết là nhũ danh rồi đúng nàng hiện tại cái đó trường học ngay tại trường học của chúng ta đối diện à n ta lại để cho hai nha nói cho ngươi lời nói sau đó trần húc rất trêu tức nhìn xem vương minh mỹ tiểu lô ly cười nói hai nha còn nhớ rõ ta sao cái lúc này Vương Minh mị miệng đã trương có thể điền đi vào một cái trứng vịt rồi, có chút không biết làm sao tiếp nhận điện thoại, cho ăn. Một tiếng, nói, mẹ, quản dịch trên mặt biểu lộ rất ngạc nhiên, nói, thật sự nhận thức à. Xem ra cái kia lục độ không gian hay vẫn là rất có đạo lý, hai người ở giữa khoảng cách sẽ không vượt qua sáu người. Bất quá, tươi đẹp địa nhũ danh gọi hai nha. Trần hút cúi đầu hắc 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 cười xấu xa, cười tiểu lô ly nhìn hầm hầm lấy nàng, mặt đỏ dần. Bởi vì bên cạnh không ít người đều nghe đến đó động tính, nhất là nghệ trường học địa các em em, rất nhiều đều nhìn sang, nguyên một đám che miệng cười trộm đại khái là đã nghe được hai nha cái từ này. N, thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại, cái tiểu nha đầu này là Trần Húc mẹ muội muội con gái, Trần Húc mẹ một nhà ngược lại là khai chi tán diệp vô cùng quảng, cái này khiến cho Trần Húc có ba cái cậu một cái gì nhỏ. Nhớ rõ chính mình còn lúc nhỏ gì nhỏ còn từng tại trong nhà mình ở qua, Trần Húc cùng gì nhỏ quan hệ tương đương tốt, về sau nàng đến Tây An dưỡng chỗ đó tự ít đi liên hệ rồi. Bất quá gả đi không bao lâu a, à, tựu tự sinh ra một cái nữ nhi bảo bối, nhũ danh đã kêu hai nha, mà Trần Húc cũng biết dưỡng họ Vương. Còn đối với Vương Nhị Nha, Trần Húc địa trong ấn tượng thì ra là khi còn bé bái kiến vài lần, một lần cuối cùng gặp mặt hay vẫn là tại sơ tam địa thời điểm, khi đó hai nha mới 12 tuổi. Tục ngữ nói nữ đại 18 biến, lần này ngẫu nhiên dị địa tướng gặp, Trần Húc thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được, nếu không phải nhìn xem gương mặt tử so sánh như, thật đúng là nói không chừng tự không nhận ra. Chứng kiến vương nhị nha quyệt miệng đem điện thoại lần lượt trở lại, Trần Húc tiếp nhận về sau nói, à, ha ha, ta đã biết gì nhỏ. N, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hai choáng nha. Tốt, nàng nếu không nghe lời ta tựu đánh nàng bờ mông. Ha ha, đã biết, ta đây treo rồi. Trần Húc cúp điện thoại, không có hảo ý địa nhìn xem vương minh mị tiểu lô ly, hắc hắc cười dâm nói, hai nha à, mấy năm này không thấy, trưởng thành đại cô nương rồi hả? Đến, tiếng kêu biểu ca nghe một chút, không muốn, vương minh mị hình như là chỉ tiểu mèo hoang đồng dạng hướng về phía trần húc nhe răng, mới không cần gọi ca ca ngươi. Quản dịch tỉ tỉ, hắn khi dễ ta, giúp ta đánh hắn. Quản dịch ha ha cười, trần húc lau trên đầu đổ mồ hôi, tiểu nha đầu này, từ nhỏ tự cùng chính mình đối nghịch, hiện tại thân biểu ca không gọi chạy tới gọi tỉ tỉ, ngươi gọi chị dâu cũng tốt à. Ách, câu nói sau cùng đem làm ta chưa nói qua vì vậy trần húc tự chỉ vào quản dịch cái mũi nói ngươi nhìn xem ngươi đều đem muội muội ta mang thành cái dạng gì rồi hả động một chút lại nói muốn đánh người tiểu nha đầu này từ nhỏ cũng rất bạo lực rồi cùng được bệnh chó dại mèo hoang giống như nếu không quản quản về sau tựu không gả ra được rồi quản dịch vỗ hắn thoáng một phát sẳng giọng có người nói mình như vậy muội muội đấy sao trần húc cười hắc hắc thò tay tựu muốn đi niết phương minh mị khuôn mặt nhỏ nhắn khi còn bé nhưng hắn là thường xuyên đem tiểu nha đầu này khuôn mặt ở trước mặt đoàn văn vê, hiện tại nhìn gương mặt mập mạp liền không nhịn được muốn xoa bóp, sau đó tiểu nhị nha tự vẻ mặt cầu xin đối với quản dịch nói, tỷ tỷ ngươi xem, hắn khi dễ ta. Quản dịch lại vỗ trần húc thoáng một phát nói, là muội muội của ngươi vậy cũng tốt, n, vậy ngươi cần phải cảm tạ ta nha. Cảm tạ ngươi, ha ha, cảm tạ ta giúp nàng đánh nhau à. Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát nói, không phải đâu tỷ tỷ, ngươi thật đúng là giúp nàng đánh nhau. Đối với quản dịch đánh nhau năng lực, Trần Húc hay vẫn là rất tin tưởng, nữ nhân này tại Trần Húc không có luyện qua trước khi, ca hắn có lẽ đều cùng ca lấy chơi tựa như. Lần kia nàng bị thôi miên về sau cái kia tiểu giao găm vũ, nhanh vượt qua công tôn đại nương kiếm vũ rồi. Vì vậy Trần Húc tự hỏi, người làm gì thế giúp nàng đánh nhau à, đem nhà đầu kia mang bạo lực thế nào xử lý. Tuy nhiên nàng bản thân cũng đã rất bạo lực rồi. Vương Minh mị lộ ra răng mèo, dùng ánh mắt uy hiếp chừng mắt Trần Húc, bất quá Trần Húc lựa chọn tính bỏ qua, còn không có đến phiên tiểu nha đầu này dám kỵ đến đầu mình bên trên tình trạng. Quản dịch lắc đầu nói, cho nên ngươi được cảm tạ ta. N, tiểu minh nghị, ngươi đi vào trong đó tìm bích hiên tỉ tỉ chơi, ta có việc cùng ca ca ngươi nói. Đối với quản dịch, vương minh mị biểu hiện dị thường nghe lời, à xong một tiếng một lần nữa cho Trần Húc một cái uy hiếp thức ánh mắt, nắm ra ra đắc ý đích bỏ đi rồi. Trần Húc nhạy cảm cảm giác được quản dịch muốn nói nhất định là không muốn làm cho hai nha biết rõ, nhìn xem nha đầu kia nắm ra ra đi qua một bên về sau mới thấp giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Quản dịch nhìn xem ánh mắt của hắn nói, cái này vòng tròn luẩn quẩn tương đối loạn ngươi biết không? Trần Húc gật đầu, hình ảnh ướt át môn sự tình hắn cũng biết rồi, còn sẽ tin tưởng ngành giải trí hội thuần khiết cùng tiểu bạch hoa tựa như. Quản dịch nói tiếp, tươi đẹp còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Lần kia nàng cùng ta cùng một chỗ đập quảng cáo, sau đó quảng cáo đã xong xưởng mấy cái đại biểu cùng đạo diễn thỉnh chúng ta ăn cơm, sau đó cố ý cho hai chúng ta rót rượu vừa mới bắt đầu mấy người còn rất quy củ nhưng là ta nhìn ra không đúng vì vậy vụng trộm lẻn vào trong toilet nam nghe bọn hắn nói chuyện trần húc đổ mồ hôi thoáng một phát lẻn vào toilet nam yêu tinh kia thật đúng là dám làm được quản dịch vỗ một cái lại để cho hắn không muốn nói sang chuyện khác nói tiếp sau đó ta chợt nghe đến mấy cái tổng giám đốc cùng đạo diễn đang thương lược như thế nào đánh ta cùng tươi đẹp chủ ý nói đến đây nữ nhân này trên mặt cũng là đỏ lên đám kia xúc sinh, còn nói muốn cho chúng ta hạ dược, sau đó mấy nam nhân làm sao chia. Trần Húc sắc mặt lập tức âm trầm xuống, kỳ thật Trần Húc vẫn luôn là cái thật dễ nói chuyện người, bằng hữu tầm đó khai một ít thiện ý, cho dù là có chút quá phận vui đùa hắn cũng sẽ không biết não. Bất quá loại chuyện này thật sự là vượt qua hắn bản thân lằn danh. Chợt nghe hắn theo trong kẽ răng bỗng xuất hiện mấy chữ, đều là ai? Nhà ai công ty quảng cáo? Cái gì nhà máy hay sao? Quản dịch nhân nhíu mày nói, Người muốn làm gì, được rồi, dù sao đã loại chuyện này bị ta cho đã biết, bọn hắn ở đâu còn hiểu được xính cơ hội. Mỗi người bị ta đánh một trận đã cắt đứt mấy cục xương sau đó ném bệnh viện đi. Nếu tại bình thường Trần Húc nhất định sẽ rất khoa trương kêu to trời ạ, người nữ nhân này quá bạo lực rồi. Nhưng là hiện tại Trần Húc nhưng chỉ là rút rút khóe miệng, hỏi mấy cục xương. Quá ít, đem mấy người kia danh tự cùng thân phận nói cho ta biết, ta lại để cho bọn hắn nửa đời sau đều tại trong bệnh viện nằm. Quản dịch lúc này thời điểm nhìn ra Trần Húc thật sự có chút không đúng rồi. Xinh đẹp lông nghi nhân trở thành một cái phiền phức khó chịu. Nói, được rồi, bọn hắn muốn hiểu biết chính xác đạo thân phận của ta cũng không dám đến đụng đến ta đấy. Loại chuyện này trong hội này mặt rất thông thường, bất quá phần lớn là người tình ta nguyện sự tình. Như cái loại này hạ dừa các loại chuyện làm người thật đúng là không nhiều lắm, bất quá là trùng hợp bị chúng ta gặp. Cũng may mắn là bị ta gặp, Trần Húc sắc mặt có chút hòa hoãn xuống dưới một giọng nói cảm ơn nhưng là rất muốn chết nhưng lại trong lòng của hắn còn có một đoàn hỏa tại đốt giống như, đã cảm thấy muốn đem mấy cái thiếu chút nữa chiếm được quản dịch cùng hai nha tiện nghi xúc sinh cho băm thành hơn 10-20 múi. Ý nghĩ này lại để cho Trần Húc mình cũng có chút lại càng hoảng sợ, nếu như là tại trước kia, gặp được loại sự tình này hắn đồng dạng biết phẫn nộ, đồng dạng muốn đi đem mấy tên kia cho đánh dừng lại, một trầu. Nhưng là vấn đề tự ra ở chỗ này, đánh bên trên dừng lại, một trầu, cùng đem đối phương băm thành hơn 10-20 đoạn là hai việc khác nhau người phía trước bất quá tựu là giáo huấn bọn hắn thoáng một phát rồi sau đó người dĩ nhiên là muốn giết bọn chúng đi đương nhiên nếu quả thật ra loại sự tình này chỉ sợ trần húc đồng dạng hội muốn giết bọn này xúc sinh nhưng trần húc cảm thấy tính cách của mình gần đây giống như là các yêu tại không thành thật chớ quấy dày bên trong nói như vậy cho dù giết người không phạm pháp ta cũng không có lá gan này nhưng là bây giờ hắn mơ hồ nhưng lại cảm thấy giết mấy người kia phảng phất giống như là giết chết mấy con kiến đồng dạng quả nhiên là nói muốn giết, sẽ giết. Loại tâm tính này chuyển biến lại để cho Trần Húc cảm thấy có chút bối rối, bởi vì hắn cảm giác mình gần đây không phải cái gì bạo ngược địa người. Như thế nào lại đột nhiên sinh ra loại ý nghĩ này đấy? Quản dịch nhìn mặt hắn sắc có chút không đúng, cho là hắn vẫn là vì loại chuyện này chú ý. Vì vậy kéo tay của hắn thoáng một phát nói, tốt rồi đừng suy nghĩ, người cảm thấy tươi đẹp cùng ta cùng một chỗ, còn có thể bị khi phụ sỉ nhục sao. Về sau gặp được loại chuyện này, ta sẽ nhắc nhở nàng coi chừng đấy." Trần Húc nhìn xem nàng, rất muốn nói đã nhưng cái này vòng tròn luẩn quẩn như vậy loạn, vậy ngươi về sau thì không nên đi. Dù sao ngươi cũng không thiếu chút tiền ấy, nhưng là vừa nghĩ tới tiến cái chữ này thời điểm, Trần Húc đột nhiên sững sờ. Quản dịch thiếu tiền sao? Nhìn thấy quản dịch phụ thân về sau Trần Húc ngẫu nhiên sẽ suy nghĩ, quản dịch nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Tuy nhiên đem quản dịch phụ thân coi như là muốn thông qua mình cùng chính mình phụ thân tiến hành hợp tác thương nhân nhưng là cũng có thể khẳng định hơn là người ta có lẽ rất có tiền mà nhận thức quản dịch cũng rất lâu được rồi càng có thể cảm thấy nữ nhân này nhưng thật ra là một cái rất mâu thuẫn sự tồn tại một phương diện chính cô ta thông qua các loại phương thức lợi nhuận lấy một ít món tiền nhỏ khoan thai tự đắc một phương diện nàng cũng không quan tâm tại một ít tình huống đặc biệt hạ tiêu tiền như nước một hồi mà nàng thường thường tiêu tiền như nước một lần chính là nàng làm công đã nhiều năm đều chưa hẳn có thể lợi nhuận trở lại đấy vấn đề này trần húc hỏi qua quản dịch cái này yêu tinh trả lời là ba cái rất không lấy điều chữ, thú vị à. Bất quá nữ nhân này không thiếu tiến ngược lại thật sự. Nàng đi tham gia các loại hoạt động kiếm được tiền một điểm khoản thu nhập thêm, cũng thật đúng cùng tiến không có gì quá lớn quan hệ. Trần Húc may mắn vừa rồi câu nói kia không nói ra miệng, bằng không thì tự thật sự khả năng tạo thành lẫn nhau ở giữa một ít không khoái. Quản dịch nhìn mặt hắn sắc có chút âm tình bất định, cho là hắn vẫn là vì chuyện này không khoái, vì vậy ôn nhu nói, kỳ thật cái này vòng tròn luẩn quẩn tuy nhiên rối loạn điểm, nhưng vẫn có quy củ đấy. Loại này hạ dược các loại hạ lưu thủ đoạn có rất ít người dùng, trên cơ bản đều là người tình ta nguyện cái chủng loại kia. Người yên tâm đi, về sau có ta ở đây, sẽ không tái xuất hiện loại chuyện này đấy. Cũng đúng như là quản dịch theo như lời, quy tắc ngầm sở dĩ bị gọi là quy tắc ngầm, thì ra là có đạo lý riêng cùng giản giáo đấy. Trong hội này muốn dựa vào thân thể thượng vị nữ không ít người cho nên trên cơ bản song phương chính là người tình ta nguyện sự tình. Ít có cái loại này dùng sức mạnh hạ dược, bởi vì một khi chọc ra đi, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Trần Húc hiện tại tâm tình có chút loạn, chỉ có thể cười lớn thoáng một phát nói vậy ngươi về sau nhưng là phải nhiều chú ý một chút, đừng bị người chiếm tiện nghi. Quản dịch đắc ý lựa chọn lông nghi nói điều này sao có thể, ngươi đem lòng của ngươi phóng tiến trong bụng tốt rồi. Lúc này thời điểm cửa ra vào cao hiểu tiết thanh âm gọi, quản dịch. Mỹ nữ, tranh thủ thời gian tới, vì vậy quản dịch tiểu cười đi qua nói, làm sao vậy? Cao Hiểu Tiết vừa muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến đằng sau địa Trần Húc, lập tức lông mi nhảy lên nói, ơ, ờ, người bận rộn rốt cuộc lộ diện. Ta còn tưởng rằng ngươi không thấy nữa nha, sau đó nàng lôi kéo quản dịch nói, tỷ tỷ à, người duy nhất một lần kéo đến như vậy nhiều yêu tinh làm gì vậy à? Náo nhiệt là đủ náo nhiệt, bất quá chắn được không có cách nào việc buôn bán rồi. Quản dịch cười nói, yên tâm, ta gọi bọn nàng đến cũng không phải là đơn giản địa đến lộ mặt đấy. Hắc hắc, một hồi ngươi sẽ biết, Trần Húc lúc này thời điểm vụng trộm tiến vào đằng sau, chứng kiến chạm tinh cùng đường Bích Hiên chính cười tại bánh ngọt bên trên rội bơ cùng tương hoa quả, hai nha ở bên cạnh nắm ra ra, bên môi bên trên tràn đầy tương hoa quả, rõ ràng cho thấy vừa rồi ăn hết không ít. Trần Húc rút trường giấy ăn đi đến hai nha đằng sau, sau đó trực tiếp đè lại tiểu nha đầu này, giúp nàng lau miệng môi nói, nhìn ngươi ăn địa vẻ mặt cùng tiểu hoa mèo giống như, hai người các ngươi cũng đừng như vậy nuông chiều nàng à trạm tinh hé miệng mỉm cười đường bích hiên có chút không có ý tứ cười cười có thể hai nha lại dẫy ruộa trần húc ma chảo kêu lên hư hư trạm tinh tỉ tỉ cùng bích hiên tỉ tỉ vừa vặn rất tốt rồi dáng vẻ này ngươi à hư hư người ta đều tới nơi này nửa năm rồi người cái này đem làm biểu ca liền cái bóng dáng đều không có lộ làm hại người ta muốn ăn đồ ăn vặt đều tìm không thấy người tính tiền trần húc đổ mồ hôi nhịn không được gõ nàng thoáng một phát nói ca ca ta nên mua cho ngươi đồ ăn vặt à. Hai nha rất đắc ý nói, ngươi không để cho ta mua, ta tự đi tìm gì cả nói ngươi khi dễ ta. Hừ, gì cả hiểu ta nhất, Trần Húc cầm lấy tóc mắt trợn trắng, thật đúng là đừng nói, dùng chính mình mẹ ca tính, nói không chừng thật đúng là hội che chở cái tiểu nha đầu này. Bởi vì mẹ luôn cảm giác mình quá ra rồi, cái này mười mấy năm qua không biết nói qua bao nhiêu lần nếu sinh cái nữ hài hẳn là tốt. Muốn thật làm cho tiểu nha đầu này đi cáo trạng, không chừng chính mình cái kia yêu nghiệt mẹ có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Chứng kiến Trần hút mắt trợn trắng, hai nhà tiểu rất đắc ý khoa tay múa chân một cái tư thế chiến thắng nói, hắc, còn có còn có. Vừa rồi các tỷ tỷ đều nói cho ta biết, nói người máy vi tính kỹ thuật rất tốt đúng không? N, vậy ngươi về sau muốn dạy ta à? Dạy ngươi, Trần Húc gõ nàng địa đầu thoáng một phát nói, tiểu nha đầu ngươi không phải học biểu diễn nha, nghĩ như thế nào học máy tính rồi hả? Hai nhà đắc ý cao lại đáng yêu địa cái mũi nhỏ nói, đương nhiên muốn học á, ta hiện tại thế nhưng mà SMMS lão đại trung thực fan hâm mộ ai. Lớp chúng ta các nữ sinh còn chuyên môn làm một cái SMMS đám fan hâm mộ, ta là đoàn trưởng à. Đoàn trưởng trình độ nếu không đủ như thế nào gặp người à. Trần Húc bạo đổ mồ hôi, hắn rất muốn nói người nếu như sùng bái SMMS về sau tự đối với người lão ca ta khách khí một chút. Bất quá hắn cũng rất tò mò, như hai nha như vậy địa tám phần là cái điện bạch. Không phải Trần Húc khinh bỉ nữ đồng bào, mà là vì hắn tiếp xúc các nữ đồng bào 10 trong đó có 9 cái đều là điện bạch. Điện bạch máy tính ngu ngốc nhưng lại rất hung hăng cản quấy nói, nữ hài tử có đem làm điện bạch quyền lực. Muốn nói SMMS đại danh tại máy vi tính mạng lưới ngành sản xuất như sấm bên tai còn chưa tính, nhưng như những này điện bạch nữ hài nhi như thế nào cũng sủng bái đi lên. Còn đám fan hâm mộ, cái này có phải hay không quá khôi hài một chút, hai nhà đắc ý nói không nên xem thường ta à. Ai nói chúng ta cũng chỉ hội truy những cái kia sao ca nhạc minh tinh điện ảnh hay sao? Trần Húc cẩn thận hỏi thoáng một phát mới biết được, nguyên lai là bởi vì đoạn thời gian trước nghệ trường học địa lão sư cho hai nha các nàng bố trí bài tập, tự là lại để cho các học sinh tự biên một đoạn vũ đạo tiến hành biểu diễn. Sau đó trong ban nữ hài tử khác đều là chạy tới sao audition đoàn bên trong vũ đạo động tác, mà hai nha khi đó đúng lúc tại chơi Kim Dung bảy hiệp truyện, sau đó Kim Dung bảy hiệp truyện chính giữa vừa vặn có một C anime, là thư kiếm ân cửu lục bên trong một đoạn tình tiết, hương hương công chúa vi trần ra lạc nhảy một đoạn vũ. Mà cái kia kỹ thuật nhảy tự nhiên là phi thường xinh đẹp, cho nên đã bị hai nha trực tiếp sau đã tới cuối cùng tại biểu diễn thời điểm một lần hành động đoạt giải nhất. Tự vì vậy nguyên nhân, cho nên bọn này tiểu nha đầu nhóm, đám bọn họ điên cuồng mê luyến lên kim dung bầy hiệp truyện, cũng từ đây tự say mê SMMS cái này thần thoại nhân vật tầm thường. Nghe đến đó về sau Trần Húc lại gõ cửa nàng thoáng một phát. Nói, Người đã chơi Kim Dung bảy hiệp chuyện, thậm chí vẫn không biết trò chơi này địa khai phát người chính giữa có Kakata. Có phải hay không nên đánh? Hai nha sông hắn làm mặt quỷ nói, không biết là không biết. Hừ hừ, ta lúc ấy mặc dù biết trò chơi này là trường học các người mấy người làm ra đến, nhưng là cho hấp thụ ánh sáng cao nhất đúng là cao hiểu tiết tỷ tỷ cùng quản dịch tỷ tỷ à, ai sẽ đi để ý ngươi à, lớn lên lại không xoái. Cái này nói cho hết lời Trần Húc lập tức đã cảm thấy thật mất mặt cực kỳ, làm bộ muốn đánh, sau đó cái tiểu nha đầu này tự cười khanh khách lấy trốn đến đường bích hiên sau lưng sau đó cười lôi kéo đường bích hiên chạy ra vì vậy cũng chỉ còn lại có trạm tinh cùng trần húc hai cái hào khí thoáng cái cũng có chút vi diệu đem làm một mình đối mặt trạm tinh thời điểm trần húc luôn cảm thấy không biết nên nói cái gì chỉ có thể gãi gãi đầu cười cười rất không có dinh dưỡng nói tiểu nha đầu này ta một hồi không phải hảo hảo giáo huấn nàng thoáng một phát không thể trạm tinh khẽ mỉm cười nói, tiểu nữ hài đều là như thế này, vừa rồi nghe nói nàng dĩ nhiên là biểu muội ngươi thật ra khiến chúng ta lắp bắp kinh hãi, cái thế giới này thật nhỏ à. Trần Húc ha ha cười, chạm tinh cúi đầu xuống cầm tương hoa quả túi tại bánh ngọt bên trên vẽ lấy, Trần Húc nghĩ nghĩ về sau đột nhiên nói, chạm tinh, người hacker kỹ thuật rất tốt. Chạm tinh ngẩng đầu, đôi mắt to sáng ngời nhìn xem Trần Húc. Trần Húc buông buông tay nói, đây là cao hiểu tiết nói. Ngươi cũng nên biết ta gần đây đang cầy hồng khách chiến trường, nghe nói ngươi là ban giám khảo, Trạm Tinh thả tay xuống ở bên trong địa tương hoa quả túi, bất đắc dĩ nở nụ cười thoáng một phát nói, đã biết rõ nàng giấu giếm bất trụ. "N, ta tại Hồng khách Liên Minh địa ID là Cỏ Huyên Táo Giang Ly, ngươi là ai a, ta xem qua ngươi cùng người khác giao thủ trải qua." Cỏ Huyên Táo Giang Ly, Trần Húc đương nhiên nghe qua cái này nếu tính hóa 10 phần danh tự, Hồng khách Liên Minh hồng khách nhập môn thiếp mời, bài viết chính giữa thì có một quyển sách là nàng phát đấy. Trạm Tinh trình độ vậy mà thật sự như vậy cao? Vì vậy Trần Húc tự nói, cái kia tìm một cơ hội ngươi chỉ đạo ta một chút đi, ta phát hiện ta hiện tại thật sự có rất nhiều vấn đề đều làm không rõ ràng. Trạm tinh mỉm cười nói cái này không có vấn đề, sau đó nàng nhíu nhíu mày, nói, kỳ thật có nhiều thứ ta cũng làm không rõ ràng. Trần Húc, người biết băng giúp các người áp xúc trò chơi mô hình địa người là ai chăng? Trần Húc tâm niệm vừa động, hắn đương nhiên biết là ai, bất quá nghe trạm tinh cơn tức này, phảng phất nàng cũng biết. Ách, không phải SMMS bằng hữu sao? chính bọn hắn nói như vậy. Hơn nữa, ta cũng không thấy được bọn hắn động cái gì tay chân à. Có vấn đề sao, chạm tinh địa thần sắc ngưng trọng, nói, ta không biết suy đoán của ta có phải là thật hay không, ta cũng không dám đi đơn giản thăm dò. Nếu quả thật chính là bọn hắn, bọn hắn tại sao phải băng giúp hiểu tiết đâu này? Trần Húc hỏi dò, làm sao vậy? Người biết là ai tại băng giúp chúng ta? Chạm tinh nhìn xem Trần Húc do so dự một chút, nhưng vẫn gật đầu, ta đoán địa phương căn cứ cái kia máy truyền tin bên trên danh tự X. Trên cái thế giới này lấy cái tên này, hơn nữa có được như vậy thực lực địa tổ chức ta cũng chỉ nghĩ đến một cái, một cái trong truyền thuyết tổ chức, tên của bọn hắn đã kêu X. Chạm tinh quả nhiên hay vẫn là biết rõ X đấy. Cô bé này lông nghi bên trong lộ ra thần sắc lo lắng, nói, căn cứ theo ta hiểu rõ. X cùng SMMS khả năng không lớn hội là bằng hữu Bởi vì ta cảm giác được bọn hắn song phương địa phong cách hành sự rất xung đột khả năng không lớn sẽ trở thành vi bằng hữu. Ta cùng hiểu tiết đã từng nói qua rồi, về sau cùng cái này ích, hay vẫn là thiểu liên hệ một điểm cho thỏa đáng, tuy nhiên ta không rõ bọn hắn tại sao phải đến băng giúp hiểu tiết. Trần Húc cố ý hỏi, cái kia ích, rốt cuộc là cái gì tổ chức? Phần tử khủng bố sao? Bọn hắn so phần tử khủng bố đáng sợ hơn. Chạm tinh nhìn Trần Húc liếc, vấn đề này người tốt nhất không nếu hỏi tới rồi, vì vậy ích, người tại cái gì chủ lưu truyền thông trên báo cáo đều tìm không thấy sự hiện hữu của nó, đây là một cái chúng ta không thể có thể chọc được tổ chức. Cho nên hay vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định có thể so với tốt hơn. Trần Húc trong nội tâm ám thoải mái, cường đại như vậy tổ chức không hay vẫn là bị chính mình cho đùa bỡn đang vỗ tay tầm đó. Vì vậy Trần Húc ha ha cười nói, nếu như bọn hắn thật sự cường đại như vậy, làm gì vậy còn muốn tới để ý tới chúng ta những thức ăn này điều à? Ta cũng không hiểu, bởi vì vì bọn họ làm bất cứ chuyện gì người khác đều là nhìn không ra đạo lý đấy nhưng là ta hay vẫn là câu nói kia, theo chân bọn họ giữ một khoảng cách. Chỗ đó đều là một đám quái nhân, bọn hắn làm việc người bình thường xem không hiểu đấy. Lại để cho bọn hắn khiến cho chú ý tuyệt đối không là một chuyện tốt, bọn hắn có thể nhẹ nhõm đem ngươi đổ lên đỉnh phong. Nhưng cũng có thể tùy thời đem ngươi theo trên cái thế giới này lao đi. Không ở lại một điểm dấu vết, khó được chứng kiến chạm tinh thật tình như thế, Trần Húc nói không thể nào. Chạm tinh lắc đầu, ngươi không có đứng ở bọn hắn cái kia độ cao là sẽ không lý giải đấy. ích tổ chức thanh danh gần đây chê khen nửa nọ nửa kia đối với bọn họ mà nói người bình thường mệnh hình như là con sâu cái kiến đồng dạng tùy tiện một cước có thể giết chết. những lời này giống như một cái trời nắng xét đánh đồng dạng thoáng cái sẽ đem trần húc cho chấn trụ rồi. đương nhiên trần húc bị chấn động cũng không phải bởi vì nói ích tổ chức lực lượng đến cỡ nào cường đại mà là vì chính hắn đứng tại nhất định địa độ cao nhân mạng hình như là con sâu cái kiến trần húc có chút run rẩy hỏi vì cái gì bọn hắn đứng ở đó cái độ cao, sẽ không quan tâm nhân mạng. Bọn họ đều là lãnh huyết đấy sao? Chạm tinh không có phát giác Trần Húc Địa cảm xúc khác thường, thở dài nói, cái đó và lãnh huyết không quan hệ, chẳng qua là khi thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, tự nhiên mà vậy hội sinh ra một loại bao quát chúng sinh cảm giác. Bất quá muốn đạt tới loại này độ cao, không phải người bình thường có thể hiểu rõ đấy. Người phải biết rằng hôm nay toàn bộ thế giới pháp luật chấp hành trình độ, tối đa cũng cũng chỉ có 99,99%, ,99%, ,99 luôn luôn như vậy một đám đứng tại đỉnh người là không sẽ phải chịu pháp luật để ước thúc đấy. Hơn nữa cho dù muốn ước thúc, cũng ước thúc không được. Trần Húc đã minh bạch, hắn rốt cục minh bạch tâm tình của mình tại sao phải khởi biến hóa. Loại biến hóa này cũng không phải đột nhiên, mà là tiến hành theo chất lượng đấy. Đem làm hắn SMMS thanh danh càng lúc càng lớn, đem làm hắn gặp ích như vậy đỉnh cấp tổ chức, Trần Húc tâm tính tự nhiên mà vậy cũng đã mang lại biến hóa. Hoàn toàn chính xác tâm tình của hắn thật giống như ích như vậy, đem làm thân phận đã bao trùm đến nhất định được độ cao về sau, đối với một ít người bình thường tánh mạng cũng tự không thế nào coi trọng. Nhất là địch nhân, rốt cuộc tìm được tâm tính biến hóa nguyên nhân, nhưng là Trần Húc lại cao hưng không. Nhớ rõ ngày đó cùng Vương Đống lão đại uống rượu thời điểm, Vương Đống tự nói một câu nói, người là hội biến, sẽ từ từ sự thật lên. Trần Húc nhớ rõ chính mình ngay lúc đó trả lời là, a à, lão đại người có phải hay không muốn đi thực tập rồi hả? Cho nên có nhiều như vậy cảm xúc, không có việc gì, Muốn khai điểm là tốt rồi, muốn chúng ta trường cấp 3 địa thời điểm. Một cái hai cái còn không phải đồ ba gai. Về sau thời gian dần trôi qua góc cạnh đều bị mài bình rồi. Vương Đống cười đập hắn thoáng một phát nói, các người trường cấp 3 cái kia coi như là góc cạnh. Nói như vậy, kỳ thật các người góc cạnh hiện tại vừa mới giải ra, mà đại học 4 năm. Tự là lại để cho các người trông thấy địa đem góc cạnh mài bình thời điểm. Chờ các người đi vào xã hội rồi, tự hội phát hiện mình một điểm góc cạnh cũng bị mất. Ai? người luôn nếu không đoạn biến hóa đấy, nhưng là loại biến hóa này, đến cùng phải hay không chuyện tốt. Kỳ thật Trần Húc trong nội tâm minh bạch, nếu, chỉ nói là nếu, nếu quản dịch cùng hai nha thật sự xảy ra chuyện gì, bất kể là trước kia hay vẫn là hiện tại. Hắn đều tuyệt đối sẽ không buông tha mấy cái con rùa cháu con rùa. Thiên tử giận dữ, xác chết trôi trăm vạn, thất phu giận dữ, máu tươi ba thước. Nếu là đặt ở trước kia, Trần Húc có thể lựa chọn gần gề chỉ là thứ hai, thực muốn hắn làm đại khái tự là hội thao lấy một bả dưa hấu trên đao môn noi theo thoáng một phát cái kia cắt hít hầu nam đem mấy cái cháu trai toàn bộ đều cho đập mạnh rồi nhưng về sau chỉ sợ mình cũng được bồi bên trên một cái mạng nhỏ bất quá cho dù là minh bạch kết quả trần húc đồng dạng sẽ đi làm điểm ấy tâm huyết hắn vẫn phải có không đến mức như một ít nhuyễn chứng như vậy bị người đánh má trái còn đem má phải duỗi đi lên lão bà bị người chơi còn cúi đầu khom lưng hỏi người ta hài lòng hay không mà bây giờ Trần Húc cảm thấy bóp chết bọn hắn bất quá chỉ là nhúc nhích ngón tay sự tình, hắn có thể sử dụng phương pháp thật sự nhiều lắm. Hơn nữa Trần Húc vững tin, dùng hắn SMMS thân phận, giết đến tận cái này mấy tên bại hoại cặn bá, dù là thực đúng là đã diệt cả nhà dưới tình huống, chỉ cần hắn địa sự thật thân phận không bị bạo lộ, như vậy tuyệt đối sẽ có người đem chuyện này cho che lại. Điểm này Trần Húc có thể đánh 100% cam đoan. Cũng bởi vì hắn SMMS thân phận, chỉ cần đối với quân đội nói một câu, những ngưỡng người này ta giết. Như vậy đến tiếp sau tự nhiên sẽ có người băng giúp xử lý đầu đuôi. Có loại này nghịch thiên thực lực, bất kể là tại quốc gia nào, loại này đặc quyền vẫn có thể đủ hưởng thụ đến đấy. Cho nên Trần Húc sẽ trong khoảng thời gian ngắn sinh ra sát tâm. Hơn nữa sẽ cảm thấy giết thiên kinh địa nghĩa, yên tâm thoải mái, nhưng như vậy, cái kia còn là mình sao? Trần Húc có chút mê mang rồi, hắn cũng không phải một cái coi thường tánh mạng địa người, nếu không ngày đó Lưu Lăng Thiên bị cuốn hút bệnh chó dại về sau hắn cũng sẽ không biết vì hắn bôn tàu tìm kiếm trị liệu phương pháp. Cho nên đối với hắn như vậy một đệ tử, hoặc là nói chính là loại trên cơ bản thuộc về đối với xã hội hữu ích vô hại cái chủng loại kia loại hình người đến nói, loại ý nghĩ này bay lên lại để cho hắn cảm thấy có chút khủng hoảng. Hơn nữa lại để cho Trần Húc cảm thấy nén giận chính là, chuyện này chỉ cần hắn một muốn tự toàn thân không thoải mái. Muốn giết người, đây tuyệt đối không phải một câu chê cười khá tốt lúc ấy hai nha là theo chân quản dịch, bằng không thì không nhất định bị chiếm được tiện nghi. Nàng mới 15 tuổi, hơn nữa còn là của mình thân biểu muội còn có tự là, nếu như ngày đó không phải quản dịch cơ linh, những người kia có thể hay không tự quả thực làm. Chắc hẳn hẳn là hội địa A, chẳng qua là bởi vì bị quản dịch sớm phát hiện hai nữ lúc này mới đã tránh được một kiếp. Mà mấy cái con rùa cháu trai mặc dù không có cơ hội làm thành, nhưng bọn hắn có ý nghĩ này hơn nữa muốn đi áp dụng. Riêng này một đầu, tựu thật sự đáng chết rồi. Mà ngay cả pháp luật bên trên cũng có giết người chưa tỏi cái này đầu tội danh, cũng không phải nói một người thao lấy dao găm đi giết người, kết quả giết người không thành ngược lại bị chế phục hắn luôn rồi tựu đã thành bị hại người địa. Cho nên Trần Húc tựu vẫn cảm thấy, gần kề đánh gãy mấy tên kia mấy cây xương sườn, thật sự là không tính là cái gì trừng phạt. Hơn nữa đem làm hắn cảm giác mình có trừng phạt đám người kia năng lực lúc, hắn thì càng là có chút kìm nén không được rồi. Trạm tinh xem Trần Húc sắc mặt âm tình bất định tự hỏi, người làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì? Trần Húc nghĩ nghĩ, đem quản dịch cùng hai choáng nha sự tình nói một lần về sau nói, ta cảm thấy được cho bọn hắn giáo huấn thật sự quá nhỏ rồi, ta nói như vậy, ta có nhất định được phương pháp có thể phế đi cái này mấy cái choáng nha hơn nữa ta cũng muốn làm như vậy, nhưng ta không biết ta làm như vậy về sau, các người hội thấy thế nào? Trạm tinh nhân lại đẹp mắt lông nghi, làm vi một nữ hài tử nàng tự nhiên biết rõ nếu quả thật ra loại chuyện này hậu quả, cái kia đối với nàng mà nói chỉ sợ so chết còn muốn đáng sợ. Vì vậy nàng tự hỏi, vậy ngươi muốn cho bọn hắn cái gì trình độ trừng phạt? Trần Húc trong mắt lóe vài tia bạo ngược, nói, tự nhiên không thể khinh suất tha thứ, tối thiểu cũng phải đánh thành tam cấp tàn phế lại để cho bọn hắn nửa đời sau đều tại xe lăn vượt qua. Nhìn xem chạm tinh bình tĩnh ánh mắt, Trần Húc khí thế hơi chậm lại nói, cái kia, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá bạo ngược rồi hả? Chạm tinh khẽ gật đầu, có một điểm, chẳng qua nếu như ngươi có thể xử lý sạch sẽ đầu đuôi, ta sẽ không để ý ngươi đi làm. À, đạt được đáp án này Trần Húc thoáng cái tiểu sợ ngây người, dùng cái nhìn của hắn chạm tinh hẳn là cái loại này rất ôn nhu như nước nữ hài tử. Cô gái như vậy tử đều so sánh sợ phiền phức, cho dù là chính mình bị một điểm thương tổn, nếu như không phải rất nghiêm trọng đều chọn nhẫn nại cùng dàn xếp ổn thỏa. Chạm tinh nhẹ nhàng sờ chút thoáng một phát tóc của mình nói, ta là một nữ hài tử, tự nhiên biết rõ loại chuyện này một khi đã xảy ra đối với người bị hại nữ hài mà nói đến cỡ nào thống khổ, mặc dù không có phát sinh, vậy cũng có thể phán một cái cưỡng gian chưa tỏi tội danh. Dễ dàng bỏ qua cho những người này tự nhiên không phải một cái lựa chọn tốt, bằng không thì bọn hắn kế tiếp tốt rồi vết sẹo đã quên đau nhức sẽ có càng nhiều nữ hài bị thương tổn, dừng thoáng một phát, cô bé này tiếp tục rất bình tĩnh nói, bất quá ta cũng không có mốc đến sự tình gì đều hy vọng ngươi thông qua pháp luật cách đến giải quyết, nhất là như loại chuyện này, không có chứng cứ dưới tình huống lên tòa án không bằng lén đến giải quyết. Tuy nhiên ta không muốn người cuốn vào như vậy chính là không phải chính giữa, nhưng dù sao tươi đẹp là biểu mỗi ngươi, cho người cái này làm ca ca ngồi yên không lý đến chỉ sợ không có khả năng. Cho nên ta chỉ có thể cho ngươi một câu lời khuyên, cảnh báo, không muốn cho đối phương lưu lại cái gì tay cầm. Nói xong cô bé này có chút rảo hoạt vật nháy một cái con mắt. Trần Húc vẫn cho là chạm tinh là cái loại này ôn nhu như nước nữ tử, So sánh với cao hiểu tiết loại này tiểu mèo hoang mà nói, nàng khả năng càng giống một cái giang nam vùng sông nước nữ hài. Bất quá hôm nay Trần Húc mới phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai còn tương đương không hợp thói thường. Nữ nhân này nhìn như điềm đạm nho nhã, nhưng trên thực tế thật giống như cái loại này Sparta nữ nhân đồng dạng, nhìn xem lão công nhi tử trên chiến trường thời điểm đưa tới một mặt thuẫn, nói, không thắng lợi ta thả rằng ngươi nằm trở lại. Trần Húc rốt cuộc hiểu rõ câu kia ca từ, nguyên lai like từng nữ hài đều không đơn giản. Vì vậy Trần Húc có chút buồn khổ nói, nữ hài tử có lẽ đều không thích loại này rất bạo lực, tìm người đánh nhau nam sinh A. À. Trạm tinh khẽ cười, nói như vậy tự nhiên là không thích, nhưng là muốn xem nơi. Nếu như người cùng người khác chỉ có một chút khóe miệng ma sát, kết quả người tìm người tới đem người ta đánh tiến bệnh viện, đối với người như vậy ta rất xem thường, bởi vì hắn ra tay chẳng phân biệt được nặng nhẹ, lòng dạ lòng dạ hẹp hòi. Nhưng là như vừa rồi ngươi nói loại chuyện này, nếu như ngươi không động thủ, ta sẽ cho rằng ngươi không là nam nhân." Nghe được câu này Trần Húc nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Đây là một cái rất có chính mình chủ kiến nữ Hải Nhi, thực sự không phải là lúc trước hắn vẫn muốn cái chủng loại kia yên tĩnh không muốn gây chuyện nữ Hải Nhi, mà chính là bởi vì nàng cái này tịch lời nói, lại để cho Trần Húc khúc mắc thoáng cái liền mở ra. Đúng vậy, có người có lẽ đã bị trừng phạt, mà chính mình có thực lực đi trừng phạt hắn vì cái gì còn muốn sợ thủ bó chân? như mấy cái ý đồ chiếm quản dịch cùng hai nhà tiện nghi con rùa cháu trai, nếu quả thật lại để cho bọn hắn thực hiện được này thống khổ sẽ là ai? Cho bọn hắn giáo huấn nhẹ, cái gọi là tốt rồi vết sẹo đã quên đau nhức, lại đi tai họa mặt khác nữ sinh làm sao bây giờ? Đương nhiên, như trong hội này những cái kia chó má hỏng bét sự tình trần húc không có cái kia tâm tư đi quản, có nữ hài không biết tự ái hoặc là tự là dựa vào thân thể ăn cơm loại chuyện này nghe khá hơn rồi, hắn đương nhiên không muốn để ý tới. Loại này người tình ta nguyện địa sự tình không có gì hay nói, nhưng là có chút người sử xuất một ít hạ lưu đích thủ đoạn nên giết ngàn đau rồi. Đây là một cái độ vấn đề, nam tử hán đại trượng phu, lồng ngực tự nhiên muốn rộng lớn, bởi vì một điểm nhỏ tiểu nhân khóe miệng tự hô hào diệt người ta cả nhà đấy. Những loại người này loại ngu xuẩn, nhưng nếu quả thật ra loại chuyện này còn thở ơ, như vậy loại người này tựu là người nhu nhược. Trần húc tâm tình thoáng cái giãn ra, khúc mắt mở ra, tất nhiên, hắn bây giờ là mờ mờ ảo ảo có một loại thượng vị giả cảm giác, nhưng là loại cảm giác này cũng không có lại để cho hắn phát sinh quá cải biến lớn. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, gặp được nên ra tay, như vậy lợi dụng thoáng một phát mình bây giờ thân phận ra cái tay thì như thế nào? Cho dù giết người thì như thế nào? Đương nhiên giết hay không sự tình trở lại nói sau, thế nhưng mà hung hăng giáo huấn thoáng một phát thì thế nào? Bảo trì ở bản tâm, làm như thế nào dạng được cái đó, người khác khi dễ đến ta người bên cạnh trên người. Cái kia phản kích thời điểm lại ở đâu dùng được lấy khách khí. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Trần Húc địa tâm tình tự tốt hơn nhiều, hắn cảm kích đối với trạm tinh gật gật đầu tỏ vẻ chính mình lý giải rồi, thứ hai cấp cho mỉm cười thản nhiên cổ vũ. Trần Húc gọi tới quản dịch, nói, lần trước đánh người cùng hai nha chủ ý mấy người kia đâu này. Danh tự cùng thân phận cho ta, quản dịch sững sờ nói người có hết hay không à, ta không phải đã nói được rồi sao, sao có thể đoạn mấy cây xương sườn coi như xong đấy. Trần Húc sụ mặt nói, tối thiểu cũng phải nhường bọn hắn tại bệnh viện ở lại cái một năm nửa năm, người yên tâm. Ta sẽ không gây ra người tới mệnh đấy. Ngay tại lúc này tìm người đi đánh gãy bọn hắn tứ chi, chờ ba tháng về sau xương cốt lớn lên không sai biệt lắm thời điểm lại đánh một lần, cứ như vậy tiếp tục đánh lên hai ba năm địa cũng là đủ rồi. Quản dịch đảo lập tức hắn nói ngươi như thế nào so với ta còn độc à? Trần Húc nói, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trưởng phu. Ta hiện tại mới biết được hai câu này lời nói thật là có thể phóng tại một nói. Tốt rồi ngươi bất kể rồi, những cái kia danh tự cho ta, ngươi không để cho ta ta đến hỏi hay nha. Quản dịch ngăn cản hắn nói, tốt rồi tốt rồi, thực, không cần ngươi đi. Ai nha, ngươi hãy nghe ta nói hết, ngươi bây giờ nếu lại đánh bọn hắn dừng lại, một trầu, ta có thể với ngươi cam đoan bọn hắn lập tức phải đi gặp Diêm Vương rồi. Nói xong quản dịch cũng có chút ngượng ngùng, nói, mấy tên kia tại trọng chứng trong phòng bệnh ở 3 tháng đều còn chưa có đi ra, cho nên. Cho nên, Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát, nói, người rơi xuống đa trọng tay à. Quản dịch nói, ta thật sự không có hạ đa trọng tay, bọn hắn tổng cộng 4 người, mỗi người bị ta gõ đã đoạn hai cây xương sườn. Trên ót mở một cái chai bia, ta ra tay liền làm nhiều như vậy, tối đa tựu là rất nhỏ não chấn động thêm gãy xương. Bất quá ta cha, Trần Húc à xong một tiếng, nguyên lai là quản lão gia tử à trông giữ lão gia tử cái kia phó không giận tự uy bộ dạng trần húc có thể tưởng tượng vị gia này tại biết được nữ nhi của mình thiếu chút nữa bị người chiếm tiện nghi về sau là như thế nào tức giận địa phương khó trách mấy tên kia tại trọng chứng phòng bệnh một ở tựu là ba cái trần húc tựu nói vậy ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói à quản dịch ngắt hắn thoáng một phát nói người ta nếu sớm nói như vậy rồi người sẽ không cho là ta rất có bạo lực khuyên hướng sao trần húc đổ mồ hôi thoáng một phát tại nơi này khúc mắc không muốn thông trước khi hắn khả năng đích xác hội nghĩ như vậy nhưng hiện tại hắn lại cười nói yên tâm ta tuyệt đối toàn lực ủng hộ ngươi đối với loại người này ra tay không thể lưu tình quả nhiên là lượng tiểu phi quân tử vô độc bất trượng phu đại trượng phu làm việc nếu là sợ thủ bó chân lo trước lo sau tính toán cái gì đàn ông lúc này thời điểm quản dịch nói tốt rồi tốt rồi không nói như vậy mất hứng địa sự tình n diễn xuất lập tức tự muốn bắt đầu à còn không mau chạy ra đây tham gia náo nhiệt. Diễn xuất, Trần Húc Hiếu kỳ cùng đi ra ngoài, phát hiện cửa điếm không biết lúc nào đã đáp nổi lên một cái khá lớn một cái bàn, bên cạnh còn đưa đến một bộ quý danh cỡ lớn âm hưởng. Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát nói, cái này đang làm cái gì? Quản dịch sông hắn lách vào trước mắt nói, người cho rằng ta tìm nhiều như vậy nghệ trường học Mỹ nữ tới chính là vì thú vị à? Để ăn mừng chúng ta công chúa bánh ngọt điếm khai trương, cho nên chuyên môn thỉnh các nàng đến diễn xuất đấy công chúa bánh ngọt điếm, Trần Húc bạo đổ mồ hôi, bánh ngọt điếm lúc nào đã có như vậy một cái chỗ thua kém tên. Đương nhiên lời này cũng không dám mở miệng nói ra, bởi vì nhìn xem chung quanh một đám lũ gia súc biểu lộ, Trần Húc đã biết rõ cái này công chúa bánh ngọt điếm thế nhưng mà mục đích chung. Đến trong đám người đi bộ một vòng mấy lúc sau, Trần Húc phát hiện bọn này lũ gia súc cả đám đều tiến vào hồng nhạt bẫy dập. Toàn bộ đều tại đồn đãi cái này công chúa bánh ngọt trong tiệm theo bà chủ đến phục vụ viên toàn bộ đều là thuần một sắc mỹ nữ, mỗi ngày sáng sớm tới nơi này vừa nhìn mỹ nữ vừa ăn bên trên một khối bánh ngọt uống một chén sữa bò, đối với thân thể phát dục không muốn quá mới có lợi. Sau đó còn có người đồn đãi giống như nhà này bánh ngọt điếm địa cổ đông chính giữa lại vẫn có một nam đấy. Thốt ra lời này lập tức tình cảm quần chúng xúc động, một đám người hiệu triệu lấy thịt người tìm tòi đem người nam nhân kia cho tìm ra đến, sau đó bạo đánh một trận động ở hợp hiệp đại chiêu bài lầu dạy học trên đỉnh thị chúng. Nghe xong lời này Trần Húc lập tức chạy so con thỏ còn nhanh hắn biết rõ đắc tội như vậy một đám bị mỹ nữ làm cho hôn mê mắt lũ ra súc là một cái dạng gì kết cục. Diễn xuất rất nhanh mà bắt đầu rồi, tại kính bạo phát trong tiếng âm nhạc, nghệ trường học các em em thay đổi váy đã đến một cái huyến khốc địa audition, đưa tới sói chu một mảnh. Rất nhanh vô số nhận được tin tức địa lũ gia súc đều theo hợp hiệp đại vọt ra, trên con đường này nhanh chóng đã bị chắn đầy. Bất quá hiện tại dĩ nhiên là 3 tháng mùa xuân mùa. Hơn nữa hôm nay trời cũng so sánh tốt, ánh nắng tươi sáng lại là tại lúc xế chiều cho nên khá tốt không phải quá lạnh nghệ trường học các em em tại nơi này đơn sơ trên bàn một khúc vỗ tất lập tức tự nhấc lên rung trời tiếng vỗ tay làm cho kế tiếp cao hiểu tiết đi lên nói chuyện đều không có người nghe được rồi bởi vì đàn sói nhóm đám bọn họ mấy cái thông minh đấy cùng trần húc bọn hắn nhận thức đều vụng trộm chạy đến đằng sau giúp nhân ra em em cầm quần áo lần lượt sữa bò n cần cực kỳ khủng khiếp trần húc thấy như vậy một màn liền không nhịn được cảm thán đều nói nghệ trường học em em khó phao, ngâm, không phải người giàu có không khai xe xịn người ta căn bản không vung ngươi. Cái rắm chủ yếu là không có nắm giữ đến phương pháp, nếu hợp hiệp đại gia xúc trước kia tụ lại để cho bản trường học mỹ nữ đi sung phong, cùng các nàng thân quen về sau lại mang trở lại, còn sợ không có cơ hội cua tới tay. Bất quá theo như quản dịch huyết pháp, muốn lại để cho những này các em em mua chính mình chứng cũng không phải dễ dàng như vậy đấy kỳ thật rất hào phóng mặt cũng hay vẫn là dựa vào lần trước Kim Dung bày hiệp chuyện lúc mang địa nhân khí người ta các em em mới bằng lòng cho cái này mặt mũi. bất quá quản dịch lại lắc đầu nói những ngày các cô gái cũng không tốt như vậy phao ngâm đấy. N người cũng biết trên cơ bản mỗi đến cuối tuần thời điểm đối diện nghệ cửa trường học ngừng trên cơ bản đều là thuần một sắc xe xịn hắc có một số việc nha. Trần Húc gật đầu nói biết rõ biết rõ kỳ thật không riêng gì nghệ trường học rồi hợp hiệp vào cuối tuần thời điểm cũng có chút ra hỏa khai xe thể thao đến trong sân trường lắc lư lưỡi câu em em à thủ đoạn của bọn hắn đều có cao nhân áp vào trường học trên forum rồi trước tiên là nói về là hỏi đường n bọn hắn hỏi đường cũng rất có kỹ xảo nữ hài tử bất kể thế nào khoa tay múa chân đều nói mình không biết mục đích đúng là vì muốn cho nữ hài tử lên xe bởi vì tại trong sân trường nữ hài địa cảnh giác đều thấp trên xuống xe về sau bọn hắn cũng không làm cái gì quá phận địa sự tình chính là vì bày ra thoáng một phát xe của mình ưu việt tính năng. Chờ đến địa phương về sau nói muốn đáp tạ người ta nữ hài, tự thuận tiện muốn thỉnh nàng đi ăn cơm, nữ hài tử nếu đã đáp ứng, trên cơ bản liền thành công một nửa. Cho dù không đáp ứng, lưu cái số điện thoại cũng có thể cung cấp về sau liên hệ phát triển. Những điều này đều là thủ đoạn nhỏ rồi, bất quá đừng nói, thật đúng là có tác dụng. Ngay tại Trần Húc cùng quản dịch châu đầu ghé tai trò chuyện địa chính hoan thời điểm, đột nhiên có mấy người đỉnh đạc đẩy ra đám người, kêu lên, các người cái này đang làm cái gì? Các người có biết hay không? Các ngươi đã đã tạo thành giao thông bế tắc, chứng kiến những người này, vây xem lũ gia súc cả đám đều cười lạnh, quản dịch tắc thì nghiêng đầu đối với Trần Húc rất chiêu tức nói, người biết quốc gia của ta sức chiến đấu mạnh nhất quân đội là cái đó chi sao? Trần Húc nhìn xem đám kia quần áo không chỉnh tề ra hỏa, cũng cười lạnh nói, nói nhảm, không phải nổi danh nói nha. Cho ta ba nghìn giữ trật tự đô thị, ta có thể thu phục Đài Loan. Kỳ thật vốn nha, đối với giữ trật tự đô thị cái nghề nghiệp này, Trần Húc hẳn là ôm một loại tôn kính tâm tình đến cúng bái đấy. Giữ trật tự đô thị tồn tại tất nhiên là có hắn tích cực hướng lên một mặt, không có bọn hắn, một tòa thành thị bộ mặt thành phố nhất định sẽ bị trộn lẫn chướng khí mù mịt, không có bọn hắn, một cái trong thành thị phố lớn ngõ nhỏ bên trên nếu như đều tràn đầy bầy hàng vỉa hè, cái kia không riêng phá hư bộ mặt thành phố, nhưng lại dễ dàng làm cho hỗn loạn. Cho nên như vậy một cái vì chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại hóa kiến thiết làm ra kiệt xuất cống hiến đám người, không có lý do không đối với bọn họ tỏ vẻ thoáng một phát tôn kính à. Nhưng trên thực tế đâu này, N. 095 thời điểm một bản giữ trật tự đô thị chấp pháp thao tác thực vụ tại trên mạng bộc quang, mà căn cứ người biết chuyện viên theo như lời cái này bản có thể nói vì giữ trật tự đô thị bắt buộc quỳ hoa bảo điển kỳ thật tại 2 năm trước thì ra là 07 năm tựu đã có. Bên trong ghi lại có thể nói kinh thiên địa quỷ thần khiếp, Trở thành là bí tịch võ công đến xem cũng đều một chút cũng đúng vậy đấy. Kinh điển nhất không ai qua được, trong đó một câu trên mặt không thấy máu, trên người không thấy thương, chung quanh không gặp người, sau đó còn có một câu muốn đạt tới cảnh giới vong ngã. Không muốn cân nhắc chính mình có phải hay không tương đối người đối thủ, có thể hay không đem đối phương lộng thương rồi, như vậy đối kháng bao lâu thời gian có thể chấm dứt chờ chờ. Tốt nha, người nói như vậy một bộ bảo điển bí kíp sao có thể cho hấp thụ ánh sáng đến trên mạng. Đây không phải đuổi tại thành lập đất nước 60 năm trước giờ cho hấp thụ ánh sáng quốc gia của ta cường đại nhất lục quân tạo đội hình sao? Đám bạn trên mạng hô to, giữ trật tự đô thị uy vũ, chiến đấu trên đường phố vô địch. Nói thật, thật muốn đánh, Hitler hai cái bộ binh sư đi vào Trung Quốc bất luận cái gì một đại thành thị, gặp gỡ ta giữ trật tự đô thị cũng chỉ có toàn quân bị diệt kết cục. Hôm nay tại trên mạng, giữ trật tự đô thị đã trở thành mắng chửi người. Cái này tuy nhiên rất không công bình. Bởi vì không phải nói sở hữu tất cả địa giữ trật tự đô thị đều là tranh lệch, nhưng mấy năm qua này. Mạng lưới truyền thông bên trên đối với giữ trật tự đô thị địa đưa tin, 90% đã ngoài đều là mặt trái tin tức, cái này không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa, vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Có giữ trật tự đô thị phàn nàn nói cũng không phải sở hữu tất cả giữ trật tự đô thị đều là như thế này, giữ trật tự đô thị chính giữa cũng chia phái chủ chiến cùng chim bồ câu phái, không thể nói sở hữu tất cả phái chủ chiến làm chuyện xấu lại để cho chim bồ câu phái cũng phải đến cùng một chỗ lưng vác cái này oan ức a à? đối với cái này câu nói có bạn trên mạng đưa ra một cái phi thường có tính kiến thiết đề nghị về sau giữ trật tự đô thị địa chế ngự đồng phục phân hai bộ phái chủ chiến mặc màu đen chim bồ câu phái địa mặc đồ trắng sắc đấy cái này chẳng phải phân rõ ràng sao trước mắt cái này mấy người tự tuyệt đối thuộc về phái chủ chiến tại sao vậy chứ Trần Húc nhớ rõ khi còn bé xem qua Lâm Chí Dĩnh một bộ phim gọi là Toàn phong tiểu tử, N, đó cũng là thích tiểu long thành danh làm. Bên trong hiệu trưởng tự nói một câu rất kinh điển, người nhìn xem những người này, nguyên một đám ngậm cây tăm, khăn quàng cổ lôi kéo phong bộ dáng, trong phim ảnh diễn người xấu địa không đều là như thế này đấy sao? Những lời này nói đúng là sáng tỏ ngoại hình hòa khí chất thường thường tựu là quyết định người khác ấn tượng đầu tiên trọng yếu điều kiện, nhìn xem mấy vị này, n. Chế ngự, đồng phục ngược lại là không sai, nhưng hôm nay xem như gần đây trong một thời gian ngắn so sánh nóng một ngày, cho nên mấy vị này quần áo nút thắt tựu như vậy rất loạn thất bát tao thủ sẵn, có dứt khoát giật ra rồi, còn có ngồi trên xe cái vị kia, trực tiếp đem chế ngự, đồng phục mũ cầm xuống đến, phóng trong tay đem làm cây quạt tại phiến. Thái độ quyết định tố chất, thật giống như huấn luyện quân sự địa thời điểm đệ nhất khóa chính là muốn đứng quân tư đồng dạng, cái này là một loại tố chất thể hiện. Quân không thấy chúng ta người yêu dấu dân đội quân con em, mặc kệ tại cái gì gian nan dưới tình huống cho dù là chống lũ cứu tế lúc, làm cho đầy người mặt mũi tràn đầy nước bùn, nhưng quân tư lại đồng dạng thẳng. Chế ngự, đồng phục bên trên tuy nhiên vết bẩn loang lổ, thực sự đồng dạng chỉnh tề. Nhìn xem đám người kia cái này bước bộ dáng, Trần Húc trong nội tâm đại khái thì có đếm. Cầm đầu địa một người đi đến trước sân khấu, đỉnh đạc địa hướng về phía vây xem mọi người phất phất tay, kêu lên, đều vây ở chỗ này làm gì vậy? Ai lại để cho các ngươi tại đây địa, tranh thủ thời gian tàn tản, còn có các ngươi, có biết hay không đây không phải là pháp tinh hội nghị à? Triệu tập nhiều người như vậy ở chỗ này đã bế tắc giao thông có biết hay không? Tranh thủ thời gian thu, kỳ thật hợp hiệp Đại Tây môn con đường này cho tới bây giờ tự cũng không nói gì không có bị chắn qua. Tuy nhiên hiện tại thành phố ở bên trong rất nhiều địa phương đều là tại mới xây. Nhưng hợp hiệp Đại Tây môn bên này trên cơ bản đều là trước thế kỷ 8 thập niên 90 phòng ở cũ lão phố. Mặt đường cũng phá rất lâu đều không có tu rồi, bình thường thoáng một phát phố trên đường gồ ghề đều là giọt nước. Trên cơ bản chỉ cần là thành phố nội lái xe đại đều không biết lái xe trải qua con đường này đấy. Phóng nhãn chung quanh ngoại trừ một cỗ mô tơ, liền bộ cơ động cỗ xe đều không có, lại nói chuyện gì bế tắc giao thông. Trần Húc quay đầu lại, chứng kiến Trọng Tử Ngữ đang theo một mỹ nữ thấp giọng trò chuyện cái gì, bên cạnh trò chuyện bên cạnh cười, chứng kiến Trần Húc đang nhìn mình, Trọng Tử Ngữ liền làm một cái lại để cho Trần Húc bên trên ánh mắt Móa, vừa rồi đã quên nói trọng từ ngữ người này thật sự không phải cái gì tốt điều thằng này tán gái đích thủ đoạn lại để cho người nghẹn học nhìn chân chối chỉ có điều cái thằng này coi như là có lương tâm chứng kiến chính mình cùng cao hiểu tiết quản dịch quan hệ so sánh mập mờ cũng sẽ không đánh cái này hai nữ chú ý nhưng là như vậy một trong nháy mắt tự cấu kết lại một cái nghệ trường học tiểu cũng như vậy sắc bất quá cái lúc này trần húc không ra mặt thì không được rồi bởi vì nhìn xem cao hiểu tiết muốn nói chuyện lại không dám nói lời nào bộ dạng có người đi ra giảng hòa a dân không cùng quan đấu đây là mấy ngàn năm nay truyền thừa truyền tắc trần húc tuy nhiên hiện tại hăng hái ngược lại cũng không muốn vì như vậy mấy người quét hứng thú hơn nữa tất cả mọi người là đệ tử khai ra bánh ngọt điếm nếu như về sau ba ngày hai đầu đã có người đến thăm đến bới móc đây tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt vì vậy trần húc tự đi ra ngoài cười từ trong túi tiền mặt lấy ra một bao vừa hủy đi phong nguyễn trung hoa đưa tới cầm đầu cái kia trong tay người cười đem hắn kéo qua một bên nói Vị này cảnh sát thúc thúc, người xem cái này là chúng ta không đúng. Bất quá khó được khai trương nha, tự một lần, một lần, a à, người xem hiện tại người không nhiều lắm, một hồi chúng ta tụ tản, được rồi. Đem giữ trật tự đô thị gọi cảnh sát, rất thỏa mãn bọn hắn lòng hư vinh. Bởi vì vì bọn họ trước vị này so về chính biên cảnh sát mà nói kém xa lắc. Mặc vào như vậy một thân chế ngự, đồng phục, hoặc nhiều hoặc ít có loại cáo mượn oai hùng ý tứ. Nhìn xem trong tay Nguyễn Trung Hoa, người nọ vốn muốn tiếp. Nhưng đột nhiên nhướng mày, rất thô bạo đem Trần Húc tay cho đẩy ra nói: "Đi đi đi, muốn hối lộ chúng ta à? Nói cho ngươi biết không có cửa đâu cưng, tranh thủ thời gian mang thứ đó đều thu." Cái này như vậy Trần Húc rất không hiểu thấu rồi, bất quá theo hắn những lời này. Mấy người mặc chế ngự, đồng phục địa ra hỏa bỏ chạy suy nghĩ ôm cái kia âm hưởng, xem cái này tư thế lại ý định đem hắn tịch thu. Cái này cao hiểu tiết có thể nóng này, bởi vì cái kia âm hưởng là dùng tiền thuê như vậy bị người thu đi cái kia được bồi bao nhiêu tiền à? Vì vậy Cao Hiểu thiết một bả ngăn ở những người kia trước mặt nói, này, các ngươi làm gì vậy? Làm gì vậy? Một cái trước ngực cúp áo khấu trừ loạn thất bát tao ra hỏa lộ ra một miệng răng cửa vàng khè nói, nói nhảm, các ngươi ảnh hưởng bộ mặt thành phố, những vật này toàn bộ muốn tịch thu. Tránh ra tránh ra, thốt ra lời này, một mảnh xôn xao Trần lúc nhíu nhíu mày, nhưng hay vẫn là cười làm lành nói, vị này cảnh sát thúc thúc, không có cái này tất yếu a à ngài nếu cảm thấy chúng ta chắn nói. Chúng ta cái này mang đi còn không được sao, mang đi, dẫn đầu người nọ hừ thoáng một phát nói, các người bên này dọn đi rồi, bên kia chúng ta tới về sau lại chuyển trở lại làm sao bây giờ. Khiêng đi khiêng đi, đem toàn bộ hết gì đó đều khiêng đi, thao, Trần Húc cái này thật sự tự phát hỏa, vừa rồi hắn tự một bụng nóng tính không có địa phương phát tiết đâu rồi, không ít hợp hiệp đại địa gia súc cũng gọi là dầm dĩ, mấy cái dân pro cùng Trần hút quản dịch quan hệ bọn hắn tốt trực tiếp tự chắn đi lên, không chút nào yếu thế kêu lên, các người dựa vào cái gì chuyển chúng ta đồ vật này nọ. Chứng kiến tình cảm quần chúng xúc động, có lẽ là vi phạm với giữ trật tự đô thị bảo điển bên trong câu kia chung quanh không gặp người, sở hữu tất cả đi lên khuân đồ mấy cái giữ trật tự đô thị có chút e sợ rồi, quay đầu lại vi khó coi dẫn đầu đại ca liếc. Cái này dẫn đầu đại ca thật đúng là có vài phần lực lượng. Có lẽ hắn là cảm thấy đệ tử không có gì hay sợ vì vậy nổi lên khí hô, các người muốn làm gì? Các người đây là đang ảnh hưởng công vụ có biết hay không? Tranh thủ thời gian mở ra, bằng không thì gọi các người trường học lãnh đạo đi ra, hung hăng xử lý các ngươi Hắn nếu không nói lời này khá tốt, thốt ra lời này lập tức liền có mấy cái đổ ba gai hoành đi lên. Hắn một người trong đại tam, đại học năm ba, dân pro trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra nói, chúng ta hiệu trưởng điện thoại ngươi muốn hay không, muốn ta hiện tại tự cho ngươi đánh, con mẹ nó ai sợ ai à một đám chó hoang phủ thêm chế ngự, đồng phục còn cho là mình là Husky rồi. Lời này nói, tại chỗ thì có một đám người cười chờ mình, sau đó ồn ào thanh âm liên tiếp, càng nhiều nữa lũ ra súc tựu sông tới, một bộ năm đó cách mạng trí sĩ nhóm, đám bọn họ đối mặt phái phản động lưỡi lê lúc không biết sợ bộ dáng. Một cái hai cái tựu mắt liếc ngang con người khiêu khích đồng dạng nhìn xem cái này mấy cái giữ trật tự đô thị. Cái kia ý tứ chính là ngươi đến à, có gan ngươi đến à, cái này giữ trật tự đô thị nhóm, đám bọn họ có chút choáng luôn, ngấm lại cũng đúng vậy a, à, bọn hắn trước kia gặp được tiểu thương người bán hàng rong nhóm, đám bọn họ, cái nào nhìn thấy bọn hắn không phải cùng chuột thấy mèo tựa như. Như thế nào bọn này đệ tử lá gan tựu lớn chứ như vậy? Cũng trách cái này mấy người đần, phải biết rằng dễ dàng nhất kích động, dễ dàng nhất biểu hiện ra bản thân phẫn nộ quần thể tựu là đệ tử quần thể. Tục ngữ nói nghe con mới đẻ không sợ cọp, huống chi hợp hiệp đại cũng coi như bên trên là trong nước so sánh không tệ địa một chỗ trọng điểm đại học rồi, trong lúc này đệ tử không nói tự cho mình rất cao. Nhưng thường xuyên tiếp xúc đến mạng lưới, thường xuyên chứng kiến có quan hệ giữ trật tự đô thị mặt trái tin tức đối với cái này đoàn người. Lời nói khó nghe lời nói, thực xem thường, tự là xem thường, có đôi khi một chú chuột có thể hư mất một nồi nước, giữ trật tự đô thị cái nghề nghiệp này cho dù là đối với xã hội mới có lợi, nhưng liên lụy tới mặt trái tin tức nhiều lắm đồng dạng không đem người trở thành người xem. Người kêu oan, cái kia trước theo bản thân tìm xem vấn đề uống chi cái này mấy cái ra hỏa rõ ràng tựu là đến cố tình gây sự đấy. Về phần xử phạt, vậy thì càng không sợ rồi. Hôm nay dẫn đầu thiêu dệt chuyện cái này mấy cái trên cơ bản đều là máy vi tính hứng thú tiểu tổ, mỗi năm đều cầm học bổng, hơn nữa bởi vì tham dự Kim Dung bảy hiệp chuyện cái này trò chơi chế tác, hơn nữa bản thân còn tựu là thực sự nhất định trình độ đấy, mặc dù mới đại tam đại học năm ba nhưng trên cơ bản công tác cũng cũng không thành vấn đề địa phương. Thực náo trường học đối với cái này bầy ưu tú đệ tử cũng sẽ không biết thực hạ cái gì xử phạt, chỉ cần đừng làm rộn đại, trường học bên kia thì ra là mở một con mắt nhắm một con mắt, tối đa trách cứ vài câu, còn không đến mức hội ghi lại tiến hồ sơ. Hơn nữa hiện tại người lại nhiều, bên cạnh còn có mỹ nữ nhìn xem, cái này gọi là bọn này lũ ra súc như thế nào không thú huyết sôi trào. Sinh viên thật là không sợ nháo sự đấy, không khí bây giờ giống như là cái thùng thuốc súng đồng dạng một điểm tự lấy, cái kia dẫn đầu đại ca cũng nhìn ra có chút không đúng rồi, nuốt nhổ nước miếng nhưng vẫn cường ngạnh nói tốt các ngươi bọn này các học sinh tập thể nhiễu loạn công vụ đúng không đi ta cái này gọi điện thoại gọi người đến người 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 mấy người các ngươi ta xem mấy người các ngươi là dẫn đầu thiêu dệt chuyện đấy còn mắng chửi người cái này ngay tại lúc này sinh viên tố chất đúng không tốt các ngươi đều đừng chạy nói đến đây ra hỏa tổ muốn móc ra bộ đàm thông báo trần húc xem xét vấn đề này muốn ồn ào lớn hơn thật sự nói chuyện của mình còn chưa tính dù sao hắn tiến cục cảnh sát cũng không phải lần một lần hai rồi. Nhưng bọn này đồng học là giúp mình đấy, muốn là bởi vì chuyện này tiến vào cục cảnh sát ăn hết xử phạt các loại. Vậy hắn tự ái náy lớn hơn, phải biết rằng bộ đàm cùng điện thoại bất đồng, tính cả kênh về sau rất nhanh có thể tìm được người. Cái kia dẫn đầu đại ca vừa xuất ra bộ đàm đem nói chuyện, đột nhiên trong tay không còn, bộ đàm sẽ không ảnh rồi. Dẫn đầu đại ca ngẫng đầu, tự chứng kiến cái này bộ đàm vậy mà rơi vào trần hút địa trong tay lần này hắn thật là vừa sợ vừa giận bởi vì còn chưa từng có người dám đoạt hắn bộ đàm đây này trần húc trên mặt còn treo móc mỉm cười bất quá lời nói chính giữa sẽ không khách khí như vậy ta nói mấy vị náo đã đủ rồi nên ở đâu ra hồi đi đâu rồi a à? đừng đem làm chúng ta đệ tử dễ khi dễ người muốn gọi điện thoại ta tự cho ngươi đánh sau đó trần húc tự lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị đánh cục công an vương cục trưởng điện thoại trên cơ bản hắn hiện tại cùng vương cục trưởng địa quan hệ cũng coi như chín dù sao hắn giúp cục công an hai lần đại ân, cắt hít hầu nam lần kia không nói, tiềm thức ca khúc sự kiện thế nhưng mà lại để cho vương cục trưởng trên chăn, bị bên trên hung hăng khen ngợi một phen, nghe nói ít ngày nữa muốn thăng quan rồi. Trần Húc trong nội tâm ám gọi mình thất sách, sớm biết như vậy cái này bánh ngọt điếm khai trương thời điểm, nên mời một ít người tới. Tối thiểu Trần Phụ Đạo Viên muốn thỉnh thoáng một phát, hiệu trưởng cùng vương cục trưởng chỗ đó cũng nên lần lượt một trương thiếp mời địa phương. Bất quá Trần Húc là cảm thấy loại hình thức này bên trên đồ vật làm không có ý nghĩa, người ta đều là người bận rộn, tham dự cái này thật sự là lãng phí thời gian. Hơn nữa mở đích là ra tiểu bánh ngọt đếm mặt tiền của cửa hàng cũng không phải cái gì cỡ lớn khách sạn năm sao, cho nên những này đều tỉnh mất. Bằng không thì đám người kia ở chỗ này, hư hư, còn có thể làm cho mấy cái husky quấy hứng thú. Thế nhưng mà Trần Húc tự muốn gọi điện thoại thời điểm, đột nhiên một cái lảo đảo. Thân thể bị người đụng phải thoáng một phát, điện thoại tự nhiên mà vậy rớt xuống. Trần Húc lần này bị đụng không nhẹ, cả người đều cơ hồ muốn ngã sắp xuống. Quay đầu lại xem, tự chứng kiến là một cái giữ trật tự đô thị bổ nhào vào trên người mình chém giết bộ đàm. hắn như vậy vừa động thủ, chàng diện thoáng cái tự loạn. vốn là hiện trường địa khí phân thật giống như thùng thuốc súng đồng dạng một điểm tự lấy. Lần này Trần Húc bị tập kích, thật sự tự cùng năm đó tát lạp nhiệt hoa sự kiện lúc phép đi năng đại công tước gặp chuyện sự kiện đồng dạng. chàng diện thoáng cái tự hỏa bảo. Một đám các học sinh vây quanh nói, các ngươi làm gì đánh người. Sau đó ở bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng đem bọn này giữ trật tự đô thị nhóm, đám bọn họ vây chật như nêm cối. Cái này bảy mùm tám lưỡi mà thảo luận tình cảm quần chúng chọc giật, chàng diện thật là không bị đến đã khống chế. Trần hút theo trên mặt đất bò, làm ra thủ thế lại để cho mọi người yên lặng một chút. Bởi vì loại chuyện này náo lớn hơn khẳng định không tốt, chỉ bất quá hắn còn chưa nói lời nói đâu rồi, đột nhiên trên tay mát lạnh tiếp theo tê dần, cúi đầu xem xét, lại bị lên còng tay. Cái này Trần Húc có thể thật sự tự phát hỏa, chính mình vậy mà như phạm nhân đồng dạng bị lên còng tay. Giữ trật tự đô thị có tư cách mang theo còng tay. Như còng tay vật như vậy, đều là thuộc về nghiêm khắc quản chế, còn có súng ngắn, gậy cảnh sát các loại. Nhưng là so về súng ống mà nói, gậy cảnh sát cùng còng tay địa quản chế độ mạnh yếu muốn ít hơn nhiều, xem cái này mấy cái giữ trật tự đô thị. Cơ hồ nửa số trong tay đều có cái loại này gậy cảnh sát sẽ biết, bất qua còng tay thứ này cũng không ứng nên ra hiện tại trong tay của bọn hắn trần húc xứng sờ thời điểm hai cái giữ trật tự đô thị nhanh chóng đi lên đem hắn hai tay đều còng tay ở như trên tv cái loại này một bên còng tay phạm nhân một bên còng tay thủ pháp của mình sự thật chính giữa căn bản là không có người dùng cái này trần húc như vậy cùng tội phạm giống như đấy hai tay đều bị còng tay ở điện thoại cùng bộ đàm cũng đồng thời rất xuống cái này có thể quả thực là đem trần húc cho khí nổi trận lôi đình rồi vốn là hắn hôm nay tựu là một bụng địa hỏa hà. Thật vất vả tại trạm tinh buổi nói chuyện phía dưới mới dẹp loạn lửa giận, mở ra khúc mắc có thể làm thành như vậy, cái kia thù mới hận cũ, cái gì loạn thất bát tao cảm xúc đều phù đi lên. Trần Húc cái này cũng thực mặc kệ đối diện có phải hay không chấp pháp nhân viên rồi. Tuy nhiên là giữ trật tự đô thị, nhưng là đừng cầm giữ trật tự đô thị không lo cán bộ. Vị trí này tuy nhiên một mực tranh luận rất lớn, nhưng quả thật tại trình độ nhất định bên trên là có được chấp pháp quyền đấy nhưng Trần Húc hôm nay khí tam thi thần bạo khiêu, đừng nói là giữ trật tự đô thị rồi, coi như là cảnh sát, người không có móc ra thương trước khi ta cũng không sợ. Mà lúc này cái kia dẫn đầu đại ca lại vẫn dương dương đắc ý đi lên đạp Trần Húc một cước nói, các ngươi đều đừng nhúc nhích. Lại động đem các ngươi cùng một chỗ chảo, có thể hắn lời còn chưa nói hết đâu rồi, đã bị Trần Húc hung hăng một cước đá vào như sáu tháng phụ nữ có thai đồng dạng trên bụng, trực tiếp đạp bay đi ra ngoài. Cái này chàng diện thật sự loạn đã xong hiện tại người ở chỗ này đều nghẹn lấy một bụng hỏa đâu rồi có người dẫn đầu động thủ học sinh kia nhóm đám bọn họ tự nhiên là không sợ trời không sợ đất có mấy cái tánh khi táo bạo dân pro trực tiếp tự sông lên rồi tận lực bồi tiếp nữ hài tiếng thét chói tai trầm trồ khen ngợi thanh âm hô dừng tay thanh âm sau đó tự là một đám người ồn ào khung cây non tiếng chửi bậy chật chật cái kia thật sự cùng phê đấu công khai xử lý tội lỗi giai cấp địch nhân không sai biệt lắm trần lúc lúc này thời điểm thật là cái gì đều mặc kệ chính mình lại bị còng tay rồi hả? Đường đường SMMS đại thần lại bị một đám Husky cho còng tay rồi hả? Móa, vấn đề này nếu truyền đi, chính mình ở đâu còn có mặt mũi mặt? Thực con mẹ nó đem làm chính mình là tội ác tài trời tội phạm nữa à? Cho nên Trần Húc cũng tự bất cứ giá nào rồi, một cước đá bay dẫn đầu đại ca về sau theo sau không nói hai lời đối với hắn một hồi liều mạng loạn đá, nếu không phải đằng sau có người dù cho lôi kéo, Trần Húc lúc ấy thật sự đối với hắn giữa hai chân hung hăng đến bên trên một cước rồi nóng tính à tuổi trẻ nhân hỏa khí đại nhưng là không thể quá xúc động à bất kể thế nào nói đều là trần húc bên này người đông thế mạnh giữ trật tự đô thị tổng cộng đã tới rồi bốn cái bị dừng lại một trầu chết đánh về sau mà ngay cả quản dịch đều đụng lên đi đạp mấy cước chật chật cái này thật là vô cùng thê thảm rồi dẫn đầu đại ca thật vất vả mới bỏ ý định đi lên đá trần húc một cước trả thù hơn nữa lấy lại danh dự có thể trần húc hiện tại thật là phong cách cực kỳ tuy nhiên hai tay không thể dùng nhưng là một khi tiến vào trạng thái về sau thật sự như sinh long hoạt hổ. Tục ngữ nói tay là hai cánh cửa, toàn bộ nhờ chân đá người. Không thể không nói những này giữ trật tự đô thị không có kinh nghiệm, còng tay người thời điểm nên đem hai tay còng tay ở sau lưng, nhưng lại tựa vào Trần Húc trước mặt. Như vậy Trần Húc tuy nhiên hoạt động không tiện, nhưng là dùng cả hai tay với tư cách đón đỡ nhưng cũng là đã đủ rồi. Cho nên cái kia dẫn đầu đại ca tức giận mắng lấy một cước đạp đến, bị Trần Húc thò tay vừa đỡ về sau, sau đó một cái cùng loại với tây côn đô chính giữa đại bổ động tác, trực tiếp một cước đạp đến trên mặt của hắn. Dẫn đầu đại ca bị đạp trực tiếp bay ngược 5 mét, Trần Húc đã ở sợ hãi thán phục mình bây giờ tính dẻo dai bề ngoài giống như lại tăng cường rồi hả. Về phần mặt khác giữ trật tự đô thị ngược lại là nên may mắn, trong lúc này ngoại trừ Trần Húc ra tay không có gì giữ lại bên ngoài, những người khác tuy nhiên xúc động phẫn nộ nhưng còn lưu lại điểm chỗ trống. Bất quá chuyện bên này náo lớn như vậy, rất nhanh thì có trường học lãnh đạo cùng cảnh sát gào thét lên mà đến. Chỉ là bọn hắn tại đem đám người kéo ra về sau, Trần Húc còn ở giữa sân đám người đứng ngoài xem đuổi theo cái kia dẫn đầu đại ca đánh, đánh chính là cái thằng kia một hồi gào khóc thảm thiết, cũng làm cho chung quanh ra súc nhóm đàn bà con gái tập thể tại trong lòng hô lớn thần tượng. Thực con mẹ nó là thần tượng à, thẳng đến Trần Phụ Đạo Viên ra mặt, lúc này mới đem Trần Húc cho kéo ra. Trần Phụ Đạo Viên nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất cái kia mặt mũi tràn đầy bầm tím ra hỏa, đối với Trần Húc nói, hóa, tiểu tử ngươi ra tay cũng quá hung ác rồi cái này phiền toái lớn rồi. Trần Húc không sao cả lắc đầu nói, không có gì, bọn hắn động thủ trước, còn sở trường còng tay còng tay ta. Trần Phụ đạo viên lắc đầu nói người trẻ tuổi à, không muốn xúc động như vậy, người cái này xông đại họa. Mà lúc này cảnh trên xe đi xuống hai cảnh sát, vốn là hơi chán ghét nhìn thoáng qua khóc quỷ chính là cái kia giữ trật tự đô thị đại ca, sau đó đi đến Trần Húc trước người nói, vị bạn học này, thỉnh cùng chúng ta lên xe A, tại dưới ban ngày ban mặt ẩu đả quốc gia chấp pháp nhân viên, cái này tội danh rất lớn. Thỉnh thông chi ngài ra trường, cái này cái lại thế nào nói. Trần Húc giơ tay lên khoa tay múa chân thoáng một phát còng tay, giữ trật tự đô thị có tư cách mang theo còng tay sao. Bọn hắn động thủ trước đánh người, nhưng lại cho ta đeo còng tay, vấn đề này cũng cần giải quyết một chút đi. Chứng kiến còng tay hai cảnh sát sắc mặt tựu thay đổi, thứ này truy cứu khẳng định cũng là phiền toái. Mà lúc này đây vốn là ở bên ngoài lái xe chính là cái kia cảnh sát đột nhiên nói, đợi hạ, người học sinh này ta nhận thức để cho ta gọi điện thoại cho vương cục trưởng vương cục trưởng cùng cảnh sát hình sự đại đội trưởng từ đội trưởng tới về sau sự tình tựu rất nhẹ nhàng được giải quyết rồi trần húc thành thơi thảnh thơi lên xe cảnh sát đi làm cái ghi chép vương cục trưởng một câu đều không có oán trách hắn bởi vì chứng kiến trần húc đeo đích còng tay vương cục trưởng đã biết rõ việc này nếu chọc ra đi đối với mình là rất bất lợi đấy còng tay loại vật này sao có thể tùy tiện bị một đám giữ trật tự đô thị nhóm đám bọn họ cầm lấy đi đâu này. Thực sự phóng viên mượn đề tài để nói chuyện của mình nhất định sẽ nói bây giờ là còng tay, cái kia không chừng lúc nào liền thương đều bị bọn hắn cầm lấy đi. Cái kia dẫn đầu đại ca xem như khổ sở uổng phí dừng lại, một trầu, bất quá Trần Húc cũng không có ý định lại cùng hắn truy cứu đi xuống. Theo người này trong miệng Trần Húc ngược lại là hỏi một cái rất kỳ diệu sự tình. Nguyên lai like, mấy người bọn hắn giữ trật tự đô thị đến tìm việc, cũng không phải dỗi dãnh nhất cả trứng trùng hợp tới, mà là có người xui khiến đấy. Hoa Điệp Hiên người quản lý kia, Lý Kiến Nam, Lý Kiến Nam thỉnh bọn hắn ăn xong bữa cơm uống chút rượu, sau đó lại để cho cái này mấy cái ra hỏa đến tìm bọn hắn một chút phiền toái. Cái gọi là ăn người nhu nhược bắt người tay đoản, dẫn đầu đại ca mấy người bọn hắn người vì vậy cứ tới đây rồi, bất quá làm nhưng lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hoạt động. Đã được biết đến chuyện này nguyên nhân về sau, Trần Húc tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cái này Lý Kiến Nam. Đối với cái này mấy vị giữ trật tự đô đồ thị đồng chí, N, sự tình đi qua còn chưa tính. Dù sao thật muốn nói đến Trần Húc một điểm thiếu không ăn còn đánh cho người ta dừng lại, một trầu, hơn nữa nhìn tại vương cục trưởng trên mặt mũi, dây dưa nữa xuống dưới không có có chỗ tốt gì. Hay vẫn là câu nói kia, dân bất hòa, không cùng quan đấu. Giữ trật tự đô thị tuy nhỏ, người ta cũng đã làm bộ. Trần Húc người này kiến phong sử đà bản lĩnh hay vẫn là tương đương cường, được tiện nghi khoe mã công việc cũng không là lần đầu tiên đã làm. Vương Cục trưởng nói là hiểu lầm một hồi, hắn tự thuận cột hướng bên trên bò lên, lầm sẽ tự nhiên là đã hiểu lầm. Vào lúc ban đêm Trần Húc đi ra quốc tế khách sạn xếp đặt một bàn, thỉnh mấy vị này giữ trật tự đô thì các đồng chí hảo hảo ăn uống dừng lại, một trầu, vương cục trưởng cùng từ đội trưởng hai người tiếp khách. Vì vậy cái này vốn là không tính là hiểu lầm đấy sự tình, tự thực thành đã hiểu lầm. Đối với cái này mấy cái bị đánh đồng chí mà nói, cái này cũng là biện pháp tốt nhất rồi. Không có nghĩ đến cái này để tử nhiên cấp không lớn, ngược lại là cùng mặt trên quan hệ quá cứng rắn, nghe xong là người ta bắt được cắt ít hầu năm đấy. Không phục cũng phải chịu phục rồi, người như vậy bọn hắn cũng không thể trêu vào, huống chi tiểu tử này rất bên trên đạo, chủ động tới hòa giải, cho nên tự nhiên cũng tự mượn sườn núi hạ con lừa rồi. Đương nhiên bữa cơm này cũng không phải bạch thỉnh, tục ngữ nói diêm vương tốt cách nhìn, tiểu quỷ khó chơi. Trần Húc dùng như vậy cái thủ đoạn đem lương tử bỏ qua đi, tự là không muốn làm cho những cái thứ này ghi hận trong lòng, cái gọi là không sợ tạc trộm cũng sợ tạc nhớ thương, thực bị tiểu quỷ hơn chút lo lắng Trần Húc cũng không cái kia tâm tư đi phụng bồi. Đương nhiên còn một điều tự là, việc này ai thú nhận đến tìm ai giải quyết đi, cái kia lý kiến nam, Trần Húc tự là không có ý định ra mặt, lại để cho mấy vị này bị một bụng tử khí giữ trật tự đô thì các đồng chí đi chầm chầm một chầm chầm. Cho cái giáo huấn, về phần cái gì giáo huấn nha, ha ha, nhìn xem vị này dẫn đầu đại ca vẻ mặt ô thanh chắc hẳn cũng có thể đoán được cái tám chín phần mười những chuyện nhỏ nhặt này Trần Húc chẳng muốn đi quản, bất quá hắn bữa này rượu cùng trước khi đi cho bọn hắn mỗi người đút một đầu bông sen vương cũng không uổng phí, chẳng những buổi chiều địa sự tình nhất tiếu mẫn ân cửu rồi. Ngày thứ ba một cái giữ trật tự đô thị đồng chí còn chuyên môn vội tới Trần Húc mấy tấm hình, thượng diện tựu là Lý Kiến Nam vẻ mặt ô thanh bộ dạng. Sau đó phải biết người này từ trước rồi, không biết đi đâu, Trần Húc cười cười, đem ảnh chụp xé tiện tay ném vào thùng rác. Hay nói giỡn, điểm ấy việc nhỏ còn dùng được lấy hắn đi hao tâm tốn sức sao. Bánh ngọt điếm sinh ý phi thường không tệ, cái này công chúa bánh ngọt điếm căn bản tựu không cần đánh quảng cáo, tới gần mấy chỗ đại học lũ gia súc đều nghe nói. Muốn nhìn mỹ nữ, sẽ tới công chúa bánh ngọt điếm A. Hơn nữa tại đây bánh ngọt hương vị đích thật là rất khen, giá cả cũng công đạo. Mỗi sáng sớm đều có một đám lũ gia súc chạy tới mua lấy một khối bánh ngọt một ly sữa bò sau đó đi học, trên cơ bản đều được mệt nhọc đường Bích Hiên mỗi ngày buổi sáng khởi tương đối sớm khởi công, Trần Húc cái này cùng quỷ đồng dạng mỗi ngày thức dậy sớm địa ra hỏa ngẫu nhiên cũng kéo lên Cao Hiểu Tiết đến hỗ trợ. N. hô Cao Hiểu Tiết muốn dùng điện thoại, bởi vì khai giảng về sau, mọi người trên cơ bản đều chuyển trở về phòng ngủ ở, chỉ có cuối tuần thời điểm mới đi ra bên ngoài trong phòng nhỏ tụ tụ lại. Cho nên Trần Húc hiện tại mỗi sáng sớm thích nhất làm sự tình, tự là 5 giờ đồng hồ thời điểm cho Cao Hiểu Tiết gọi điện thoại, sau đó hô, rời giường đi tiểu rồi. Dựa theo hiện tại người lưu lượng đến tính toán, trên cơ bản mỗi ngày có thể bán đi 400 phần bánh ngọt cùng sữa bò, cuối tuần thời điểm muốn ít hơn một nửa. Dùng một phần bánh ngọt hai khối ngũ mau tiền đến tính toán. Mà trứng gà, miễn phí chờ chờ thành phẩm giá cả tắc thì đều đến không được ngũ mau tiền. Nói cách khác một phần bánh ngọt tận lợi nhuận hai khối tiến, một ngày như vậy xuống tựu 800 khối tiền rồi. Một tháng xuống, khấu trừ tiền thuê nhà, điện nước chờ các loại, tận lợi nhuận cũng có một vạn 78 ngàn khối tiền bộ dạng, hơn nữa cái số này vẫn còn hướng bên trên gia tăng. Nhiều như vậy tiến tuy cũng không tính thiếu đi, nhưng là tứ đại cổ đông chính giữa có ba cái là căn bản không thiếu tiến, cho nên Trần Húc bọn hắn trái hống phải hống, trên cơ bản đem cái này một vạn bảy tám ngàn lợi nhuận đều phân cho cao hiểu tiết cùng đường Bích Hiên. Cho tiểu Bích Hiên mở đích tiền lương là bốn ngàn khối tiền một tháng, dù sao cô bé này vội vội vàng vàng bên ngoài, trên cơ bản một người đảm nhiệm lấy phục vụ viên, bánh ngọt sư phó các loại chức nghiệp, mỗi sáng sớm cơ hồ 4 giờ phải rời giường quả thực là mệt đến nàng, những số tiền này cũng là nàng nên được địa phương. Mà Cao Hiểu Tiết vốn không muốn muốn nhiều tiền như vậy, nhưng là kế tiếp, đem làm cái kia khoản website trò chơi nhà của ta viên phòng của ta chính thức đẩy ra thu phí đạo cụ, cùng cộng đồng lưới tiền ảo trực tiếp móc nối về sau, Cao Hiểu Tiết tự triệt để trợn tròn mắt. 3 tháng đến tháng 4 một tháng này, cái này trò chơi thu phí đạo cụ tận lợi nhuận 20 vạn nhân dân tệ. Cùng cộng đồng lưới 19 phần thành về sau, bọn hắn đến tay tiến còn có trọn vẹn 18 vạn nhân dân tệ. Điều này không khỏi làm cho Cao Hiểu Tiết cảm thán, đầu năm nay người có tiền thật nhiều à. Kỳ thật cũng không trách, thời gian một tháng nội, cộng đồng lưới địa người sử dụng tăng vọt 20 vạn người. Đương nhiên không bài trừ trong đó có một phần là áo lót. Mà cái này 20 vạn người cơ hồ đều là cái này trò chơi người chơi, đều là hướng về phía như vậy một cái trò chơi mà đến địa. Cái trò chơi này cũng không phải cái gì xưng vương xưng bá trò chơi, cho nên khai phát thu phí đạo cụ cũng không có có bao nhiêu người có câu oán hận. Hơn nữa thu phí đạo cụ chỉ là nhằm vào những cái kia không muốn chậm rãi đùa người, lại để cho bọn hắn nhanh hơn một bước tốc độ, cũng chưa nói tới là phá hư trò chơi cân đối, cho nên người chơi nhiệt tình có tăng không giảm. Đạo cụ như thế nào thu phí? Nói thí dụ như, 10 cái cộng đồng tệ thì ra là một khối tiền, tương đương với gia viên chính giữa một vạn khối tiền. Trên cơ bản đây cũng chính là tương đương với trung cấp người chơi một ngày thu nhập tổng. Cái giá tiền này so là quản dịch bọn hắn tỉ mỉ đính tốt, cho nên không bỏ tiền người chơi không biết là như vậy có cái gì quá phận mà bỏ tiền người chơi cũng hiểu được loại này tính toán phương thức thật sự là quá tiện nghi có thể thật sự tiện nghi sao góp gió thành bão à sự thật chính giữa một vạn khối tiền có thể đủ một hồi hoa đẹp đấy nhưng cũng phải nhìn xài như thế nào một vạn khối tiền toàn bộ lấy ra bán thịt vịt nướng đủ người ăn vào đời này không muốn ăn thịt vịt nướng địa trình độ nhưng một vạn khối tiền dùng để mua phòng ốc chật chật liền cái toilet đều mua không xuống à hơn nữa tại trong trò chơi có rất hơn building bán hoặc cho thuê, như cái loại này biệt thự loại hình phòng ở, một vạn khối tiền liền một bình phương cũng mua không được, ở đâu đủ xài như thế nào tiêu hay sao. Phòng ở mua về sau còn có lắp đặt thiết bị, đồ điện, những này không đều rất cần tiền. Cho nên cho dù tiêu tốn 100 khối tiền làm cái 100 vạn tiền ảo tại trò chơi chính giữa, tối đa cũng tự là so bình thường người chơi qua tốt đi một chút mà thôi. Hơn nữa cái trò chơi này nhằm vào địa hay vẫn là trong túi quần so sánh có tiền nhàn rỗi thành phần tri thức quần thể, thêm vào trò chơi trò chơi tính, có thể hướng bằng hữu biểu hiện ra trong nhà mình xinh đẹp lắp đặt thiết bị, chính mình thưởng thức, chịu dùng tiền người có khối người. Những công ty khác đỏ mắt, đẩy ra 2D bản này chủng loại kiểu trò chơi, nhưng đi chơi địa người không nhiều lắm. 2D địa so 3D chênh lệch nhiều lắm, phòng ốc một điểm không có lập thể cảm giác, có ý gì à? Trần Húc ngược lại là nhất thời không nghĩ tới vậy mà có thể kiếm nhiều như vậy tiến. 20 vạn, số tiền kia đối với hắn hiện tại mà nói cũng không phải số lượng nhỏ gì rồi. Chủ yếu vấn đề là, Trần Húc tạp bên trên địa tiến đều là phụ thân đánh tới, chính thức đầu to còn không có lấy được trong tay hắn đây này. Lúc ấy cùng trọng tử ngữ ký hợp đồng, nhưng số tiền kia cùng cao hiểu tiết các nàng làm sao chia. Cái trò chơi này tuy nhiên có thể nói là Trần Húc một tay độc lập chế tác. N, bài chữ x cung cấp áp xúc phép tính. Trên cơ bản kỹ thuật bên trên tựu là Trần Húc một người giải quyết được rồi, nhưng vì cái này trò chơi những người khác cũng đều đã làm nhiều lần cố gắng, Trần Húc cũng không thể một người độc chiếm A. Đối với cái này bút tiến chạm tinh cái thứ nhất tỏ thái độ, cái này trò chơi ta từ đầu tới đuôi tựu không sao cả tham dự qua. Cho nên không cần cân nhắc ta rồi. Quản dịch cũng nói, chúng ta trước khi đã nói, cộng đồng lưới công ty cổ phần ta đã muốn, trò chơi tiến ta một chút cũng không có hứng thú. Vì vậy Trần Húc nhìn về phía cao hiểu tiết, cái kia, nếu không chúng ta chia đều được rồi. Cao Hiểu Tiết lại nói, thật có lỗi, thực dựa theo trình tự tính toán ta chỉ là coi như người địa viên chức, người không cần dựa theo công ty cổ phần cho ta chia tiền, tối đa cho ta phát điểm tiền thưởng là được rồi, còn có Bích Hiên Ngô Nguyên, cùng máy vì tính nghiệp hội cái kia bầy lũ ra súc. Trần Húc vẻ mặt đau khổ, cái kia tiền thưởng muốn bao nhiêu à? Đừng quên, chúng ta đây cũng không phải là kiếm một số tựu đi, sau này mấy tháng còn có tiền đấy. Cao Hiểu Tiết nhún nhún vai nói, ta không có cái gọi là à, dù sao trò chơi này vốn chính là ngươi làm đấy ngươi xem rồi cho đầu tiên nói trước cho nhiều hơn ta không muốn ta không cho là mình phát ra nổi tác dụng lớn như vậy trần húc trợn trắng mắt hiện tại có tiền còn tiễn đưa không xuất ra đi cuối cùng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cho cao hiểu tiết cùng đường bích hiên mỗi người bao hết một cái một vạn khối tiền khối tiền đại hồng bao cái này hay vẫn là ngạnh nhét kín đáo đưa cho hai nữ đấy cao hiểu tiết còn dễ nói biết rõ trần húc có tiền cũng không thèm để ý nhiều như vậy hơn nữa nàng trả giá đồ vật hoàn toàn chính xác cũng nhiều. Nhưng đường bích hiên trước khi như thế nào cũng không chịu thu. Cuối cùng đơn giản chỉ cần khuyên cả đêm trần hút nước miếng đều đã làm, cái này lại để cho cô bé này như một bên khóc một bên nhận lấy đến chỗ này. Đối với đường bích hiên mà nói, trần hút bọn hắn quả thực là quý nhân thêm ân nhân rồi. Sự xuất hiện của bọn hắn cải biến chính mình địa cả đời. Đúng vậy, cả đời. Mỗi khi đường bích hiên rơi lệ thời điểm, thích hợp nhất an ủi người của nàng tự là hai nha rồi. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Nhị Nha cùng Đường Bích Hiên quan hệ trong đó ở chung không muốn quá tốt. Dù sao nghệ trường học cũng rất gần, hơn nữa hai nha cùng phòng ngủ mấy nữ hài tử quan hệ không tốt. Dùng nàng mà nói, nàng đặc xem thường ngủ chung phòng một nữ hài tử, so nàng lớn hơn một tuổi, nhưng 16 tuổi tự thường xuyên đêm không về ngủ, thường xuyên còn có một chút xe con đến cửa trường học tiếp nàng. Cho nên Trần Húc gọi điện thoại cùng dì nhỏ nói thoáng một phát, dứt khoát tự lại để cho hai nha đến chính mình thuê cái này bộ đồ trong phòng đến ngủ vốn là ý định lại để cho hai nha ngủ chính mình cái kia phòng, nhưng tiểu nha đầu này đặc dính người, lại khi dễ Bích Hiên trung thực sẽ không cự tuyệt, cho nên mỗi lúc trời tối đều rất vui vẻ cùng Bích Hiên lách vào một cái trong chăn ngủ. Cho nên chúng nữ quan hệ chính giữa, tụ mấy nha đầu kia cùng Bích Hiên thân nhất, cho nên hai nha tụ rất hiểu chuyện giúp nàng lau nước mắt, nhẹ giọng an ủi nàng, tiểu đại nhân bộ dạng lại để cho Trần Húc nhìn xem nhịn không được có chút buồn cười. Bất quá nói thật, có thể chứng kiến Bích Hiên tiểu muội muội vui vẻ như vậy, Trần Húc cảm thấy đây hết thảy đều là rất đáng được đấy. Kỳ thật có đôi khi trợ giúp người cũng là một loại rất lớn niềm vui thú, nhìn xem đường Bích Hiên vui vẻ bộ dạng còn có mô nguyên cảm kích, Trần Húc đối với làm không biết mệt. Bất quá chứng kiến Trần Húc lợi nhuận nhiều tiền như vậy ta cũng tâm ngứa rồi, nếu không chúng ta mở lại phát một cái website trò chơi. Cao Hiểu Tiết vui tươi hớn hở nói, đoạn thời gian trước ta đi trên mạng đã điều tra thoáng một phát. 85% đã ngoài cộng đồng lưới người sử dụng, đăng nhập cộng đồng lưới địa mục đích đúng là vì chơi cái này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trò chơi. N, vốn ta là ý định đem cái này trò chơi tiến thêm một bước thăng hoa hóa, nhưng hiện tại xem ra điểm ấy ngược lại không cần rất gấp rồi. Chúng ta có lẽ mở lại phát ra mấy cái mới đích trò chơi nhỏ đến, như vậy lại để cho những người này đi lên về sau có thể có càng nhiều trò chơi có thể chơi. Mà không cần quang điểm điểm một cái trò chơi về sau tự không có chuyện làm. Trần Húc cười nói, vậy lần này ngươi tới làm đề án, ta cho ngươi làm công. Đến lúc đó kiếm tiền ngươi chia cho ta tiền thưởng là được rồi. Cao hiểu tiết bưng lấy mặt nói, xin nhờ, một cái trò chơi nào có tốt như vậy muốn địa. Thực tế hay vẫn là một cái kiếm tiền trò chơi. Ngươi cái kia cấu tứ thật là ta linh quang lóe lên mới muốn, ai nha nha, phiền muộn à phiền muộn, nhiều như vậy tiến tiến, mời khách mời khách. Trần Húc vui tươi hớn hở đã nói, muốn thỉnh cái gì? Có muốn hay không ta đem dưới lầu siêu thị đồ ăn vặt đều chuyển đi lên? biết được ăn thành con heo nhỏ đấy. Cao hiểu tiết khinh bị nhìn Trần Húc liếc, sau đó nói, đúng rồi. Người cùng quản dịch mỗi ngày đều làm địa cái gì động tác à? Nhìn xem rất thú vị, giáo giáo chúng ta quá, vừa vặn muốn giảm béo rồi, cái này một cái nghỉ đông qua, bụng nhỏ nạm đều mau ra đây rồi. Quản dịch nhìn Trần Húc liếc, vật này là Trần Húc tổ truyền bí kíp. Nàng không có bất kỳ quyền lên tiếng, Trần Húc nghĩ nghĩ cũng đã cảm thấy không sao cả, vừa vặn tất cả mọi người rèn luyện thoáng một phát thân thể nha, hơn nữa, thứ này đã truyền cho quản dịch rồi, đích truyền mấy cái cũng không sao cả, dù sao trong phòng này năm cái nữ hài, ba cái là mình rất phải tốt đồng học, một cái là tương lai địa đại tẩu. Còn có một là thân biểu muội đều là người một nhà, có thể tin được đấy. Bất quá hắn còn chưa kịp trả lời, hai nhà cũng rất tốt kỳ nói, cái gì động tác à? Trần hút hướng về phía quản dịch nháy mắt mấy cái, nữ nhân này đã nói a à, lão nương hôm nay sẽ tới lại để cho tiểu nha đầu mở mang mắt. Sau đó đi đến trong tràng, theo đệ một động tác bắt đầu, một hơi hành vân lưu thủy làm ra hơn 40 cái. Xem nàng cái kia tứ chi giãn ra trình độ, quả nhiên là như thủy xa. Cái này một bộ động tác vốn là cương nhu cũng tế, nhưng quản dịch căn cứ thân thể của mình điều kiện làm ra đến nhưng lại mang theo tí thi mềm mại đáng yêu. Cái này một bộ động tác xuống về sau, liền chạm tinh đều xem có chút ngây người. À, quản dịch tỷ tỷ thật là lợi hại. Dạy ta, dậy ta. Quản dịch nhìn xem thích động hai nha, có chút kỳ quái nói, không đúng, Trần Húc nói cái này bộ động tác là nhà hắn chuyện, người sẽ không. N, cái kia cô bé này người nhận thức không? Hắn nói là hắn một người muội muội ai? Người không biết, Trần Húc cái này mới phát hiện mình phạm vào một cái trọng sai lầm lớn. Tại đây hai nha tựu là muội muội mình, không thể giả được thân biểu muội. Như vậy tiểu mẫn, lúc ấy hắn lừa dối quản dịch thế nhưng mà nói tiểu mẫn cũng là muội muội mình à. Vấn đề này như thế nào tính toán? Nhìn xem quản dịch cùng hai nha đồng thời nhìn sang, Trần Húc cười khan nói, đường muội bà con xa đường muội tiểu nha đầu này không biết rất bình thường, người ta bây giờ đang ở nước ngoài đọc sách đây này. Quản dịch trong ánh mắt lộ ra một loại nghiền ngẫm thần sắc, bất quá cũng không có lại truy cứu, ngược lại là hai nha rất kỳ quái địa vò đầu nói, úi trà, ta thực sự như vậy cái tỷ tỷ sao? Trường địa thật xinh đẹp cũng tốt có mới à, đi trở về nhất định phải hỏi một chút mẹ đâu, chân húc đổ mồ hôi, nghĩ đến được tìm một cơ hội đem tiểu nha đầu này cho lừa dối đi qua. Lúc này thời điểm hai nha cũng rất kích động cùng quản dịch nói, cái kia quản dịch tỉ tỉ, xem ngươi bây giờ làm địa tốt như vậy, ngươi tới dạy ta một chút đi. Trần Húc cười nói, lại để cho quản dịch tỉ tỉ dạy ngươi ngược lại là không sao cả, n, bất qua bộ này thể thuật quý tại kiên trì, có chút động tác rất khiêu chiến nhân thể cực hạn, đến lúc đó đau nhe răng trợn mắt thời điểm ngươi muốn thả vứt bỏ nhưng không cho à. Nghe nói như thế vương minh mị trần chờ một chút, nhưng nhìn đến Trần Húc trêu tức dáng tươi cười về sau chịu không được khách còn không có phát dục tiểu lồng ngực nói, hừ. Đến sẽ tới, ai sợ ai à, ai đến lúc đó nếu buông tha cho, người đó là tiểu cầu. Một đám người đều ha ha cười, nhà đầu kia rõ ràng đã 15 rồi, nhưng tính cách bên trên lại cùng cái 78 tuổi tiểu hài tử giống như, ai, chưa trưởng thành à chưa trưởng thành. Nhìn về phía trạm tinh cùng đường Bích Hiên, đường Bích Hiên có chút do so dự, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nói, cái kia, có thể hay không rất khó à, ta sợ ta làm không tốt nhà đầu kia tựu là nhát gan đối với chính mình không có một điểm tự tin cao hiểu tiết cười nói không có việc gì chúng ta luyện luyện chơi quản dịch mỹ nữ à thứ này nhìn xem rất giống yoga ai ta có thể không cầu có thể luyện thành loại người như ngươi tư thái có thể bất mập một chút bảo trì dáng người thì tốt rồi trần húc nhìn xem chạm tinh cô bé này cũng do dự một chút về sau hơi gật đầu cười nói thật Trần Húc giáo các nàng cái này bộ động tác cũng tồn thêm vài phần bất lương tâm tư. Ví dụ như chứng kiến cao hiểu tiết cùng hai nha tại làm thời điểm không có có hình tượng đó a à, à, kêu to hắn đã cảm thấy rất thoải mái. Bất quá khá tốt cái này phòng nhỏ cách âm rất không tệ, bằng không thì loại này cách gọi. Thứ hai thiên cảnh xem xét phải đến thăm, nhìn xem cái này có phải hay không cái gì gái giang hồ ổ điểm. Ngược lại là chạm tinh, Trần Húc cảm thấy cô bé này rất rất giỏi, một mực nhẫn nại lấy không có ra một tiếng đúng là nàng hơn nữa đem làm nàng phát hiện một ít động tác làm không được địa thời điểm không chút nào miễn cưỡng, mà là cẩn thận suy tư thoáng một phát, nhìn nhìn lại vốn là về sau tiếp tục làm. Trần Húc cảm thấy cô bé này hoàn toàn chính xác thật không đơn giản, nàng rất có thể chịu nhịn, hơn nữa chưa bao giờ làm không biết lượng sức sự tình. Bất quá Trần Húc một cái khác so sánh nghĩ gì xấu xa. Khục khục, trên cơ bản Trần Húc thì cho là như vậy đấy. Đoán chừng chính mình nếu có lựa chọn, đại khái là là trước mặt ngoại trừ đường Bích Hiên cùng hai nha bên ngoài địa cái này ba nữ tử rồi, lúc này thời điểm lại để cho thân thể của các nàng tính dẻo dai luyện tốt một chút, về sau cái kia thời điểm. Ai nha nha, lại đỏ mặt, mấy cái nữ hài chính giữa, ngoại trừ quản dịch, tự là hai nha làm tốt nhất rồi. Bởi vì vương minh mị tiểu biểu muội từ nhỏ tự luyện tập vũ đạo, hơn nữa niên kỳ còn nhỏ, thân thể vẫn còn phát dục chính giữa, xương cốt cũng rất mềm mại, cho nên tính dẻo là lớn nhất đấy bất quá duy nhất một lần làm xuống đến 20 cái động tác, cũng làm cho tiểu nha đầu này tiến hành không nổi nữa, bất quá nha đầu kia tính tình ngược lại là thực bướng bỉnh, chứng kiến Trần Húc ở một bên không có tim không có phổi cười địa văn về bụng. Nàng tự ngạnh cắn răng không buông lỏng, kết quả nếu không phải quản dịch phát hiện địa kịp thời, thiếu chút nữa làm cho cơ bắp dây chẳng bị thương. Trần Húc nhéo nhéo tiểu nha đầu cái mũi nói, ai nha nha, cùng biểu ca còn như vậy bướng bỉnh tính tình. Sau đó hắn tự đặc biệt khai báo vài câu, làm cái này bộ động tác thời điểm kiêng kỵ nhất cường dùng sức, bằng không thì khẳng định phải làm bị thương thân thể của mình, có hại vô ích cho nên muốn tiến hành theo chất lượng. Không thể vội vàng sao động, mấy người đều luyện một lần về sau, rất dễ dàng tự ra một thân đổ mồ hôi, cảm giác trong thân thể ấm áp đấy. Cao hiểu tiết tự nói ta muốn đi tắm rửa, sau đó cười tủm tỉm nói tinh tinh muốn hay không cùng ta cùng nhau tắm à. Chạm tinh cười mắng một câu đi chết, sau đó đi thu thập quần áo nói ta cũng đi tắm, cao hiểu tiết sắc hít mắt hít mắt địa vừa muốn nói chuyện chạm tinh tựu liếc nàng một cái nói xin nhờ rõ ràng có hai cái phòng tắm được không ta mới không bằng ngươi cùng nhau tắm đây này sau đó hai nữ tự cười đùa dỡn lấy đi tắm rửa quản dịch vừa rồi một mực lúc hướng dẫn trên người không sao cả suốt mồ hôi cười rót chén nước ngồi ở trên ghế salon xem thần tượng kịch đi lưu lại trần hút cùng vương minh mỹ cái này đối với huynh muội mắt to chừng đôi mắt nhỏ sau đó vương minh mỹ tiểu nói biểu ca chúng ta chơi game a ngươi trên máy vi tính trang quyền hoàng chưa? Trần Húc nghe xong tựu vui vẻ, nói ngươi cũng chơi quyền hoàng. Ta có 97 bản đấy, hai nha nghe xong sẽ tới kính rồi, rất hung hăng cản quấy nói đó là đương nhiên, của ta quyền hoàng đùa tương đương tốt. Các học sinh đều đánh không lại ta, Trần Húc cũng vui vẻ rồi, nói ngươi không biết người lão ca được xưng đánh khắp hợp hiệp đại vô địch thủ à. Sau đó hai người cao thủ tự tiếp hai cái bên ngoài tiếp bàn phím thiết tốt rồi ấn phím, tại Trần Húc địa laptop bên trên véo A. Chỉ có điều ba, ván cục véo xong, cái nào đó làm ca ca mặt lập tức tựu đen, bởi vì ba trong cục, hắn toàn bộ thất bại, cuối cùng một câu càng dứt khoát, Trần Húc tuyển ba cái nhân vật đều dễ dàng bị hai choáng nha không biết hỏa vũ một người cho chọn lấy. Một trọi ba, ha ha, chiến thắng đâu hai nha kích động thẳng trụy, nện, băng ghế, người nào đó sắc mặt đen nhánh. Bị như vậy một tiểu nha đầu cho đánh bại, thật sự là cuộc đời vô cùng nhục nhã à. Không được lại đến, Trần Húc không phục lắm, Hắn cảm giác mình chơi quyền hoàng đánh không lại hai choáng nha nguyên nhân là bởi vì này nha đầu rất ưa thích phát đại chiêu rồi, hơn nữa phát địa còn rất thuộc luyện, như vậy chính mình rất có hại chịu thiệt. Vì vậy hai người lại chơi phố bá, hào huyết tự nhất tộc. Thẳng đến chơi tùy tùng hồn hai thời điểm Trần Húc mới vịn trở lại một câu, bởi vì tùy tùng hồn hai là cái rất chú ý ra chiêu thời khắc địa chiến đấu loại trò chơi, loại trò chơi này trên cơ bản không thuận theo lại hoa lệ đại chiêu, mà chú ý chính là xem chuẩn sơ hở của đối phương một kích chí mạng. Cho nên thì ra là chơi cái này trò chơi thời điểm, Trần Húc lúc này mới chiếm được hơi có chút thượng phong. Có thể Trần Húc thắng, hai nhà tựu không muốn, đạp lấy bắp chân chơi xấu, nói Trần Húc không có một điểm phong độ, một điểm cũng không biết nhường cho người ta tiểu nữ hài. Tiểu nha đầu này vùng khởi hoan tử đến cùng con la hoang giống như, kéo đều kéo bất trụ. Cuối cùng Trần Húc bất đắc dĩ chỉ có thể đầu hàng, đồng ý một đống lớn chỗ tốt về sau mới đem tiểu nha đầu hống tốt. Biểu ca à, những này phố cơ trò chơi không có ý nghĩa à, Đều thú vị, hình ảnh cũng khó coi như vậy. N, ta nhìn thấy ngươi trong máy vi tính có một không tệ trò chơi à, chúng ta chơi cái kia tốt rồi. Ta trong máy vi tính, đúng vậy a, à, đúng a. À. Vương Minh cười mà quyến rũ giống như một chỉ giảo hoạt tiểu hồ ly, chính là notebook bên trong à, ta vụng trộm mở ra, chứng kiến một cái trò chơi giới thiệu rất không tồi à. Trần húc đổ mồ hôi thoáng một phát, gõ một cái đầu của nàng nói ngươi như thế nào loạn trở mình đồ đạc của ta à hắn cái này đài trong máy vi tính có không ít văn bản tài liệu đều là từ tiểu mẫn bên kia khảo tới, có nhiều thứ chính mình còn không có nghiên cứu tinh tường đây này. Còn tốt không ít nguyễn kiện đều là rất cao sâu, cái tiểu nha đầu này hôm nay mới lên trong chuyên, khẳng định xem không hiểu, bằng không thì nói không chừng sẽ mặc giúp. Bất quá hai nha nói hắn cũng có chút tò mò, vì vậy tự hỏi, rốt cuộc là cái đó khoản trò chơi à? Tự là cái này rồi, hai nha cầm con chuột điểm một chút điểm một chút, sau đó nhảy ra khỏi một chương hình ảnh, Trần Húc xem xét nàng tìm địa chỉ an tâm. Bởi vì này nha đầu là thông qua trong máy vi tính gần đây mở ra file trong điều tra đến, nói cách khác nàng cũng không có thực đi chở mình đồ đạc của mình. Mà cái này trương trên hình ảnh là một nam một nữ bày ra luyện công âu, trên hình ảnh một chuyến chữ to là chân thật chiến đấu trên mạng mạnh nhất. Cái trò chơi này Trần Húc biết rõ, bởi vì phóng nghỉ đông sơ kỳ lúc hắn tự là một mực tại chơi cái này trò chơi. Cái này trò chơi tên gọi là võ đạo gia, là 2047 năm xuất phẩm một cái PC trên sân thượng chiến đấu trò chơi, hơn nữa thịnh hành ngay lúc đó toàn bộ thế giới. Cùng bình thường chiến đấu loại trò chơi có rất lớn bất đồng chính là, cái này võ đạo gia chính giữa cũng không có đặc biệt nhân vật an bài. Thật giống như hiện tại nổi danh chiến đấu trò chơi, vô luận là quyền hoàng, phố bá hay vẫn là tùy tùng hồn, nhân vật nhân vật đều là cố định, ra chiêu phương thức, nhân vật hình tượng, toàn bộ đều là xếp đặt thiết kế tốt. Võ đạo gia sản trong đối với nhân vật thiết lập là phi thường cởi mở, nhân vật hoàn toàn do người chơi chính mình sáng tạo. 3D tạo hình, thật giống như hiện tại lưu hành game online đồng dạng, tướng mạo, dáng người, màu da, thân cao, thể trọng chờ các loại, toàn bộ đều do người đến sáng tạo. Hơn nữa loại này sáng tạo còn không chỉ có chỉ là vì đẹp mắt. Phải biết rằng tại hiện tại 3D trò chơi chính giữa, ví dụ như World of Warcraft bên trong thì có thân cao thiết lập, có người lùn ải nhân còn có đầu bò ma. Nói thí dụ như Diêu Minh tựu chơi wow thời điểm tựu đặc ưa thích đi giết những cái kia tên trong chữ có Diêu Minh, hơn nữa là cái loại này rất thấp chủng tộc người chơi. Không riêng giết, nhưng lại thủ thi, nhưng trên thực tế, tại nội dung trò chơi thiết lập chính giữa, phóc dáng cao thấp mập ốm cũng không đối với trò chơi nhân vật thuộc tính phát ra nổi bất luận cái gì một điểm can thiệp tác dụng, thuần túy chính là vì gia tăng trò chơi thú vị tính. Nhưng là tại võ đạo ra cái này trò chơi chính giữa, đề cao thể trọng, toàn bộ đều bị làm làm một cái cân nhắc trò chơi nhân vật tố chất trọng yếu tiêu chuẩn. Vóc dáng cao, nói như vậy thân hình so về linh xảo kiểu mà nói muốn không linh hoạt nhiều, nhưng là người ta cánh tay chân dài trường, đánh chính là xa, hơn nữa lực lượng cũng thiên đại. Nói cách khác, tại võ đạo ra cái này trò chơi chính giữa, thật là căn cứ trò chơi nhân vật ngoại hình đến xác định kỳ kỳ hắn tố chất địa phương. Muốn cho Diêu Minh cùng chưa bát giới nhảy ba lê, cái này độ khó tương đối cao, mà đối với chiến đấu trò chơi mà nói, nhân vật độ cao, lớn nhỏ tuyệt đối không thể là cái bài trí. Cho nên cái này là cái này trò chơi cùng hiện tại đồng loại 3D trò chơi lớn nhất bất đồng. 3D tiết điểm thiết trí. Hiện tại 3D trong trò chơi bộ chọn dùng đích nhân vật mô hình lớn nhỏ đều là nhất trí. Nói thí dụ như World of Warcraft A, một cái cung thủ bắn ra điểm mũi tên đối với cự nhân cùng người lùn mà nói tổn thương đều là đồng dạng, nhưng là tại sự thật chính giữa một đấm đánh vào người trên mặt cùng trên mông đít chỗ sinh ra hiệu quả xác thực hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Mà bây giờ 3D trò chơi, một nhân vật chính là một cái mô hình, đơn giản mà nói tự chỉ có một thụ lực điểm, đánh chúng mô hình về sau bị thương tổn tính toán phương thức là hoàn toàn căn cứ kỹ năng cùng với trang bị đến, nói cách khác đánh tới mặt cùng đánh tới tiểu đệ đệ kỳ thật là giống nhau. Nhưng là võ đạo gia sản trong cũng đã đem một cái mô hình phát tán đã đến toàn thân cao thấp hơn 300 cái tác dụng điểm lên. Công kích mỗi một nơi chỗ sinh ra địa hiệu quả đều là không giống với, cái này cũng khiến cho trò chơi càng thêm thực là chân thật cái này khoản trò chơi rốt cuộc là thuộc về máy rời hay vẫn là game online đâu này kỳ thật cũng không thể đủ dựa theo loại phương thức này đến tính toán cái này trò chơi có thể cung cấp network chiến đấu công năng hai người tại truyền thống hình thức hạ sâu lâu thậm chí một đám người quần ẩu cũng có thể thậm chí còn có thể an bài một cái khá lớn tràng cảnh song phương giống như cs đồng dạng giúp nhau đánh lén trò chơi ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tính cùng thú vị tính phi thường cường nhưng cũng không coi là là bình thường hình thức ở dưới game online rồi bản trò chơi tại máy rời dưới tình huống cũng có thể chơi. Bởi vì rất nhiều số liệu đều là có thể độc lập tính toán đấy, cho nên tại không có mạng lưới dưới tình huống một người tiến hành máy rời huấn luyện cái này cũng không gì đáng trách. Kỳ thật hiện tại rất nhiều trò chơi cũng có thể làm đến một bước này. Ví dụ như kính giàn nhạc Audition đoàn này chủng loại kiểu trò chơi, một người tại một mình trong phòng chơi cũng không tự tương đương với là máy rời rồi hả? Bất quá trò chơi công ty không có khai phát ra loại này máy rời công năng mà thôi thu hoạch kinh nghiệm hay là muốn thông qua mạng lưới, nhưng cùng hắn nói thẳng đây là một cái game online, chẳng nói là như Red Alert, StarCraft như vậy điện liên game online đùa giỡn. Bởi vì trên căn bản là người đều có thể nghĩ ra được rồi, một cái nhân vật mô hình trên người có được hơn 300 chỗ tác dụng điểm, loại này tính toán lượng nếu an bài tại server bên trên. Nhiều lắm đại server mới có thể thừa chịu được, cho nên cái này trò chơi phong cách càng gần sát tại CS, Red Alert loại này điện tử thi đấu thể thao loại trò chơi không tính là nguyên vẹn ý nghĩa game online. Mà trong tương lai địa thế giới chính giữa, cái này trò chơi có thể là phi thường được hoan nghênh địa một cái điện cạnh trò chơi, WCG thế giới điện tử thi đấu thể thao giải thi đấu chính giữa, cái này võ đạo gia cũng là phi thường đứng đầu trận đấu hạng mục. 2050 năm, WCG võ đạo gia địa tổng quán quân tiền thưởng cao tới 50 vạn đô la. Là sở hữu tất cả điện cạnh hạng mục chính giữa, tiền thưởng cao nhất trò chơi. Mà khi tại 2057 năm thì ra là võ đạo ra cái này trò chơi sau khi xuất hiện suốt 10 năm, cái này trò chơi địa vị chẳng những không có bởi vì thời gian trôi qua mới trò chơi xuất hiện mà có chút giảm xuống. Ngược lại càng phát ra cường đại, WCG tổng quán quân tiền thưởng bị thêm vào đã đến 100 vạn đô la. Tại sao phải như vậy đâu này? Một năm kia WCG tổng quán quân có lẽ có thể nói rõ một vài vấn đề, suốt 10 năm rồi, mà chúng ta phát hiện, chúng ta đối với cái này khoản trò chơi rất hiểu rõ còn rất nông cạn. Võ đạo ra cái này trò chơi lớn nhất đặc sắc, tự là có thể chính mình sáng tạo động tác hơn nữa tổ hợp động tác. Thao túng võ đạo ra trò chơi nhân vật thật giống như tại sai xử một cái chân nhân đồng dạng. Thật muốn tính toán, hắn công kích phương thức ngoại trừ khuôn mô hình cái kia vài loại bên ngoài. Toàn bộ trên bàn phím 107 cái tiêu chuẩn ấn phím toàn bộ dùng tới cũng không đủ đấy. Vì vậy nhân vật mô hình cũng không phải như bình thường 3D trò chơi như vậy. Mô hình đã thành lập tốt rồi, động tác cũng toàn bộ thành lập tốt rồi chỉ cần mấy cái khóa hoặc là tổ hợp khóa thao túng là được rồi. Cái này trò chơi chính giữa đích nhân vật động tác, có thể lựa chọn hệ thống thiết lập tốt, cũng có thể hoàn toàn do chính mình đến lục lọi. Cho dù là lại để cho nhân vật nhẹ nhàng vung thoáng một phát tóc, cái kia đều có thể thiết lập một ngón tay làm cho. Chỗ lấy võ đạo ra cái này trò chơi cũng bị một đám cuồng nhiệt trò chơi cuồng nhân chỗ nghiên cứu lấy, nghiên cứu ra đủ loại động tác. Bởi vì này khoản trò chơi khẩu hiệu tự là, hắn có thể làm được bất luận kẻ nào loại có thể hiểu rõ động tác đây là điện tử thi đấu thể thao trò chơi trong lịch sử đệ nhất khoản hoàn toàn không có bất kỳ cố định thao tác hình thức trò chơi thậm chí có người tự chuyên môn nghiên cứu loại này chiến đấu động tác chiêu thức sau đó tại trên mạng dùng nhân dân tệ giá cao bán ra mà càng có cao nhân tự hoàn toàn đem trung quốc cổ võ thuật chính giữa sáo lộ nam quyền bắc chân đưa vào trò chơi chính giữa do đó cũng sinh ra đời giới trò chơi mấy đại môn phái những điều này đều là nói sau tạm thời không đề cập tới vậy ngươi nói cái này trò chơi có bao nhiêu a à? chiếu như vậy hiệu suất cao suất tính toán, tối thiểu cũng phải có một mười mấy cái GA. a World of Warcraft thêm phim tư liệu các loại đều mười cái G đã ngoài rồi. Mười mấy cái G, khôi hài, tựu sáu cái GB, đừng ngạc nhiên, cái này hay vẫn là tính cả CG về sau địa lớn nhỏ. Cho dù tại 21 đầu thế kỷ kỳ bình thường trên máy tính, cũng không sai biệt lắm có thể trôi chảy vận hành, bất quá các màn hình nếu thấp điểm, hình ảnh xem hiệu quả còn kém. 07 năm trên cơ bản chủ lưu phối trí hay vẫn là 256 mẹ nó bước quá chứ độc lập các màn hình, 512 MB độc lộ ra cũng là chậm rãi bắt đầu thay thế 256 địa hướng chủ lưu trên đường đi. Mà cái này trò chơi, 256 mẹ nó bước quá chứ các màn hình tuyệt đối tựu đủ rồi. Đương nhiên người lộ ra tồn cho dù đề cao đến 2 GB, chứng kiến trò chơi hình ảnh cũng tuyệt đối không phải nhất ra vẻ yếu kém đấy. Trần Húc tại tiểu mẫn cái kia đài siêu cấp trên máy vi tính hết qua cái này trò chơi, hình ảnh quả thực hoa Mỹ so bất luận cái gì một bộ động tác mảng lớn đều phải đẹp, mà tại chính mình cái kia đài phá laptop bên trên xem muốn tranh lệch khá hơn rồi, vô luận sắc thái, chân thật trình độ đều phải kém bên trên rất nhiều. Nếu như dùng hiện tại tiêu chuẩn đến cân nhắc, tiểu mẫn địa các màn hình lộ ra tồn tối thiểu cũng là 50GB đã ngoài đấy. Như vậy một cái trò chơi tại sao phải chỉ có nhỏ như vậy đâu này? Trên thực tế thật muốn nói lời nói, cái này trò chơi lớn nhỏ nếu như dùng 21 đầu thế kỳ kỳ nguyễn kiện tổng thể kỹ thuật đến nói, đừng nói 6 cái G, 600G đều chưa hẳn có thể chứa nổi như vậy một cái khổng lồ, hơn nữa số liệu tính toán vô cùng phức tạp trò chơi. Đương nhiên cái này gần kề chỉ là tại hiện tại máy vi tính dưới điều kiện là như thế này địa phương. Nhưng nếu như sử dụng song đinh ốc dây truyền dấu hiệu, như vậy toàn bộ nguyễn kiện là có thể bị áp xúc phi thường nhỏ. Hơn nữa tính toán hiệu suất siêu cao, song đinh ốc dây truyền kết cấu, thần bí nhất kết cấu. Cũng là có thể, nhất đủ nghiền ép ra nguyễn kiện giá trị hệ thống kết cấu. Có thể nói như vậy, nhân loại dù là một đoạn ngắn gen đoạn chính giữa bao hàm tin tức đổi lại máy vi tính đơn vị cũng không biết có bao nhiêu gờ rồi. Như tương lai loại này tế bào kết cấu, gần kề chỉ là phỏng chế. Đúng vậy, là phỏng chế mà không phải chân tránh có thể có thể mô phỏng. Nhưng mặc dù chỉ là phỏng chế, hiệu quả kia cũng không phải hiện tại khoa học kỹ thuật có thể so sánh được rồi siêu cao áp có lại tính toán phương thức đủ để cho một cái nhuyễn kiện thể tích thu nhỏ lại gấp trăm lần nghìn lần đã ngoài hơn nữa tính toán địa hiệu suất rất cao càng mạnh hơn nữa. Cái này vẫn cùng ích cung cấp địa cái kia áp xúc phép tính bất đồng, ích cái kia phép tính. Chỉ có thể tận lực giảm nhỏ cố định lớn nhỏ địa 3D lập thể mô hình, không cần phổ biến sử dụng, mà loại này đinh ốc hình thức sử dụng. World of Warcraft lấy tới đều có thể làm cái bình thường trò chơi nhỏ đến chơi. Trần Húc nghe khởi hai nha nhắc tới cái này trò chơi, Ngược lại là tâm niệm vừa động đối với cái này khoản trò chơi, Trần Húc đã đùa rất quen rồi. Dù sao người khác chơi là mù lòa qua sông, hoàn toàn muốn dựa vào chính mình lục lọi, mà chính mình chơi tắc thì có tiểu mẫn chỉ đạo. Quan trọng nhất là, có quan hệ nhân vật động tác thiết lập lên, Trần Húc có thể trực tiếp đạt được vài thập niên sau đã trải qua khoa học kỹ thuật kiểm tra đo lường, tốt nhất động tác mô hình mà không cần chính mình từng điểm từng điểm đi nếm thử. Cái này trò chơi đã có thể tải hôm nay PC trên sân thượng vận hành, như vậy lấy ra cũng không có cái gì, thuận tiện còn có thể giúp mình vét lên một số khoản thu nhập thêm. Hơn nữa độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, cái này trò chơi vốn tự phi thường xuất sắc, một người buồn bực tại đâu đó trả đạp máy tính thật sự không có ý gì, lấy ra mọi người cùng nhau chơi. So sánh với có thể nhấc lên một hồi vòi rồng, chẳng qua hiện nay Trần Húc có thể cũng không muốn dù thế nào nổi danh rồi, cái này trò chơi rõ ràng cho thấy siêu thời đại kết quả hoặc là nói nó khoa học kỹ thuật thật sự là lại để cho hiện tại người không thể tưởng tượng, lại đổ lên SMMS trên người không tốt, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Trần Húc Linh cơ khẽ động, hắn nghĩ tới một cái tuyệt hảo người chọn lựa. Dùng ích tay đến đẩy ra cái này trò chơi, như vậy đã có thể làm cho hắn tiếp tục trốn ở phía sau màn, nhưng lại có thể thuận tiện xảo trá ích một số, ha ha, nhất cử lưỡng tiện à. Vì vậy Trần Húc trước hết đem hai nha cho hống ở, nói trò chơi này hắn cũng chỉ là tại trên mạng thấy được có báo trước, còn không biết có hay không đem bán đây này. Chờ hai nhà quệt mồm trở lại phòng mình về sau, Trần Húc lập tức tự đóng cửa khóa lại, sau đó đem tiểu mẫn biến thành máy tính trạng thái cùng ích liên hệ. Cùng ích tiến hành liên hệ, Trần Húc tuyệt đối không dám sử dụng cái kia đài rác rưởi máy tính, bằng không thì không chừng cũng sẽ bị phát hiện. Không phải không chừng, là nhất định sẽ bị phát hiện đấy. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất cùng ích giao phong, đã qua một tháng thời gian. Trong một tháng này kỳ thật Trần Húc qua rất coi chừng, không có cảm thấy có cái gì dị thường, bất quá khi đối mặt ít thời điểm, Trần Húc quyết định hay là muốn lừa hắn nhóm, đám bọn họ thoáng một phát. Vừa mở ra cái kia thông tin nguyễn kiện, thượng diện tựu là một hồi điên cuồng mà tin tức phát tới. Chứng kiến tin tức mời lên tuyến thoáng một phát, bằng không thì lộ ra quý phương rất không có thành ý. Chúng ta đã hoàn thành bước đầu tiên nghiên cứu, hoàn toàn chính xác, nhân thể chính giữa rất nhiều chuỗi gen là đang ngủ say, chúng ta đang tại ý đầu dựa theo quý phương tư liệu cởi bỏ chuỗi gen chính giữa địa mật mã. Có thể không cùng chúng ta liên hệ thoáng một phát, đối với DNA phương thức sắp xếp quý phương nghiên cứu thành quả phải chăng có thể tham khảo thoáng một phát. Xin ngài chứng kiến cái tin tức này về sau lập tức trở về phục. Tôn kính S, van cầu ngài tranh thủ thời gian hiện thân a, tại quý tổ chức trước mặt, chúng ta phát hiện mình đúng như cùng học sinh tiểu học đồng dạng ngây thơ. Lời nói một đầu so một đầu cung kính, Trần Húc lạnh lùng cười cười, trở về câu, trước khi cao hiểu tiết bên người xuất hiện mấy cái không rõ thân phận người là chuyện gì xảy ra. Các người có lẽ một mực đều đang đợi hậu máy truyền tin tin tức, gần kề đã qua hai giây chung đã có người hồi phục, Tôn kính địa S, ngài rốt cục xuất hiện. Xin ngài chờ một chút 3 phút, chúng ta tổ trưởng lập tức tựu sẽ đi qua giúp ngài giải đáp vấn đề gì. Không tới 3 phút, gần kề tựu là hai phút nhiều một chút địa thời điểm, máy truyền tin bên trên tựu cho thấy một câu, Tôn kính S. Thượng đế phù hộ chúng ta rốt cục nhìn thấy ngài, ngài nói chính là cái kia Trung Quốc nữ hài bên người xuất hiện không rõ nhân vật sao? thật xin lỗi chúng ta đối với cái này không biết chút nào, bởi vì vì chúng ta tuân theo phân phó của ngài. Không có dám đối với nàng tiến hành mảy may giám sát và điều khiển. Nhìn đối phương cung kính ngữ khí, Trần Húc miễn cứng đã tin tưởng, vì vậy trở về đến, vậy được rồi, có lẽ là những tổ chức khác. Chuyện này ta đến xử lý, các người địa nghiên cứu thành quả như thế nào? Chúng ta bị tổ chức cao thấp cảm tạ các ngài hùng hồn, đối với giải mã gen adn liệp dây xích cùng máy vi tính mã hóa cấu thành chúng ta đã lấy được nhất định được tiến triển chúng ta phát hiện mình tựa như học sinh tiểu học đồng giảng cảm tạ ngài vì chúng ta mở ra cái này phiến cửa sổ còn có những này là chúng ta nghiên cứu chính giữa đụng phải nan đề xin ngài vui lòng chỉ giáo ai nha nha nữ khí cung kính thật sự cùng cháu trai tựa như à bất quá đối với bọn hắn nói đã có nhất định tiến triển trần húc không thể không biết có vấn đề gì một điểm tiến triển đều không có đó mới gọi kỳ quái đây này. Cái này âm mưu, bày kế được vinh dự là thế kỳ đại nói dối, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị vạch trần đấy, tại nghiên cứu trong quá trình nhất định sẽ có nhất định được tiến triển, nhưng loại này tiến triển có thể vùi đầu vào thực dụng bên trên xác suất cơ hồ là không. Nhìn đối phương phát tới mấy vấn đề, Trần Húc hỏi thoáng một phát tiểu mấn tiện tay tiểu căn cứ cái này nói dối kỹ càng nghiên cứu tư liệu trả lời hai cái, còn lại địa lại không trả lời mà là nói, Quý phương không thể toàn bộ ủy lại tại chúng ta, phải biết rằng loại này nghiên cứu, rất nhiều thứ nếu như chúng ta trực tiếp đem tư liệu hiện ra ở quý phương diện trước là không có bất kỳ ý nghĩa đấy. Đối với thần linh địa nghiên cứu gánh nặng đường xa, mà ở nghiên cứu chính giữa đã bị dẫn dắt. Lấy được tri thức, đem có thể khai thác mở rộng ra hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật. Đối phương lập tức rất cung kính trả lời, dạ dạ là, đa tạ ngài chỉ điểm. Chúng ta hội tiếp tục cố gắng, cố gắng vượt qua quý phương bộ pháp. Trần Húc cười hắc hắc hồi đáp như vậy là tốt rồi, N, ta nơi này có cái sự tình cần các ngươi tới giúp một việc. Mời nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực mà làm. Trần Húc cười hắc hắc, đem cái kia trò chơi áp xúc bao chuyện tới, tại trên bàn phím dẹp đường, cái này là mấy người chúng ta nhàm chán ra hỏa bỏ ra một tháng thời gian làm ra đến, cảm giác cũng không tệ làm ý định mở rộng thoáng một phát, cho nên muốn lại để cho các ngươi giúp một việc, dù sao ở phương diện này ít thực lực chúng ta hay vẫn là rất tin tưởng đấy. Lại là trò chơi, ít người có chút chóng luôn, bọn họ là cái trò chơi công ty sao? Sáu cái gờ văn bản tài liệu muốn truyền tới thế nhưng mà được hoa thời gian rất lâu, bất quá ít cái này máy truyền tin rất cường đại, Trần Húc bên này tốc độ đường truyền tuy nhiên không được nhưng là bọn hắn tốc độ đường truyền rất cường, có thể xong phương tiến hành chia đều cộng hưởng. Nhưng như vậy cũng phải chuyện bên trên 1-2 giờ. Vì vậy ít người tự mượn cơ hội này hỏi, xin hỏi ngài cái này trò chơi là với tư cách trò chơi công ty đem bán hay vẫn là như thế nào? Trần Húc ha ha cười cười, trả lời, chúng ta mục đích là vì lại để cho càng nhiều nữa người đến chơi cái này trò chơi, đồng thời nghiên cứu thảo luận cái này trò chơi chính giữa tiềm lực. Chờ chuyện đã xong về sau các người tự sẽ biết rồi, cái này trò chơi giá trị lớn đến bao nhiêu. Trần Húc lời này ngược lại là cái đại lời nói thật, bởi vì này khoản trò chơi chính giữa đối với chiến đấu kỹ xảo thăm dò tiềm lực thật sự quá cường đại, Tại giả thuyết ảo cảnh ra trước khi đến, không có bất kỳ một cái chiến đấu trò chơi có thể dám nói cùng mà so sánh với đấy. Hắn loại này hồ huynh hoang thuyết pháp, ngược lại là cũng không có khoa trương. Cái kia lợi nhuận phương diện đâu này, Trần Húc ha ha cười cười nói, chúng ta khai phát cái này trò chơi là vì lại để cho tất cả mọi người đến chơi, cũng có thể đùa lên, vốn là ý định toàn bộ miễn phí đấy. Nhưng dù sao cũng là một hồi tâm huyết, cho nên giá tiền phương diện thích hợp thu một điểm là được rồi, phương diện này quý phương có lẽ so với ta muốn tin tưởng như thế nào định giá. Lời này nói rất lập lờ nước đôi à, ít người của tổ chức có chút chóng mặt, tại không thấy được trò chơi trước khi bọn hắn không tốt làm ra định giá, bất quá lời này trên mạng xin chỉ thị thoáng một phát, ít một gã người hoa tổ trưởng lập tức tự đánh nhịp nói, còn đính cọng lông giá cả à. Các người bọn này người nước ngoài tựu là không hiểu người châu Á ngôn ngữ nghệ thuật cùng phong cách hành sự. Tranh thủ thời gian nói với hắn, cái này trò chơi chúng ta đem toàn bộ miễn phí giúp hắn phổ biến đem bán, đồng thời lấy ra một tỷ đô la xem như bán đứt trực tiếp đánh vào thụy sĩ ngân hàng người nước ngoài nhóm đám bọn họ hai mặt nhìn nhau mấy cái người hoa thành viên đều lộ ra hiểu rõ thần sắc cái này là đông tây phương sai biệt à bọn này loại ngu xuẩn người nước ngoài nhóm đám bọn họ nguyên một đám còn tưởng rằng người ta là tới cùng các người việc buôn bán hay sao lại gần một tỷ đô la đối với ích tổ chức mà nói bất quá chỉ là số lượng nhỏ mà thôi chỉ là một cái nghiên cứu hạng mục bọn hắn đầu nhập tựu là vài tỷ đã ngoài đấy. Đương nhiên số tiền kia cũng không ít, đã không phải là ích tổ trưởng có thể điều động, phải hướng lên xin chỉ thị. Nhưng là thượng diện nhất định sẽ đồng ý, bởi vì này bút tiến bọn hắn không sợ tốn ra, chỉ sợ hoa không xuất ra đi, người ta không muốn. Cái này không gọi đút lót, dựa vào, đối với ích cùng S loại này đỉnh tiêm tổ chức cần đút lót sao. Đây cũng không phải là mua bán, đây là nhân tình, một tỷ đô la mua lại một cái trò chơi thiếu không lỗ. Đoán chừng hội thiếu, nhưng ích thiếu khởi à, đây chỉ là cho song phương gần hơn một bước khoảng cách, một tỷ đô la, đối với cái này dạng đỉnh cấp tổ chức mà nói căn bản không tính là cái gì. Ích đều có thể vững tin rồi, chỉ cần ép người nguyện ý, tùy tiện theo giày trong rũ ra ít đồ đều không ngớt cái giá này rồi. Cho nên cái này một tỷ đô la, tự là đến dò đường, nhìn xem có thể hay không gần hơn điểm quan hệ. Tiễn thiếu đi ngươi không biết xấu hổ cho à, ngoại quốc lão nhóm, đám bọn họ là không hiểu loại này ngôn ngữ nghệ thuật nhất là bọn này kỹ thuật viên các khoa học gia, nguyên một đám chỉ số thông minh cao dọa người tình thương lại thấp đáng thương, lại để cho bọn hắn minh bạch loại thủ đoạn này diệu dụng, còn không bằng lại để cho bọn hắn đi nghiên cứu một một tại sao phải tương đương hai. Chứng kiến ít tin tức, Trần Húc con mắt bá thoáng một phát tựu trợn tròn. Một tỷ đô la, tự lúc trước hắn còn làm một tháng có thể chính mình kiếm được 20 vạn nhân dân tệ mà đắc chí thời điểm, đột nhiên thiên một cái đằng trước một tỷ đô la đại rơi xuống nền xuống dưới, Trần Húc không chóng mặt mới là lạ chứ. Tuy nhiên, Trần Húc dùng chó giải khắc tinh giúp mình phụ thân chuyển đến hơn 10 ức đô la tài phú. Tuy nhiên, cái kia khoản còn chưa đưa ra thị trường thực phẩm kiểm tra đo lường như tương lai cũng chắc chắn cho Trần Húc mang đến không thua gì chó giải khắc tinh thu nhập. Nhưng hiện tại Trần Húc hoàn toàn tự là thứ cận bã, tại bình thường đệ tử trong xem như có tiền nhưng là tại chính thức kẻ có tiền bên trong mau đều không tính là. Nhưng là hiện tại, chỉ cần hắn tại trên bàn phím tùy tiện gõ hai chữ, như vậy cái này một tỷ đô la, tự thật sự rơi vào hắn quần trong túi áo rồi. Hỏi Trần Húc muốn hay không số tiền kia, muốn à, vì sao không muốn, bằng cái gì không muốn, Trần Húc cũng có thể hiểu được ích làm như vậy nguyên nhân, bất quá hắn không sợ. Ích lực lượng lại đại cũng ảnh hưởng không đến thụy sĩ ngân hàng. Bởi vì Trần Húc biết rõ một cái câu chuyện, năm đó rất cường đại Rothschild gia tộc N, đây là một cái có thể cùng ích so sánh với gia tộc cự phách, Nước Mỹ hôm nay hai đại cự đầu, Morgan gia tộc cùng Rockefeller gia tộc đều là do hắn nâng lên. Mà Rothschild gia tộc là một cái người do Thái gia tộc, nhị chiến World War hai trong lúc, bởi vì Nazi hãm hại, vô số người do Thái trôi giạt khắp nơi chết oan chết uổng. Mà rất nhiều người Do Thái tại khi còn sống đều muốn gửi ngân hàng tồn tiến vào thụy sĩ ngân hàng. Người Do Thái nhưng khi nay trên thế giới được xưng có đủ nhất buôn bán ý nghĩ nhân chủng dân tộc. Bọn hắn phi thường giàu có và đông đúc đấy cự không hoàn toàn công tác thống kê, lúc ấy người Do Thái đại khái lưu lại 6 tỷ đô la tại Thụy Sĩ Ngân hàng chính giữa, cuối cùng chỉ có 600 vạn đô la trải qua tránh phủ Thụy Sĩ trao đổi cho người Do Thái tổ chức hoặc một ít quốc tế nhân đạo tổ chức. Nhị chiến World War 2 chấm dứt về sau 6 tỷ đô la tương đương với một cái gì khái niệm? Không sai biệt lắm tương đương với hiện tại 6 ngàn ức đô la đã ngoài. Nhưng lại không phải như vậy tính toán, phải biết rằng đệ nhị thế chiến hậu một khung máy bay giá cả cũng không quá đáng cũng chỉ là 5 đến 15 vạn đô la mà thôi. Hiện tại đâu này, khoản này khoản tiền lớn, Rothschild gia tộc thân là người do Thái, mặc kệ xuất phát từ cái gì lý do đều phải nghĩ biện pháp muốn trở lại. Có thể kết quả đâu này, tránh phủ thụy sĩ nói không thèm chịu nể mặt mũi tự không thèm chịu nể mặt mũi. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, thụy sĩ ngân hàng địa trung lập tính, bọn họ là không bị bất luận cái gì ngoại giới áp lực mà khuất phục đấy. Nhất là, nhằm vào càng đỉnh cấp quần thể, càng giữ bí mật. Cho nên tiến bỏ vào Thụy Sĩ trong ngân hàng về sau hay vẫn là rất an toàn, điểm này là toàn bộ thế giới chung nhận thức, cũng là Thụy Sĩ ngân hàng trăm năm qua kiến lập lên danh dự, mặc kệ đối với ai, tuyệt không phá lệ. Một khi phá lệ, vậy đối với Thụy Sĩ ngân hàng danh dự bên trên tổn thất đem đâu chỉ 10 tỷ. Này đây Trần Húc rất yên tâm, số tiền kia không muốn ngu sao mà không muốn. Hắn nhớ tới quân đội lần trước cho mình chính là cái kia số tài khoản, trực tiếp chia ích, dùng ít năng lực, tối đa chỉ có thể tra ra cái này số tài khoản là Trung Quốc quân đội cho SMMS, nhưng thì ra là tra đến nơi đây manh mối tựu đã đoạn, không có khả năng lại tiếp tục nữa rồi. Một tỷ đô la, đây chính là bầu trời đến rơi xuống địa rơi xuống à. Về phần cái này trò chơi có đáng giá hay không cái giá này, Trần Húc không có làm cân nhắc rồi. Bởi vì hắn có thể xác định, cuộc làm ăn này hắn bồi không được, máy rời trò chơi không phải game online, kiếm tiền vốn tự ít đi. Trần Húc lại bỏ thêm một câu hy vọng tất cả mọi người có thể chơi, ít đem bán giá cả chắc chắn sẽ không cao, như vậy hợp thành bản đều lợi nhuận không trở lại. Hơn nữa ích đoán chừng cũng không có ý định đòi tiền, bọn hắn trực tiếp tại máy truyền tin đã nói, xin ngài yên tâm, chúng ta hội đem cái này trò chơi trực tiếp miễn phí tuyên bố đến trên internet cung cấp người download, sau đó hội đầu nhập tương đương lực lượng dư luận tuyên truyền. Cam đoan tại trong thời gian ngắn tự lại để cho cái này trò chơi biến thành nổi tiếng. Chật chật, xem ra ích thực khá huyết bổn liếu, bất quá bồi không bồi thường tiến là chuyện của bọn hắn. Một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt ai hội chú ý à? Dù sao Trần Húc không ngại, tiền này đặt ở trong ngân hàng sinh tiền lãi Trần Húc cái này nửa đời sau đều không cần buồn rồi. Vì vậy Trần Húc một cao hứng, tự lại chỉ điểm ích mấy một vấn đề khó khăn, lại để cho ích người của tổ chức cảm động đến rơi nước mắt, thiếu chút nữa sẽ mặc bị điện giật não đập ra đến ôm Trần Húc đùi rồi. Kỳ thật đối với dùng loại thủ đoạn này đến lừa gạt ích địa sự tình, Trần Húc trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút ít áy náy địa phương. Dù sao ích làm những chuyện như vậy, không phải hắn trước mắt kinh nghiệm xã hội có thể làm một cái đằng trước định nghĩa đấy. Thật giống như Trần Húc trung học thời điểm trải qua một việc đồng dạng. Khi đó Trần Húc trường học đối diện có ra tiệm ăn nhanh không tệ, rất nhiều đệ tử tan học lúc đều đi vào trong đó ăn cơm, cho nên lưu lượng khách lượng rất lớn. Nếu như phục vụ viên một không cẩn thận, rất có thể hội phạm sai lầm. Ngày đó Trần Húc tự gặp chuyện như vậy tình, phục vụ viên tìm hắn tiến thời điểm nhiều tìm năm khối tiền, vì vậy Trần Húc tự nhân phẩm rất kiên quyết đem cái kia năm khối tiền trả lại rồi. Thế nhưng mà, ngày hôm sau Trần Húc lại đến thời điểm, phát hiện người bán hàng kia đã mất, sau khi nghe ngóng. Bởi vì chuyện ngày hôm qua bị quản lý thấy được, quản lý nói người bán hàng kia làm việc bất dụng tâm, vì vậy sẽ đem nàng cho đuổi việc. Chuyện này cho lúc ấy hay vẫn là tại trường cấp 2 tiểu Trần Húc ấn tượng phi thường sâu. Bởi vì lúc ấy hay vẫn là tại trường cấp 2 niên kỷ rất nhỏ, tư tưởng đạo đức quan tuy nhiên thời gian dần qua đã bị một ít trên internet hoặc là đồng học ở giữa thói quen ảnh hưởng, nhưng nói tóm lại hay vẫn là có chút chính trực đấy. Tuy nhiên còn không đến mức hát lấy ta tại đường cái bên cạnh nhặt được một phân tiền, bắt nó giao cho cảnh sát thúc thúc trong tay, nhưng là trên cơ bản không nhặt của rơi có lẽ coi như là một loại đáng giá để sướng Mỹ Đức. Nhưng là loại này Mỹ Đức lại đổi lấy người ta đuổi việc, cái này lại để cho ngay lúc đó tiểu trần hút thoáng cái tựu mê mang rồi, mê mang chính mình làm chuyện kia rốt cuộc là sai hay là đối với thật giống như hiện tại trần húc không biết ít tồn tại địa ý nghĩa đối với cái thế giới này mà nói là tai nạn hay vẫn là may mắn đồng dạng bất quá hắn cũng chẳng muốn đi quản nhiều như vậy cứu vớt thế giới cái này mũ quá lớn hắn có thể mang bất động nhưng là ít sự tồn tại uy hiếp được chính hắn cái này là không có biện pháp sự tình bất quá trần húc chỉ có thể nói tiếng xin lỗi kỳ thật cái kia kinh thiên đại âm mưu bày kế cũng không có gì tự là nói dối bọn hắn địa nghiên cứu phương hướng mà thôi. Chỉ là lại để cho đám người kia lợi dụng khoa học đến hình thành một cái tôn giáo đồng dạng phương hướng, cuối cùng nghiên cứu ra đến đồ vật đều con mẹ nó là triết học. Chật chật, có thể đem một đám vĩ đại nhà khoa học biến thành triết học ra, cái này thật đúng là không phải người bình thường có thể đuổi ra đến sự tình. Tại là sự tình này cứ như vậy đính xuống dưới, trò chơi chuyện đã xong về sau Trần Húc liền thu thập thứ tốt nằm ngủ trên giường rồi, nhưng không biết cái lúc này ít người đang tại vô cùng sợ hãi thán phục nghiên cứu cái này võ đạo ra trò chơi. Trần Húc cho bọn hắn chính là nhiều quốc ngữ nói bản, kể cả tiếng trung giản phồn thể, anh ngữ, bồ đào nha ngữ chờ chờ nhiều hạng loại ngôn ngữ. Mà ít người lấy được thứ này về sau tự nhiên là muốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, tuy nhiên đối với nội dung trò chơi bọn hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng là đối với cái này trò chơi kết cấu bọn hắn xác thực vô cùng hiếu kỳ đấy. Người thường xem náo nhiệt thành Thảo canh cổng nói, có thể hết lần này tới lần khác ít người chính giữa muốn tìm ra một cái người thường độ khó không thua gì thánh kinh trong theo như lời lạc đà xuyên qua lỗ kim. Đem làm thấy tận mắt biết đến như vậy một cái hoàn toàn do đinh ốc song dây chuyển kết cấu tạo thành cỡ lớn trò chơi nguyễn kiện về sau, toàn bộ ích tổ chức, điên cuồng. Bọn hắn đối với cái này khoản trò chơi các hãng tính năng tiến hành kiểm tra đo lường, được ra một cái vô cùng làm cho người ta sợ hãi kết luận. Tại loại này kết cấu tạo thành nguyễn kiện phía dưới, cơ hồ là kiêm dung sở hữu tất cả phần cứng cùng nguyễn kiện nhu cầu hơn nữa nó còn có thể gần như hoàn mỹ phát huy ra máy chủ phần cứng tính năng hơn nữa loại này phát huy là trực tiếp bảo chỉ tại đây đài máy móc có được tiềm lực trong phạm vi nói cách khác nó có thể tự chủ điều chỉnh hình ảnh âm tần một loại số liệu phát ra dùng cam đoan trò chơi trôi chảy trình độ cùng tính toán mau lẹ vi đệ nhất điều kiện tiên quyết sau đó phát huy ra phần cứng cường đại công năng gặp người tiếng người nói gặp quỷ rồi nói chuyện ma quỷ trên cơ bản cái này là có thể hình dung cái này trò chơi nhất chuẩn xác câu nói rồi loại này có thể tự động điều tiết động cơ phát ra công năng có thể dùng phạm vi thật sự quá lớn nhỏ đến trò chơi giải trí lớn đến vệ tinh nhân tạo phóng ra cùng khống chế có thể sử dụng đến phạm vi quả thực đại dọa người nếu quả thật có thể nghiên cứu ra đến đối với cái này cái thần bí s tổ chức cùng smms ít hiện tại không sai biệt lắm đã bỏ đi đi tìm rồi tối thiểu nhất khi bọn hắn không có đem tại nghiên cứu thần trên đường lấy được đột phá tính tiến triển trước khi là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đấy Đương nhiên bọn hắn y nguyên ngấp nghé lấy SMMS trên tay tư liệu, nhưng bởi vì đối với thần học xâm nhập nghiên cứu, càng làm cho ít cảm thấy S cái này cái tổ chức cường đại, cho nên càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Trải qua sơ bộ kỹ càng khảo thí về sau, ít người của tổ chức đều tỏ vẻ ra là tuyệt đối khó có thể tự tin. Bọn hắn cũng không có đi quan tâm các người chơi quan tâm nhất trò chơi tính, bởi vì song phương lĩnh vực căn bản là không giống với. Bọn hắn quan tâm chính là số liệu, trò chơi chính giữa số liệu vận hành phương thức nhưng là ít người thật đáng tiếc phát hiện dùng bọn hắn trước mắt kỹ thuật còn không cách nào phá giải cái này trò chơi sát ngoài nếu như muốn thông qua số liệu phân tích đích thủ đoạn một chút đến phân tích chính giữa dấu hiệu kết cấu thiên cái đó rất đúng cái bao nhiêu nhiệm vụ à bọn hắn sinh thời có thể hay không chứng kiến kết quả à tiếp tục hao tâm tổn trí tư nghiên cứu cái này trò chơi đã không có giá trị bây giờ đang ở lần lượt thành quả trước mặt ít tổ chức cao thấp một lòng máy vi tính chuyên gia sinh vật học chuyên gia vật lý hóa học các phương diện chuyên gia đều liên thủ cộng đồng nghiên cứu thảo luận thần bí mật. Hiện tại toàn bộ ích đều vững tin điểm này, cái gì song liên kết cấu chương trình, cái gì thần cấp bức tường lửa, cái gì vệ tinh vũ khí. Những vật này đều là thông qua đối với thần nghiên cứu phát hiện đấy. Cùng hắn phí cái kia công phu đi nghiên cứu những này gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành, chẳng tập trung tinh thần đến nghiên cứu thần. Cho nên cái này trò chơi ích tổ chức chỉ là đối với bọn hắn tại sự thật xã hội chính giữa người đại lý nói thoáng một phát, tự đem vấn đề này tạm thời không hề để tâm rồi, chỉ là phái một cái buôn bán cùng trò chơi công tác tổ phụ trách chú ý này trò chơi hướng đi. Mà ít hành động tốc độ cũng là vô cùng tuyệt luân, ngay tại Trần Húc Ngủ đang muốn thời điểm, cái kia bên cạnh trò chơi đã thượng truyền đến U Mỹ tất cả lưới lớn đứng server lên, đương nhiên, Trung Quốc cũng có. Kế tiếp, cái kia chính là phô thiên cái địa quảng cáo tuyên truyền rồi. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 10